Đam mỹ, này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa, tác giả, vu triết. Nguồn, cướp biển mập đát đát com Thể loại, hoan hỷ oan gia, đô thị tình duyên, happy ending. Văn án Anh hách nói một câu, xin lỗi, với người đối diện rồi ngừng lại, qua một hồi lâu hắn mới sửng sốt nói câu tiếp theo, này anh đẹp trai. Tóc giả rớt rồi kìa, tóm tắt truyện. Hai người giống như là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu đều đụng nhau ở đó lần này cũng như lần này chẳng khác là bao dần dần họ trở nên thân thiết hơn thử tìm hiểu nhau thế nhưng anh vẫn không thể trách nhận hắn vì bối cảnh quá mức phức tạp cái hắn cần chính là sự hạnh phúc ấm áp chứ không phải là sự lo lắng sợ hãi hai người xa nhau thế nhưng một khi đã yêu thật lòng còn có thể rời xa không hắn vẫn luôn cố gắng tìm đủ mọi cách đều khiến anh hài lòng Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu công sức ngày qua ngày dần dần có kết quả. Anh bắt đầu có tình cảm với hắn khiến lòng hắn vui sướng như điên. Nhưng một lần nữa sóng gió lại xảy đến phá tan những cố gắng của hắn. Hắn phải làm sao đây? Hắn là đàn em của một lão đại đứng đầu thế giới ngầm, nhưng thật không ngờ lão đại lại yêu hắn. Hắn phải tìm mọi cách giấu anh đi để tránh vị lão đại kia làm tổn hại đến anh. Hắn vì anh mà phản bội tổ chức lập ra một kế hoạch để lật đổ vị lão đại, mọi chuyện rồi sẽ đi theo hướng nào đây? Hắn và anh còn có thể hạnh phúc được hay không khi ở giữa lại là một vị lão đại tàn nhẫn? Liệu người kia có thể buông tha cho hắn để hắn đến bên cạnh anh không? Diễn đọc Thiên Minh Chuyện được phát sóng trên kênh youtube Châu Gia Thiện Đam Mỹ Channel Đừng quên nhấn nút like Share và comment để bọn mình có thêm động lực ra thật nhiều chuyện hay nhé. Tập 1 Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. An Hách đứng hút thuốc ở ngoài hành lang của văn phòng trên lầu 3. Trước bản thông báo ở dưới sân thể dục có một đám học sinh chen chúc, không biết là đang xem cái gì. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được âm thanh ồn ào, đến khi chung vào lớp trang hồi lâu, các cô cậu học trò mới lưu luyến mà rời khỏi bản thông báo. Cô Dương từ dưới lầu đi lên, Nhìn y cười. Năm nay cô Dương đã ngoài 40 tuổi, bình thường cô vẫn luôn nghiêm túc, hôm nay vậy mà lại có thể cười với mình, An Hách liền thấy vinh dự vô cùng, y nhanh chóng cười đáp lại, cúi đầu chào, cô hết tiếc rồi ạ. À. Cô Dương thu lại nụ cười, vừa đi vào văn phòng vừa nói một câu, "Thầy An, học trò lớp thầy càng ngày càng xuất chúng đấy." An Hách ngẩn người, sao ạ? À? Thầy còn chưa biết à? Làm chủ nhiệm như thầy, cô Dương lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng bước ra lại khỏi văn phòng, chỉ vào bản thông báo ở dưới, trương lâm lớp thầy viết thư tình thành báo tường dán trên kia kìa. Thật không ạ, à, An Hách vui vẻ, nhìn xuống dưới lầu, hèn chi. Thầy còn cười được, cô Dương thở dài, đi vào văn phòng. Chẳng lẽ cô bảo em phải khóc sao? An Hách cười, dụi tắt điếu thuốc, chậm chậm đi xuống dưới lầu. Lúc đi ngang qua bản thông báo, An Hách nhìn thoáng qua, trên mặt kính của bản thông báo có dán một tờ giấy, so với báo tường còn thua xa, chỉ là một tờ A4, chữ ở trên ngược lại viết rất lớn, tổng cộng không được mấy chữ, song có muốn viết nhiều hơn cũng chẳng được, hứa tỉnh diêu, tới yêu cậu đến chết cũng không thay đổi, ở dưới ghi hai chữ trương lâm, giống như bị người ta giẫm qua vậy, nhăn nhúm thành một cục. Hứa tỉnh diêu là cán sự môn văn trong lớp của An Hách, là một cô bé rất được, có điều lại quá kiêu ngạo, kết quả của lần bày tỏ này của trương lâm phỏng đoán là bi kịch rồi an hách xé tờ giấy từ trên mặt kính xuống cầm về văn phòng tiết tự học cuối của buổi chiều y gọi trương lâm tới văn phòng trò chuyện chút đi an hách đặt tờ giấy lên trên bàn nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy khó chịu của trương lâm đứng đối diện bên cái bàn y lại cười mặt mày em thật khó coi có phải thầy xé xuống sớm quá hứa tỉnh diêu vẫn còn chưa xem không thầy biết còn nói trương lâm gân cổ lên cãi lại Vậy em tự đưa cho bạn xem đi, An Hách đưa tờ giấy cho cậu. Trương Lâm ngẩn người, nhận tờ giấy, "Thầy không mắng em." Mắng em làm gì?" An Hách lấy cái ly dưỡng nhiệt qua, uống một ngụm trà. "Vậy thầy gọi em tới đây làm gì?" Trương Lâm nhìn y. "Gọi em tới là để nói cho em biết, chuyện này về sau đừng có làm trước kỳ thi giữa kỳ, thi xong rồi hẳn làm." An Hách dựa vào lưng ghế, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười, "Có phải em sợ mình thi rớt?" hứa tĩnh diêu không thèm để ý tới không em mà thèm cái đó hôm nay là ngày lễ độc thân là ngày thích hợp để bày tỏ trương lâm nằm bò trên bàn xếp an thầy có nước không em khác ngày lễ độc thân an hách lấy chai nước trong thùng cạc tông ở phía sau lúc đại hội thể dục thể thao phát không hết đưa cho trương lâm bài giảng trên lớp sao chẳng nhớ mà thứ này lại nhớ rõ thế thầy cũng nên nhớ mà trương lâm cầm chai nước ngưỡng cổ rót xuống rồi lau miệng, không phải giờ thầy cũng độc thân à? Nghe nói bạn gái cũ của thầy đẹp lắm, người càng đẹp càng không đáng tin, giữ không nổi. Thứ hai mời ba hoặc mẹ em tới đây một chuyến đi, An Hách cười, nhìn màn hình laptop của mình, bài giảng còn chưa soạn xong. Thầy không được đâu đấy, mới nói thầy sống độc thân thầy đã mời phụ huynh rồi, Trương Lâm rất bất mãn, nghĩ lại thì hùa hùa tờ giấy trong tay, hay là vì cái này. Đều không phải, An Hách nhấn con chuột có phải em cảm thấy ngoại trừ lý do này, không còn chuyện gì khác có thể mời phụ huynh của em phải không? Không phải ra ngoài dạo một lần trong giờ lên lớp sao? Không chỉ một lần đâu, ăn hách buông con chuột, nhìn Trương Lâm. Y biết cấp 3 rồi mà còn bị mời phụ huynh là rất mất mặt, chàng trai. Buổi chiều suốt tuần qua, cậu cũng chưa ngồi ở lớp được mấy tiếc đâu nhỉ? Tôi không bảo cậu ngày mai mời phụ huynh tới đã rất nể tình rồi. Hai ngày này, cho cậu suy nghĩ làm sao giải thích đó, được rồi về lớp đi. Trương Lâm còn muốn nói gì, An Hách đã mặc kệ cậu, cậu đành hừ một tiếng, xoay người đi ra cửa văn phòng, mời thì cứ mời đi. Cửa văn phòng bị Trương Lâm đóng sầm lại. Thằng Trương Lâm này đúng là hết thuốc chữa, Trình Vũ ngồi ở một góc hẻo lánh giật nảy cả mình, anh gọi thẳng cho ba nó tới xử lý nó là xong rồi. Mắc gì phải bắt nó tự mời, anh cứ chờ xem đi, thứ hai nhất định không gặp được phụ huynh của nó đâu không đến mức đó đâu, An Hách click vào Quy Quy ở góc phải vẫn nhấp nháy, Trương Lâm sẽ mời phụ huynh tới, y hiểu học trò của mình. Tin nhắn trên Quy Quy là do Lâm Nhược Tuyết gửi tới, một câu ngắn gọn rõ ràng. 10 giờ đêm nay, phí điểm. Phí điểm là một quán bar, là địa điểm tụ tập của đám bạn của y, cũng một thời gian không tới rồi, An Hách nhắn lại một chữ được. Còn nửa tiết nữa là hết giờ, An Hách lười biến vặn eo, đứng lên đi ra văn phòng. Y có thói quen đi một vòng tới lớp học trước khi tan học. Trường cấp 3 này là ngôi trường xếp thứ năm từ dưới đến lên trong thành phố, đầu vào học sinh thấp, giáo viên tệ, có điều so ra thì áp lực nhỏ hơn rất nhiều, cộng thêm thầy hiệu trưởng rất chăm chỉ nhận tiền, điều này có lẽ là nguyên nhân An Hách có thể yên tâm ở đây 4 năm qua. Đến gần khu học của lớp 10, còn cách 2-30 mét liền có thể nghe thấy tiếng ồn của mấy lớp ở tầng trệt, còn có học sinh đã đi lang thang ngoài phòng học, nhìn thấy Y đi tới mới quay lại lớp. An Hách nhìn thoáng qua liền lên lầu, lớp của y ở lầu 1. Tiếng ồn ở lớp y chẳng nhỏ hơn ở dưới được, y đẩy cửa sau ra, nhìn thử, có đứa đọc tiểu thuyết, có đứa ngủ, có đứa nói chuyện, có đứa đeo dây phôn, có đứa còn rảnh tới mức đi lau kính. An Hách đi vào từ cửa sau, chậm rãi đi về phía bục giảng, thuận tay giật tai nghe trên tai hai học sinh, ném xuống bàn, tiếng nói chuyện oan oan trong lớp học dần nhỏ xuống. An Hách không nói gì, chỉ đứng bên buộc giảng nhìn, so với lớp 11, thì lớp 10 thật ra coi như là ngoan ngoãn, tuổi còn nhỏ, còn chưa bị tuổi lớp 11 đồng hóa, chỉ là căn bản kém hơn chút thôi. Sắp tan học nên xúc động quá hả, sau khi không còn tiếng nói chuyện bên dưới, ăn hách mới lên tiếng, sắp thi giữa kỳ rồi, chơi cả nửa học kỳ, có muốn ôn tập hay không thì chí ít cũng phải giả bộ chứ. Thi xong còn phải mở đại hội phụ huynh học sinh, tới lúc đó, các cô cậu muốn thay đổi phiếu điểm hay muốn giả chữ ký đều gạt không nổi đâu. Phía dưới vang lên một trận thở dài thường thực thảm thiết. Muốn tôi nói sao, ăn Hách đi lên bục giảng, đang muốn nói tiếp mấy câu, đột nhiên phát hiện không còn tiếng ca tháng ở phía dưới nữa. Tất cả học sinh đều không tỏ vẻ gì nhìn y, hàng trên còn rướng cổ nhìn lên bục giảng. Ăn Hách cúi đầu, thấy trên bục giảng được lau chùi sạch sẽ có đặt một bức thư, ở trên viết, chỉ ăn Hách đọc thôi. Gửi mình, An Hách cầm lên, phong thư không có dán lại, mở ra là có thể nhìn thấy một tờ giấy viết thư màu hồng nhạt đặt ngay ngắn. Động tác của Y nhìn qua có vẻ tùy tiện lại không quan tâm, nhưng trên thực tế lại rất cẩn thận, tuy Y cho rằng học sinh lớp 10 không đến mức gian bẫy Y. Nhưng dù sao hồi mới bước vào lớp học này đã từng bị một cây chổi dáng từ trên trời xuống đập vào đầu Y vừa cầm phong thư lên Trong phòng học liền bắt đầu có người ồn ào, tiếng cười, la hét đều vang lên Sếp An, Mau mở ra đi Anh đẹp trai, mở ra xem thử đi Tỏ tình kìa An hách nhìn phản ứng của đám học sinh Chắc là không có cạm bẫy gì Vì thế y bỏ thư vào túi áo Ở dưới lại kêu lên xem đi An hách lấy thư ra Rút tờ giấy viết thư bên trong Xem thử Trên tờ giấy viết thư màu hồng nhạt dùng bút màu viết một hàng chữ Hình thức không khác cái tờ tỏ tình A4 của Trương Lâm mấy Có điều nội dung nóng bỏng hơn nhiều An hách em chỉ cần anh từ hôm nay trở đi anh là người của em chữ viết rất xấu chắc là viết bằng tay trái nét bút có hơi nghiêng vẹo an hát khẽ nhíu mày đặt lại tờ giấy vào trong phong bì cảm ơn học sinh trong lớp rất hưng phấn nhất quyết không tha mà tiếp tục kêu lên giọng của vài nam sinh đặc biệt to vậy liền xong sao bố đọc lên nghe chút đi đúng đó làm tụi em tò mò quá đi an hát xoay lại Gõ tay lên bảng đen, im lặng chút đi, các em muốn tạo phản à? Giọng nói phía dưới nhỏ đi chút, An Hách bỏ thư vào trong túi áo, bức thư này y không biết là ai viết, nhưng chắc cũng chỉ có mình y là không biết thôi. Muốn đọc không? An Hách giơ tay nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tan học, các em đều đọc rồi nhỉ. Nội dung rất độc đoán, khiến thầy phải run rẩy đó. Thế câu trả lời, Trương Lâm ngồi ở cuối hỏi một câu, ở dưới lại hưng phấn phụ họa phải nói ai là người của ai, an hách khoanh tay, cười các em đều là người của thầy. Trong phòng học im lặng một lúc, tiếp theo đó bộc phát một trận thét chói tai, vỗ bàn dậm chân đều có. Được rồi, thu đồ đạc, chờ tan học đi, an hách đi xuống bục giảng, đi thẳng ra cửa lớp, ôn thi cũng hăng hái thế này, chắc thầy ngủ cũng có thể mỉm cười thay mấy đứa đấy. Lúc an hách trở lại cổng khu dân cư, trời vừa sẩm tối, bảo vệ đã ăn cơm xong, đang đứng trong trạm gác, vừa thấy xe y, bảo vệ liền vui mừng. An Hách dừng xe cách chỗ quẹt thẻ cảm ứng một mét, hạ cửa kính xuống, cầm lấy cái vật bắt mũi màu xanh chìa ra, hôi hôi trước khu vực cảm ứng, cái gác chắn phía trước nâng lên. Bảo vệ cười, nhòi ra ngoài cửa sổ thầy An, thầy đổi vật rồi à. Vâng, cái trước gãy rồi, An Hách ném cái vật bắt mũi về chỗ phó lái, mà ông chú bảo vệ này lại cười tươi. Sau cái đợt y quét thẻ xong, quên quay đầu xe lại mà đâm vào trạm gác thì liền dán cái thẻ qua cổng vào vật bắt mũi, vương ra quẹt thẻ được mấy tháng thành thử ông chú này cứ thấy y lại cười. Chỗ đổ xe ở dưới lầu đã hết chỗ rồi, y phải lái xe đi một vòng ra sau tòa nhà, đậu xe. Căn hộ của y ở tầng 12, ngẩng đầu có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn, là buổi sáng, trước khi ra ngoài y đã bật lên. Bật đèn có thể khiến y cảm thấy chân thật hơn khi bước vào phòng ở, căn hộ của y cũng không lớn, có hai phòng, nhưng nếu không mở đèn, Lúc tối trở về sẽ có cảm giác rất lạnh lẽo. An Hách vẫn luôn kêu căn hộ này là phòng ở chứ không phải nhà, mặc dù y cảm thấy nơi gọi là nhà cũng sẽ có chuyện quay về như thế, nhưng mà cảm giác vẫn thấy khác biệt. Thầy an tan ca rồi à? Cửa thang máy mở ra, dì Lao Công cầm cây lau nhà đi từ bên trong ra, "Chào y." "Vâng, dì xong việc chưa?" An Hách cười, bước vào thang máy. Còn một lát nữa, hôm nay có một mình dì thôi, dì thở dài. Dì vất vả rồi. Bây giờ còn chưa tới 8 giờ, Lâm Nhược Tuyết bảo y là 10 giờ, An Hách đứng trong phòng khách ngẩn người mấy phút, sau đó bước vào phòng ngủ, nằm sấp trên giường. Ngủ thẳng tới hơn 9 giờ, y đi vào phòng tắm. Nơi được trang hoàng tốt nhất ở trong phòng ở này chính là phòng tắm, lúc trước An Hách nhìn trúng căn hộ méo mó này cũng chính vì phòng tắm rất lớn. Y mở khóa nước ấm ra, mở laptop đặt bên cạnh bồn tắm lớn, ngồi xuống cái xích đu trong phòng tắm khẽ đung đưa, còn vài ngày nữa thời tiết mới ấm lên được, hiện tại nơi ấm nhất chính là phòng tắm. Không bao lâu, trước mắt hiện lên toàn hơi trắng. An Hách đứng dậy cởi quần áo, vươn tay xoa lớp hơi nước trên chiếc gương bên cạnh, nhìn cơ thể mình trong gương, ngón tay vuốt khẽ cầm, từ cổ đi xuống ngực, cứ xuống chút nữa cho tới bụng. Trong laptop lưu không ít phim, An Hách mở đại một bộ lên, bước vào trong bồn, chậm rãi trượt vào trong nước ấm. Bên cạnh laptop đặt cặp loa, tiếng trên rỉ từ trong loa truyền ra trong phòng tắm đóng kín lập tức tràn ngập tình dục an hách tựa vào trong bồn tắm ngửa đầu ra sau nhìn màn hình vì hơi nước mà hơi mờ đi hai người đàn ông đang cuốn lấy nhau trên sofa y có một chân lên tay mò xuống dưới phát ra tiếng thở rất thấp trên mặt nước tỏa hơi nóng nổi lên từng vòng nước vòng nước mở ra xung quanh dần dần càng ngày càng trở nên dày đặc chiếc điện thoại di động quăng ở phòng khách vẫn reo lên an hách lười biến cuốn cái khăn tắm lớn đi ra ngoài nghe máy. Anh hai à, sao anh còn chưa tới, giọng của Lâm Nhược Tuyết xông vào. Tắm an hách nhìn đồng hồ, 10 giờ 20 hôm nay ngâm hơi lâu rồi. Xong chưa? Tôi còn chưa ăn. Lại đây rồi ăn, nhanh lên, hôm nay là lễ độc thân, đông người lắm, không tranh thủ thì không bắt xe được đâu. Tôi lái xe đi, không uống rượu đâu, An Hách đi vào phòng ngủ, mở máy điều hòa lên, nhìn tủ quần áo, suy nghĩ xem nên mặc bộ nào ra ngoài. Đừng có nói dốc với tôi, Lâm Nhược Tuyết không hề nghĩ ngợi đã nói, cậu không muốn uống rượu thì đừng có tới, tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm của cậu đi, nói xong không đợi An Hách lên tiếng, đã cúp máy. An Hách cười, cầm quần áo lên chậm rì mặc vào. Y cũng quen tính của Lâm Nhược Tuyết rồi, từ hồi cấp 3, quan hệ của hai người đã rất tốt, tới giờ vẫn thân thiết liên lạc với nhau, từ hồi đầu mọi người đều cho rằng hai người đang quen nhau, mãi tới lúc đại học lâm nhược tuyết khoa trương căm ố y còn nhớ rõ khi mẹ mình nghe tin lâm nhược tuyết là đồng tính còn lộ ra biểu tình buồn bã mất mát mười phút sau an hách ra cửa hôm nay trời rất lạnh nhưng người đi đường lại đông hơn bình thường rất nhiều hai bên đường đều là các đôi tình nhân trẻ an hách kéo khóa áo khoác lên trên chia tay bắt taxi qua hai mươi phút cũng chưa thấy một chiếc taxi nào trống y có chút buồn bực không phải bảo là ngày lễ độc thân à sao lại có nhiều cặp tình nhân vô góp vui vậy người độc thân đều gom thành đôi ra ngoài mới không xấu hổ ư y vẫy tay cả buổi cuối cùng leo lên một chiếc xe đen không có máy điều hòa sau khi nói đi tới phí điểm tài xế nhìn y cười cậu bạn thật sự là độc thân đấy chứ đi quán bar tìm cô em cũng không đáng tin đâu cảm ơn an hách đáp lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phí điểm là một trong những quán bar khá sôi động của thành phố Mỗi lần có ngày lễ gì đều sẽ có chương trình biểu diễn. An Hách không có hứng thú với các màn biểu diễn, mục đích của y là tụ tập với đám bạn, là mấy thằng bạn vẫn còn độc thân. Bình thường đi làm y đều cố giữ, chỉ khi ở cùng đám bạn này mới có thể buông lỏng một chút. Lúc An Hách vào đại sảnh của quán bar, đã bắt đầu một màn biểu diễn, ở trên sân khấu có mấy cô nàng uốn éo rất bốc lửa, áo cũng đã cởi ra, mặc áo lót hăng say nhảy. An Hách đảo mắt nhìn vài lần, sau đó dừng lại trên mông của một cô nàng chân rất dài. Cái này mà cũng nhìn ngẩn tò te ra. Lát nữa không được chảy nước miếng đâu đấy, không đủ giấy đâu, phía sau vang lên giọng nói của Lâm Nhược Tuyết, tiếp theo y liền bị cô vỗ một phát vào mông. An Hách quay đầu lại, gần hai tháng y không gặp Lâm Nhược Tuyết rồi, cô gái này tuy tính tình thô bạo nhưng lại khá là xinh đẹp, ở đâu? Bên kia, Lâm Nhược Tuyết chỉ qua bên đối diện sân khấu, hôm nay, tôi đặc biệt gọi điện thoại cho quản lý, chiếm chỗ gần sân khấu. An Hách cùng cô đi qua đối diện, vừa ngồi xuống, trước mặt đã đặt ba cái ly không. Thằng An kia, mày không được chút nào hết, bắt mấy đứa tuổi tao chờ một mình mày. Lưu Giang vừa rót rượu vào trong ly, vừa nói, hai mắt vẫn không quên liếc tới cơ thể cô nàng trên sân khấu. Để tự tao, An Hách muốn lấy chai rượu từ tay y, mày tập trung xem đi, đừng có lát nữa lại đổ vào quần tao. Mày đừng đụng vào, Lưu Giang cầm cái chai không buông, để tao chuyên tâm hầu mày mày tự rót thì cùng lắm là nửa ly ơ ờ, cái em ở giữa kia chân đẹp thiệt an hách quay đầu nhìn thoáng qua không chỉ chân dài mà làn da cũng rất đẹp mau lên lâm nhược tuyết vỗ lên vai y y quay lại cầm cái ly lên tống chí bân ngồi bên cạnh ngầm điếu thuốc chỉ vào y không cho dừng an hách cười cười ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ba ly cũng chưa từng tạm dừng lại tất cả đều xuống bụng y dùng sức đặt phịch cái ly xuống bàn Câu mày cho tao chút đồ ăn đi, chết cháy rồi. Lưu Giang lấy một địa điểm tâm nhỏ đặt trước mặt y, Dạo này chẳng thấy mày đâu, có phải giờ có người quản rồi không? Nam hay nữ? Không phải tao còn đang trải qua lễ độc thân cùng tụi mày à? An hách cười, nhét miếng bánh táo vào miệng, Tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn các cô gái trên sân khấu tiếp tục cởi, Càng lúc càng thiếu vải. Dưới ánh đèn mờ mà hỗn loạn, Trên sàn nhảy lần lượt thay đổi bóng người, bên cạnh là tiếng cười và tiếng la hét chói tai, mùi thuốc lá và mùi nước hoa trộn lẫn trong không khí. An hách lặng lặng cầm ly rượu, cảm thụ mọi việc, để cho người ta trong lúc mỏi mệt lại có thể kích động thần kinh, qua lại giữa hưng phấn và mỏi mệt. Đám lâm nhược tuyết đang chơi xuất sắc, cô thua ba ván, nhưng vẫn vui vẻ la hét, cùng Lưu Giang hú cả lên. Lúc Lưu Giang hô 12 con sáu, An Hách xoa xoa tay lên cái hộp xuất sắc lâm nhược tuyết đang cầm, mở ra đi, cậu ta không có số 6 đâu, một số cũng không. Mở, Lâm Nhược Tuyết mở đầu hộp ra, đặt trên bàn, cô có số 6. Mọi người đều mở hộp xuất sắc ra, quả nhiên của Lưu Giang không có số 6, trên bàn thêm 7 con 6 nữa. Lâm Nhược Tuyết cười rất lớn, chỉ vào y, uống. An hách, đại gia à, Lưu Giang lấy một ly rượu uống, mày lên, hai ta quyết phân thắng bại. An hách kéo cổ áo sơ mi, đang định muốn lấy cốc gieo xuất sắc của Lâm Nhược Tuyết, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc vẫn vang lên lại không còn nữa, thay vào đó là tiếng guitar truyền ra. Tiếng đàn này khiến An Hách đang bị thứ âm nhạc bập bùng như tảng đá lớn vỡ trong ngực đập vào tai cả buổi tối tự như nghe được âm thanh của thiên nhiên. Y quay đầu, nhìn lên trên sân khấu không biết từ khi nào đã có thêm một dàn trống, vài người đứng ở trên sân khấu, người đeo guitar thỉnh thoảng gãy vài cái lên dây đàn, chờ mấy người kia đều vào chỗ, xung quanh bắt đầu có người thét chói tai. Chào mọi người, Chúng tôi là điểu nhân, người đứng ở giữa nói vào micro, trong tiếng hét và tiếng vỗ tay, nói, "Chúc mọi người có ngày lễ độc thân vui vẻ, có người yêu rồi thì hãy tiếp tục, còn chưa có thì hãy cố gắng." Điểu nhân. An Hách cảm thấy có lẽ mình nghe không rõ. Hôm nay sớm thật đó. Còn chưa tới 12 giờ mà, Lâm Nhược Tuyết vừa lấy cái túi của mình vừa xích gần tới An Hách, nói vào tai y, nhìn tay trống của họ kia. "Tay trống?" An Hách nhìn lên sân khấu phía sau dàn trống có một người chỉ có thể nhìn thấy tóc người đó rất dài và một cái khẩu trang màu đen che cả nửa khuôn mặt ở dưới mặt quần da bó sát đùi cùng giày da đen con gái a à. nhìn không rõ dùng cái này đi lâm nhược tuyết lấy một thứ từ trong túi xách đưa tới tay y là cái ống nhầm loại nhỏ an hách có không còn lời nào để nói nhưng vẫn cầm lên xem thời điểm y nhắm ống kính vào ngay người kia người kia vừa lúc nhích gần về phía trước hiện lên rõ ràng trước mắt an hách đúng là con gái. Mái ngang, tóc thẳng, dài, đen. Đôi mắt xinh đẹp và chiếc mũi cao, thẳng không bị khẩu trang che mất. Theo tiếng guitar lại vang lên, dùi trống được nhẹ nhàng tung lên, sau khi chuyển hai vòng trên không thì đáp xuống tay cô nạn, tiếp theo là gõ ra nhịp trống đầu tiên. Đẹp trai. Ăn hách khẽ than một tiếng trong lòng, đã lâu lắm rồi y mới bị một cô gái thu hút tới mức không thể rời mắt. Ban nhạc này tên là Điểu Nhân, chắc không phải ban nhạc hát cố định ở quán bar trước kia an hát tới phí điểm chưa bao giờ thấy ban nhạc này có điều nhìn phản ứng của lâm nhược tuyết thì có vẻ đây không phải lần đầu tiên vô xem điểu nhân biểu diễn ban nhạc hát hai ca khúc liên tiếp giọng của người hát chính rất hay những nốt lên cao khàn khàn khiến người ta bỗng nhiên có thể cảm thấy xung quanh là khoảng không giống như đứng trong một tòa thành hoang vắng an hát thích loại cảm giác này có điều sau khi kết thúc hai ca khúc anh Hách cũng không biết giọng ca chính trông như thế nào, lại càng không biết tay guitar bass, cây bao bên cạnh ra sao, toàn lực chú ý của y đều dừng trên tay trống. Người có mái tóc đen dài nhìn chầm chầm vào trống, các thành viên khác trong ban nhạc đều vui vẻ nhìn xuống đám người bên dưới gào thét chói tai, chỉ có cô là vẫn chưa từng nhấc mí mắt lên. Dù trống tự như một bộ phận trên cơ thể cô, cho dù là xoẹt qua không khí hay là dừng trên mặt trống đều có vẻ lưu loát, đẹp đẽ, cộng thêm cái dáng vẻ hờ hững không coi ai ra gì kia khiến trong suốt thời gian mấy bài hát vang lên ánh mắt của an hách vẫn chưa rời khỏi phạm vi dàn trống an hách không phải chưa thấy tay trống nữ nào nhưng có thể gõ trống đẹp như thế khiến hô hấp và nhịp tim của người ta đều muốn hòa cùng tiết tấu thì vẫn là lần đầu tiên an hách nhìn thấy ban nhạc căn bản không phát biểu lời nào cũng không tạm dừng hát một mạch hết mấy bài liền ngay cả ca từ an hách cũng chưa nghe rõ một câu chỉ khi nhìn thấy nhân viên quán bar bắt đầu dọn đồ xuống dưới sân khấu y mới lấy lại tinh thần cầm áo khoác của mình mặc vào ông chầm lâm nhược tuyết ghé vào tai cô hỏi tay trống kia tên là gì để tôi hỏi giúp cậu nhé lâm nhược tuyết uống một ngụm rượu nhìn y nở nụ cười trúng ý rồi chưa biết nữa để tôi tự đi hỏi an hách đứng dậy đi ra cửa sau của quán bar y thấy mấy người trong ban nhạc đều từ hướng đó qua an tử Lâu rồi không thấy cậu chủ động ra trận vì con gái đó, tổng chí Bân ở phía sau cười nói. "Thật không?" An Hách cười, không quay đầu. Sau khi chen qua đám người hưng phấn đi tới cửa sau, không còn bóng dáng người nào trong ban nhạc nữa, chỗ đó chỉ có một đôi tình nhân đang dựa vào tường hôn nhau nhiệt tình. Chắc là có người đi qua đi lại suốt, nên hai cậu trai này có chút buồn bực nhìn An Hách. "Xin cứ tiếp tục." An Hách gật đầu với họ, đẩy cánh cửa nặng nề ra, đuổi theo vừa ra khỏi cửa liền bị gió bắt đêm khuy bạc cho một trận an hách kéo áo khoác lên người bên ngoài không nhiều lướt qua vài người đi ra cho thoáng khí có một người đeo guitar trên lưng đang đứng ở ven đường chắc là người trong ban nhạc đi về phía đó mấy bước y thấy một người có mái tóc thẳng đen dài đứng bên cạnh một chiếc xe mô tô chuẩn bị bước lên chỗ ngồi phía sau đèn đường sáng hơn đèn trong quán ba nhiều an hách nhìn chăm chú vào khuôn mặt người có mái tóc dài kia tiếc là vẫn còn đeo khẩu trang trên mặt ngoài trừ thấy rõ được mái tóc dài đôi mắt cùng với vóc dáng cao tương tự mình thì không có thu hoạch gì nữa cả lúc đang đắn đo xem làm sao qua hỏi tên và số điện thoại thì một người từ phía sau vọt lên như gió lúc an hách thấy rõ người kia thì sửng sốt bó hồng lớn trên tay gã thật bắt mắt có điều cái kiểu này khiến an hách hoảng sợ người trong ban nhạc phỏng chừng cũng bị hù dọa đều nhìn người đàn ông kia mãi mới có người hỏi ra một câu anh làm gì vậy mỗi ngày anh đều đến đây mỗi ngày đều mang hoa tới chỉ vì muốn có thể gặp được em người kia nhìn thoáng qua rất kích động còn cô gái có mái tóc dài lại nhìn không ra vẻ mặt mà chỉ lùi về sau một bước có người nhanh chóng chạy tới đè chặt vai gã đàn ông kia đứng tại chỗ mà nói chúng ta thật có duyên với nhau mới khiến lễ độc thân này cho anh chờ được em gã hôi hôi bó hoa trong tay hai bông hồng liền rớt xuống anh rất thích em hy vọng em có thể nhận bó hoa này Mấy người trong ban nhạc đều cười, trong nụ cười mang theo ý nghĩa sâu xa. An Hách không biết tại sao họ lại cười như vậy, chỉ thấy cô nàng tóc dài kia vẫn không có phản ứng, ánh mắt lạnh nhạt xem người trước mặt như không khí. Im lặng chừng 2 phút, An Hách cảm thấy mình sắp bị đông lạnh mà muốn quay về quán bar thì người tóc dài kia rốt cuộc cử động, bước lên xe mô tô, sau đó quay đầu, vươn tay ra với gã kia, chắc là muốn nhận hoa của gã. Gã đàn ông kia vừa thấy, Lập tức trung trung như uống phải thuốc kích thích, hai tay ông bó hoa đưa qua, an hách cảm giác một giây nữa thôi là gã sẽ quỳ rạp xuống đất vậy. Lúc tay người tóc dài chạm vào bó hoa, gã đàn ông kia kích động nói một câu Nếu em đã đồng ý nhận hoa của anh, vậy hãy làm bạn gái của anh đi. Bàn tay muốn cầm lấy bó hoa của người tóc dài dừng ở không trung, có hai người trong ban nhạc kìm nén không nổi, liền quay mặt đi, bật cười thành tiếng, cười tới mức có chút không thể dừng nổi gã kia không hiểu sao lại bị cười nhưng vẫn bám riết mà nhắc lại một lần làm bạn gái của anh nhé an hách đứng một bên cũng sốt ruột thay cho gã người kia là kẻ ngốc sao người tóc dài không lên tiếng dùng một ngón tay đẩy bó hoa trước mặt gã sang bên cạnh một chút lúc gã nâng mặt lên thì cô nàng dựng thẳng ngón giữa về phía gã trên tay có một chiếc nhẫn màu đen lóe ra ánh sáng chói lọi không đợi gã kia phản ứng lại xe mô tô phát ra tiếng nổ máy và dây sau liền biến mất ở đầu phố an hách trở lại quán bar buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục có người đang ngồi trên sân khấu vừa gãy guitar vừa hát an hách nghe chẳng có cảm giác gì so với điểu nhân màn biểu diễn này không khác gì tiết mục trong buổi tiệc tết nguyên đáng cả hỏi chưa tống chí bân nhìn thấy y liền hỏi đưa qua một ly rượu chưa an hách nhận ly rượu uống một ngụm nghĩ tới ánh mắt lạnh nhạt và ngón giữa dựng thẳng lên kia nếu không phải gã nọ dành trước bản thân y không biết sẽ gánh phải kết cục gì đây Cả mày cũng không lấy được số cô ta hả Lưu Giang cười không ngừng Cô nàng cũng kêu thật đó Tao đang nói An Tử mà Tống Chí Bân đưa chút mồi cho An Hách Mày nhìn rõ mặt người ta thế nào chưa Đeo khẩu trang như vậy Có lấy được số điện thoại rồi sau này gặp mặt bị hù dọa thì sao Làm gì có mỹ nữ nào che mặt chứ Cá tính Lâm Nhược Tuyết chỉ mấy người Đám dung tục mấy người sẽ không hiểu đâu Xem này Lưu Giang lập tức vui vẻ cầm hạt hạnh nhân đập lên người an hách an tử nhìn thấy chưa cô nàng đó tặng cho lâm mỹ nhân được đấy an hách cười xoay mặt nhìn lâm nhược tuyết lâm nhược tuyết phất tay không cần tôi ghét người cao hơn mình rất cao đấy an hách nói thật ra an hách không quá hứng thú với mấy cô gái đi đế bằng mà có vóc dáng cao thế này với lại trên người cô gái tóc dài kia mặt nguyên một cây đen nên y cũng không thấy rõ dáng người sở dĩ muốn đuổi theo ngoài việc xin số điện thoại còn là do cái khí chất không rõ kia. Chơi đủ ở quán bar, ăn hết bắt taxi về. Tới nhà đã sắp 3 giờ, y mệt tới chịu không nổi, qua loa rửa mặt rồi trở lại phòng ngủ, nhanh chóng chui vào trong chăn. Mấy điều hòa trong phòng ngủ lúc đi ra ngoài không có tắt, trong phòng rất ấm, nằm xuống chưa được mấy phút đã ngủ. Hôm sau ngủ thẳng tới chiều mới bị tiếng chuông di động báo thức. Là điện thoại của Lâm Nhược Tuyết, ăn Hách mơ màng nghe, alo một tiếng, Hỏi cậu một câu, Lâm Nhược Tuyết đi thẳng vào vấn đề, cũng không chào hỏi. "Hỏi đi, An Hách trở mình, nằm sắp lên gối, ngủ xong một giấc, cậu còn hứng thú với người kia không?" An Hách mở to mắt, người vẫn hơi mơ màng, nhưng đầu có đã có thể vận hành, tối qua trong ngọn đèn tối mờ, giống như cả thế giới chỉ có một người, bóng dáng tập trung đánh trống thoảng qua trước mắt y. Hình như vẫn có một chút, sao vậy? "Thật sự không cần tôi giúp cậu đi hỏi thử hả?" Lâm Nhược Tuyết nghĩ một lát, giọng nói trở nên rất chân thành, an tử, cậu vẫn có cảm giác với phụ nữ, sao cậu không thử xem? Nếu một người đàn ông và một người đàn bà đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ chọn người đàn ông An Hách khẽ thở dài, sốc chăng lên, ngồi dậy đâu phải cậu không biết? Lâm Nhược Tuyết không lên tiếng. Tôi sẽ tự lo, cậu đừng can thiệp vào An Hách đứng dậy kéo rèm, y biết Lâm Nhược Tuyết muốn nói cái gì sau khi cô chăm ô út đã không còn liên lạc với gia đình, sau tính cách nóng nảy và nụ cười tươi vẫn là sự buồn đầu nhiều năm không thay đổi. Hai ngày cuối tuần, An Hách đều không ra ngoài, ăn cơm cũng là kêu bên ngoài đem vào. Vốn định về nhà thăm một chút, nhưng lúc gọi cho mẹ, lại nghe thấy tiếng nói nằm điếu thuốc của bà và tiếng sột soạt của mặt trượt y lập tức xóa đi suy nghĩ này. Mẹ tạm thời rút điếu thuốc ra đi, An Hách thở dài. Hôm nay không ra ngoài chơi à, bà không nói tiếp lời của y. Đập bạch quân mạc trượt ra, không ra ngoài thì qua đây thay tao chơi hai ván đổi vận đi, hai ngày nay thua suốt. Không rảnh, an hách nhíu mày, tuần sau con có tiết dự giờ, phải chuẩn bị. Tao cúp mấy đây, nói một lúc lại ra sai bài, bà nói xong liền cúp điện thoại. An hách ném điện thoại xuống sofa, mở máy tính bắt đầu xem phim. Trong máy tính của y ngoại trừ phim con heo còn có rất nhiều phim điện ảnh. Lúc không ra ngoài, y thường nằm trong phòng xem phim, xem mệt thì nghe nhạc ngủ. Phim điện ảnh đều là phim kinh dị, nếu không cũng là phim tối tâm u ám, đè nén tinh thần. Mỗi lần ăn hát xem xong cảm xúc đều bị tụt xuống, nhưng lần sau vẫn tiếp tục xem, thời gian không có gì xem liền lấy 10 bộ phim cấm hàng đầu hồi trước lưu ra xem lần lượt. Có điều trạng thái cả người chìm trong đáy cốc này sẽ biến mất ngay khi đồng hồ báo thức vào sáng thứ hai vang lên. Sáng thứ hai, y có 4 tiết, xếp giờ chật kín, sáng còn phải chào cờ và họp tổ. Bận suốt cho tới chiều, y mới trở lại nhịp điệu bình thường, quay về gương mặt cười vĩnh viễn của thầy An Tự như cái gì cũng biết. Tiết cuối của buổi chiều, ba của Trương Lâm tới. Đây là lần đầu tiên An Hách gặp ba của Trương Lâm, một người đàn ông trung niên tỏ rõ không kiên nhẫn trên mặt. Thầy An, Trương Lâm làm gì, thầy không cần nói với tôi, anh ta ngồi đối diện An Hách, trông có vẻ rất tức giận, tôi nuôi ra thằng con thế nào tôi biết. Chỉ là dạo này công việc rất bận Nếu không đã trừng trị nó từ lâu rồi Tính cách của Trương Lâm rất tốt An hách cười Bình thản nói Nói về tình nghĩa Nhiệt tình Quan hệ với bạn bè của trò ấy thì rất tốt Ba Trương Lâm rõ ràng sửng sốt Tự như là nghe không rõ lời y nói Sau khi An Hách nhìn thấy ba của Trương Lâm Y quyết định tạm thời không nói chuyện cậu bé này trốn học Con trai ở tuổi này sĩ diện Không thích bị quản Có chút sốc nổi là vấn đề chung rồi nhưng nếu có thể bình tĩnh trò chuyện kiên nhẫn giảng giải thì vẫn chịu nghe lời an hách nhìn anh ta nửa câu sau nhấn mạnh lên kiểu phụ huynh này không hiếm không phải họ không quan tâm con trẻ mà là không bắt cùng một kênh với tụi nhỏ thôi thừa nhận ưu điểm của trò ấy so với không bỏ qua tật xấu của trò ấy thì tốt hơn nhiều an hách cũng không biết những lời này ba của trương lâm có thể hiểu được bao nhiêu nhưng y vẫn rất kiên trì nói trò chuyện nửa tiếng an hách đã không còn gì để nói nữa ba trương lâm vẫn mờ mịt nhìn y an hách có chút bất đắc dĩ chỉ có thể tổng kết lại anh trương tật xấu của trương lâm không ít nhưng không phải quá đáng ngại phụ huynh chỉ cần trao đổi với em ấy nhiều hơn là được ba trương lâm gật đầu cũng không biết có hiểu không sau khi anh ta ra khỏi văn phòng an hách dựa vào ghế thở dài một hơi rót cho mình ly nước ấm bắt đầu sửa lại bài giảng mình muốn dùng cho tiết dự giờ vào thứ tư còn chưa làm được vài phút Lớp trưởng lớp y chạy vọt vào văn phòng Mặt cô bé đỏ bừng vì chạy Sếp An, thầy mau đi xem đi Ba Trương Lâm tới lớp mình Chú ấy nói muốn đánh Trương Lâm Trời ơi, An hách nhìn không được kêu một tiếng Lập tức chạy tới lớp học Vừa tới tầng trệt đã nghe được tiếng ồn ào ở lầu một Tiếng quát của ba Trương Lâm cùng với tiếng khuyên bảo của cô giáo lớp bên cạnh trộn lẫn nhau thành một mớ tạp âm Nghe không rõ là đang nói cái gì An hách chạy lên lầu một cửa trước và cửa sau lớp y đều đóng ba trương lâm đang đạp cửa học sinh ở trong lớp thì giữ chặt cửa hai cô giáo hai lớp bên cạnh đều cau mày kéo thế nào cũng không ra học sinh ba lớp khác ở lầu một chen chút bên ngoài hành lang hóng chuyện hôm qua tao đánh mày còn chưa thấy thoải mái đúng không ba trương lâm gào lên mày trốn cái gì khiến tao mất hết sĩ diện an hách hơi nổi giận tiến tới kéo mạnh cánh tay của anh ta kéo từ cửa tới lan can ở hành lang thầy làm gì vậy ba trương lâm nhìn an hách quát anh làm gì vậy an hách đè nén cơn giận những gì tôi nói với anh cả buổi đều là vô ích sao tôi chẳng hiểu mấy lời uyên thâm của thầy tôi chỉ biết thằng ranh đó không đánh thì không chịu vào nề nếp đừng có ngăn tôi lưng cậu ấy toàn là vết máu chú còn muốn đánh thế nào nữa trong lớp có một học sinh nữ cất cao giọng nói ông đây đánh con của mình đám con nít tụi mày thì biết cái gì ba trương lâm nói xong lại muốn tới đạp cửa an hách đẩy ngực anh ta nhíu mày giọng nói trầm xuống anh dám động vào học sinh của tôi con tôi tôi muốn đánh thì đánh được an hách gật đầu xoay người lại đứng trước cửa lớp gõ mở cửa học sinh giữ cửa ở trong do dự vài giây cuối cùng mở ra nhưng vẫn dồn một đống ở cửa anh đánh một cái thử xem an hách nhìn ba trương lâm sáng tay áo lên Bên tay trái lộ ra một vết sẹo do dao chém thật dài. Bà Trương Lâm trừng y, "Này hiếp tôi." "Anh gây chuyện ở trường học, tôi chưa báo cảnh sát đã là nể mặt anh rồi." An Hách bình tĩnh trả lời. "Gây chuyện? Tôi dạy con tôi đấy. Thầy giỏi lắm, thầy có thể uy hiếp phụ huynh, không để phụ huynh quản con của mình cơ đấy." "Vậy anh đánh đi." An Hách tránh ra một bước. Bà Trương Lâm ngẩng người, hai cô giáo nhìn anh ta không có ý vào phòng học liền nhanh chóng nhân cơ hội này lên khuyên can và kéo anh ta ra. Sau khi ba Trương Lâm vừa chửi vừa đi xuống tầng trệt liền được thầy chủ nhiệm khối mời tới văn phòng. An hách ngăn các học sinh ở cửa, phất tay, được rồi, về chỗ hết đi, còn hưng phấn cái gì? Sếp An, thầy thật cuông, một học sinh nói. Cảm ơn, An hách đứng ở cửa phòng, thấy Trương Lâm vẫn cúi đầu ngồi tại chỗ, Trương Lâm ra đây. Trương Lâm ủ rũ theo An hách đi xuống lầu, An Hách không trở về văn phòng mà mang Trương Lâm tới bên khán đài của sân thể dục, ngồi xuống. "Cảm ơn thầy." Trương Lâm nói một tiếng, "Chu bái bị có phải sẽ tới tìm thầy gây phiền toái không?" Chu bái bị là chủ nhiệm khối, các học sinh thấy chân đều mềm nhũn ra. Không biết An Hách rút một điếu thuốc ra ngậm, "Tính cảm ơn thầy sau đây." Trương Lâm ngẩng người, ngẩng đầu, "Thầy nói đi." Thi giữa kỳ không còn kịp rồi, An Hách nhìn cậu, "Kỳ thi cuối kỳ đi." "Không cần cao." nằm trong danh sách 15 em đầu tiên của lớp. Nếu làm được, ba em còn đánh em, thầy sẽ đánh lại dùng em, nếu không được thì xem như thầy chưa nói gì, em cũng đừng nhắc tới vụ cảm ơn hay không cảm ơn thầy. Trương Lâm không lên tiếng, An Hách cũng không nói tiếp, im lặng hút hết điếu thuốc, rồi đứng dậy xoay người bước đi. Vâng, giọng nói của Trương Lâm vang lên sau lưng y. Thầy chờ đấy. Xe của An Hách vừa đến cửa khu dân cư, lúc cầm vợt bắt mũi quẹt thẻ, bi động của y vang lên y nhét tai nghe vào tai nhận cuộc gọi là của chủ nhiệm chu gọi tới không có nhiều lời dư thừa mà nói thẳng vào chuyện buổi chiều tiểu an chuyện hôm nay cậu kích động quá đấy tôi vẫn tưởng cậu là người bình tĩnh sao chuyện hôm nay lại xử lý không thỏa đáng như vậy em biết an hách tìm chỗ đậu xe rồi dừng xe lại nhéo chỗ giữa hai lông mày về sau em sẽ chú ý hai ngày này em sẽ qua nhà trương lâm thăm hỏi gia đình nó tôi cũng không nhiều lời nữa phải làm ba trương lâm hiểu rõ đối mặt với phụ huynh học sinh cũng phải chú ý cách nói chuyện vâng sau ăn hách cúp máy cũng không xuống xe hạ cửa kính xuống rút điếu thuốc dựa vào chỗ ngồi hôm nay y hơi kích động nhưng không phải chỉ đơn giản là do y nói nhiều với ba trương lâm như vậy kết quả anh ta quay đầu liền tới lớp học muốn đánh người mà là thái độ của anh ta đối với trương lâm khiến trong phút chốc y bị kéo vào hồi ức kia cái cảm giác chính y rõ ràng đã thấy không còn nữa lại vẫn như cái bóng đi theo bên mình. Đơn giản, lỗ mãn, đánh chửi, hoặc là hoàn toàn phớt lờ, đối mặt với ba mẹ như đối mặt với một bức tường mãi mãi không có được lời đáp lại trong chờ mong. Y đúng là có chút không kiểm soát được. Ai, ăn hách dụi điếu thuốc, bước xuống xe, đứng ở trong gió lạnh, khiến mình không suy nghĩ tới điều đó nữa. Mai qua nhà trò ấy. Sau ngày lễ độc thân, anh hách không có ra ngoài vào buổi tối nữa. Sau khi mùa đông tới, toàn thân y trở nên lười biếng, dường như muốn ngủ đông vậy, mỗi ngày đều muốn cuộn mình trong sofa. Thỉnh thoảng ban đêm cũng sẽ cảm thấy cô đơn, An Hách không phân biệt rõ được cảm giác cô đơn này là vì thể xác hay là vì linh hồn, nhưng biện pháp giải quyết của y đều như nhau, xem phim, dùng tay giải quyết một chút sau đó lên giường ngủ. Lưu Giang có sở thích tình một đêm, còn giới thiệu phương pháp tốt, đơn giản, gọn gàng theo nhu cầu này với lại không thiếu nợ nhau cho an hách song an hách lại chưa từng thử qua y cảm thấy ở mặt này có lẽ mình vẫn cảm thấy là tự thắt cổ thật ra chủ yếu là cảm giác không thú vị thôi lâm nhược tuyết cũng sẽ cô đơn cách đối kháng với cô đơn của cô khác với an hách cô sẽ chọn cách gọi đám bạn đi ăn chơi đêm giáng sinh tụ tập đi tới dạ ca lâm nhược tuyết gọi cho an hách dạ ca an hách hỏi lại dạ ca là gây ba họ rất ít khi tụ tập ở đó. Từ, dạ ca, tôi nói với mấy tên kia hết rồi, không ai phản đối, vẫn là 10 giờ nhé. Từ, lần này An Hách không tới trễ, y không muốn uống ba ly rượu kia, nên 10 giờ kém mấy phút y đã tới cửa của dạ ca. Bình thường dạ ca đã có không ít người, hôm nay là đêm Giáng sinh nên người lại càng đông. Ngoài cửa còn có rất nhiều người đứng đợi bạn, mỗi khi có người xuất hiện họ đều nhìn qua. Có điều lúc mọi người đều quay đầu qua nhìn, hơn nữa cũng không quay đi, An Hách liền thấy sửng sốt. Đang muốn cúi đầu xem thử có phải mình ra ngoài vội quá mà quên kéo khóa quần không, thì y nghe thấy phía sau có tiếng gầm rú của động cơ mô tô, lập tức hiểu ra những người này đang nhìn phía sau mình. Y quay đầu lại, cái chân nâng lên muốn bước lên bậc thang liền dừng lại. Phía sau là một chiếc bom body màu cam mới dừng lại còn chưa có tắt máy. Lần đầu tiên y nhìn thấy chiếc xe ba bánh chỉ thích hợp dùng để trang trí xuất hiện trên đường đấy Mà lúc người trên xe bước xuống Quần da bó sát cùng cùng bút đen cao cổ khiến An Hách nhanh chóng ngước mắt lên trên Quả nhiên, y thấy được cô nàng có mái tóc đen dài hơi quen mắt Hôm nay người tóc dài không có đeo khẩu trang Nên lộ ra cả khuôn mặt Tự như Lâm Nhược Tuyết nói An Hách vẫn có cảm giác với phụ nữ Y cũng có quen mấy cô bạn gái nhưng từ khi an hách không nhớ tiếp về hồi ức kia nữa tóm lại hiện tại y có hứng thú với đàn ông nhiều hơn đàn bà hôm đó sau khi nhìn thấy cô nàng tóc dài ở phí điểm y cũng có nhớ nhung mấy ngày nhưng cũng chỉ mấy ngày thôi nếu không phải hôm nay cô nàng dùng phong cách phương thức này lại xuất hiện trước mắt y y đã quên luôn cô gái đánh trống siêu đẹp này rồi có điều cảm giác hôm nay có chút khác biệt với hôm ở phí điểm An Hách đứng trên bậc thang nhìn người tóc dài thông thả dừng chiếc bom ba đi ở chỗ đổ xe của quán ba, sau đó đi về phía bậc thang bên này. Lúc người kia đi tới trước mặt mình, An Hách vẫn không nghĩ ra khác ở chỗ nào. Có lẽ là hôm nay không mang khẩu trang. Hay là đèn ở đây sáng hơn. Cô nàng tóc dài rất xinh, có chút vượt ngoài dự đoán của An Hách. Mà mãi tới khi cô nàng chạm vào mắt y, y mới lấy lại tinh thần, đây là già dạ ca, người này tới góp vui hay là y không rời mắt đi, mà nhìn vào mắt của cô nàng tóc dài, y thấy ý cười trong ánh mắt cô ta, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt không rõ. Y cũng không ngại, nhếch miệng, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cô nàng tóc dài xoay người đi lên bậc thang, bước vào dạ ca. Sau khi ăn hát đi vào lại không thấy được bóng dáng của nàng tóc dài nữa, dưới ngọn đèn tối mờ, tiếng nhạc để âm lượng cao khiến y cảm thấy choáng váng trong phút chốc. Lúc tìm tới bàn Lâm Nhược Tuyết đặt Lâm Nhược Tuyết đang nằm điếu thuốc cùng Tống Chí Bân thi nhau nhả khói, bên cạnh cô có một cô bé rất thanh tú. Lại đây, giới thiệu với em, đây là bạn chí cốt của tôi, An Hách, Lâm Nhược Tuyết vỗ lên cánh tay của cô bé, cười, chỉ An Hách, gọi là anh. Anh, anh Hách, cô gái kia, anh cả buổi, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói, em tên là Lý Đình. Đừng, cô gọi tôi là An Tử là được rồi, An Hách cười, ngồi xuống, lại quay đầu nhìn xung quanh. An Tử, Tao hỏi mày chuyện này, Lưu Giang ngồi đối diện, gào to kêu an hách, cháu họ tao năm sau lên cấp 3, vào trường 18 của mày đấy. Đang muốn chọn lớp, trường mày có chủ nhiệm nào tốt chút thì để cử cho tao một người đi. An hách chỉ bản thân, tao nè. Sang năm mày còn chủ nhiệm lớp 10 đâu. Đang nói chuyện nghiêm túc với mày đấy, Lưu Giang vỗ bàn. Mày nói chuyện nghiêm túc với tao ở dạ ca, an hách rút một điếu thuốc, mai gọi cho tao đi. Tờ lần thứ ba an hách nhìn xung quanh lâm nhược tuyết kéo cánh tay y này 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 gì an hách cầm ly lên uống một ngụm rượu nhìn gì vậy có phải lúc vào đây phát hiện mục tiêu không lâm nhược tuyết cười hỏi không an hách ghé vào tai cô lúc vào tôi thấy tay trống kia thật không lâm nhược tuyết lập tức cũng ngó nghiêng xung quanh vào rồi vội vã thế làm gì cậu còn mang theo người đấy an hách cười Nhìn thoáng qua Lý Đình đang nói chuyện với tụi Lưu Giang Hơn nữa cô ta tới đây cũng không nhất định là vậy Tôi đã bảo không có hứng thú với người cao hơn mình mà Lâm Nhược Tuyết hư một tiếng Một lát sau lại bắt đầu cười Vui vẻ vô cùng Tôi đang đau lòng cho cậu đấy Không dễ gì động lòng với một cô Vậy mà lại đụng mặt ở dạ ca An hách cười Không lên tiếng Bỏ đi Đừng buồn bực Mau an ủi bản thân mình một chút đi Lâm Nhược Tuyết cầm ly của mình lắc trước mắt y dù sao cậu cũng thích đàn ông hơn mà từ an hách cầm ly chạm vào ly của cô đàn ông y đột nhiên hiểu ra cảm giác khác biệt khi lần này gặp cô nàng tóc dài so với lần trước là gì cô ta rất xinh cũng rất đẹp trai đúng chính là đẹp trai cái đẹp không thuộc về phụ nữ có đôi khi an hách cũng sẽ cảm thấy lâm nhược tuyết đẹp trai song vẫn là kiểu đẹp trai trong khung của một cô gái Ánh sáng đột nhiên tối đi cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của An Hách Sân khấu được các ánh đèn đang vào nhau chiếu sáng Ba người đàn ông mặc quần lót chữ T và đi bốt uống éo lên sân khấu Kéo cái cột trên sân khấu, nhảy những động tác đầy khiêu khích An Hách nhìn một lát lại quay qua nhìn tụi Lưu Giang và Tống Chí Bân Mấy thằng này đều thích xem đùi và ngực của tụi con gái Lúc này lại có thể nhìn say sưa đến vậy Có một người trong đó nhảy cũng không tệ lắm An Hách cảm thấy nhìn rất vừa mắt Người kia ôm cái cột, bước qua một vòng, thời điểm hắn sờ soạn xuống bên dưới của mình, ăn hách lại rút thêm một điếu thuốc. Vừa hút được một hơi, phía sau truyền tới một giọng nói nhão nguệt, kéo dài gọi y tan, hách. Tay ăn hách rung lên, tàn thuốc thiếu chút nữa rớt xuống quần, y không quay đầu lại, bởi vì âm thanh này lần nào tới dạ ca cũng có thể nghe thấy. Lâm nhược tuyết quay đầu cười với người phía sau y, cũng kéo dài giọng, trái, quyết, nhỏ. Chị nhược tuyết, Sao có thể gọi sai tên em thế được Người phía sau đi tới Ngồi xuống sofa bên cạnh An Hách Cậu ta tên là Trình Mạc Quản lý khách hàng chính của dạ ca Tuổi không lớn Nhưng đã làm ở đây nhiều năm Khách quen đều gọi cậu ta là trái cam nhỏ Còn Lâm Nhược Tuyết lại kiên trì gọi cậu ta là trái quyết nhỏ Trình Mạc Chén mò Trái cam nhỏ Siêu chén Trái quyết nhỏ Siêu dúi Kiểu như gọi trình tử Chén Đọc thành chén Chén là cam Quyết dúi lâu rồi không thấy anh đến đó Trình Mạc ghé vào tai An Hách cười nói Lấy ly của y lên uống một ngụm Nhìn đám lưu giang ở bên kia Mấy người bạn này của anh trông lạ quá Lần đầu tới à Từ An Hách cười cậu phải uống hai ly đấy Nhất định rồi Trình Mạc vẫy tay với nhân viên phục vụ phía sau Đem rượu tới Trình Mạc uống rất được cũng rất chịu chơi Ban đầu Lưu Giang muốn cùng cậu ta đấu rượu, kết quả nửa tiếng sau lại liên tiếp bị chọc cho kích động, bị chuốt tới xoắn cả lưỡi lại anh hách, hách trình mạc cầm chai rượu ngồi lại cạnh an hách dựa vào người y rót một ly rượu bạn anh không được rồi hai ta tới an hách không nói nhiều cầm cái ly ngửa đầu uống hết cùng trình mạc uống rượu mà đùn đẩy là không được dứt khoát chút còn hơn bị cậu ta quấy rầy hôm nay cậu rảnh nhỉ rảnh cái rắm trình mạc cũng nâng ly uống rồi nhéo eo an hách một cái hôm nay người quen nhiều cũng tại thấy anh mà em mới ngâm ở đây đấy an hách chỉ cười sờ soạn đùi trình mạc một hồi Mấy lần định mở miệng hỏi cậu ta có biết cái người tóc đen dài kia không, nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng. Trình Mạc âm ý cùng bọn họ gần được một tiếng, lại bảo người bưng rượu cho bạn này, lúc đó mới đứng dậy, đi vòng qua chỗ khác. Ăn hách thấy mấy thằng bạn siêu siêu vẹo vẹo, cười ngớ ngẩn, phỏng chừng thêm một tiếng nữa là nằm rạp hết xuống. Y hoạt động cánh tay một chút, duỗi thẳng chân, nửa nằm trên sofa. Trên sân khấu đã đổi tiết mục, bắt đầu kéo khách lên nhảy múa trên dưới sân khấu đều la hét ầm ĩ. Nhìn một lát, Y chỉnh quần áo, đứng dậy, nói là đi về đúc xe với đám bạn đang vừa la hét vừa cười. Sau đó liền chen qua đám đông, đi về phía nhà vệ sinh. Xung quanh đều là người nhưng đèn quá tối, từ đầu tới giờ Y cũng không nhìn được cô nàng tóc dài một lần nào nữa. Trên đường còn bị người ta nhéo mông mấy cái, nhéo rất mạnh, giống như có luyện cung phu vậy. Quay đầu cũng không biết là ai nhéo. Đi trên hành lang tới về đúc xe người mới ít đi một chút, âm thanh cũng nhỏ hơn rất nhiều, An Hách thở ra một hơi thật dài, đến bây giờ y mới cảm thấy toàn thân choáng váng. Y bị trình mạc chuốt không ít rượu, lúc nãy ngồi suốt, xung quanh ầm ầm cũng không có cảm giác gì, hiện tại thoáng cái xung quanh trống rỗng, mới cảm thấy chân hơi lung lay. Y tính vào vê đúc rửa mặt một cái. Vòng qua hai người đàn ông tựa vào bức tường bên vê đúc đang say sư hôn nhau, vừa định đi vào vê đúc xê nam, thì bên trong đi ra một người, Do y cúi đầu nên xém chút nữa thì đụng phải. An Hách lùi một bước, vừa định nói xin lỗi, ngẩng đầu lên lại ngẩn cả người. Y nhìn cái bảng treo trước mắt, đúng là đúc c 5 mà. Cô nàng tóc dài không để ý tới y, bước sượt qua vai y, đi về đầu còn lại của hành lang. Đầu bên kia hành lang là cửa thoát hiểm, đi qua phải quẹo hai lần mới có thể ra ngoài đường, bình thường người không quen thuộc quán bar sẽ không đi theo hướng đó ra ngoài. An Hách vịnh tường, không do dự xoay người bước nhanh theo kêu một tiếng ở phía sau cô nàng tóc dài kia này cô ta dừng lại quay đầu nhìn y trên mặt không có biểu tình em an hách lên tiếng nhưng lại đột nhiên không biết nên nói cái gì vẻ mặt của người kia giống như hôm gã đàn ông tặng hoa ở cửa sau của phí điểm lạnh nhạt tới mức khiến người ta có áp lực tôi đã từng xem em biểu diễn tan hách nghỉ một lát lúc nói chuyện y cảm thấy lưỡi của mình cũng lớn lên một ít không thể khống chế được tốc độ nói ở phí điểm em đánh trống rất hay có thể cho tôi số điện thoại không cô nàng nhìn y rất lâu sau đó quay đầu kéo cửa thoát hiểm ra vừa đi vào trong vừa nói cảm ơn câu cảm ơn này nói rất tùy ý âm thanh cũng rất thấp nhưng lại khiến an hách ngẩn người giọng nói này chưa kể tới độ trầm thấp mà có chút khàn mang theo gợi cảm đây không thể nào là giọng của con gái được An Hách lập tức cảm thấy suy đoán lộn xộn lúc trước của mình tự hồ đã rõ ràng. Người tóc dài đã đi vào đường thoát hiểm, hơn nửa đi rất nhanh, lúc An Hách đuổi theo đã không còn thấy bóng người. Khoan đã, An Hách hô một tiếng, chạy mấy bước qua lối quẹo, muốn giữ chặt cánh tay người kia. Người đó cau mày quay đầu nhìn thoáng qua, nâng cánh tay lên một chút, tránh khỏi tay của An Hách. Đầu An Hách thật sự choáng váng, lúc bắt cánh tay người kia vốn đã không chính xác. Sau khi túng vào không khí thì đứng không vững. Để giữ thăng bằng cho cơ thể, y liền mò mẫm trong không khí, ngón tay túng lấy mái tóc đen dài của người kia. Y nhanh chóng rụt tay lại, y muốn kéo cánh tay chứ không muốn kéo tóc, nhưng ngón tay lại không đúng lúc tuột ra khỏi tóc, mà còn kéo theo về phía mình một chút. Xin, câu xin lỗi của An Hách chỉ nói được một nửa liền im bặt, sửng sốt hồi lâu mới bồi thêm một câu, anh đẹp trai, tóc, tóc giả rớt rồi kìa mái tóc đen dài đẹp đã bị y kéo thẳng từ đầu người ta xuống, lộ ra cái lưới trùm tóc màu đen. Tóc giả An Hách không thể nào nghĩ tới tình huống này sẽ xuất hiện, mãi tới khi mái tóc giả bị kéo còn ở trên tay bị người kia giật lấy, y mới đột nhiên có cảm giác rất muốn cười, vì thế y liền dựa vào tường mà bắt đầu cười, ép ca, cô thật sự là đàn ông. Người kia không nói chuyện, ánh mắt rất lạnh, sau khi nhìn chầm chầm An Hách cả buổi, hắn đột nhiên nâng một chân lên, đá vào bụng y, An Hách lập tức cảm thấy một cơn đau lan khắp toàn thân, y ôm bụng, gặp người lại. Không đợi y tỉnh táo lại, khuỷu tay người kia đã nện mạnh lên lưng y. Hai cú này rất nặng, An Hách uống rượu vốn đã choáng váng rồi, sau hai cú này mắt y hoa lên nhìn thành những màu đen vàng, chân mềm nhũn, quỳ gối xuống rồi dần dần ngã về phía trước. Có điều cậu rất không chuyên nghiệp, tráng An Hách chạm vào mặt đất, vừa thở hổn hển vừa cắn răng nói, chí ít cũng phải độ ngực chứ, bằng, bằng phẳng như vậy. Người kia đá một phát vào xương sườn của An Hách, đau đớn khiến An Hách dù có cắn răng cũng không nói ra lời được. Người kia ngồi sổng xuống bên cạnh y, cầm lấy cánh tay của y, lật mặt y qua. An Hách nhíu mày, mắt hoa hết lên rồi, cảm giác choáng váng cũng không vượt khỏi cảm giác đau đớn được. Y nhìn người kia kéo cái lưới trùng tóc ra, mấy lọn tóc rơi xuống trán. Đau không, người kia nhéo cầm của An Hách, rất nghiêm túc nhìn y, An Hách không lên tiếng, là nói không được mỗi lần hít thở đều sẽ truyền tới đau đớn từ xương sườn đến mức không thể chịu được muốn số điện thoại của tôi người kia cười đưa tay mò mẫm trên người an hách lấy chiếc điện thoại di động từ túi quần của y cúi đầu nhấn mấy cái sau đó trả điện thoại lại vỗ mặt y không chết thì mai gọi cho tôi để trả thù đi lúc cười rộ lên còn trông rất đẹp an hách nhắm mắt lại y hơi muốn ngủ y có thể cảm nhận được người kia đứng dậy dừng một lát bên cạnh y tiếp theo liền bước qua người y tiếng bước chân dần dần biến mất xung quanh trở nên yên tĩnh đau đớn tựa hồ cũng biến mất một giấc này an hách ngủ rất nặng nề nằm mơ một đống loạn xạ lên không biết là những cái gì lúc tỉnh lại không mở mắt ra được ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến cả căn phòng sáng chói y kéo chăn lên trùm đầu vừa định trở mình nằm sắp xuống ngủ tiếp thì đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức đau tới mức khiến động tác trở mình của y chỉ làm được một nửa liền không thể hoàn thành nốt tiếp đến là cảm giác đau đầu hai bên thái dương cũng đau uống nhiều quá an hách mờ mịt nghĩ y uống rượu rất ít khi say nếu say hôm sau cũng rất ít khi đau đầu mà đau như búa bổ thế này lại càng hiếm thấy y từ từ nhắm hai mắt nằm trong chăn mấy phút sau chậm rãi tỉnh táo lại nhưng chuyện đêm qua vẫn hơi hỗn loạn không phân biệt được là mơ hay là thật cô nàng tóc dài là đàn ông y kéo mái tóc giả đẹp đẽ của người ta để cái lưới trùng tóc trên đầu trông rất giống Nico. Vì thế bị đạp cho một phát. Không hiểu sao y còn muốn nhiều chuyện mà nói ngực bằng phẳng. Vì thế lại bị đá thêm một phát nữa. Tiếp đến liền ngủ mất. An hát sốc chăng lên, thích ứng với ánh sáng khắp phòng mà mở mắt ra, xác định đây là phòng ngủ của mình. Chuyện phát sinh sau đó y không nhớ rõ, chậm rãi ngồi dậy, nhìn tờ giấy đặt trên tủ đầu giường, cầm lên nhìn thoáng qua cậu ngã trong đường đi cửa sau của già ca nguyên nhân do say ngã hay là bị đánh ngã thì không rõ tụi này kiểm tra một lượt cơ thể cậu thì thấy có vết bầm nhưng không có vết thương cũng không bị gãy cái xương nào vóc dáng vẫn còn rất đẹp tỉnh dậy thì gọi điện cho bọn tôi nhé ký tên là lâm nhược tuyết an hách nhìn tờ lời nhắn thì liền cười xương sườn co rút lại thì hơi đau y vén áo lên nhìn một màu xanh tím từ sườn trái kéo dài tới bụng y đứng dậy Quay lưng về phía gương nhìn thử thì thấy trên lưng cũng có vết bầm Sau khi lên đại học Y không tiếp tục đánh nhau nữa cũng như không bị người ta đánh Cái cảm giác bị người ta đánh giống như 3 năm không tập chạy 5 ngàn mét vậy Tình huống này đã lâu lắm rồi không có trải nghiệm Mà lạ thay, An Hách lại không quá nổi giận Nghiến răng nghiến lợi tắm một cái Cảm giác thoải mái đi nhiều Sau khi gọi điện kêu quán hàng nhỏ trong khu dân cư đưa một phần cháo thịt trứng muối lại đây An Hách mở loa lên, cầm di động ngồi xuống sofa. Trong danh bạ điện thoại có lưu một số mới, đặt tên là Người đánh anh. An hách nhấn chỉnh sửa, đổi thành tóc giả. Nếu không chết mai gọi cho tôi mà báo thù, câu nói này thổi qua đầu y, giọng điệu kiêu ngạo mà gợi cảm. An hách vân về cái điện thoại trong tay, có nên gọi không nhỉ? Nếu người này thật sự là con gái, chắc chắn y không còn hứng thú gọi cuộc điện thoại này, đương nhiên. Khả năng bị một đứa con gái đánh cho một trận là không lớn nhưng hiện tại đó là một tên con trai. Ông chủ quán đưa cháu tới cho y, còn tặng thêm cho y một phần sủi cảo. Sau khi An Hách chậm rì ăn hết cháo và sủi cảo, y cầm điện thoại lên, nhấn tới số kia. Đang gọi, tóc giả. Chung ra mấy tiếng thì bên kia có người nghe máy, alo. An Hách lập tức nghe ra giọng nói này, không thể không nói giọng người này rất hay. Biết tôi là ai không, An Hách lấy tách cà phê từ máy pha cà phê, chậm rãi uống rồi hỏi một câu. Giọng điệu của người bên kia rất lạnh nhạt, có gãy xương không? Không tan hách đáp. Vậy không cần trả thù, ngủ tiếp đi, ý tứ bên kia tựa hồ là chuẩn bị cúp máy. An hách cười, thông thả hỏi, cậu không hóa trang thì trông thế nào vậy? Bên kia trầm mặt trong chốc lát mới trả lời, muốn nhìn. Ừ. Lại đây xem đi. Tuy không gãy xương nhưng không có nghĩa là tôi không bị thương đâu, An Hách chậm rãi kéo rèm trong phòng vào, Ánh mặt trời rất tốt, nhưng y không quen để phòng sáng trưng lên, không hiểu sao lại có cảm giác không an toàn. Tôi không ra ngoài đâu, giọng nói bên kia từ đầu chí cuối đều không thay đổi, phải ôn tập. An Hách ngẩn người, học sinh. An Hách không nói gì, y không có hứng thú với học sinh, như thế sẽ khiến y liên tưởng tới đám nhóc không lớn của lớp mình. Có tới không? Giọng nói bên kia đột nhiên thay đổi, từ nhạt nhẽo trở nên hỏi theo cách thông thường. Giọng nói này khẽ vẽ trong lòng An Hách y ngồi xuống sofa, cậu học trường nào? Bên kia nói tên trường Bắc Tam Hoàng, cơ sở sau. An hát sửng sốt, trường học này y biết là một trường học rất bình thường, nhưng cơ sở sau của nó lại khá có danh tiếng. Y nhịn không được hỏi thêm một câu cậu học ngành gì? Dịch vụ mai táng. An hát chưa từng tới cơ sở sau của Bắc Tam Hoàng, nên phải đi quanh quận mấy vòng qua Bắc Tam Hoàng mới tìm được cơ sở sau ở cuối lối rẽ, diện tích không nhỏ, nhưng cổng lại không dễ thấy, y đi qua ngã tư mấy lần nhìn qua cũng không chú ý tới cái cổng đó. Y đậu xe ở ven đường, xuống xe, đi tới bồn hoa ngoài cổng trường rồi ngồi xuống. Hẹn lúc 4 giờ, bây giờ còn kém 10 phút nữa. Hôm nay là thứ bảy, trong trường rất ít sinh viên, thỉnh thoảng có một hai người đi ra, đều sẽ hơi tò mò nhìn qua y có lẽ là vì tính đặc thù của chuyên ngành nên khi nhìn thấy người ngồi trước cổng cơ sở chỉ dành riêng cho sinh viên ngành dịch vụ mai táng ai cũng sẽ cảm thấy lạ. An Hách do dự là nên trở về ngồi trên xe hay ngồi tiếp ở cái nơi rất lạnh này. Nhưng cuối cùng Y vẫn ngồi yên, rút điếu thuốc trong túi áo ra châm, đã 4 giờ rồi. Lại ngồi thêm 10 phút nữa, điếu thuốc đã hút xong, An Hách dụi tàn thuốc trên mặt đất, ném đầu lọc vào thùng rác cách đó hơn 2 mét. Không phải mình bị tên đó đùa dẫn chứ, Lúc đang định lấy điện thoại ra gọi, thì từ cổng trường đi ra một người. An Hách nhìn thoáng qua, người này mặc chiếc quần thể thao rộng màu xám và một cái áo lông màu đen, chân rất dài, đầu đội mũ len trơn, mũ kéo xuống rất thấp, bởi vì còn cách một khoảng nên An Hách nhìn không rõ bộ dáng, chỉ có thể đoán là da rất trắng. Người kia bước ra cổng trường, nhìn thoáng qua bên y, sau đó chậm rãi đi tới. An Hách đoán chắc là hắn, nên y đứng dậy bước đi người kia có chút lười biếng an hách rất kiên nhẫn đút hai tay vào túi đứng tại chỗ chờ hắn sau khi đến gần an hách thấy rõ được bộ dáng của hắn cao tương tự mình tuy không có hóa trang nhưng đôi mắt và cái mũi cao thẳng cũng không thay đổi tưởng anh không dám tới chứ hắn đi đến trước mặt an hách khóe miệng cong lên một nụ cười khẽ chợt lóe lên rồi lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt trường học có cái gì mà không dám tới an hách cười người này không có trang điểm trong khác biệt rất lớn có thể xác định rõ ràng giữa xinh gái và đẹp trai. Điềm xấu Tôi không tin vào chuyện đó, An Hách chỉnh áo, nghĩ tới còn chưa hỏi tên hắn, vì thế y hỏi cậu họ gì, người kia dương mắt nhìn y một cái, na. Kia, An Hách ngẩn người, chỗ nào? Họ bạn công là na, và chữ kia đều là nhưng đọc khác nhau, nếu là họ na thì đọc là n, thanh một, nếu là chữ kia thì đọc là nà, thanh bốn, hai thanh này phát âm hao hao nhau nên dễ nghe nhầm. Na, hắn khẽ nhíu mày, na thần, họ na, anh thất học à. An hách cười, thật sự là y phản ứng không kịp, có điều tính cách của tên na thần này tựa hồ không tốt lắm, trong lòng an hách có chút khó chịu. Họ kia nhỉ, y xoay người chỉ chiếc xe đậu ven đường của mình, cậu cùng họ với xe của tôi đấy, Lu Sần, hồi nhỏ có phải cậu cũng tên là Bít Bảy không? Lu Sần bên Tê Quy Phiên Thành, na dì dí, bạn an cố tình phát âm sai tên bạn na, xe và anh công cùng họ suv lucson bít 7 là một dòng xe của hãng lucson na thần nở nụ cười nụ cười lần này không có thoáng qua nữa mà là kéo khóe miệng lên kéo lên tới trên mặt an hách thậm chí thấy được một cái lúng đồng tiền nhạc ở má phải của hắn nhưng không đợi an hách cảm thán cho xong nụ cười này thật sự rất đẹp ở trong lòng nụ cười trên mặt na thần đột nhiên biến mất ánh mắt cũng lạnh lùng chưa nói một câu liền xoay người đi lại vào trong cổng an hách đứng yên Chính người này có chút quái gở, nhưng xuất phát từ nguyên tắc có qua có lại mới tọa lòng nhau. Y nói với theo tên tôi là An Hách, y không đợi na thần đáp lại, mà xoay người đi mấy bước tới chiếc xe của mình, mở cửa ra rồi bước lên. Lúc khởi động xe chuẩn bị lái đi, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện na thần không biết từ lúc nào đã đứng trước xe của y, an hách hoảng sợ, hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra, sao vậy? Mời anh ăn cơm, na thần nói, đi tới kéo cửa xe bên phó lái rồi ngồi vào, đầu dựa vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước. Được thôi, An Hách không nhiều lợi cũng không chối từ, quay đầu xe lái về phía ngã tư, đi đâu? Nhã viên, Na thần đáp. An Hách quay đầu nhìn hắn một cái. Nhã viên là một nhà hàng cao cấp, một tuần chỉ mở ba ngày mà một ngày chỉ bán sáu bàn, một bữa cơm phải đặt trước cả hơn nửa năm, An Hách chưa tới đó bao giờ. Lâm Nhược Tuyết đã từng tới ăn cùng bạn, nói là ở đó có chiếc cầu nhỏ, có nước chảy, đình đài lầu cát, được nghe ca kịch, nghe làn điệu, còn món ăn nhìn vào lại chẳng biết là món gì. Ăn xong một bữa thì tôi liền trở thành kẻ nghèo kiết xác, bước ra ngoài đường còn loạn choạng như điệu bộ diễn tuần ấy, lâm nhược tuyết tổng kết. Đổi chỗ đi, với lại chỗ đó còn phải đặt trước mà, ăn hách dừng ở ngã tư, chờ na thần đổi địa điểm. Tuy y biết chiếc bom ba đi mà na thần lái tới hơn 300 ngàn, người có thể bỏ nhiều tiền như vậy để mua xe mô tô ăn một bữa ở nhã viên cũng không tính là gì, thế nhưng dù sao hắn vẫn còn là một sinh viên. Na thần không nói chuyện, trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hồ là đang suy nghĩ đi đâu, một lúc lâu sau hắn mới quay đầu nhìn An Hách, dừng lại làm gì vậy, An Hách không hiểu sao lại bị hắn hỏi lại, suýt nữa đã trả lời là không biết, không phải đang đợi cậu nói đi đâu sao. Nhã viên, Na thần nói, quẹo phải, đi thẳng theo đường Tam Hoàng. An Hách muốn hỏi có phải cậu nặng tay không, vừa định mở miệng thì na thần đã nói tôi tới đó không cần đặt trước xem ra không phải là nặng tai an hách không nói tiếp mà quẹo phải lái tới nhã viên đi thì đi tới bước nào hay bước đó có cơ hội thì mời lại nhã viên là một tứ hợp viện rất lớn cổng lớn khép kín na thần bước tới đẩy cửa ra cùng an hách đi vào trong vừa bước vào liền nghe bên cạnh truyền tới âm thanh cung hỷ phát tài vạn sự như ý cung hỷ phát tài vạn sự như ý an hách xoay qua nhìn một cái ở cánh cửa có một cái giá đỡ bằng gỗ màu đen ở trên đó có hai con vẹt màu xanh biếc đang nghiêng đầu kêu với hai người thấy an hách quay đầu nhìn chúng có một con di chuyển ngang trên giá đỡ mời quý khách vào bên trong một cô gái trẻ từ một bên tới đón chào mỉm cười với na thần cậu chủ chủ là có đây không na thần hỏi có ạ à, cô gái trả lời lại cười hỏi với an hách chào anh xin hỏi anh họ gì tôi họ an an hách cũng cười cậu chủ thật đúng là đủ khác người đây cô gái trẻ rất lễ phép vẫn luôn hơi không người làm động tác mời xin đi theo tôi nhã viên trang trí thật sự hữu tình trong viện có những núi đá cây xanh tinh xảo khéo léo giấu đường đi vào trong viện rẽ qua liền không thể nhìn thấy người ở phía trước có cảm giác đi trên một con đường nhỏ quanh co vắng vẻ an hát bước trên con đường nhỏ lát đá xanh khi đi vào bên trong liền cảm thấy bề rộng các viên đá này được thiết kế không cân xứng bước từng bước nữa ô cảm giác như là lắc eo mà đi bước từng bước một ô lại có chút giống như phải nhảy qua thật thú vị có điều sau khi đi được vài bước y nhìn thấy trên một viên đá có khắc chữ xoay lại xem là chữ gì thì không hay lắm nhưng chắc là viên đá cũ rồi nên không bỏ được lại hợp lý cho việc khoảng cách bước đi bị cắt xén sau khi quẹo vào trong sân an hách loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc lắng nghe thì thấy có người đang hát khí khúc âm thanh thật véo von vòng qua một ngọn núi giả Y thấy trong sân có một sân khấu kịch nhỏ, người đang hát trên sân khấu hóa trang rất chính quy. An Hách hoàn toàn không biết gì về kinh kịch, có điều khi xem cũng thấy rất tuyệt. Cô gái trẻ đưa hai người tới trước một gian phòng, trong này có mấy phòng. An Hách không thấy rõ lắm. Giữa các phòng đều được thiết kế đá, hoa, vân vân để che chắn. Sau khi vào phòng hoàn toàn không có cảm giác có khách hàng khác ở đây hay không. Trong phòng ngoại trừ một cái bàn cầu kỳ, thì những đồ vật khác đều không thiếu ở sát tường còn có một cái tủ sách trên đó đặt đầy những quyển sách buộc chỉ truyền thống an hách không qua xem cũng không biết là thật hay giả tôi đi gọi ông la tới đây sau khi pha trà cho họ cô gái lùi ra ngoài cửa không cần đâu lúc này chắc chú ấy đang bận na thần ngồi xuống bên cửa sổ nhìn sân khấu kịch bên ngoài chỉ ăn một bữa thôi không cần tiếp đón dạ cô gái đóng cửa lại đi ra ngoài an hách ngồi vào chiếc ghế đối diện với cửa sổ trong phòng rất ấm áp nhưng không thấy được hệ thống sưởi ấm ở đâu na thần tựa hồ không có ý định nói chuyện an hách cũng không lên tiếng y thấy ở người này có một loại cảm giác không thể nói rõ được lạnh nhạt hay là thờ ơ đều không chính xác an hách không tìm được từ để hình dung có điều rất thú vị đang hát vỡ gì vậy an hách cầm một cái tách lên uống một ngụm trà thuận miệng hỏi túi khóa lưng na thần nhích người lại gần chiếc ghế cánh tay chống lên tay ghế còn ngón tay đỡ thái dương, nhìn thoáng qua An Hách. An Hách hơi bất ngờ, cậu xem hí kịch. Từ, na thần không nhúc nhích, vẫn quay đầu như vậy nhìn y. Tôi tưởng cậu chỉ nghe nhạc trốc thôi, An Hách cười, bị nhìn như vậy y cũng không có cảm giác gì, lúc lên lớp cũng quen bị nhìn chăm chăm vào rồi. Cũng có nghe. Sau cuộc đối thoại đó lại là thời gian dài im lặng, An Hách cũng không tìm được đề tài gì nữa, y tựa vào ghế, nghe hí kịch. Y không có nghe hí kịch mà cũng không có hứng thú Nhưng ở hoàn cảnh này mà nghe lại có cảm giác rất hưởng thụ Từ nhỏ trong nhà Y đã không có âm nhạc rồi Đừng nói là hí kịch Từ bé tới lớn Âm thanh Y nghe nhiều nhất chính là tiếng xào mạc trượt, Âm thanh đó vang lên trong phòng khách tràn đầy khói thuốc từ sáng tới tối Lại từ tối tới sáng Tháng đầu tiên học nội trú trong đại học Y thậm chí còn mất ngủ vì không nghe thấy tiếng mạc chượt đấy Mẹ của Y không thích âm nhạc cho nên lúc y bắt đầu học đàn dương trầm bà khá là khó chịu, nói là lãng phí tiền bạc, có tiền bỏ không thì cho bà đánh thêm mấy ván còn hơn. Anh muốn số của tôi làm gì? Na thần đột nhiên mở miệng hỏi một câu. An Hách cười, do dự một lát mới nói, hôm đó các cậu tới phí điểm biểu diễn, tôi tưởng tay trống là một cô gái. Phải không đấy? Na thần hơi nheo mắt lại. Sự khinh thường của hắn chỉ trong nháy mắt, nhưng An Hách vẫn thấy được, có điều phản ứng này cũng không ngoài dự đoán của y. Bạn trai trước từng chỉ thẳng vào mặt y mà mắng An Hách, tôi khinh nhất là bi xê xuân Từ An Hách chậm rãi xoay tròn tách trà Lúc cậu đánh trống trông rất đẹp Na thần không lên tiếng mà nhắm hai mắt lại Một lát sau hắn đột nhiên dựa người ra sau Bắt đầu hát theo làn điệu chậm chậm bên ngoài Xuân thu mưa gió nổi lên ngoài đình An Hách đang rót trà Vừa nghe thấy hắn tức tiếng hát Thì tay y khẽ rung lên Nhanh chóng buông ấm trà xuống Na thần tiếp tục hát tiếng bi thương phá tịch liêu ở chốn nào An hách không ngắt lời hắn Ngay từ đầu đã thấy hơi buồn cười Trong tiềm thức Y đã xếp na thần vào đội ngũ rốt cờ trẻ tuổi rồi nay lại đột nhiên nghe hắn mở miệng hát khí khúc liền cảm giác rất không ăn nhập Xong sau khi hát hai câu đó Hắn ngồi lại trên ghế Lặng lặng nghe Na thần không cố gắng nhào nặng giọng hát Chỉ dùng chất giọng hơi khàn của hắn mà hát lên Nhưng hàm xúc câu chữ vẫn đầy đủ Âm thanh độc thoại cũng đúng từng chữ một lúc hắn hát tiếp mấy câu an hách nhìn khuôn mặt nghiêng ngược sáng suốt thần của hắn lúc nào na thần dừng lại y cũng không chú ý đến hay không na thần quay sang hỏi có phải cậu từng học qua không tuy an hách không nghe hí kịch nhưng ít nhiều cũng có nhận biết biết hát thì không khó thế nhưng hát đúng giai điệu lại không dễ dàng trình độ của na thần chí ít cũng được xem là diễn viên nghiệp dư xuất chúng na thần cười mẹ tôi thích hát đây là lần đầu tiên an hách thấy na thần cười mà không mang theo cảm xúc khác rất giống ánh mắt trời na thần không gọi món cũng không có ai lại đây để cho họ gọi món an hách ăn mấy miếng bánh trên bàn khá ngon thật ra y rất muốn hỏi na thần có phải cậu quên gọi món không tuy y ăn cơm cũng không có đúng giờ nhưng dù sao vẫn là rất chờ mong món ăn có thể làm cho người ta bước đi loạn choạng như điệu bộ diễn tuôn lúc y ăn miếng bánh thứ ba cửa được lịch sự gõ lên sau đó có một hàng cô gái xinh đẹp bước vào, bưng khay lần lượt vây quanh cái bàn. Sau khi những cô gái này lịch sự lui ra ngoài, trên bàn đã có bốn món ăn và một miêu canh, chén đũa, dĩa, ly đều được dọn ra. Đối với thức ăn, Ăn Hách cũng không có yêu thích đặc biệt gì, nhưng một bàn thức ăn đầy đủ mùi vị, sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, y lập tức cảm thấy đói. Thức ăn trên bàn Ăn Hách cơ bản có thể nhận ra, một món là thịt kho tàu với màu sắc hấp dẫn. Một món cá chiên vàng ươm tỏa ra hương thơm khắp nơi, một món cần tây màu xanh trông rất đẹp, còn một món không biết là thịt gì, trong niêu là món canh nấm dại. Lượng thức ăn không nhiều, vừa đủ cho hai người ăn. Nhân viên phục vụ cũng không nói tên món ăn cũng không múc canh đã lùi ra rồi, ăn hách chỉ có thể hỏi Na thần mấy món này tên là gì. Không có tên, Na thần múc canh cho y, món ăn mạng gọi là nhã viên 13579 món chay gọi là nhã viên 246.810, một ngày chỉ có mấy món, không gọi món, ăn món nào tính món đó. Ta, à, ăn hách chật một tiếng ở trong lòng, nhận chén canh na thần đưa qua, cảm ơn. Na thần nói rất ít, lúc ăn cơm hoàn toàn không nói chuyện, ăn hách cũng không được tự nhiên, nên y vùi đầu vào ăn. Tuy lúc ăn cơm cùng tội lâm nhược tuyết mọi người đều nói chuyện rôm rã, nhưng phần lớn thời gian y đều ăn cơm một mình không nói lời nào cũng không có cảm giác gì. Với lại y và na thần cũng không có gì để nói. Đồ ăn rất ngon, cộng thêm cảnh vật như vậy, dù im lặng cũng coi như không tệ. Lúc đi ra nhã viên, hai con vẹt liền kêu cảm ơn quý khách, mặc dù an hách không có đi loạn choạng như lời lâm nhược tuyết nói, nhưng coi như cũng hiểu được cái nghèo vô tận rồi. Hôm nay cảm ơn cậu, lâu rồi chưa được ăn món nào ngon như vậy, sau khi an hách khởi động xe, nhìn qua na thần đang từ từ nhắm hai mắt ở bên ghế phó lái, tôi đưa cậu về trường nhé. Phải nói rằng ngoại hình của na thần rất đẹp, không phải y không có hứng thú, thế nhưng tính cách của người này không hợp với y, ngay cả suy nghĩ đề nghị lại đi đâu đó ngồi y cũng không có. Từ, na thần mở mắt xoay qua nhìn y, không cần khách sáo như vậy, đánh anh một trận cũng không thể đánh không công được, thật ra là tôi muốn tìm người đi ăn cơm với mình. An hách cười, không hiểu sao lại cảm thấy lời này của na thần lộ ra vài phần bất đắc dĩ nhưng nhìn biểu tình lại giống như không phải vậy y không suy nghĩ tiếp nữa mỗi ngày nghiền ngẫm tuổi học trò của mình đang nghĩ cái gì cũng quá đủ rồi sau khi xe quẹo vào con đường nhỏ ở trường của na thần sắc trời đã tối hẳn an hách phát hiện đường vậy mà không có đèn chỉ có mỗi một mặt trăng ở cao chót vót chiếu xuống cổng trường nhìn hơi rùng rợn đèn đường hư rồi có lẽ na thần nhìn ra thắc mắc của y Hắn nói, thay cái mới cũng bị đập bể thôi, nên giờ không ai sửa nữa. Đập bể, An Hách ngẩn người, tạo bầu không khí à? Ai biết, Na Thần gõ lên cửa kính xe, anh có muốn dừng ở đây không? Tôi đi bộ về. Cách đây 200 mét đấy, An Hách mở đèn sáng lên, không có dừng xe mà lái tới trước cổng trường. Cảm ơn, Na Thần mở cửa xe, nhảy xuống. Đừng khách sáo, An Hách đột nhiên thấy hơi xấu hổ, Y phát hiện sau khi Na Thần xuống xe cũng không có xoay người đi mà là dựa vào cửa xe nhìn Y Y và Na Thần nhìn nhau một lát, sau đó Y dứt khoát tắt máy đi, sao vậy? Đau không? Na Thần hỏi Y. Gì cơ, An Hách hoàn toàn không hiểu ý của hắn là gì, qua mấy giây mới phản ứng lại, tạm tạm, không cử động thì sẽ không đau. Na Thần nghĩ một lát, lại lên xe, kéo tay An Hách qua, không biết lấy cây bút từ đâu ra rồi viết một dãy số lên mu bàn tay của Y tay na thần rất ấm, chắc là do đánh trống nên lòng bạn thay hơi thô ráp, nhưng cái nắm tay này lại khiến trong lòng An Hách hơi rung lên, cảm giác thoải mái không thể nói rõ được. Đây là cái gì? An Hách nhìn dãy số trên tay. Quy quy của tôi, lúc nào anh cảm thấy cần đi bệnh viện thì có thể tìm tôi, na thần nói. Tôi có số điện thoại của cậu mà, An Hách nhắc nhở hắn. Gọi điện chưa chắc tôi đã nghe, na thần lại nhảy xuống xe, lúc đóng cửa xe lại, Hắn bồi thêm một câu, tôi ghét nghe điện thoại. Lúc ăn hách trở lại khu dân cư đã là sắp 10 giờ, trên đường ghé qua một siêu thị, mua mì ăn liền, bún ăn liền để tuần sau ăn. Xách hai cái túi to trên tay khiến y vẫn cảm thấy xương sườn và lưng của mình bị kéo đau ra, y luôn không biết xách đồ trong tay còn phải dùng cả sức ở trước ngực và sau lưng đấy. Vào cửa, y ở trong phòng tắm cởi hết quần áo, nhìn vết xanh tím buổi sáng giờ đã thâm đi, hơi đỏ đậm dường như diện tích cũng tăng lên Y ghi lại quy quy của na thần vào tấm lịch trong phòng khách Sau đó mới phát hiện dãy số đó được viết bằng bút dầu Cò rửa thật lâu vẫn còn hiện rõ trên tay Y Giống như in mã vạch vậy Cuối cùng Y mở màn cha mới biết phải dùng dầu ô liu để rửa Số quy quy kia, an hách vẫn không ác vào Hứng thú của Y đối với na thần còn thua tính cách không hợp giữa Y và hắn với lại lúc Na thần ghi Quy Quy đã nói nếu muốn đi bệnh viện thì tìm hắn kiểu như là không có việc gì thì đừng ác nên y cũng lười ác vào kể cả y bị thương nặng hơn cũng không điều trị không nếu vết thương tăng thêm thì phải đi bệnh viện cũng không có dự định tìm na thần may mà sau khi ngủ một ngày một đêm ở nhà vết thương cũng không đau như vậy nữa sau đó cũng không chịu thua kém mà mỗi ngày dùng tốc độ chậm rãi mắt thường có thể thấy được thay đổi mà khôi phục lại hơn nửa tháng sau trên cơ bản là không có vấn đề gì nữa cuối năm có rất nhiều việc kỳ thi tới thăm gia đình của học trò Tổng kết, mỗi ngày An Hách đầu rất bận Nhưng sự bận rộn này lại không có cách nào xua đi trống rỗng và cô đơn trong lòng y Trước Tết nhìn thấy phụ huynh tặng phiếu mua hàng và phiếu ưu đãi Y thật sự nhìn ra sự hiu quạng Tết nguyên đáng vẫn lặng lẽ trôi qua như vậy Hôm đó Lâm Nhược Tuyết theo thường lệ tổ chức buổi tụ họp của đám anh em già trẻ cô đơn An Hách cũng quậy một đêm Lúc trở về lại cảm thấy trống rỗng như cũ Không lên không xuống Hơn nữa, vuốt ống, DHJM hoàn toàn không có hiệu quả, vuốt tới tay mỏi như, lưng ê ẩm, cuối cùng cũng chỉ là tay mỏi, lưng đau mà thôi. Mấy ngày sau hôm đó, sức lực của y đều có trở ngại. Sau khi xem hết Silent Hill không biết bao nhiêu lần, An Hách đứng dậy, nhìn điện thoại di động, chưa tới 12 giờ, y mệt nhưng lại không muốn ngủ. Y lấy lịch treo tường mới ra nhìn, định đi thay lịch. Bình thường xem ngày, y đều dùng máy tính không mở máy tính thì dùng điện thoại lịch treo tường ngoại trừ mấy tháng nhớ tới mới lập một lần thì đều không xem tới nhưng lịch treo tường lại nhất định phải treo nhìn những con số xếp hàng trong ô vuông y sẽ có khoái cảm như tự ngược đã chính mình mỗi ngày không có nhiều biến hóa lắm nhưng vẫn là ngày qua ngày trôi đi mặc kệ cuộc đời của bạn có ý nghĩa hay không có đáng giá hay không có hối hận hay không có đuổi kịp hay không thì ngày hôm đó vẫn hoàn thành ở hơi đánh rắm lúc lấy lịch treo tường cũ xuống y thấy một dãy số mình viết lên đó là quy quy của na thần cũng gần một tháng rồi y vẫn không liên lạc lại với na thần mà na thần cũng không tìm tới y hiện tại đột nhiên nhìn dãy số này an hách có cảm giác như đã qua thật lâu do dự một lát y xé chỗ có dãy số kia xuống y nghĩ na thần đã mời mình ăn một bữa ở nhã viên dù sao y cũng nên mời lại một bữa sau khi đổi xong lịch treo tường y ngồi vào máy tính mở quy quy lên Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày An Hách nhìn nickname này Cả buổi không nói ra lời nào Sau khi kiểm tra đến hai lần Y mới xác định mình không ác nhầm quy quy Của cậu học trò khác người nào đó Yêu cầu kết bạn qua mấy phút liền được đồng ý An Hách nhìn vào cái tên tuyệt vời kia Gửi qua một biểu tượng mặt cười Đậu cô ve xào tái Na thần Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày Ai Đậu cô ve xào tái An Hách Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày T không di cu tu không nờ dề A cà làm mạc S không cu T không di ru cu Tôi cứ tưởng anh làm mất số của tôi rồi chứ An hách đang suy nghĩ gõ cái gì Nhìn dòng chữ này liền ngừng tay Cả người thấy khó chịu Y có bệnh nghề nghiệp Nhìn kiểu chữ khó đọc này hoặc là ngắt câu bừa bãi Đều hận không thể đập bể màn hình Huống chi Y phải nhìn tới ba lần còn đọc thầm một lần Mới hiểu rõ nội dung là cái gì Đậu cô ve sao tái Cậu có thể đổi kiểu chữ không? Dọa mũi tên đông nam chết mũi tên tây nam mày, xa không ke, ca nai ca không du nờ dề không ca a ca, sao thế, cái này không đủ ngốc à. Đậu cô ve xào tái, không, không, đủ, rất đủ, ngốc đến tôi gánh không được. Dọa mũi tên đông nam chết mũi tên tây nam mày, ve tu cu không dê vang c không n dâu, mu không n tờ di m tê không di dê đi chay bên ven a ca, vết thương vẫn còn đau, muốn tìm tôi để đi bệnh viện à. Đậu cô ve xào tái, Tôi đọc không hiểu, khi nào cậu đổi kiểu chữ thì chúng ta nói chuyện tiếp. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, anh chẳng có tinh thần chút nào, chuyện gì? Đậu cô ve xào tái, là không có hăng hái như cậu, cũng không có gì, muốn mời cậu một bữa thôi. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, du không ca, gan dây tề không di ca, không thích muôn về gì không quan, anh bài nào công ca không? Được, gần đây tôi không thích mùi vị ở quán, anh biết nấu cơm không? đậu cô ve xào tái, cậu mà vẫn gõ thế thì không được rồi. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, biết nấu không? Đậu cô ve xào tái, không? Ăn hách nói là sự thật, y không biết nấu cơm, chỉ biết nấu nước sôi rồi cho mì ăn liền vào thôi. Hồi tiểu học, không ít bạn bè đều có thể giúp ba mẹ nấu cơm nấu canh còn y thì không biết, y thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nấu cơm. Lúc đói bụng, y liền cào bạn mặt trượt nói, mẹ, con đói khi nói như vậy đôi khi có thể đổi lại được mấy đồng ra ngoài mua đồ ăn Đôi khi đổi được một cái tác Là tiền hay là bạc tai thì phải xem bài trên bàn của bà là thắng hay thua Có điều kể cả biết nấu cơm Y cũng không thể mời na thần tới chỗ mình ăn cơm được Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày Vậy để tôi nấu đi Đậu cô ve xào tái Thế chẳng phải lại thành cậu mời à dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày Anh mua nguyên liệu Đậu cô ve xào tái, chỗ tôi không có sông nồi gì đâu. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, ai nói tới chỗ anh, là đến chỗ của tôi. Đậu cô ve xào tái, ký túc xá. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, căn cứ bí mật. An hách đang gõ căn cứ bí mật nào, bên kia na thần đã nhắn một câu cho anh xem một chút, liền gửi yêu cầu chat video qua. An hách không lập tức đồng ý, đầu tiên là cúi đầu nhìn mình có ăn mặc chỉnh tề không, sau đó quay đầu nhìn phía sau mình, xác định ở đó không có vật trang trí nào không thể cho người ta thấy rồi mới nhấn vào nút video. Sau khi nhấn vào, cả buổi y cũng không thấy rõ tình huống bên na thần, một màu đen thùi lùi, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ sầm bập bùng, y lấy tai nghe đeo lên, vừa lúc nghe được giọng của na thần không thấy gì phải không. Từ An Hách nói, chờ tôi bật đèn, na thần nói. Hai giây sau, bên kia sáng lên, hình ảnh cũng trở nên rõ ràng. An Hách thấy Na Thần cởi trần thì ngẩn người. Nếu nói về dáng của Na Thần thì hơi gầy, nhưng rất trắng chắc, đường nét nhìn thấy rất thoải mái. Video chỉ có thể nhìn tới thắt lưng hắn, trên thắt lưng có hình xăm, An Hách không thấy rõ đó là cái gì. Cơ thể của Na Thần khiến y trong phút chốc trở nên ngẹn họng, một lát sau mới hỏi. "Không lạnh à?" không lạnh, na thần thò tay dời camera qua bên cạnh, thấy không? An hát thấy được một chiếc thùng nhỏ bằng thiết, bên trong thùng có bốc lên một ngọn lửa, ánh lửa làm cho hình ảnh biến thành màu đỏ vàng ấm áp. Cậu nghịch lửa trong phòng, An Hách nói được một nửa mới phát hiện bài trí bên trong cũng không giống căn phòng thông thường, cậu đang ở đâu. Camera quay tới là phong màu đen, rất sần sùi, không ít chỗ đều hơi gập ghềnh, nhìn cứ như là mấy tấm sắt phun đầy sơn lên vậy, na thần quay camera qua phía sau hắn an hách thấy trên cái tường đen treo hai cây guitar còn có những bức tranh nhìn không đỏ treo ngang treo dọc lộn xộn trên tường tường đen còn có rất nhiều đường nghệch ngoạt đầy màu sắc trước bức tường hình như có một cái giường chăn quần áo chất đóng nhìn qua ở dưới hình như còn có một người đang ngủ bên cạnh còn có một cái giá bản nhạc đổ ra đến đây thì biết na thần cười với cái camera nụ cười rất ngắn ngủi có điều video bị lắc một chút nên nụ cười của Na Thần được giữ trong vài giây. Sự hứng thú với hắn của An Hách vốn biến mất lại bị gợi lên, tự hồ còn có chút thích thú hơn trước. Y nhích lại gần phía sau ghế, duỗi cái chân dài ra, nhìn xương quai xanh của Na Thần có phải cậu không mặc gì không? Na Thần im lặng nheo nheo mắt, một lát sau mới hạ thấp giọng hỏi muốn xem. Thần kinh của An Hách bị hai chữ này vạch mạnh một chút, giọng nói khàn khàn của Na Thần sau khi đè thấp xuống nghe vô cùng hấp dẫn. An Hách cảm thấy hắn nhất định là đang cố ý. Sao cũng được, An Hách cười. Nếu tôi mặc quần có phải anh sẽ thất vọng không? Na thần không tỏ vẻ gì, rất bình tĩnh nói một câu, không đợi An Hách đáp lại, hắn đột nhiên kéo tai nghe ra, đứng dậy. An Hách không ngờ hắn sẽ dứt khoát như vậy, nhìn Na thần trần như nhộng trên màn hình, cả buổi y cũng chưa khôi phục được tinh thần. Sau khi Na thần xoay người đi ra khỏi phạm vi camera, An Hách mới thở phào ra một hơi, trên màn hình chỉ còn chiếc ghế dựa màu đen với hình dáng kỳ quái nhìn như là dùng linh kiện gì đó sửa thành ở trên có mấy cái đệm cảm giác ngồi lên sẽ rất thoải mái an hách nhìn cái ghế đối diện này trong đầu lại đầy hình ảnh cơ thể trần trụi của na thần dưới đống quần áo và chăn trên giường có cái gì đó di chuyển an hách hoảng sợ tưởng mình hoa mắt chưa kịp nhìn kỹ lại ở dưới cái đống đó lại cử động một chút tiếp theo có một người ngồi dậy từ dưới đống chăn và quần áo FK, ăn hách nhìn không được nhỏ giọng chửi một câu, đây là bạn trai của Na Thần. Người kia sau khi vác kiểu tóc sư tử ngồi dậy cũng không nhúc nhích, cứ như vậy ngẩn người nhìn bức tường đen với đầy nét vẽ nghịch ngoạc. Một lát sau Na Thần lại trở về trước camera, cầm lon bia trong tay, đã mặc một cái quần thể thao rộng rãi. Chỗ cậu còn có người khác à?" Ăn hách hỏi, đồng thời cũng thấy rõ hình xăm con bọ cặp từ thắt lưng kéo dài qua bụng của Na Thần, xăm rất khéo léo. Từ Na Thần mở lon bia ra uống một ngụm, cũng không quay đầu, không phải anh đã nghe tên đó hát à. Giọng hát chính của điểu nhân. An Hách nghĩ một lát, ngoại trừ giọng hát hay thì hình tượng của người này y hoàn toàn không có ấn tượng. À, hát rất hay, An Hách lên tiếng. Hay là trước tiên cứ như vậy? Bạn của cậu dậy. Hửm, Na Thần buông lon bia, nhìn không cần quan tâm tới tên đó, hôm qua cãi nhau với vợ nên bị đuổi ra ngoài, lát là đi ngay mà. An Hách không hiểu sao mình lại thở phào nhẹ nhõm, có điều bởi vì bị giọng ca chính đột nhiên chui ra từ đống chăn cắt ngang dòng suy nghĩ nói chuyện phím. Trong phút chốc, y lại không biết phải nói cái gì, vì thế mà im lặng, rút điếu thuốc ra châm lửa. Cậu bạn giọng ca chính không có bất cứ trao đổi gì với na thần, sau khi im lặng lúc ẩn lúc hiện mấy lượt, mặc áo khoác vào liền rời khỏi phạm vi camera. An hách nghe thấy tiếng loảng xoảng từ trong tai nghe truyền ra, chắc là đóng cửa, nhưng âm thanh này lại không giống, y đoán không ra căn cứ bí mật của na thần rốt cuộc là nơi thế nào na thần không chịu nói chi tiết chỉ bảo tới là biết thôi an hách cảm thấy tính của hắn mặc dù có chút không thể nói rõ nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ một cái phòng tồi tàn còn có thể tỏ ra hấp dẫn cả nửa buổi nên y cũng không hỏi nhiều nữa sau khi hẹn cuối tuần ăn cơm an hách đăng xuất rồi ngồi sững sờ trước máy tính Y cảm thấy sau khi mình chat video với Na thần tựa hộ đã biết được thời gian này vuốt ống tới trời đất mù mịt vẫn không giải quyết được ngọn nguồn của cô đơn là do cái gì. Vô luận là mặt mũi hay là cơ thể, Na thần đều thuộc loại hình Y cảm thấy hứng thú. Sau khi tắt video, cả buổi Y vẫn không thể loại bỏ hình ảnh cơ thể trần truồng của Na thần trước mắt mình. Mẹ kiếp, đây là muốn làm nhỉ? An hát thở dài, gác chân lên bàn, thò tay sờ vào trong quần, trạng thái không có tinh thần hoặc chỉ ngốc lên được một nửa khiến y có chút lạc lối, vì thế y cầm con chuột nhấn mấy cái, tùy tiện mở ra một bộ phim. Âm thanh trong tai nghe kêu rất hăng hái, an hách nhìn người trong phim, tay đặt trong quần lại không nhúc nhích. Bình thường kể cả cảm thấy diễn viên trong phim kêu quá giả tạo, nhưng vẫn sẽ bị loại rên rỉ, thở gấp này kích thích tới hưng phấn lên, hôm nay lại khác biệt. Đột nhiên cảm thấy quá nhàm chán. Xem một lát, nơi vốn hơi muốn ngẩng đầu lại không có tinh thần mà xìu xuống. Ăn hách hư một tiếng, tắt phim đi, tắm một cái rồi đi ngủ thôi. Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đáng cho tới bây giờ, có không ít học sinh vẫn không chịu tập trung, sắp tới kỳ thi cuối kỳ vẫn kiểu một là chết hai là không sống. Mỗi chiều ăn hách đi vòng qua lớp đều có thể thấy học sinh nằm sắp trên bàn ngủ say, tới xét đánh cũng không tỉnh. Nhưng mà có một chuyện khiến y vui mừng, đó là tuy Trương Lâm vẫn có chút cà lơ phất phơ, nhưng không có trốn tiếc, mấy thầy cô bộ môn khác phản ánh, cậu ta thay đổi không nhỏ đâu. Đang nhớ tới kỳ nghỉ đông nhỉ, An Hách chống tay trên bàn giáo viên, nhìn một đám học sinh hấp hối ở phía dưới, có cái gì để hoài niệm đâu, kể cả được nghỉ 20 ngày, một nửa thời gian là bị ba mẹ các em bắt thu dọn đồ Tết, sau đó còn phải đi chúc Tết, nếu thi rớt, nửa thời gian còn lại các em cũng chẳng trải qua thoải mái được. Sếp An, thầy thật biết đã kích người khác, có học sinh gục xuống bàn, nói, cái này mà đã kích tôi đang lo nghĩ cho mấy ngày nghỉ còn lại của các em đấy an Hách cười cầm cục phấn bị gãy ở trên bàn ném vào cậu học trò hồ vũ ở bàn thứ ba từ lúc y đi vào lớp tới giờ vẫn chưa tỉnh lại cục phấn chuẩn xác đập vào mũi hồ vũ cậu ta bật dậy quát lên tao dt chí hướng rất xa đấy an Hách nhìn cậu ta có điều với tình trạng hiện tại của em mà tiếp tục phát triển chuyện này kể cả năm mơ cũng phải ngẫm lại đó cả lớp cười ầm lên hồ vũ mơ màng ngồi xuống thầy chưa bao nói nặng lời với các em các em có mặt mũi của mình nên thầy cho các em mặt mũi an hách chờ bên dưới không còn tiếng cười mới nói tiếp nhưng thầy cũng muốn có mặt mũi các em cũng phải cho thầy mặt mũi chứ đừng thấy cả ngày thầy cười với các em mà các em cho rằng cả lớp quậy phá là ngược lại khiến cho thầy có thể cười như thế an hách thu nụ cười trên mặt bắt đầu từ ngày mai thầy không muốn nghe thầy cô nào nói lên lớp còn có học sinh phân tâm nói mớ thầy cho các em biết đừng nói kỳ nghỉ đông mà ngay cả kỳ nghỉ hè tới đây các em cũng đừng nghĩ tới không tin thì cứ thử xem lúc ra khỏi lớp học điện thoại di động reo lên an hách lấy ra xem là mẹ gọi cả năm số lần bà gọi cho y cũng không tới năm lần tình hình chung đều là có việc mới tìm y để trở về trợ giúp mẹ an hách nghe máy ba mày có gọi cho mày không bên kia vẫn là tiếng mạc chượt như cũ không dì trương của mày nói con dâu của dì ấy thấy ba mày trên đường bà cất cao giọng ba mày trở về rồi dì trương nào an hách nhíu mày so với mẹ ba lại giống người dạo chơi bốn phương đừng nói tới gọi điện mà quanh năm suốt tháng cả bóng người cũng không thấy một lần mày quan tâm dì trương nào làm gì tao nói ba mày trở lại cũng không về nhà còn ông ấp với con đàn bà nào đi dạo phố đấy bà gào lên rồi đột nhiên bật khóc vừa sao mặt chược vừa vô cùng đau buồn khóc mày nói tao nuôi con trai có ích gì hả cũng chẳng thấy mày đau lòng cho mẹ mày cái thằng vong ân bội nghĩa bên trong điện thoại lại truyền tới giọng của một người phụ nữ khác an hách à con cũng thật là mấy tháng rồi gì không thấy con về thăm mẹ con đấy con như thế cũng quá an hách không lên tiếng trực tiếp tắt máy trong lòng buồn bực vô cùng điện thoại lại vang lên an hách không nghe mà nhấn nút im lặng sau khi quay lại văn phòng lấy đồ, y lái xe về nhà. Vừa đến tầng 4, còn chưa tới cửa nhà của mình, ở ngoài hành lang đã nghe được tiếng mặt trượt quen thuộc. Âm thanh này khiến y không kiềm chế lửa giận được, nhưng đây lại là nhà của y, âm thanh này là dấu hiệu lớn nhất trong cái nhà này. Ô, ăn hết về rồi, bác gái hàng xóm từ trong nhà đi ra, thọ tay giật tay áo y, khuôn mặt hiện rõ vẻ hóng chuyện mà hỏi thăm, có phải ba cháu về rồi không? Không về nhà à? Đồ ăn buổi trưa bác làm chắc mặn lắm nhỉ An hách xoay người đi tới nhà mình Hả, bác gái ngẩn người Nếu rảnh quá thì đi uống thêm nhiều nước chút đi Bác gái xì một tiếng khinh miệt Nhỏ giọng mắng rồi trở về nhà mình Lúc An hách đẩy cửa ra Tiếng mặt trượt trong phòng ngừng lại một chút Mấy người trong hai bàn mặt trượt đều nhìn y Mẹ y ngẩng đầu Nói mày còn về à Đừng có về nhà như ba mày luôn đi Mẹ ăn cơm chưa, An hách không đáp lời của bà Đi tới cửa phòng bếp Nhìn thoáng qua vào bên trong Nồi lạnh, bếp lạnh Trong cái thùng rác chất đóng hộp của thức ăn nhanh Mẹ con nào có tâm tình ăn cơm chứ Một người phụ nữ nói Con làm con trai cũng Bà quen tôi sao An hách quay lại nhìn bà ta Ờ không biết cậu thì không thể thay mẹ cậu nói mấy câu à Người phụ nữ kia có chút xấu hổ Không biết tôi mà bà biết tôi làm con trai không được An hách không chừa chút sĩ diện nào cho bà ta y vốn đã không thích mấy bà bạn chơi bài cùng mẹ rồi nhìn căn phòng bẩn thỉu lộn xộn y liền nổi giận mẹ y buông bài trong tay xuống kêu người đánh thay bà kéo an hách vào trong phòng ngủ mày đừng vừa về liền nổi giận với bạn của mẹ bà đóng cửa phòng ngủ lại rất mất hứng nói con đưa mẹ ra ngoài ăn một bữa an hách nhíu mày nhìn mẹ mẹ y cũng xem như là một người phụ nữ đẹp nhưng mỗi ngày đánh bài thâu đêm suốt sáng cả người đều không có tinh thần mặt thì khô vàng mẹ ăn cơm hôm bao nhiêu ngày rồi không ăn cơm hộp thì ăn cái gì bà trợn mắt nhìn y ngồi xuống giường rút điếu thuốc ra châm dù sao giờ cũng chẳng ai quan tâm tao ba mày trở lại cũng không về nhà mày cũng vậy mẹ muốn ba con trở về làm gì với căn phòng này trở về là liền cãi nhau thôi an hách nhìn ra ngoài cửa sổ ba không về nhà cũng là chuyện rất bình thường từ nhỏ trong trí nhớ của y gần như không có người ba này Ông ta đột nhiên muốn về mới là chuyện kỳ lạ đó. Ông ta không về thì thôi. Nhưng ông ta lại dám dẫn đàn bà đi dạo phố, bà vừa nói vừa kéo cửa, kêu vọng ra ngoài, này, bà ra bà nhớ suy nghĩ đấy. Mẹ sẽ không cho rằng ông ta ở ngoài nhiều năm vậy mà chỉ có một mình đấy chứ. An Hách chưa bao giờ hỏi tới chuyện của ba mẹ, nhưng y không chỉ một lần đụng phải ba trên đường, mà mỗi lần người phụ nữ bên cạnh ông ta đều không lặp lại. Thôi bỏ đi, tao cũng không nhờ ông ta nuôi. Cứ thế đi, bà đứng dậy, phất tay rồi vội vã ra ngoài đánh bài. An hách vốn muốn đưa bà ra ngoài ăn một bữa, xem bộ dáng này của bà, y liền bỏ đi ý định kia, đứng trong phòng ngủ nghe tiếng mạc chược một lát, sau đó cũng đi ra ngoài. Con đi đây, An hách nói một tiếng với mẹ, mặc áo khoác vào rồi chuẩn bị mở cửa. Từ, mắt của bà vẫn nhìn chăm chú vào bài tài, cả ngày thua suốt. An hách dừng chân lại, lấy ví của mình ra, Rút hết tiền trong ví đặt vào tay bà rồi kéo cửa đi ra ngoài. Mẹ y không thiếu tiền, lúc y mua căn hộ còn được trợ cấp một ít vì khi đó tâm trạng bà đang tốt. Nhà ở trong thành phố phát triển, thêm cả một căn nhà nhỏ tất cả đều cho thuê, bà thuê người khác trông coi giúp, mỗi tháng chỉ cần ngồi trong nhà thu tiền thuê là được, nhưng mỗi lần nhìn thấy An Hách đều sẽ đòi tiền. An Hách không có ý kiến gì, ngoại trừ trả thù lao, y cũng không tìm ra cách nào để báo hiếu ra cửa rồi ngồi ở trên xe, ăn hách cũng không có hứng thú ăn cơm tối. Mỗi lần về nhà đều là như thế, y không biết mẹ mình có phải sẽ chơi mạt chược như vậy hết nửa đời còn lại không, chiếu mỗi lần nhìn thấy tình cảnh trong nhà, tâm trạng của y sẽ rơi xuống đáy vực, không mất hai ba ngày thì không leo lên được. Y châm điếu thuốc, ngồi ở trong xe chậm rãi hút hết, sau đó lái xe đi không có mục tiêu trong thành phố. Chạy khoảng 2-3 giờ, lại quay về con đường nhà mình, y đậu xe ở ven đường, đi vào một tiệm mì. Rất lâu rồi không tới đây ăn mì. Hồi nhỏ khi xin tiền mẹ, bình thường y đều tới đây ăn một tô mì, sau đó đi thẳng theo con đường, tới khi mệt không còn đi được nữa mới về nhà. Lúc ăn được nửa tô mì thì điện thoại vang lên, y chậm chạp lấy điện thoại ra nhìn, là của Na Thần. Tên người gọi vẫn hiện là tóc giả, y cứ quên sửa mãi. Bích bảy à, an hách nghe máy. Na Thần ngẩn người mới nói một câu, bích bảy bà ngoại anh. Chuyện gì vậy, không phải hẹn ngày mai sao? An Hách nhìn ngày trên điện thoại, xác định mình không có nhớ lầm ngày ăn cơm. Anh đang ở đâu? Tôi qua đón anh, Na Thần nói, tới dạ ca. An Hách không lên tiếng, thật ra y rất sẵn lòng đi tới quán ba chơi vào lúc rảnh rỗi, quậy phá tới nửa đêm, đầu tê dại trở về ngủ một giấc, hôm sau cảm giác như được hồi sinh một lần nữa vậy. Nhưng hôm nay y không có tâm trạng, lúc ăn mì còn không muốn mở miệng, cả người chìm trong trạng thái chán nản. Không được, mai tôi qua tìm cậu đi ăn là được rồi Y tựa lưng vào ghế, nói Giờ anh không đến, thì mai còn đi cái trắm gì Giọng điệu của na thần chẳng hề khách khí Muốn chơi thì chơi từ đêm nay tới ngày mai Còn không thì đừng có đi, nói xong liền cúp máy An hách cầm điện thoại, tính thằng nhóc này y chang lâm nhược tuyết Sau khi ăn xong mì, y đứng ở bên đường Gió bắt bà qua có chút vô nhân đạo Cái bóng của An Hách bị đèn đường kéo dài, tóc phấp phới trong gió giống như ngọn đuốc vậy. Lúc kéo cửa xe, ngồi vào, cái cảm giác cô đơn không thể dập tắt lại dâng lên, An Hách nhìn chầm chầm vào vô lăng trong chốc lát, sau đó lấy điện thoại ra, nhấn tới số của Na Thần. Mấy giờ, y hỏi. Vậy 10 giờ rưỡi tôi qua đón anh, Na Thần cúp máy, ném di động sang một bên rồi duỗi chân thẳng ra ngồi tựa vào cái ghế bành. Lý Phạm đang ngồi bệt bên cạnh cửa sổ khắc chữ lên guitar của mình, Nghe Na Thần nói liền ngẩn đầu hỏi, đi đón thật hả? Từ Na Thần thò tay sang cái hộp gỗ bên cạnh lục lọi một hồi, lấy ra cái bấm móng tay rồi bắt đầu nghiêm túc tỉa bộ móng của mình. Móng tay không dài nên hắn chỉ mới bấm có chút là tới phần thịt. Sao thế? Là người chát video với mày bữa trước hả? Trông mày đẹp hơn anh ta nhiều, Lý Phạm gãy đạn mấy cái, thế mà có thể khiến mày qua đón à? Bản thân trông như phường trộm cướp mà dám chê người khác hả, Na thần nhếch môi một cái. Lý Phạm còn đang mãi lần tay đến lại người xưa, nghe vậy liền thoáng ngẩn người rồi cười đệt. Anh ta trông rất được, Na thần cắt móng tay xong thì bắt đầu mài đầu móng tay lên ống quần jean, rất giống với người tốt. Lý Phạm cười một hồi lâu mới đặt guitar sang một bên rồi đứng dậy, tiểu thần thần nhìn anh ta thoáng cái là biết không phải cùng loại người với chú mày rồi ai với ai cũng không phải một loại người na thần ném cái bấm móng tay vào lại hộp gỗ gọi điện kêu ông già bán hàng vặt đem chút đồ qua đi đói rồi đừng ăn vặt không đủ no đâu lý phạm móc điện thoại ra gọi mua đồ ăn được rồi giờ tao kể cho mày một chuyện rất vui kể đi hôm qua bà già mẹ vợ tao đi tập múa về có hỏi nhờ tao hát đệm cho mấy bả là biểu diễn khu phố vào dịp cuối năm lý phạm vừa nói vừa cười mấy bà này thì thật ra có thể cân nhắc Na thần dương mắt nhìn gã một chút, đệm bài gì? Nhánh hoa trên thảo nguyên, Lý Phạm cười há há xong thì tỏ ra nghiêm túc, bắt đầu hát, em là nhánh hoa trên thảo nguyên, mới tỏa hương hoa, mẹ thảo nguyên bảo vệ em, em cũng yêu bà. Đi, Na thần nói. Hả, Lý Phạm sửng sốt. Thì đi hát đệm bài nhánh hoa trên thảo nguyên cho đội múa của mấy bà kia, Na thần búng tay một cái, ngày nào thế? Thứ bảy tuần sau, mày không bệnh chứ, toàn là mấy ông bà già đó, trẻ nhất cũng phải 40, Lý Phạm trừng mắt nhìn Na Thần. Nói vậy là quyết định rồi nhé, qua báo với bà ấy đi, Na Thần đứng bật dậy, một cước đạp văng cánh cửa sắt đen thui ra, hét lên, tôi theo mấy ông bà già đi cuồng hoang. An hách quể oải ngâm mình trong bồn, tắm xong đi ra cũng đã hơn 10 giờ. Y thay đồ, đang định gọi điện thoại hỏi thăm na thần một chút xong lại nhớ ra na thần từng nói là ghét nghe điện thoại nên y thôi không gọi nữa nhìn đồng hồ cũng sắp 10 rưỡi y mới đi ra cửa khu dân cư. Vừa đi ra ngoài, liền nghe được tiếng xe máy gầm rú từ xa xa truyền đến, quay đầu lại nhìn qua bên kia đường, cái xe Bombardier đi màu cam liền như cơn bão chỉ vài giây là đã xuất hiện trước mặt y. An hách rụt cổ lại, rất đúng giờ đấy. Gần đúng thôi, na thần nghiêng nghiêng đầu nhìn y, lên đi. Hôm nay na thần không đội cái mái tóc đen dài kia lên nữa, mặc áo da xe máy màu đen, chân mang giày quân đội, đầu đội mũ trượt tuyết màu xám an hách đảo mắt vài cái rồi mới chậm rãi sải bước ra yên sau xe rất lớn ngồi trên thật có cảm giác hoàn toàn khác với xe máy bình thường an hách kéo khóa áo kín cổ lại trời rét mà chạy xe máy dọc đường bị gió bắt thổi tới tận dạ ca không biết còn có thể xuống xe nổi không nữa ngồi xe của na thần rất không thoải mái lúc đến dạ ca an hách dù chưa bị đông cứng nhưng khi xuống khỏi xe rồi chân thành cái vòng kiền luôn hôm nay vốn không phải ngày gì đặc biệt nhưng ở dạ ca vẫn có chương trình biểu diễn giống như mỗi cuối tuần rất nhiều người đang đứng chờ bên ngoài có kêu ai không an hách vào dạ ca bị thứ âm nhạc sôi động xông vào đầu mới nhớ tới chợt hỏi một câu người bên ban nhạc na thần dựa vào người y nói chắc có thêm vợ của david với đông tử à an hách lên tiếng y không biết hai người kia là ai chỉ biết âm thanh của na thần khi kề sát bên nghe đặc biệt hấp dẫn khiến y đột nhiên có suy nghĩ không mấy trong sáng Chỗ nhóm Na thần đặt trước là cái bàn rất lớn gần bên ngoài, cơ thể của những vũ công trên sân khấu mỗi khi kéo căng hay thả lỏng ra đều có thể nhìn thấy rõ. Bên bàn đã có vài người ngồi sẵn, nhìn trang phục mấy người nam thì hẳn là bên ban nhạc, song ngoại trừ giọng ca chính có kiểu đầu sư tử ngủ tại nhà Na thần ngày hôm đó ra thì những người kia ăn hách không nhận ra được, còn cả hai cô gái trẻ nữa, chắc là bạn gái của hai anh chàng y không nhớ ra tên. Hôm nay, anh chàng hát chính không có làm đầu sư tử nữa. Khi nhìn thấy An Hách, gã liền nâng ly lên rồi khẽ gật đầu. An Hách cũng gật đầu đáp lại. Đám người đang cầm hộp xúc sắc âm ỉ với nhau giờ đều ngừng lại chuyển qua trò chuyện với Na Thần mấy câu, ánh mắt đều hướng sang nhìn An Hách, song Na Thần không mở miệng giới thiệu mà bọn họ cũng không hỏi nhiều. An Hách cởi áo khoác ra, ngồi xuống, nhận ly rượu Na Thần đưa qua rồi uống một ngụm. "Nè, anh trai, một cô gái cầm hộp xúc sắc gõ vài nhịp trên bàn, hất cầm với An Hách, qua chơi đi." Chơi cái gì, An Hách ngồi yên không nhúc nhích. Cô gái này hẳn là rất xinh đẹp, nhưng trang điểm quá đậm, ở mắt còn có một vòng thâm đen. An Hách thật có ý tưởng là lấy trứng gà ra lăn lên đó giúp cô nàng. Anh muốn chơi gì, cô gái rất kiêu ngạo nhìn y. Tùy cô chọn đi, An Hách cầm điếu thuốc lên rít một hơi. Nói thật là trò chơi trong ba chưa có trò nào là y chưa thử qua, Lâm Nhược Tuyết khi đã ầm ĩ lên thì thật đúng là điên hơn tất cả. Ồ, cô gái kia cười nhìn y, đưa cái hộp cho mấy người bên cạnh, xem ra cũng không đứng đắn như nhìn bề ngoài ha, vậy chơi trò bình thường nhất đi. Bé Phùng hôm nay thật hăng hái quá nha, Lý Phàm cầm cái hộp lên lắc lắc. Hôm nay nhận được lương nên vui vậy đấy, nhỏ Phùng tự như bị động kinh tự mình cầm cái hộp lên lắc điên cuồng, sau đó dùng tay che miệng hộp lại, nhìn nhìn, bảy con năm. Na thần có lượt sau nhỏ Phùng, lắc xong hắn liền không chạm vào hộp xuất sắc nữa, nhỏ Phùng kêu hỏi hắn xong chưa, hắn nhìn nhìn nhỏ ấy mười con một na thần mày lại phát bệnh hả có người cười nói một câu không tin mày cứ mở ra xem đi na thần cũng cười nhìn gã không ai mở ra mà tiếp tục la lên ăn hách không kêu khoa trương như vậy nhưng vẫn la cùng một bị na thần kêu mất thật ra lại càng dễ đoán cũng tiếp tục không được vài người nhỏ phùng trước đó phỏng chừng uống không ít lúc này đặc biệt hưng phấn mà ồn ào vô cùng một bàn người đều bị cô nàng dẫn dắt đến khống chế không nổi na thần không biết có thật là không biết chơi hay không mà vẫn động kinh như cũ hô hai mươi con một an hách thấy lý Phạm nhíu mày biết gã muốn đoạt mở ra trước xuất phát từ lòng cảm ơn na thần đã mời đến nhã viên nên an hách liền nhanh chóng cướp lời của lý Phạm, la lên mở ế lý Phạm nhìn an hách để tôi kêu mở ra thì tốt hơn nhiều chỉnh chết thằng chết toi này an hách cười cười không nói gì na thần lấy rượu rót đầy ly ngửa đầu bắt đầu nóc mắt lại liếc nhìn qua an hách trong ánh mắt mang theo nét cười không rõ ý nghĩa qua mấy vòng cả đám ai nấy đều uống không ít la lên đòi đổi cách chơi Ngồi cảnh lý phạm là tay chơi cây bao tên là nghiêm nhất dáng người nhỏ thó ánh mắt khi cười cứ cong hết cả lên qua mấy vòng ban nãy hắn ta là người uống nhiều nhất vừa lắc hộp xuất sắc vừa kêu chơi trò nào không cần tốn não mà chỉ dựa vào vận may đi 789, 789. Mọi người tỏ vẻ đồng ý, vận may của An Hách không tốt lắm, cả hai lần lắc đều ra là 8, mà chết nổi cả hai lần đều là đầy ly lớn, nửa ly cũng đã là quá sức rồi. Uống xong hai ly, y nhìn sang thấy na thần tay chống thái dương nhìn y cười đến là sung sướng. Lần tới là chính, na thần công khóe miệng cười. An Hách sáng tay áo sơ mi lên, lắc lắc hộp, bảy, y cầm chai rượu qua rót hơn phân nửa ly. Anh hai, nhỏ phùng tựa vào sofa cười đến cả người cũng rung lên, thế này thì xá gì? Ừ, An Hách cười gật gật đầu. Vài người sau lắc, nếu không phải không thì cũng là bảy, còn tám thì chưa xuất hiện lần nào. Lần thứ hai đến lượt Na Thần lắc, rượu đã nhanh tăng thành hai ly rồi. Na Thần cầm hộp, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ hai tiếng rồi giơ mạnh tay lên cao, lắc lắc vài lần rồi đặt cạch xuống mặt bàn, hắn xoay mặt sang nhìn An Hách, anh nói là mấy chín an hách cười cười. Na thần không lên tiếng, mở nắp hộp ra, nhỏ phùng nhạo qua đến từng cái một, hai, hai, ba, một, một, chín. Mẹ ơi, chín này rất chuẩn nha. Cả bàn đều phá lên cười, cầm ly gõ lên bàn, na thần mau chịu phạt đi. Na thần không nói nhiều, lấy rượu qua bắt đầu ngửa cổ dốc vào họng. An hách nhìn hắn, từ lần uống rượu trước y đã nhận ra thằng nhóc na thần này uống rất được, nhưng cũng không biết nếu nốc liền hai ly như vậy có thể trụ nổi không nữa. Chỉ vài giây là na thần uống cạn một ly, úp cái ly xuống mặt bàn, trên mặt đã hơi ửng đỏ. An hách không ồn ào như những người khác mà chỉ tựa vào sofa nhìn. Trạng thái na thần khi ở chung với đám bạn lúc này thật khác với lần hai người gặp mặt hồi trước. Đừng có ngừng. Ờ, Lý Phạm uống cũng không ít, chân cũng sớm trượt xuống dưới bàn, thần cương, đừng có ngừng, ờ, nha. Tiếp tục Na thần một tay cầm lấy cái ly, một tay lấy di động ra, đứng lên bắt đầu chụp lại Lý Phạm, rồi hất cầm lên với nghiêm nhất ở bên cạnh, nghiêm nhị, qua diễn chung với lão đi. Được rồi, nghiêm nhất hô một tiếng, bổ nhào vào người Lý Phạm, tay bắt đầu sờ mó lung tung trên người gã, David và Đông Tử cũng nhào qua, thò sớ đủ dáng lưu manh. Mấy bạn bên cạnh đều nhìn qua, cười lớn, đùa cợt đều có. Mày nha, đừng ngắt lời, Lý Phạm đẩy không được mấy thằng trên người mình ra, chỉ có thể vừa một tay che đũng quần của mình, một tay chỉ vào na thần, uống hết. Na thần cười lại ngửa đầu lên uống. An hách ở bên cạnh nhìn sang, rồi nhích người qua phía na thần một chút để chừa chỗ thêm cho mấy người đó. Na thần uống ly này rõ ràng chậm hơn ly đầu tiên, còn nửa ly mà cả nửa ngày vẫn uống không hết được, cứ như vậy mà ngẩng đầu lên bất động. Anh thần tệ quá à, nhỏ phùng vỗ lên má the thế kêu lên rồi quay sang cười với An Hách, này phải cảm ơn hơn nửa ly kia của anh nhá. Muốn tôi giúp không, An Hách nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy phỏng chừng thật uống không nổi nữa, muốn đứng lên uống thay cho hắn. Y vừa mới đứng lên một nửa, chân còn chưa kịp duỗi thẳng, na thần lại đột nhiên trút toàn bộ nửa ly rượu kia vào miệng rồi ném cái ly xuống đất. Vài người vỗ tay khen thưởng, hắn thò tay đè vai An Hách xuống. An Hách bị hắn ấn trở về sofa, còn chưa phục hồi tinh thần thì na thần đã quỳ một chân bên cạnh y đè xuống một tay áp lên mặt y lực cánh tay của na thần rất lớn ăn hách vốn không phòng bị lại bị hắn nắm mạnh như vậy trên mặt liền tê rần đang muốn mở miệng chửi một câu cậu có bệnh hả thì na thần đột nhiên cúi đầu hôn lên môi y Ăn hách cứng đờ cả người cái đám bên cạnh đều rú cả lên y lại có chút lờ mờ chẳng qua động tác này của na thần nghiêm túc mà nói cũng không phải là hôn hắn chỉ là đang dán lên môi An Hách, ngón tay lại dùng thêm chút lực, An Hách không thể không há miệng. Rượu mang theo nhiệt độ cơ thể của na thần trượt vào miệng y. Đệt. An Hách chửi một câu trong lòng, muốn nằm miệng lại rồi quay mặt đi nhưng cái tên chết tiệt đang giữ mặt y nhất định không buông, thậm chí còn đem đầu lưới với vào trong miệng y, nhẹ nhàng liếm lấy rượu trong đó. An Hách mặc dù có chút căm tức, nhưng còn chưa vì thế mà ngậm miệng lại cắn cho na thần một cái lại nói vấn đề giờ y phải suy xét là rượu, nó đang không ngừng đổ vào miệng y, nếu y ngậm miệng lại, rượu chắc chắn sẽ theo khóe miệng chảy ra trong cực kỳ ái mùi, dâm đảng. An Hách không muốn bị mất mặt, xấu hổ như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đem số rượu kia nuốt xuống, suýt chút nữa là sặc. Lúc na thần buông y ra, đầu lưỡi còn liếm nhẹ lên môi y một cái sau đó mới trở về ngồi xuống vị trí của mình. Hắn nhìn An Hách, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Na thần hai người thật không biết xấu hổ, nhỏ phùng che miệng nằm sấp trên bàn cười rủ rượi, đến bàn còn phải lung lay theo. Anh ta muốn uống giúp tôi, Na thần lau miệng, khiêu khích nhìn An Hách. Ừ, An Hách tựa vào sofa, liếm liếm môi, vị ngon đấy. Na thần không nói gì, nhào mắt một chút, theo dõi y, An Hách không lảng tránh ánh mắt của hắn mà nhìn thẳng lại. Mắt của Na thần rất đẹp, vừa sáng lại vừa sâu, thật khác với bộ dáng hắn biểu hiện ra bên ngoài. Ánh mắt của hắn khiến người khác có cảm giác thật tĩnh lặng, theo thời gian huyên náo xung quanh đều bắt đầu lui xuống. Đợi đến khi tiếng cười cùng tiếng thét chói tai bên cạnh đột nhiên nổi lên, An Hách mới phát hiện ra vài vũ công nhảy cùng ghế ống trên sân khấu không biết từ lúc nào đã nhảy xuống, toàn bộ đều vây quanh bên người y. Nhìn anh thật lâu rồi, một người túng được cánh tay An Hách rồi kéo y hướng về sân khấu, anh đẹp trai áo trắng, anh rất gợi cảm đấy. Vài người khác cũng đồng loạt cười lên, rồi kéo lấy y chờ 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 chờ, An Hách bị kéo ra khỏi sofa, nhanh chóng kêu lên không ngừng. Y rất quen thuộc đối với trường hợp này, hồi trước đến dạ ca cứ mỗi lần thấy có người bị lôi lên sân khấu bọn họ đều âm ý theo. Cái loại lâm nhược tuyết điên kia thậm chí còn có thể nhào ra giúp, giờ thì đến phiên chính mình, tâm trạng của An Hách quả thực không cách nào hình dung được. Chờ cái gì, anh đẹp trai đi lên đi, có người dán ở phía sau ông eo y kêu lên. Chung quanh thét lên vô cùng ồn ào, lại còn đẩy giúp nữa loạn hết cả lên trong rối loạn an hách đã bị nửa nâng mà ném lên sân khấu lúc quay đầu muốn nhảy xuống thì y liền bị vài người vây quanh rồi bị những bàn tay kia sờ từ trên xuống dưới anh đẹp trai à có người kéo y ra chỗ cái ghế nằm ở trung tâm sân khấu phối hợp một chút nhé chỉ vui thôi mà an hách muốn nói anh hai à các anh tha cho tôi rồi tìm người khác mà vui đi nhưng bị đẩy ngồi xuống ghế trong âm nhạc sập sình cùng tiếng thét, An Hách thấy Na Thần đang ngồi ghét chân lên bàn, khoanh tay, vẻ mặt rất có hứng thú, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên cười. Khi nhìn thấy ánh mắt của An Hách, hắn nâng tay lên, đầu ngón tay xẹt qua môi của chính mình, vương đầu lưỡi ra liếm một chút, tiếp theo ngón tay di xuống dưới, trượt đến xương quai xanh nhẹ nhàng mà phát họa. Động tác này khiến hô hấp của An Hách đang ở trên sân khấu trong nháy mắt bất giác nhanh hơn, khuy áo sơ mi bị người ta nhân cơ hội cởi ra. Đợi đến lúc An Hách muốn tránh, người sau lưng đã đưa bàn tay vào, đụng lên ngực y, tiếp đến liền kéo áo y ra. Tiếng thét bên dưới lại tăng thêm cấp độ. Động tác của mấy người vây quanh An Hách thực rõ ràng, An Hách buông mắt là có thể nhìn thấy cái người bò dưới đũng quần đang làm ra động tác lên xuống, y liền thấy có chút bất đắc dĩ. Bên người còn có vài người vặn vẹo dán vào rồi dùng những vị trí mẫn cảm cọ sát lên cánh tay y, thậm chí còn kéo tay y qua đặt lên bụng của mình. Người xem bên dưới đều rất phấn khích, có người còn cầm ly rượu hát lên sân khấu, la to cởi hết anh ta ra. Vài lần anh hát muốn đứng lên nhưng đều bị ấn trở về. Y cũng không muốn bị làm cho quá chật vật nên chỉ trốn tránh, mỗi lần ánh mắt đi xuống đều có thể nhìn thấy Na thần đang khoanh tay tỏ ra đầy hào hứng mà theo dõi y khi ánh mắt chạm nhau, Na thần liền cầm ly rượu lên uống một ngụm, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm trên môi một lượt, khóe miệng bên trái còn nhếch lên cười. Mẹ kiếp áo sơ mi của an hách bị vài người lột ra sau có một người còn ném cái áo xuống dưới sân khấu một đám người bên dưới nhảy dựng lên muốn tranh lấy nhỏ phùng vội vàng vừa nhảy qua vừa hét cướp lấy áo của y về bạn của mình xong rồi thì ném vào tay na thần na thần cầm áo y đưa lên mũi ngửi ngửi rồi làm ra vẻ mặt say mê nụ cười càng sâu thằng này đang chờ xem phim đây bít bảy an hách kêu một tiếng đã có người bắt đầu thò tay vào trong quần y y chịu không nổi nữa. Mấy người đó đều quá khỏe, vừa nói anh đẹp trai à đừng khẩn trương nha, vừa ấn y không cho y động đậy. Na thần nghe được tiếng y gọi, nhưng chỉ ngồi mà không nhúc nhích gì, nghiêng đầu đem tay chống mặt, miệng giật giật, An Hách nhìn ra khẩu hình, cái gì? Na thần, An Hách ấn lấy cái tay đang muốn thò vào quần lót của mình lại, gào lên một tiếng. Gọi bạn trai của anh sao, người đứng ở phía sau cười lên. Na thần ném cái áo sơ mi trong tay ra ghế, chậm rì đứng lên đi tới cạnh sân khấu, tiếp đến là nhảy lên, trong tiếng ồn ào huyên náo ở bên dưới đi tới trước mặt An Hách. Xin phép, hắn lay vai cái người đang quỳ trước chân An Hách. Người nọ đứng lên, trước đó sợ soạn lên đùi An Hách hai cái rồi mới chịu lắc mình tránh đi. An Hách vừa định đứng lên, Na thần lại đột nhiên quỳ một gối xuống, vương một tay ra với y. Làm gì, An Hách sửng sốt, hình thức này nhìn cứ như là cầu hôn vậy, đèn flash bên dưới loang loáng sáng lên, những người đang nhảy xung quanh y cũng có chút mờ mịt. Anh có muốn đi xuống không, Na thần nhìn y. An hát do dự một chút, đặt tay lên tay của Na thần. Na thần nắm lấy rồi kéo mạnh y một cái, y bị kéo rời khỏi cái ghế dựa, cả người choáng ván ngã nhào lên người Na thần. Na thần hơi nghiêng đầu, cuối người ông lấy chân y thật lưu loát đem y khiêng lên vai, xoay người hai bước nhảy xuống khỏi sân khấu nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. An Hách bị na thần khiên trên vai rồi nhảy xuống khỏi sân khấu. Lúc nhảy mạnh xuống mà mặt y bị đập vào lưng của na thần một cái, An Hách cảm thấy đầu lưỡi của mình suýt chút nữa thì bị răng cắn đứt, cả người vì sung huyết não mà choáng váng, lại thêm nhìn thấy cái mông vẫn săn chắc của na thần, y thật đúng là có cảm giác bản thân hình như đã say rồi. Na thần ném y xuống sofa, vài người bạn bên cạnh đã cười sặc sụa, Nhỏ Phùng thì liên tiếp đập bàn, giọng nói vừa to lại vừa the thé, anh hai à, em thấy lúc anh bị lôi lên sân khấu đúng là người trấn định nhất luôn nha. Quần áo bị lột đến mức đó mà vẫn bình tĩnh được, thật đúng là quá trâu. Trấn định. An hách cầm lấy áo sơ mi của mình rồi nhanh chóng mặc vào, chắc là do bình thường đã quen đối mặt với cả một lớp đầy học sinh, bị nhiều người nhìn chầm chằm như vậy nhưng tay chân không bị luống cuốn, chứ thực ra trong lòng cũng có bình tĩnh được bao nhiêu đâu nếu na thần thật sự không lên sân khấu, thì y cũng tính phải kêu na thần cứu mạng rồi. Uống chút cho đỡ sợ đi, na thần đưa qua một ly rượu. Không cần, bị cậu khiêng trên vai giờ buồn nôn quá, an hách nhận cái ly rồi đặt nó lên bàn, dựa vào sofa nhét vạt áo vào trong quần. Thế có cần tôi cùng anh qua nhà vệ sinh không, na thần dựa vào bên người y nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo ý cười. Không cần, an hách quay đầu, Lúc na thần dựa vào mang theo hơi ấm khiến y cảm thấy rất thoải mái, cậu uống cũng không ít còn gì, còn phải cảm ơn cậu đã không đem tôi ném xuống đất. Đâu uống bao nhiêu đâu, na thần cong một chân lên đạp vào sofa, tôi còn muốn uống nữa, trực tiếp khiên toilet cho anh giải quyết được luôn đấy. Anh hách không lên tiếng, na thần từ khi bắt đầu cười cùng với kiểu nói khiêu khích lúc này khiến y vẫn có một sự sao động không thể nói rõ. Vết sẹo này của anh, na thần vẫn tựa vào bên người y, ngón tay đi từ cổ tay áo của y lên chỉ chỉ vào, sao có vậy? Cảm giác ngư ngứa rất nhanh từ cánh tay truyền đi khắp cả người, An Hách cảm thấy chính mình hẳn là nên rút tay lại nhưng y lại không nhúc nhích, một lát sau mới nói một chữ rất đơn giản, ngã. À, Na thần cười cười. Anh à, cô gái ngồi cạnh nhỏ phùng xem ra cũng uống nhiều rồi, vốn cả tối chẳng nói câu nào giờ lại đột nhiên thò tay ra đập một cái lên mặt bạn trước mặt An Hách, qua chơi đi. Số 7 cả một bàn đều như đã uống điên rồi, thần trí trở nên mơ hồ, tất cả trước khi 40 đều gõ lên mép ly rồi kêu lên. Na thần không bị thua lần nào, ăn hách mặc dù hơi choán choán, nhưng dù bị uống đầy rượu cũng cố gắng không bị thua. Uống đến hơn 2 giờ, bốn phía đã là một đống hỗn độn, không ít người ra về, cả bàn này nếu không ngã lăn ra thì cũng nằm úp sắp xuống mặt bàn, chỉ có hai cô gái là vẫn tiếp tục hát. Đi thôi, na thần đứng lên, qua chỗ tôi bọn họ thì sao? An hách lấy áo khoác qua mặt vào, cùng đứng lên. Kệ đi, lát tỉnh sẽ tự bò về, na thần cũng chẳng thèm quay mặt lại, xoải bước đi qua chân đám người bên cạnh bạn, đi về phía cửa. Na thần đi rất kiên quyết, an hách cũng không quản nhiều, cùng đi ra ngoài. Ra cửa, gió đêm thổi tới khiến lỗ chân lông toàn thân an hách đều thu lại, nhìn không được trục trục cổ. Lạnh hả, na thần quay đầu, đem cái khăn quàng cổ vẫn cầm ở trong tay ném qua, nhảy xuống vài bậc thang của dạ ca, mang anh đi chơi cho nóng người. Chơi gì, An Hách đem khăn cuốn lên cổ liền nghe được mùi nước hoa thoang thoảng, lúc đang muốn xuống theo thì thấy Na Thần đã sải bước đứng cạnh bên cái xe ba đi, cậu còn lái xe à? Không thể lái sao, Na Thần ngồi trên xe chống chân xuống, hai mắt nheo lại, đèn đường chiếu vào khuôn mặt nhịn nghiêng của hắn mang theo một tia khinh thường. Giờ cậu không phải lái xe sau khi uống rượu mà thành lái khi say rượu rồi đấy, An Hách đi đến bên cạnh hắn. Na thần nhìn y trong chốc lát, lên đi, ở giao lộ có bãi đổ xe, tôi sẽ qua đó đậu xe. An hách nhìn nhìn sang chữ P thật to bên kia giao lộ, bước qua yên sau. Giữ chắc, na thần nổ xe, đưa tay ra sau lưng sờ soạn đùi y mấy cái, sau đó từ cái túi da phía sau xe lấy ra cái kính thể thao đem lên đeo. An hách vừa định hỏi chỉ chạy qua giao lộ kia đeo kính này làm gì, không đợi mở miệng, xe đã phát ra tiếng gầm rú ầm ĩ, giống như mũi tên lao xuống đường, lủi vào một con đường vắng. Thân thể An Hách theo quán tính ngửa mạnh ra sau, vì vậy không còn cách nào khác ngoài nhanh tay ông lấy eo na thần. Xe không chạy tới bãi đổ ở đoạn giao lộ mà chạy về hướng ngược lại. Không tới vài giây, An Hách liền cảm thấy cả người như đang nằm trên đỉnh núi bị cuồng phong bao vây bốn phía, đến mắt còn khó có thể mở ra. Thằng nhóc này căn bản không phải muốn đến bãi đổ xe. Cậu điên rồi, y kề sát tai na thần kêu lên. Coi như số anh nhỏ, na thần quay đầu lại cười tóc ở trán bay trong gió không muốn ngã thì ông chặt vào dừng xe an hách không biết bản thân uống nhiều hay là do bị hoảng sợ nên thấy nụ cười của na thần thế nào cũng thật điên cuồng điều này khiến y vô cùng khẩn trương y không muốn hôm sau báo chí đăng bài với tựa đề phóng siêu xe sau khi uống rượu hai thanh niên thiệt mạng đâu tiếp phụ sẽ là có nhân chứng khai rằng từng thấy hai người vào gây ba trước khi chết cái này còn đỡ nếu là mấy tờ báo nhỏ thì sẽ là theo như nguồn tin cho biết nạn nhân đều là gây, không thì sẽ là hai gây gạ tình lái xe về nhà khi say rượu, sự đời khó lường xe hư người mất, thảm thương biết bao. Trễ rồi, na thần đột nhiên giơ tay phải lên hô to một tiếng, ngón trỏ chỉ về mặt trăng hoặc ngôi sao nào đó, an hách không dám ngẩng đầu lên nhìn, hoặc cũng có thể là chỉ vào đèn đường. Gió đêm xẹt qua tai như rít lên, tiếng máy nổ vang giữa đêm khuya yên tĩnh trên đường cái truyền đi rất xa giống như có hai người điên thét lên chiêu cáo với thiên hạ. An hách hít mắt, đem mặt chôn sau lưng na thần. Y không dám ngẩng đầu nhìn phía trước, với tốc độ của xe lúc này, y nghĩ giờ khuôn mặt y chắc bị gió thổi trong đầy dữ tận rồi. Khăn quàng cổ dù có thắt chặt lại cũng ngăn không được gió lạnh bên ngoài đập vào, giờ y thật giống như con cá nóc vừa mới bị vớt lên tức giận không thể kìm nén được. Nhưng mà không tính tới cái lạnh, thứ nhất là do uống nhiều nên cảm giác không rõ ràng lắm, hay là bị dọa sợ. Hiện tại, toàn bộ lực chú ý của An Hách đều đặt lên tốc độ của chiếc xe, y không có cơ hội nhảy xuống khỏi xe, chỉ có thể cầu nguyện Na thần không uống nhiều. "Thích không?" Na thần gào to hỏi y. "Khó chịu." An Hách buồn bực cũng hét lên ở sau lưng hắn, "Cậu có bệnh hả?" Bị anh nhìn ra rồi, Na thần bắt đầu cười, tiếng cười đặc biệt lớn. Đây là lần đầu tiên An Hách nghe được hắn cười lớn như vậy, cười thật vui vẻ, tay lái cũng rung cả lên mắt nhìn tốt đấy giờ dừng lại được thì càng tốt hơn an hách kêu lớn lên tóc gáy đều dựng thẳng đứng lên bay nhé na thần hô to một tiếng xe bay mạnh lên cảm giác đột nhiên mất đi trọng lực khiến cả người an hách tuôn đầy mồ hôi lạnh lục phủ ngũ tạng đều co rút lại thành một đống y nhanh chóng nhìn ra phía trước không biết xe đã chạy đến đường nào con dốc cực lớn khiến xe bay lên không trung mà khi an hách còn chưa phản ứng kịp na thần lại thả tay lái hai tay đều chỉ về phía trước phát ra tiếng thét thật to vang vọng ông đệt tiếng mắng chửi sợ hãi của an hách rốt cuộc cũng tuôn ra khi rơi xuống đất chấn động khiến thân xe lắc lên an hách đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị văng khỏi xe do xe bị lật song tay na thần lại đặt về trên tay lái xe khôi phục vững vàng tiếp tục phóng về phía trước vài phút sau tốc độ xe dần dần giảm xuống tiếng gió bên tai cũng nhỏ lại đêm khuya yên tĩnh bắt đầu chậm rãi trở lại bên người cái áo khoác cá nóc của An Hách trở lại trạng thái ban đầu, xe đã đậu ở ven đường. Na thần không nhúc nhích, ngồi ở trên xe châm thuốc, An Hách ngồi ở phía sau hắn phải mất cả nửa ngày mới có thể nhảy xuống xe được, chạy đến dựa vào cái cây nằm ở ven đường, cả buổi sau mới cảm thấy nhịp tim trở lại tiết tấu bình thường. Kích thích không, Na thần hỏi, thanh âm không còn vẻ hưng phấn trước đó mà trở nên rất xa xúc. An Hách nghe được lời hắn nói, tức giận chạy qua, chỉ vào hắn, về sau muốn chết thì tự mình chết đi, đừng có mẹ nó kéo kẻ khác vào chịu tội thay. Na thần không có phản ứng gì, mặt cũng chưa xoay lại mà nhìn chầm chầm vào ngón tay cầm điếu thuốc của mình, tôi thích nhất con đường này. An hách không để ý đến hắn, nhìn nhìn con đường. Con đường này thực xa lạ, An hách chưa từng tới qua chỗ này, chỉ có thể từ phương hướng cùng thời gian đại khái phán đoán con đường này nằm ở phía đông ngoài thành phố. Hai bên đều là đất trống cùng ruộng bỏ hoang, trừ bỏ cột đèn cách đó 100 mét ra thì không còn bóng đèn nào khác, phỏng chừng cả vào ban ngày con đường này cũng không có mấy người qua lại. Sau khi thoát khỏi sự kích thích tốc độ cao tới giờ, sự vắng lặng, trống trải của con đường này như bị phóng đại lên, cảm giác hoàn toàn bất đồng khiến An Hách có phần điều tiết không được, cả người như bị ném vào sương mù đêm tối, trầm thẳng xuống. Lúc này An Hách mới phát hiện na thần thay đổi ngữ điệu, y ngẩng đầu nhìn thoáng qua na thần ở bên kia. Na thần đã nằm trên xe, một chân gặp lại dẫm lên bình xăng, miệng nằm điếu thuốc, cánh tay buông xuống, nhẹ nhàng lắc lư, đầu ngón tay vẽ qua lại trên mặt đất. Con cứ chạy về phía trước, chạy về phía trước, Na thần nhìn lên bầu trời đêm đen kịch nói, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy được ngôi sao. Hả, An Hách nghe không hiểu câu nói không đầu không đuôi của hắn lắm. Mẹ tôi nói, Na thần nói. À, thật à, An Hách cười cười, thuận miệng hỏi một câu, nói lúc nào. Khi bà ấy bắt đầu muốn giết người, Na Thần trích mạnh một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói rồi ngồi dậy, vỗ vỗ yên sau, lên đi, giờ đi luôn, tôi sẽ chạy từ từ. An Hát đứng không nhúc nhích, lúc muốn giết người. Không lừa anh, mỗi lần tôi đều chỉ đến nơi này, Na Thần ném tàn thuốc xuống đất rồi dẫm tắt. Lại chạy về phía trước, vẫn thật hoang vắng. An Hát không biết cảm giác này là vì hiện tại hay là con đường này vốn thế. Khi Na Thần cho xe chạy từ ven đường vào một bãi chứa xe cũ rất lớn, an hách mới hồi thần lại. Bãi xe cũ có một cái cổng bảo vệ rất lớn, nghe thấy tiếng xe máy, đèn trong phòng bảo vệ liền sáng lên. Na Thần ngừng xe, đèn xe chiếu vào cửa. Về à, cửa mở, lộ ra mái tóc hoa râm rối bời. Bác Lục đánh thức bác rồi, Na Thần lấy bao thuốc từ trong túi ném qua, bác tranh thủ ngủ đi. Để bác bật đèn giúp mày còn tưởng mày không về chứ, bác lục đón được bao thuốc hắn ném qua. Cảm ơn bác, nà thần phất phất tay, chạy vào trong bãi. Trong bãi không có đèn, rất tối, những chỗ đèn xe chiếu vào là một loạt xác xe bị bỏ đi, lớn có nhỏ có, hoàn chỉnh có, một nửa có, bị đập vỡ cũng có, thỉnh thoảng còn thấy được một đống xăm lớp bỏ chất đống lên nhau. Những hình thù kỳ quái nhấp nhô bên dưới ánh đèn khiến An Hách bất giác cảm thấy như đang ở một thời không khác. Cậu sống ở đây, An Hách ngồi sau lưng Na Thần hỏi. Na Thần không lên tiếng mà chạy xe tiếp vào bên trong. Bãi xe rất lớn, bọn họ băng qua mớ lốp xe cùng đống xe sắt bị bỏ, quẹo tới quẹo lui tiếp tục đi vào nơi sâu nhất của bãi. Qua cả buổi, Na Thần mới dừng lại ở một khoảnh đất trống nhỏ, tắt đèn, bốn phía tập tức rơi vào cảnh sương đêm mịt mờ. Na Thần xuống xe trong bóng tối, đi vài bước, thanh âm từ phía trước truyền lại, chào mừng tới căn cứ bí mật của tiểu thần thần. An Hách cũng xuống xe, Sao hả, thấy cái căn cứ bí mật nào đâu. Bóng đèn ở phía trước đột nhiên sáng lên, màu vàng cam ấm áp cắt qua bóng đêm, trong nháy mắt trở nên chói lòa khiến An Hách có chút khó mở mắt ra. Na thần đứng ở nền đất cách y mấy mét đang mở rộng hai tay. An Hách nhìn cái bóng màu đen do bị ngược sáng của hắn, đứng tại chỗ rất lâu không lên tiếng nói câu nào. Phía sau Na thần là hai thùng xe tải đã bị gỡ bỏ, rất lớn. Hai cái được nối với nhau, cửa ở hướng bên này. Toàn bộ thùng xe đều được phun thành màu đen, nhìn qua cứ tưởng con quái thú nằm dưới ánh đèn. Ngay từ đầu An Hách còn cho rằng bóng đèn vàng ấm áp đó là chuỗi đèn LED, giờ mới nhìn rõ đó là mớ bóng đèn gắn liền nhau, rủ xuống bãi đất trống trước thùng xe, trên thùng xe cũng treo không ít, giống như một loạt quả cam phát sáng. Vào đi, Na Thần xoay người đi đến trước cửa xe, lấy chìa khóa ra mở cửa, cởi dây. An Hách chậm rãi đi qua, theo na thần cởi giày rồi đi vào trong xe. Bầu không khí ấm áp ập tới khiến toàn thân y được thả lỏng. Na thần mở đèn trong xe lên, đèn được treo ở chính giữa thùng xe, chụp đèn là một lá sắt được chạm rỗng, có vẻ là làm thủ công, còn bên trong chỉ là một bóng đèn bình thường. Ánh sáng từ cái chụp đèn chạm rỗng vẫy ra bên ngoài tạo thành những vết lốm đốm to nhỏ trên đầu xe. Nơi này chính là căn cứ bí mật của Na Thần. Có một cái trong xe là An Hách không biết, cái này được phủ một lớp thảm lông dê màu xám rất dày đạp lên cảm thấy vô cùng thoải mái ấm áp kê sát vào tường có máy tính đối diện đó là một cái giường kê bằng ván gỗ trên tường là những nét vẽ xấu xí an hết thấy trong video ngày đó ngoài ra còn không ít thứ mà y chẳng biết đó là thứ gì được treo lên dây xích những bức tranh vẽ lộn xộn thảm theo ảnh chụp guitar còn có cả đàn nhị dựa gần cửa có một cái thùng sắt lửa đã tắt dù đã đậy nắp lại nhưng vẫn mang theo cảm giác ấm áp. Trên đỉnh thùng xe có tạo thành hai cái cửa sổ ở mái nhà, chắc là để thoát khói. Còn lạnh không, na thần đá một cái đệm phòng to đến, trên mặt là lớp lông thật dày, nhìn qua vô cùng thoải mái, ngồi đi. An hách do dự một chút rồi cởi áo khoác, ngồi xuống, cả người đều rơi vào đệm, dựa vào thấy mềm mềm, cùng lại từng chút một mạnh mẽ bao vây. Từ tối tới giờ y vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, cảm giác một đêm đầy nặng nề, hỗn loạn, giờ đầu y bị cồn năm nên cứ ong ong như cái quạt điện. Na thần cởi áo khoác, lại nhấc tay cởi nốt cả cái áo thun bên trong. Ánh mắt của An hách đảo qua trên người hắn, dừng lại trên hình xăm con bò cặp ở bên hông, nhìn trong video thì hơi mờ, chứ giờ y có thể nhìn rõ ràng con bò cặp cùng cái đuôi móc lên. Con bò cặp trông có cảm giác lập thể, lồi lên, An hách còn chưa nghiên cứu rõ sao có thể xăm được lập thể như vậy na thần xoay người lấy một hộp sữa từ cái thùng bên cạnh ra tại vị trí gần con bò cạp ở sau lưng của hắn có một vết sẹo an hách đột nhiên hiểu được vì sao lại thấy con bò cạp này có cảm giác lập thể đối xứng uống không na thần đưa hộp sữa tới trước mặt y cảm ơn an hách ngồi thẳng nhận hộp sữa ngẩng mặt lên cái kia là bị thương vì dao hả ừ na thần cúi đầu nhìn nhìn rồi khẽ nhếch khóe miệng gợi cảm không hả an hách nghe không hiểu ý hắn là hỏi vết sẹo hay là hình xăm nữa tôi na thần buông tay xuống ngón tay nắm lấy cầm y đầu ngón tay chậm rãi từ dưới lần tìm lên trên môi y nhẹ nhàng chạm vào cũng không tệ lắm an hách nở nụ cười sau đó nhích ra né tránh tay của na thần đối với khiêu khích cùng ám chỉ của na thần an hách chưa có chuẩn bị hồi trước na thần từng nói muốn chơi thì chơi cả đêm y cũng không hiểu sâu xa gì nếu ngay từ đầu y biết chơi cả đêm của na thần còn có ý này thì đã không đồng ý qua đây y luôn không muốn chỉ mới quen nhau tính cả lần vô tình đụng mặt còn chưa qua nổi bốn lần mà đã lên giường cùng nhau huống chi người này vẫn là sinh viên bình thường cậu đều ở đây hả an hách đổi đề tài một phần vì nguyên tắc nên y không muốn lên giường với na thần nhưng cũng không phủ nhận vì khiêu khích của na thần mà giờ y có chút khô nóng y muốn di dời chú ý không nhất định nếu không tập luyện thì một tuần khoảng 2-3 ngày sẽ qua đây, Na Thần cầm hộp sữa ngồi xuống một cái đệm khác, chân thật thoải mái gác lên mép giường. "Đều là tự làm hả?" An Hách nhìn khắp phòng, mặc dù có hơi lộn xộn nhưng vẫn là có thể nhận thấy người này đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để bố trí. "Ừ, vật liệu thì ra ngoài tìm." Na Thần sờ soạn tắm thảm tìm thuốc lá, rút ra một điếu rồi ném cái gói qua An Hách. An Hách cảm thấy đầu hơi choáng, rút điếu thuốc nhưng không châm trầm mặt trong chốc lát, y vẫn cảm thấy bầu không khí rất ái mùi, vì thế tìm đề tài nói chuyện, nhà cậu ở vùng này hả? Từ na thần nhã khói thuốc ra, chống thái dương nhìn y. Ánh mắt thực trắng trợn, quét thân thể y từ trên xuống dưới, an hách có thể cảm giác rõ ràng. Y giật giật, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ba mẹ cậu có cho rằng cậu đang nội trú trong trường không? Na thần đột nhiên không lên tiếng, an hách nhìn hắn một cái, phát hiện nụ cười trên mặt na thần đã biến mất ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc an hách có chút xấu hổ hôm nay y uống hơi nhiều nếu không căn cứ vào những hiểu biết của y về học sinh mà nói tính cách của na thần cả cảm xúc lẫn hành vi đều không ổn cộng thêm phong cách căn cứ bí mật của hắn thì y nên sớm nghĩ đến gia đình người này tám chín phần là không bình thường như vậy y sẽ không mở miệng hỏi an hách không nói tiếp na thần cũng không mở miệng cứ lạnh lẽo theo dõi y nhiệt độ sóc lại trong căn phòng bằng thùng sắt vốn luôn ấm áp dễ chịu nay hạ xuống từng chút một cuối cùng bắt đầu khiến an hách cảm thấy lạnh y đứng lên lấy áo khoác của mình ra mặt vào na thần vẫn trầm mặc y đứng vài giây đi qua cửa nếu vậy chắc tôi về đây đi ra đường lớn chắc có bắt xe vào đêm được nhỉ mà chắc chuyến sớm cũng có rồi ha tay vừa đụng đến cửa na thần lại nhảy dựng lên hai bước là bước tới bắt lấy tay y về hả từ, an Hách rút tay ra, uống nhiều nên muốn về ngủ." "Anh đùa tôi hả?" Na thần dựa vào trên cửa, khoanh tay nhìn y, mắt nheo nheo lại. "Có ý gì?" An Hách đút hai tay vô túi nhìn hắn. Y không biết Na thần đến cùng là sao thế này, đây là nói muốn đánh một trận. An Hách, Na thần hạ thấp thanh âm, giọng khàn khàn hoàn toàn khác với bộ dáng lạnh lùng trước đó, anh nghĩ tôi mang anh đến đây là để tán gẫu sao?" "Không phải sao?" An Hách cười cười, thái độ cùng những lời này của na thần khiến một góc vẫn luôn cất giấu trong lòng y không phòng bị bị đục ra một cái hố cơn đau đớn âm ý khiến y cũng hơi nheo ánh mắt lại là muốn lên giường sao lời của an hách khiến na thần cười nửa miệng một lát sau mới dựa vào cửa nói một câu đúng vậy tôi không có hứng thú an hách xỏ giày vào rồi đẩy na thần ra kéo cửa nhảy ra ngoài lần sau muốn tìm người lên giường thì cứ hỏi trực tiếp đỡ phải lãng phí công sức một tối na thần không ngăn cản y chỉ cười nói ở phía sau anh về à mất công quan tâm chuyện này thì đánh một giấc ngon lành đi an hách cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước mới đi vài bước y liền bị vấp một cái không biết là đạp phải cái gì địch y lấy di động trong túi ra mở đèn tim soi đường đầu rất choáng có chút không phân rõ được phương hướng thêm nửa giờ này cũng không thấy rõ được cái gì để có thể làm dấu hiệu hiện tại đi ra an hát chỉ có thể dựa vào trực giác rồi mò mẫm trừ bỏ cái chùm sáng bé tí do đèn pin chiếu lên phía trước ra thì trước bình minh bốn phía đều là màn đêm đầy nguy hiểm y đi có phần hơi lảo đảo nhưng không tạm dừng lúc nào mà cứ tiến về phía trước như đang muốn thoát khỏi cái gì đó trong lòng mỗi người đều có một nơi không thể đụng vào na thần có y cũng có an hát anh sẽ không cho rằng tôi mỗi ngày đều vây quanh anh như vậy là vì muốn nói chuyện yêu đương với anh đấy chứ đương nhiên là muốn lên giường rồi, còn muốn nhìn bộ dáng người bạn trai xinh đẹp bị mình đặt trên giường, anh còn cho là thật. Lần đầu tiên nghe được cái từ Flipper, một, này, An Hách cảm thấy trước mắt chỉ có một màn tối đen. Mặc dù y không thể thừa nhận tuy bản thân đã từng tuyệt vọng giải dụ một thời gian rất dài, nhưng quỷ tích cuộc đời của y vẫn không thể khống chế mà phát sinh thay đổi. Y không đếm được bản thân đã bao lần giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, mồ hôi đầm đìa, cả người rét rung lên nhưng y không biết chuyện này nên đi trách ai nữa, có thể trách ai đây, người khác, hay là chính mình. Cho dù hiện tại y cảm thấy bản thân sẽ không dễ dàng vì chuyện này mà đau khổ nữa, nhưng y vẫn không tài nào thoát khỏi cơn ác mộng. Đi loanh quanh nửa ngày ở bãi xe bỏ lung tung này An Hách vẫn không tìm được đường ra. Nó tự như mê cung vậy, bốn phía đều là tường, đổi tới đổi lui thậm chí giờ còn không phân biệt được bản thân là đang đi ra ngoài hay càng lủi vào sâu bên trong nữa. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người thông thả đi tới. Bít bảy, An Hách có chút căng thẳng, không biết ở bãi xe này ngoài na thần thì có còn kẻ lang thang, tội phạm truy nã hay tên đánh người cướp của nào nhảy ra ép mua hàng không nữa. Y cầm điện thoại quay lại chiếu quanh quanh, đằng sau chỉ có một mớ linh kiện bằng sắt mà không thấy được người nào. Na, Nà, An Hách vừa mở miệng muốn xác định lại một chút, bên người đột nhiên vươn ra một cánh tay, bịt kín miệng y lại, tiếp đến y bị người khác ông lấy eo y dù sợ hãi nhưng lại không chút do dự dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau à cánh tay ông y lập tức buông lỏng ra người nọ nặng nề kêu lên một tiếng na thần an hách cầm điện thoại rọi vào mặt hắn một chút thấy na thần đang khom lưng ông xương sườn lông mày thì nhíu chặt lại mẹ kiếp cậu bệnh hả anh đã nhìn ra na thần cười cười vẫn cong lưng đánh vào chỗ nào rồi bị thương không Tuy rằng rất căm tức, nhưng An Hách biết bản thân ra tay cũng không nhẹ, na thần vẫn công lưng, y bước tới muốn nhìn một chút, tôi. Y vừa tới gần, na thần đột nhiên thẳng đứng lên, cánh tay vòng qua gáy y câu xuống, hôn lên. Trên môi đột nhiên hiện lên cảm giác mềm mại nông nóng làm bàn tay đã dơ lên của An Hách cứng lại. Na thần ôm y rất chắc, tay thì dùng lực vuốt ve trên lưng y, đầu lưỡi hắn không ngừng liếm lên môi y đầy khiêu khích. An Hách vốn bị rượu làm cho choáng váng, giờ lại khiến y càng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, chỉ đứng yên tại chỗ, để mặt na thần đem bàn tay đút vào trong quần áo của mình, thô bạo nhưng lại dùng sức rất vừa vặn vân về vuốt ve. Tuy ánh mắt của na thần rất rõ ràng, chính là lên giường, nhưng nụ hôn này lại khiến an hách có chút mê man. Nụ hôn của na thần dường như chưa cho y chút thời gian nào để phản ứng lại, không có dạo đầu, không có thăm dò, không có tiến hành theo tuần tự, trực tiếp mà ngang ngược. Nhưng thực nghiêm túc, cảm giác không giống như chỉ định lên giường cùng người lạ. Thậm chí khi bị hắn ôm sát vào, trong nháy mắt an hách còn cảm thấy nó là nụ hôn của những người yêu nhau, quen thuộc mà đương nhiên. Tay anh lạnh quá, Na thần thả y ra rồi cầm lấy tay y. Cứ uống rượu là tôi lại vậy, An Hách không thể nói rõ cảm thụ hiện tại của mình, chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng nụ hôn này rõ ràng đã khơi mào lửa dục trong lòng y. Y đã lâu rồi không như vậy, cơ thể thoát khỏi lý trí và sở thích khát vọng được cùng một cơ thể khác tiếp xúc, kề cận, cọ sát lên nhau. Na thần không nói gì mà kéo tay y trở lại. Đi đâu, An Hách dùng điện thoại chiếu xuống mặt đất hỏi lại. Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, anh cứ đi nữa là ra cửa sau, ra ngoài là con đường dẫn thẳng tới bãi hỏa táng. Na thần xoay tay lại cầm lấy di động của y, tắt đèn pin đi, không cần cái này, anh không ngã đâu mà lo. Ba chữ bãi hỏa táng khiến sau lưng An Hách nổi đầy da gà, nhưng cuối cùng đã biết được căn cứ bí mật của na thần là ở nơi nào đối với nơi này na thần rất quen thuộc chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt ngay cả khi đối mặt với nhau cũng không thấy rõ không lãng phí đoạn đường nào mà chỉ vài phút sau là đưa được an hách về bên thùng xe một lần nữa trở lại trong phòng ấm áp an hách có chút mỏi mệt ngồi dựa vào cái đệm không muốn nói gì không muốn nhúc nhích cũng không muốn xoắn suýt chuyện lên giường hay là không lên giường muốn ngủ một lát không na thần đi đến một góc phòng ở đó có một đầu CD, hắn ấn mở, trong phòng liền vang lên âm nhạc êm dịu. An Hách nhìn sang thấy bên cạnh còn có máy quay đĩa màu đen cùng một loạt đĩa nhạc được xếp ngay ngắn, trông rất chuyên nghiệp. Của mẹ tôi, Na Thần cởi áo rồi đi đến ngồi xuống cạnh y, sờ sờ chân y, sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi y, lại cầm điếu thuốc ra châm, tôi rất ít khi nghe. Về chuyện mẹ của Na Thần, An Hách không tùy tiện hỏi nữa, cái vụ lúc muốn giết người còn chưa làm rõ là sao, y không nghĩ lại tạo thêm phiền toái. Tóc mái của na thần tách ra hai bên để lộ cái trán xinh đẹp, đầy đặn nhẵn thính. Từ góc nhìn của An Hách, vẻ ngoài của hắn có phần trẻ con đến bất ngờ. An Hách đưa tay lên sờ sờ trán hắn, từ lông mi đến mắt, lại đến mũi, miệng, cuối cùng dừng ở xương quai xanh của na thần. Tính anh cũng nóng thật đấy, na thần nhả khói thuốc. Cũng đâu có đột phát như ngày đây, An Hách cười cười. Mệt hả? Lên giường nằm một lát, Na thần hỏi y. An Hách quay đầu nhìn nhìn sang cái giường một đống lộn xộn bên cạnh, nhớ tới hình ảnh Lý Phạm đầu sư tử rời giường ngày đó, nhất thời cảm giác vô cùng không được tự nhiên, cảm thấy cái giường này cứ như đầu sư tử vậy. Anh không muốn làm thì không làm, cứ yên tâm ngủ đi, Na thần thấy y không lên tiếng, liền bồi thêm một câu. Giường này của cậu cũng không dọn dẹp một chút hả, An Hách lên tiếng. Na thần gối trên chân y cười một hồi lâu ngồi dậy đem điếu thuốc dùi vào cái hộp sắt nhỏ đặt trên thảm bên cạnh này tham quan phòng ngủ của tôi một chút đi hai thùng xe được nối sát với nhau ở giữa có một chỗ giống như cánh cửa na thần mở cửa ra đi vào bật đèn lên rồi vẫy vẫy tay với y từ thùng xe gần như toàn màu đen bên này qua bên kia an hách chỉ thấy toàn màu trắng đối lập thị giác cường liệt như vậy khiến y đứng ở cạnh cửa một hồi lâu mới đi vào na thần đứng ở phía sau đóng cửa lại cái thùng xe này như một cái đệm đầy lông của những chú chim nhỏ màu trắng vậy. Ngoài thảm lông tơ màu trắng, bàn trà, giường, ghế bành ra thì những món đồ thủ công còn lại đều có màu trắng, hơn nữa có khả năng đều được bọc bằng lông tơ, lông dài lông ngắn đủ cả. Hơn nữa khác hoàn toàn với bên ngoài là, căn phòng này không có mấy món đồ cùng vật bài trí kỳ quái, mà ngược lại rất sạch sẽ ngăn nắp, cũng thực ấm áp. An Hách nhìn thấy trên tường lẫn trên nóc có không ít các ống Xem chừng bên ngoài hẳn là có một thùng dầu đang cháy. Cậu An Hách sờ sờ sang cái đệm lông thật dày trên cái ghế bành cạnh đó, làm sao mà bảo trì được. Tôi có nhiều khi rảnh lắm, Na Thần vòng tay lên ông vai y, ghé vào tai y nhẹ giọng nói, anh có thể ngủ ở trong này. Cảm ơn, An Hách đang muốn đẩy cánh tay hắn ra thì hô hấp đột nhiên trở nên căng thẳng. Tay phải của Na Thần đi xuống lưng quần y, ngón tay đang cởi bỏ dây lưng của y, An Hách giữ tay Na Thần lại cậu làm gì? Na thần không nói gì, lại túm lấy quần y, tay trượt vào, cách lớp quần lót nhẹ nhàng gãi. An hách cảm giác không ít máu đang xông thẳng lên đầu, có chút choáng váng. huyệt thái dương cùng nhịp tim từng chút nổ tung. Tay trái của na thần kéo áo sơ mi của y ra rồi sờ lên thắt lưng y một chút, hơi thở ấm áp phả vào sau tai y. Cậu không phải đã nói là không làm sao, an hách rút mạnh tay hắn ra khỏi quần mình, xoay người lại nhìn hắn bệnh thần kinh nói mà có thể tin sao na thần cười cười cúi đầu tự cởi quần của mình ra chỉ chừa lại mỗi cái quần lót đứng ở trước mặt y dưới quần lót đã nổi lên hình dáng rõ ràng của vật đó an hách chưa từng được thử thách định lực cùng thần trí của chính mình như vậy đặc biệt là đã thật lâu rồi không làm qua lại còn trong tình trạng uống rượu người đối diện cho dù là diện mạo hay dáng người đều thật hợp khẩu vị y huống chi người này giờ gần như nu toàn thân thân thể khát vọng không giấu được Na thần có thể dễ dàng nhìn thấy phản ứng đồng dạng của y Một bàn tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi của y Tay còn lại thì chạm vào bụng y Di chuyển đi xuống từng chút một An hách nhẹ nhàng run lên Nhưng lại không trốn Đụng chạm của na thần khiến tất cả suy nghĩ của y Trong nháy mắt đều ném hết ra sau đầu Tất cả tịch mịch Trống rỗng dai dẳng vốn không giải quyết được Trong thời gian qua dường như từ trong những vuốt ve khiêu khích Của na thần đã tìm được đường thoát ra Áo của y bị cởi ra Na thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vai, rồi từ vai hôn lên cổ, đến vành tai, lại chậm rãi quay về cọ sát lên vai, tay cũng không dừng mà cởi quần y ra tiếp. An hách khe khẽ thở dài ở trong lòng. Na thần giáng lên, làn da trơn nhẵn ấm áp của hắn khiến cơ thể y như bùng lên một ngọn lửa. Y ôm lấy eo của na thần, rồi sờ mạnh lên lưng, lên hông và cả cái mông săn chắc thật vệnh mấy cái, tiếp đến ấn na thần xuống giường. Na thần rất phối hợp, hoàn toàn thả lỏng nằm ở trên giường, hai tay bắt chéo đặt ở đỉnh đầu, thảm lông tơ thật dày ở trên giường bao lấy thân thể thon dài mà săn chắc của hắn. An hách nhìn hắn vài giây, nằm đè lên, kéo quần lót na thần xuống, tay thì dùng lực vuốt ve xoa nắng trên người hắn. Làn da của thanh niên có cảm xúc thật đặc biệt, lại có giảng khiến hô hấp của an hách mạnh thêm mấy phần. Y có chút vội vàng thăm dò xuống phía dưới, khi nhẹ nhàng cầm lấy vật bên dưới của na thần, cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay liền thiêu đốt cả vào trong thân thể y ưm ừ, na thần hơi ngưỡng đầu từ từ nhắm hai mắt rên rỉ một tiếng rất thấp hôn tôi an hách cúi đầu hôn lên trán na thần chậm rãi trượt đến chấp mũi lại đến môi khi na thần muốn đáp lại y không có dừng lại mà dùng đầu lưỡi chấm chấm phát họa qua cầm, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái lên vai na thần a à, na thần thở hổn hỉnh, bắt lấy cánh tay y nhéo một cái nụ hôn của an hách dừng ở xương quai xanh của na thần lại xuống phía dưới đầu lưỡi chậm rãi đánh vòng khi ngậm vật nổi ở trước ngực na thần hô hấp của na thần liền ngừng lại một chút cơ thể hơi cong lại hướng về phía trước phản ứng này khiến an hách bắt đầu hưng phấn thân thể xa lạ mà mẫn cảm đầy hấp dẫn khi hô hấp của na thần càng lúc càng trở nên dồn dập nụ hôn của an hách dừng ở trên bụng hắn không tiếp tục đi xuống y chậm rãi nhỏng dậy cho dù thần kinh đã kéo căng, cảm xúc cũng càng ngày càng hưng phấn, nhưng An Hách lại không tình nguyện đối với việc dùng miệng để tiếp tục. Cho dù giờ lưỡi dục trong y đã tăng vọt, đối với na thần muốn ngừng mà không được, nhưng đây vẫn là một cơ thể hoàn toàn xa lạ. Tay na thần sờ soạn qua, đầu ngón tay di xuống tìm bụng dưới của hắn, sau đó túng cánh tay y đem y kéo ngã xuống giường, rồi hắn lật mình đè lên. Không đợi An Hách nằm ổn định, hắn đã vùi đầu ngậm lấy vành tay An Hách, Ông sát y nhẹ nhàng cọ vào, ghé vào tai y thấp giọng hỏi, không muốn dùng miệng. Từ hai cánh tay của An Hách ông chặt lấy hắn, bàn tay gãi nhẹ rồi vân vê trên mông hắn. Na thần cười cười nhưng không nói gì, mà liếm lên cổ y, ngón tay thì đi vào mặt đùi trong phát họa, không nặng không nhẹ khiêu khích. An Hách có thể nghe được hô hấp của chính mình, rất nặng nề, y kéo tay Na thần qua đặt lên thân dưới của mình. Thời điểm Na thần nắm lấy, y liền nhắm mắt lại giống như khi hôn nhau, động tác vuốt ve của na thần cũng thực nghiêm túc, chăm sóc đến từng tấc khu mẫn cảm của y, kiên nhẫn mà dịu dàng. An hách nhìn không được mà bắt lấy cầm hắn, rưỡng lên hôn vào môi hắn một chút, lần này y không lập tức rời đi, khi đầu lưỡi na thần chào đón, y liền cuốn lấy. Nụ hôn ấm áp mà ẩm ướt mang theo hương sữa khiến An Hách vốn có chút cảm giác kỳ dị được hưởng thụ và trở nên kiên định. Song động tác tiếp theo của Na Thần lại khiến y bỗng tỉnh táo lại, Na thần hôn y, dây dưa môi lưỡi cùng y, đầu gối lại chen vào giữa hai chân y, ngón tay chậm rãi dò xét ra phía sau. An hách đè lại chân hắn, muốn ngồi dậy. Sao thế, cánh tay ông eo được na thần đặt lên người y? Không, an hách trả lời rất đơn giản. Không, na thần tựa hồ có chút bất ngờ, buông lỏng tay ra, chống lên giường nhìn y, không cái gì. Không cho DT. Từ DT này khiến an hách khó chịu, nhưng loại biểu đạt trắng trợn, thô bạo này lại thành công khiến dục vọng trong thân thể y bị câu lên, cổ họng trở nên căng ra, y bắt lấy cầm na thần, nhóc con, cậu nếu không muốn ngoan ngoãn nằm sắp xuống thì thôi. Na thần không động cũng không lên tiếng, nụ cười tươi từng chút một nở trên môi, chậm rãi ngồi thẳng, nhìn vào mặt an hách. Sau khi nhìn thẳng thi đấu mắt với an hách, tay hắn di từ bụng mình sờ soạn xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắng mấy cái, sau đó thân thể ngửa ra sau, một tiếng mang theo trên rỉ khàn khàn thoát ra, mau vào đi. Ngọn đèn vàng cam ấm áp dưới phong nền trắng càng tôn lên vẻ gợi cảm mê người của na thần. Nhất thời, An Hách cảm thấy toàn thân đều bị ngọn lửa bao bọc, đốt đến nỗi khiến y không thở nổi. Là như thế này sao, không đợi An Hách phục hồi tinh thần, giọng nói của na thần đã khôi phục lại ngữ điệu bình thường, trong thanh âm mang theo trêu tức, muốn nhìn tôi như vậy. Ngọn lửa đang phi nhanh trong thân thể An Hách bị chuyển biến này kích cho thiếu chút nữa là chạy lệch lúc này nếu như bản thân vận khí luyện công khẳng định là bị tẩu hỏa nhập ma địch cụ an hách đẩy na thần ra nhảy xuống giường cầm quần áo đi về phía cánh cửa đi đâu đê tê thế na thần cười nói an hách mặc kệ hắn thò tay lên kéo cửa ra giờ y rời đi cũng chẳng có cách về nhưng y thà ra ngoài ông thùng dầu cũng không muốn ở chung phòng với na thần nhưng kéo vài cái mới phát hiện cửa không mở được y có chút căm tức Xoay người nhìn na thần đứng ở bên giường Cậu đi ra ngoài Na thần không nói gì mà đi về phía cửa An hách một bụng căm tức dục hỏa không chỗ xả Đang định muốn nằm sắp xuống giường ngủ thì cảm giác được nguy hiểm Mới vừa đi đến bên giường Na thần đột nhiên không nặng không nhẹ đạp lên đầu gối y Chân an hách mềm nhũng gục xuống mép giường Không đợi y kịp đứng dậy Đầu gối na thần đã đè lên lưng y Khiến y nằm chết dí trên giường Với tư thế nửa nằm trên giường an hách không dùng lực được dãy dụa vài cái cũng chẳng thể đẩy na thần ra tay cũng không với tới hắn đầu gối na thần lại đè xuống dưới tay từ phía sau nắm chắc cầm y ngón tay sờ lên môi y mấy cái rồi bắt đầu bịt kín miệng cùng mũi của y lại an hách nhất thời có chút khó thở nghiêng nghiêng đầu muốn thoát khỏi tay của na thần song tay của na thần bịt rất nhanh y không có cách nào tránh ra an hách tôi đặc biệt thích sự kiên cường của anh đấy âm thanh của na thần khi nói chuyện rất thấp nếu an hách không bị hắn dùng phương pháp kỳ lạ này khống chế hẳn là sẽ cảm thấy thanh âm này thực gợi cảm nhưng hiện tại chỉ cảm thấy quá ngập thở liều mạng dãy dụ muốn hít không khí vào y không biết na thần muốn làm gì giết người chăng khi hai thằng đàn ông gạ tình dành làm một không ai chịu nhường ai đêm kích tình hôi giao nổi lòng giết người máu xịt ngay tại chỗ ngay khi y muốn dùng tay chống cho bản thân nhõng dậy na thần đột nhiên lại thả lỏng tay an hách cảm giác được không khí từ mũi bên trái tiến vào thân thể y hít mạnh một hơi xong mới phát hiện không biết từ lúc nào na thần đã cầm cái lọ nhỏ để dưới mũi y y hít khí vào thì nghe được một mùi nhàn nhạt sửng sốt một giây an hách phản ứng lại mắng một tiếng mơ hồ không rõ đệt tay na thần lại rất nhanh che lên an hách chưa được thả bao lâu nhất thời cảm thấy nghẹn đến mức không xong cảm giác muốn hít mạnh không khí nên khi bàn tay kia buông ra một chút y liền phản xạ có điều kiện mà lại hít một hơi thật sâu vào. Vài giây sau, ăn Hách liền cảm giác được trong thân thể có một ngọn lửa bùng lên cháy không ngừng. Từ thời điểm bị na thần ông lấy eo rồi ném lên giường, y chỉ cảm thấy khô nóng, cả người đều choáng váng. Thả lỏng chút đi, na thần đè lên lưng y rồi tách hai chân y ra chút, sẽ khiến anh thoải mái thôi. Thanh âm của na thần dán bên tai y rồi thổi khí vào. An Hách bắt đầu cảm thấy thân thể có chút lơ mơ như thể bay lên, chất lượng của cái đệm lông dày mềm mại như đã bị giảm đi, càng ngày càng mềm. Không rõ là do tác dụng của cồn chưa biến mất hay là vì tác dụng của thuốc mà dục vọng mãnh liệt không ngừng nảy lên, cho dù là thân thể hay thần kinh của y đều trở nên mẫn cảm dị thường. Khi na thần tiến vào thân thể y, y gần như không cảm thấy chút đau đớn hay khó chịu nào, mà chỉ thấy hưng phấn. A, à, tiếng trên rỉ của An Hách từ cái đệm truyền ra. Na thần cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên lưng y, một tay chống xuống giường, một tay ôm eo y nâng lên để đẩy vào được hoàn toàn. Hô hấp của An Hách trở nên dồn dập, khuôn mặt nhìn nghiêng tự như có chút mê man, nhưng lại lộ ra dục vọng đầy hấp dẫn, để người khác có xúc động muốn hung hăng giữ lấy. Na thần đứng thẳng dậy, đỡ eo y chậm rãi ra vào, theo hô hấp của An Hách càng lúc càng nhanh, tốc độ của hắn cũng tăng lên. Tiếng trên của An Hách bắt đầu có chút hỗn độn, thanh âm cũng dần trở nên to hơn. Na thần có chút khống chế không được, nắm chặt lấy eo an hách, đầu ngón tay đều rơi lên làn da y, mỗi một lần tiến vào đều khiến tim hắn đập nhanh hơn. An hách, có người nào từng nói với anh chưa? Na thần túng vai an hách vặn về phía sau, an hách thuận theo dùng cánh tay chống đỡ cho thân thể, thở hổn hển tiếp nhận sự xâm phạm không ngừng của hắn. Na thần xoa nắng lên thắt lưng an hách, giọng của anh như vậy nghe rất êm tai. An Hách không đáp lại lời của hắn mà chỉ cúi đầu, bàn tay túng lấy mớ lông dài trên đệm, khớp xương ngón tay vì dùng lực mà hơi trắng bệt, xương bả vai vẽ nên đường cong xinh đẹp, thân thể theo từng va chạm của hắn mà nhẹ nhàng run rẩy. Tay của Na Thần trượt tới phía trước y, cầm nó lên xoa nắng theo tiết tấu của chính mình, cái nóng cùng độ cứng của vật đó trong lòng bàn tay khiến hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn ấn An Hách về trên giường, lật cánh tay y lại, nâng chân y lên rồi lại đẩy mạnh vào. Ưng, ừ, An Hách cau mày hừ một tiếng, tay cào lên đùi hắn một cái. Na thần ấn chân y, tay đưa ra khẽ nhéo cầm y, môi An Hách hơi mở ra, ánh mắt có phần mất tập trung, không biết là đang nhìn đi nơi nào, dáng vẻ này hoàn toàn khác với trạng thái trước đó của y, khiến Na thần rất hưởng thụ. Na thần rất ít khi tưởng tượng cảnh một người khi trên giường sẽ có dáng vẻ gì, nhưng khi nhìn thấy An Hách hắn liền nhịn không được mà suy nghĩ. Đối với mọi người, An Hách luôn tỏ ra ôn hòa lịch sự, nhưng lại tạo chút khoảng cách như có như không, cách cười, ngôn từ hay hành vi đều rất đúng mực. Loại người này, trên giường sẽ có dáng vẻ gì? Hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, ánh mắt mê ly, tiếng thở dốc, tiếng trên lại dễ nghe khêu gợi, bàn tay chống lên đùi mình mang theo run rẩy không khống chế được, mỗi một chi tiết đều khiến na thần có cảm giác phấn khích. Phản ứng như vậy sẽ khiến người khác nhịn không được, không ngừng khiêu khích, dụ dỗ, muốn nhìn thấy bộ dáng càng hưng phấn khi bùng nổ dục vọng của y an hách không nhớ nổi na thần đã để cái lọ kia dưới mũi mình mấy lần y chỉ biết bản thân giờ vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn cực độ mỗi lần na thần xâm nhập vào đều khiến y như bay về phía trước mê muội cùng ham muốn tăng vọt khiến y muốn ngừng mà không được không thể kháng cự lại khoái cảm cùng kích thích không ngừng của hắn y có thể nghe được tiếng rên của chính mình bởi vì khoái cảm mà rên lên không thể ngừng tiếng rên rỉ này khiến y phải đỏ mặt nhưng tiếng trên trộn lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của tên na thần kia lại đồng thời khiến thần kinh y nảy lên, mỗi lần đập vào đều vừa vặn, một lần lại đẩy y tới bờ bùng nổ. Ngay khi thân thể của An Hách dần trở nên căng thẳng, tiếng trên đã hoàn toàn mất kiểm soát, có chút ám ách, na thần lại tăng nhanh tốc độ, vuốt ve trên tay cũng không ngừng lại mà liên tục khiêu khích. Kích thích hai chỗ lại diễn ra không ngừng khiến An Hách bỗng công người lại, cái chân được na thần nâng lên kia cũng hơi rút lại. Động tác của Na Thần không dừng lại, dục vọng của An Hách bắn ra ở trong tay hắn khiến hô hấp của hắn nhất thời cũng trở nên rối loạn. Na Thần đè lên trên người An Hách, tiếng mạnh vào va chạm, nghe tiếng rên rỉ của An Hách đã tan tành, dần biến thành tiếng hít khí từng chút một. Hắn chôn mặt vào hõm vai An Hách, rồi cắn một cái lên vai y, phát ra tiếng kêu khàn khàn. Vài phút sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Na Thần nằm ở trên người An Hách, khi nhịp tim chậm rãi bình phục hắn mới khởi động cánh tay cúi đầu nhìn an hách an hách từ từ nhắm hai mắt lại không nhúc nhích thời điểm na thần ngồi dậy chân an hách vẫn còn đặt trên đùi hắn na thần nhẹ nhàng đặt chân y xuống cảm giác được cả người an hách thật mềm mại hắn kéo cái chăn lông bên cạnh che lên an hách rồi xuống giường anh đừng động đậy muốn động cũng động không nổi an hách vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước trong đầu còn rất hỗn loạn thân thể như mất đi cảm giác trọng lực mà bay lên dường như giờ y không phải là đang nằm trên giường mà nằm trên đám mây bay bay theo làn gió tiếp theo thì không biết là cảm giác gì cả người mệt nhoài cơn buồn ngủ hình như vẫn luôn bị ham muốn đè nén giờ hoàn toàn bùng nổ ra trong cơn mơ màng y cảm thấy na thần ra khỏi phòng một lát sau thì trở lại hình như rất cẩn thận lau cho y dọn dẹp cẩn thận xong thì nằm xuống kề bên đèn trong phòng bị tắt đi an hách nhanh chóng tiến vào giấc ngủ ký ức cuối cùng là na thần choàng tay qua ông y vào lòng giấc ngủ này rất sâu buồn ngủ cồn mỏi mệt sau khi phát tiết còn cả sự tấn công của tên quỷ kia nữa lúc an hách tỉnh lại phải nằm sửng sốt cả 5 phút mới phục hồi được tinh thần từ trong mê man chân cùng eo đều hơi đau nhức còn cảm giác tê dại của nơi nào đó khiến y tỉnh táo mà nhận thức được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua y trừng mắt nhìn lên nóc nhà bao phủ đầy lông trắng trong lòng là cảm giác nói không nên lời. Tên khốn, buồn bực, muốn nổi giận, còn có cả khoái cảm không ngừng phát lại trong đầu óc choáng váng của y nữa chứ. Địch An Hách nhắm mắt lại nghiến răng chửi một tiếng. Na thần không còn trên giường nữa, trên cái ghế cạnh giường có đặt một bộ đồ của Na thần, quần thể thao cùng áo thun, trên bàn trà nhỏ màu trắng có đặt đồ điểm tâm và sữa. An Hách không có tâm trạng ăn uống, cầm quần áo qua loa mặt vào rồi ra khỏi phòng nhiệt độ bên ngoài rất thấp thùng dầu trong phòng đã bị mang đi y xỏ dậy rồi ra ngoài nắng rất đẹp vẫy lên người mang theo chút ấm áp an hách nhìn nhìn bốn phía hình dạng kỳ quái của mấy cái xăm lốc cùng đống xe bị phá hỏng vốn đêm qua không nhìn rõ được giờ đều đã hiện nguyên hình bốn phía thật im lặng không biết vì sao mà so với ban đêm y lại cảm thấy dưới ánh mặt trời bãi xe cũ có vẻ cô đơn hơn vài phần thùng xe màu đen dưới nắng cũng có vẻ trơ trọi cùng với căn phòng nhỏ màu trắng ấm áp kia của na thần mà hình thành lên sự đối lập rõ ràng, khiến tâm trạng của An Hách vốn phiền muộn, hoảng sợ vì chuyện hoang đường đêm qua giờ như bị ném xuống tận đáy cốc. Y đứng ở trong nắng, tay chân đều bắt đầu run lên vì rét lạnh. Việc bị na thần cưỡng ép đêm qua khiến những câu chuyện tấn công y từng nghe thấy liền không ngừng xoay chuyển trong đầu. Buồn bực, khó chịu. Y chẳng thể nào ngờ bản thân sẽ bị một kẻ chẳng lớn hơn học sinh của mình bao nhiêu dùng phương thức như vậy cưỡng bức. Có lẽ trong mắt người khác, việc này chẳng tính là chuyện to tác gì. Nhưng Y thì không cho là vậy, cái cảm giác nhục nhã bị người ta đặt trên giường chỉ có mình Y có thể lĩnh hội. Loại đi vào mà không có tí tình cảm khiến Y thế nào cũng chẳng thể dễ dàng cho qua được. Lửa giận từng chút một sông tới đỉnh đầu, Y nghiến răng, đi quanh thùng xe hồng muốn tìm na thần rồi hung hăng đánh hắn một trận nhưng đi hai vòng cũng không thấy được bóng na thần chỉ thấy cái xe Bombardier của hắn đang chiếu ánh cam dưới nắng an hách đạp mạnh vào bình xăng một cái em mờ đang muốn nhấc chân đạp thêm cái nữa an hách lại nghe được tiếng harmonica từ xa truyền tới y rút chân đứng yên tại chỗ không nhúc nhích đây là lần đầu tiên y nghe thấy có người dùng harmonica để thổi khúc grandslayer giai điệu đơn giản không chút chảy chuốt khiến trái tim y đột nhiên thấy trống rỗng nhưng vài giây sau y liền có phản ứng lại đây là na thần lửa giận trong lòng lại bốc lên cao y lần theo tiếng harmonica đi tới âm thanh truyền tới từ tận sâu trong bãi đổ cũng là cái hướng hôm qua y đi lầm qua không mất bao lâu tiếng harmonica trở nên rất gần âm thanh bay trong không trung y ngẩng mặt lên thì thấy được na thần na thần có lẽ không nghe được tiếng bước chân của y giờ hắn đang ngồi quay lưng lại với y ngồi trên đỉnh xe cùng đống đồ cũ được xếp đóng lung tung trông như một ngọn núi nhỏ hình thù kỳ lạ, cầm harmonica thổi rất chăm chú. Ánh mặt trời chiếu lên hắn cùng đống sắt bỏ gỉ sét loan lỗ, phản xạ lại thành những đốm sáng nhỏ. An hách không gọi hắn, cũng không bước tiếp. Na thần giống như cảnh vật xung quanh, cho dù là dưới ánh mặt trời nhưng vẫn lộ ra cảm giác cô đơn hiu quạng. An hách không thích cảm giác này, tinh thần y sa súc hẳn. Đột nhiên y không muốn đánh na thần nữa. Trong nháy mắt, An Hách đột nhiên phát hiện ra bản thân có chút trì độn, cái người trước đây từng ít nhiều hấp dẫn y, từng khiến y có không ít suy nghĩ, lại có cuộc sống hoàn toàn khác với y. Đánh hay không đánh, lửa giận bùng lên hay dập tắt, tất cả đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Y trầm mặt đứng yên trong chốc lát rồi xoay người bỏ đi. Phải mất cả một tiếng đồng hồ An Hách mới trở lại được đường lớn rồi tìm thấy một trạm xe buýt đứng ở trạm xe đến khi bị đông lạnh thiếu chút nữa là hòa thành một thể với cái trạm xe mới đón được một chuyến chạy tới lại đổi cả thảy ba chuyến mới xem như là về tới nội thành đi vào khu dân cư trạng thái hốt hoảng vốn bắt đầu từ hôm qua chỉ đến khi nhìn thấy cổng bảo vệ rốt cuộc mới tiêu tan lần đầu tiên an hách có cảm giác nụ cười của ông bảo vệ tính tình thô lỗ lại có thể khiến tâm trạng người ta ổn định như vậy đấy vào cửa an hách xả một bồn nước ấm rồi đem cả người ngâm từ đầu đến chân trong đó cảm giác được nước ấm bao lấy có thể khiến y thật sự cảm thấy an toàn lỗ chân lông từng chút một mở ra hơi ấm chậm rãi tiến vào trong thân thể y từ từ thả lỏng bắt đầu cảm thấy sự mỏi mệt tăng lên gấp bội không biết có phải do tối thứ sáu không ngủ được hay không mà thời gian hai ngày cuối tuần y căn bản là dùng để ngủ ngay cả lúc mẹ của trương lâm gọi điện thoại tới cảm ơn y đã giúp trương lâm thay đổi y vẫn là phải cố nén không được ngáp May mà trạng thái này đến thứ hai liền giảm hẳn, y đến cổng trường đúng giờ và bắt đầu lại nếp sinh hoạt bình thường. Y vẫn là thầy An, xưng hô này khiến y an tâm mà bình tĩnh. Bộ đồ của na thần y đã giặt sạch, vẫn ném trên sofa. Y không liên lạc gì với na thần, cả điện thoại lẫn quy quy, mà na thần cũng không xuất hiện lần nào. Cái avatar của dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày vẫn luôn một màu xám xịt, chưa sáng lên lần nào kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu an hách ngồi trên bục giảng làm giám thị nhìn đám học trò ghé vào bàn múa bút thành văn đều là múa bút thành văn song có vài đứa thì viết thật nhanh còn có vài đứa thì quẹt lung tung lên giấy nháp tìm cơ hội lôi phao trong ngăn bàn trong quần áo ra coi hoặc là lé mắt dòm sang bài thi của bạn khác an hách cầm một tờ nháp từ từ xé thành từng mảnh nhỏ lại vo thành mấy cục giấy bé tí cầm ở trong tay y coi thi rất ít khi đi lại khắp phòng có một số học sinh rất dễ căng thẳng nên bình thường y chỉ ngồi ở một chỗ thời điểm một cậu ngồi bàn ba kéo áo khoác mình ra y liền nâng tay lên ném cục giấy đó xuống cậu học sinh này đột nhiên bị đánh vào tay liền hoảng sợ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua an hách cười với nó cậu chàng nhanh chóng cúi đầu xuống bàn bắt đầu vẽ lung tung lên giấy nháp ba ngày thi kết thúc đối với số học sinh thì là thở phào nhẹ nhõm còn đối với một số học sinh mà nói thì còn phải cắn răng vượt qua cuộc họp phụ huynh sau đó. An Hách ngồi trước bàn làm việc, nhìn đám lâm nhược tuyết tụ họp lại bàn bạc chuyện ăn chơi năm mới, rồi đôi khi cười lên chêm vào hai ba câu. Đối với y thì năm mới thật chẳng có ý nghĩa gì, ở nhà cứ vào năm mới là chỉ có hai mẹ con y, ngoài trừ được yên tĩnh cùng mẹ dùng xong bữa cơm tất niên cùng với sủi cảo y gói ra, thời gian còn lại đều là bầu không khí đánh mặt chượt như trước đó nếu không phải y kiên trì muốn làm sủi cảo mẹ hẳn là sớm hủy bỏ cái ngày tết âm lịch này rồi cửa phòng làm việc bị đẩy ra trương lâm mang theo vẻ mặt đầy đắc ý chạy vào vọt tới trước bàn y hô một tiếng xếp an khí thế vô cùng sao thế an hách nhìn cậu chàng hôm nay ba em tới học phụ huynh trương lâm nói xong liền cầm lấy thanh sô cô la đặt lên bàn của y rồi quay đầu như gió chạy ra khỏi văn phòng an hách cười trương lâm đợt này thi không tốt lắm nhưng trước kia đã từng đồng ý bảo cậu ta phải có tên ở 15 hạng đầu, giữa kỳ cậu ta đứng thứ nhất từ dưới đến lên, giờ thì có thể đứng thứ 17-18 đến ngược rồi. An Hách đang cân nhắc xem nên nói gì trong buổi họp phụ huynh đầu tiên này thì Trình Vũ vẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới đột nhiên lại quay đầu sang nói với y một câu, Ồ, xe của phụ huynh nào vậy ta? Hả? An Hách đứng lên đi đến bên cửa sổ? Xe kia, Trình Vũ chỉ chỉ xuống bãi xe dưới lầu, cái xe ba bánh kia. An Hách nhìn theo tay cô, nhất thời ngẩn cả người. Cho dù không nhìn biển số thì y cũng biết đó là chiếc đi của Na Thần, xem chừng cả thành phố này cũng chỉ có một chiếc đó thôi. Không biết nữa, An Hách thuận miệng đáp, xoay người về chỗ ngồi của chính mình. Mẹ kiếp, tên này là sao đây? Bên dưới là bãi xe của trường, cơ bản chỉ có xe của thầy cô cùng phụ huynh học sinh, Na Thần sao lại đậu xe ở đây? An Hách cầm thanh sô-cô-la lên lột ra ăn, cẩn thận đem não ra xoắn một lần xác định bản thân chưa từng nói ra nghề nghiệp của mình cho na thần càng chưa bao giờ kể mình làm ở trường nào na thần không phải đến tìm mình vậy là phụ huynh lúc đi qua phòng học an hách vẫn chú ý những người qua lại song không thấy được na thần an hách đột nhiên có chút khẩn trương không thể nói rõ là vì cái gì y và na thần đã chẳng còn qua lại với nhau nữa nhưng việc y và na thần cùng xuất hiện sẽ chỉ có một nguyên nhân Y không ngại bị bạn bè biết được khuynh hướng tình dục của mình, nhưng lại để ý chuyện bị đồng nghiệp biết, cho nên y vẫn phân chia rạch ròi cuộc sống cá nhân cùng công việc. Chiếc Bombardier của Na Thần đột nhiên xuất hiện trong bãi xe của trường khiến y đột nhiên có cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Đi thẳng tới phòng học, An Hách vẫn không thấy được Na Thần. Có lẽ chỉ là trùng hợp. An Hách thu hồi những suy nghĩ lung tung của mình về, mỉm cười bước vào phòng học. Trong phòng đã đông đủ các vị phụ huynh Y vẫn chạy bước lên bục giảng, nở nụ cười rồi bắt đầu chào hỏi, chào quý vị, tôi là An Hách, chủ nhiệm lớp 10A6. Câu nói kế tiếp Y không tiếp tục nữa, khi ánh mắt quét tới cuối phòng học, cả người Y ngay ra. Na thần đang ngồi ở ghế dưới cùng gần cửa sau, trên mặt cũng có một kinh ngạc, nhìn thẳng vào mắt Y, Na thần dựa đầu lên tường, khẽ nhếch khóe miệng cười đầy ẩn ý. An Hách theo dõi hắn và dây rồi liền chuyển tầm mắt, mặc cho lộng ngực bất ngờ suýt chút nữa là gào lên y vẫn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của chính mình tiếp tục lời ban nãy cảm ơn các vị dù trăm công nghìn việc nhưng vẫn bớt chút thời gian tham gia vào buổi học phụ huynh đầu tiên của chúng tôi bên dưới không biết là phụ huynh của em nào đột nhiên vỗ tay trước trong phòng liền vang lên tiếng vỗ tay an hách có chút buồn cười liền chắp tay lại xin cảm ơn nãy giờ chúng ta vẫn chưa nói được gì đâu các anh chị không cần vỗ tay mục đích buổi học phụ huynh này chủ yếu là để tăng cường việc liên lạc nếu như muốn vỗ tay thì xin dành tràng pháo tay này cho các em học sinh thì thích hợp hơn, các em ấy đều rất tốt. Nói xong mấy câu này, An Hách tìm lại được trạng thái tự nhiên trấn định của mình, bắt đầu nói những nội dung mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Y chưa nhắc đến thành tích, cũng chưa khen ngợi hay phê bình đặc biệt em nào. Trong cuộc học phụ huynh lần này, điều y muốn làm là hy vọng các bậc phụ huynh có thể trao đổi cùng con cái cũng như khẳng định đối với chúng nhiều hơn. Thời gian cho buổi họp không nhiều, lúc nói xong những nội dung đã chuẩn bị cũng đã hơn nửa giờ an hách cúi người xuống với các vị phụ huynh các vị đều là trưởng bối của tôi nếu thấy tôi có gì cần thay đổi cải thiện xin các anh chị đừng ngại đề xuất giáo dục là sự phối hợp giữa trường học cùng gia đình đối với tôi mỗi một học sinh đều là có thể trở thành người tài tôi và các anh chị cùng cố gắng hết sức một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã tới tham gia cuộc họp phụ huynh lần này nói xong câu này tiếng vỗ tay lại vang lên an hách cười cười chưa kịp nói gì thì đã bị một vài phụ huynh vây quanh an hách vừa trao đổi cùng phụ huynh vừa tranh thủ đảo mắt lướt qua vị trí của na thần na thần không còn ở đó nữa y liền nhẹ nhàng thở ra lại trôi qua một giờ nữa y mới kết thúc cuộc trò chuyện với các vị phụ huynh an hách cảm thấy cổ họng khô hết lại vội bước nhanh xuống lầu muốn mau chóng trở về văn phòng tìm nước uống để sang cầu thang ở tầng một vừa nhấc mắt lên liền thấy na thần đang đứng tựa sát vào tường trong lòng An Hách nổi lên một cảm giác chẳng thể nói rõ bằng lời, y thật lòng muốn giả bộ không thấy mà bước nhanh qua rồi tránh đi. Nhưng do dự một hồi y vẫn là đi qua, đứng ở trước mặt Na Thần, cậu. Hứa tỉnh diêu, Na Thần cười nói, ba mẹ nó bận nên tôi đi. Hứa tỉnh diêu. An Hách ngẩn người, cũng cười lại, cậu là gì của cô bé? Anh, anh họ. Na Thần là anh họ của Hứa tỉnh diêu an hách thật có chút khó khăn khi đem một cô bé sống nội tâm lại có phần kiêu ngạo kia cùng na thần liên hệ với nhau được nhưng vẫn khẽ gật đầu hứa tỉnh diêu rất ngoan có tinh thần trách nhiệm lại hòa nhã với bạn bè khả năng kiểm soát cũng rất mạnh na thần không nói gì mà chỉ hơi nheo mắt lại người nhà cũng nên giúp cô bé thả lỏng chút cô bé tự tạo áp lực cho mình quá lớn an hách không để ý tới hắn bổ sung một câu sau đó nhìn na thần còn cần trao đổi gì nữa không không, na thần trả lời. An hách không nói gì, đi vòng qua na thần hướng về phía văn phòng. An hách, na thần kêu một tiếng sau y. An hách quay đầu lại, na thần đứng ở bậc thang cười cười với y, thanh âm không cao nói, anh còn nợ tôi một bữa cơm. An hách không nói gì, xoay người đi về phía văn phòng. Na thần đứng ở bậc cầu thang dõi theo bóng dáng y, một lát sau mới từ trên mấy bậc thang cuối cùng nhảy xuống dưới. Hình ảnh An Hách đứng trên bục giảng bình tĩnh nói chuyện trong cuộc họp phụ huynh thật hấp dẫn. Phần trao đổi không dài kia vừa lộ ra cá tính nhưng vẫn thật đường hoàng, thật tốt khi có một thầy chủ nhiệm như vậy. Anh còn chưa về à, hứa tỉnh diêu từ bên cạnh chạy tới, có tiền không, em muốn mua trà sữa. Na thần rút một tờ 100 từ trong ví ra đưa cho cô bé, hứa tỉnh diêu không nhận, 5 đồng là đủ rồi. Na thần lại nhét thẳng tờ 100 vào túi áo cô bé, tiền mừng tuổi mẹ em biết sẽ la em hứa tỉnh diêu cau mày nhìn hắn sao phải cho mẹ em biết na thần đút hai tay vào túi vừa đi về phía cổng trường vừa nói thầy an của mấy đứa nói em rất xuất sắc em cũng đừng có cứ lo lắng thành tích của mình không tốt cả ngày như thế cái kiểu đó làm anh cứ tưởng thành tích của em đến ngược đấy hứa tỉnh diêu cười cười ngẫm lại lại muốn đem tờ tiền kia trả lại cho hắn na thần dúi lại vào tay cô bé cầm đi giờ anh gửi tiền chỗ em gửi chỗ em làm gì, hứa tỉnh diêu ngẩn người. Na thần xoa xoa bụng, xoay người rất nhanh chóng tránh đi, đợi ngày nào anh phá thai cần phải bồi bổ thân thể thì xin lại em. Hứa tỉnh diêu sững sờ tại chỗ, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói với cái bóng của hắn, anh bị thần kinh à. Na thần ra khỏi cổng, Lúc đến cạnh xe thì thấy một cu cậu mặc đồng phục đứng đó đang say sương ngắm xe của mình. Hắn sải bước tới cạnh cái xe, nam sinh kia mới đột ngột ngẩng đầu, lúc nhìn thấy hắn thì dừng một chút, là của anh hả? Từ, na thần cầm găng tay ra chậm rãi đeo vào, sau khi kéo lại các đầu ngón tay xong mới phát hiện cậu học sinh kia vẫn còn đứng ở bên cạnh, vì thế hắn nheo nheo mắt lại, lên đi, anh chở chú mày đi một vòng. Cậu chàng quan sát hắn cả nửa buổi mới nói một câu, anh là gì của hứa tỉnh diêu? Na thần nghĩ nghĩ, khóe miệng cong lên, ba nó. Hả, cậu kia liền trợn mắt lên. Na thần không nói gì, đườm một cái xe nổ máy rồi rồ ga chạy mất hôm nay không có việc gì nên na thần cùng người trong ban nhạc hẹn đi tập luyện tập bài, nhánh hoa trên thảo nguyên trên đường phóng tới ga ra ngầm nhà lý phàm chung di động liền vang lên na thần giảm tốc độ xuống nhưng không dừng lại mà từ từ tấp vào ven đường di động vẫn kêu lên có vẻ không có ý ngừng lại đổ chung một hồi lâu mới tự động ngắt na thần nhẹ nhàng thở ra vừa muốn lên ga thì tiếng chung lại lần nữa vang lên hắn có chút khó chịu dừng xe lại ở lề đường rồi đá mạnh xuống đoạn đường răng cưa móc điện thoại trong túi ra coi tiếng chuông kết thúc khi lần thứ tư đổ chuông hắn mới nghe máy na thần sao cháu không nghe máy đầu bên kia truyền đến âm thanh không vui của mợ không nghe thấy na thần chống chân cúi đầu vỗ vỗ quần bà ngoại cháu nhớ cháu đấy cứ nói muốn cháu qua ở hai bữa mợ đang dọn dẹp cho bà đây mợ đổi sang giọng điệu buồn rầu gần đây sức khỏe bà không tốt lắm, cháu cũng nên quan tâm một chút. Mở với cậu cháu thật không yên tâm, nhưng khuyên bà thế nào cũng không được. Vâng, na thần không đợi mở nói xong liền kết thúc cuộc gọi. Lo lắng. Na thần vọt tới trước gương chiếu hậu rồi tự nhoẻn miệng cười, lo lắng mà lại bỏ một mình bà ở đó. Lo lắng mà cả nửa ngày cũng chẳng hỏi thăm bà câu nào. Diễn cũng tệ quá đi, na thần thở dài, không tiếp tục qua nhà Lý Phạm nữa mà quay đầu xe lại. Lúc na thần chạy xe đến cách nhà mình khoảng hai ba chục mét thì thấy vài bác gái đang vây quanh ở vệ đường, hắn liền tìm một chỗ đậu xe lại. Không cho tôi ăn cơm, một bà lão ngồi trên băng ghế vỗ đùi, đuổi tôi đi, giờ tôi không tìm được nhà nữa. Bà đừng nóng vội, một bác gái vỗ về lên vai bà lão an ủi. Na thần đi đến ngồi sổng xuống trước mặt bà lão, vỗ vỗ lên tay bà, rồi kề sát bên tai bà kêu lớn, bà ngoại. Hả, bà lão nhìn qua hắn, cười thật vui vẻ rồi khoe với mấy người bên cạnh, cháu ngoại tôi tới đấy. Là nói cháu không cho bà ăn cơm sao, na thần nâng bà đứng dậy, kệ sát bên tai bà tiếp tục kêu lên. Hả, bà ngoại có chút mê mang nhìn hắn, không ăn, vừa ăn xong rồi. Mấy trợ thính của bà đâu, na thần có chút bất đắc dĩ cầm cái túi nhỏ của bà ngoại lục lên, sao bà lại không mang mấy trợ thính theo. Bà nghe thấy, bà không thích mang cái kia, khó chịu lắm, cứ ông ông hết cả lên, bà ngoại khó chịu đi về phía trước, đến trước biển hiệu thì rất quen thuộc quẹo vào, ấn lên thang máy. Bà nghe thấy cháu kêu lên cả cái khu này ai cũng có thể nghe thấy được, Na Thần đứng ở phía sau, chẳng phải bà không tìm được nhà sao? Bà lão không để ý đến hắn, không biết là có nghe thấy không. Vào phòng, Na Thần dọn dẹp căn phòng của bà một chút, lúc đang trải đắp giường thì bà ngoại đi vào, cầm khung ảnh trên tủ đầu giường rồi bắt đầu khóc mẹ cháu thật đáng thương bà ngoại ông khung ảnh cháu cố ý đặt ảnh của nó ở đây để khiến bà khó chịu đây là lần trước tự bà lấy ra rồi đặt đó mà na thần muốn lấy lại khung ảnh rút hai lần nhưng bà ngoại vẫn ông chặt không buông hắn đành phải tiếp tục trải giường con gái à bà ngoại ông khung ảnh đi lên nằm trên giường cầm áo gối lên chùi bà có thể đừng như thế được không cái rạp giường na thần đang trải dở bị bà lão đè nặng lên không tài nào lôi ra được Hắn nằm sấp trên mép giường nhìn bà ngoại, mẹ cháu chưa chết đâu. Không ai chăm sóc cho bà trước lúc chết hết, bà ngoại tiếp tục khóc. Thì con trai bà sẽ tiễn bà, Na Thần đứng lên đi ra khỏi phòng, pha mật ong vào ly, đây là loại thức uống yêu thích của bà ngoại, ông ta có hiếu, lại mong ngóng nhanh chóng lo ma chay cho bà đấy. Bà biết bà ngoại không biết từ lúc nào cũng đi ra, đứng ở sau lưng hắn nói một câu. Na Thần cười cười, đưa ly mật ong cho bà rồi xoay người nhìn vào gương mặt của bà lão, Tài của bà lúc nào cũng thính quá, khi nào nói xấu phải đề phòng đây. Bà ngoại cũng nhìn hắn, một lát sau cúi đầu uống một ngụm mật ong, ngẩng đầu nói, hôm nay cháu là nam hả? Vâng, na thần gật gật đầu. Di động có tin nhắn đến, hắn cầm ra nhìn thoáng qua, Lý Phạm hỏi hắn sao còn chưa tới. Hắn không đáp mà ném điện thoại lên sofa, rồi ngồi xuống cái ghế bên cửa sổ. Bà ngoại ngồi xuống sofa, bắt đầu nói chuyện, chủ yếu là nói bệnh của bà, đủ loại bệnh, có cái thì nói về bệnh của mình, có cái thì mượn từ chỗ mấy ông bà già khác, tóm lại là cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là khỏe cả. Thật ra tháng trước bà ngoại còn vì quên chìa khóa mà bắt thang leo vào cửa sổ nhà cậu ở tầng 1, bệnh tật gấp nhặt không có vấn đề gì mà cứ nói mình bệnh đến sắp chết chỉ là sở thích của bà thôi. Na thần không nói lời nào, lúc bà ngoại kể lễ chuyện bệnh tật hắn chỉ cần nghe không là được lúc nói không biết bao lâu đề tài đột nhiên thay đổi không chút chuyển tiếp lại bay sang nói về ông cậu bà ngoại nhìn hắn cậu cháu cũng không dễ dàng gì vâng lương thì thấp sức khỏe mợ cháu lại kém như vậy em cháu còn phải đến trường vâng khổ quá bà còn muốn dùng số tiền chuẩn bị mua quan tài để cho nó nữa na thần im lặng đứng lên đi vào phòng mình lấy một phong bị từ trong ngăn kéo ra rút ra một gói tiền còn chưa mở bao giờ Hắn đem sắp tiền đặt lên tay bà ngoại, rồi kề sát tai bà đề cao âm thanh, "Tiền này bà cứ cầm lấy, có còn hơn không, bà thích cho ai thì cho, cháu sẽ không cầm tiền cho con trai bà đâu. Đây là tiền bồi thường vì cái chết của ba cháu, không liên quan tới ai hết." Bà ngoại không cầm tiền, nhìn hắn, "Tiền công ty ba cháu, cháu không được chia hả?" Vâng, Na Thần khẽ nhíu mi, hắn không muốn nhắc tới người này. "Vì sao?" Bà ngoại quát lên, bởi vì con gái của bà là người điên, Na thần nhìn bà lão, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, lỡ con cái bà ấy cũng là người điên thì sao? Ai lại để tiền cho một thằng điên chứ? Bà ngoại nửa ngày cũng không nói gì, sau đó cúi đầu bắt đầu khóc. Na thần bật tivi lên, đặt cái remote vào trong tay bà ngoại, sau đó ngồi trở lại cái ghế cạnh cửa sổ, ngó ra bên ngoài, rồi đưa đầu ngón tay lên miệng cắn cái đồng hồ lớn đặt trong phòng khách đổ chuông điểm 6 giờ rưỡi bà ngoại đang ngồi trên sofa coi tivi nói một câu bà đi mua đồ ăn cũng trễ quá rồi đi ra ngoài ăn đi ạ à. na thần đứng lên phát hiện không biết từ lúc nào đã cắn nát đầu ngón tay lòng bàn tay toàn là máu hắn liền đi rửa tay dán miếng băng cá nhân lên vết thương rồi đi đến cạnh bà lão nói lớn bà cháu mình ra ngoài ăn đi đưa bà ngoại đi ăn lẩu ở nhà hàng ngoài khu dân cư sông tâm trạng của bà lão rất tốt, trên đường trở về vẫn cứ ngâm nga hát hí khúc, có điều do ngảnh ngãn đã nhiều năm nên khi nói chuyện giọng của bà lúc cao lúc thấp, hát hết một đoạn mà na thần vẫn chưa nghe ra được giai điệu gì. Phong lưu không cần nhìn vàng mua, bà ngoại bước vào thang máy lại bắt đầu hát. Trong lòng na thần rút lại một chút, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Sau khi cửa thang máy mở ra, hắn dắt bà ngoại mở cửa phòng rồi vào, bà ngoại vừa hát vừa bước theo cái điệu bộ khi diễn tuồng trên sân khấu vào toilet, trăng di bóng hoa người ngọc đến. Bà ngoại rửa mặt xong liền trở về phòng ngủ, thói quen cứ 8 giờ rưỡi là lên giường qua vài chục năm cũng chưa hề thay đổi. Na thần ngồi xuống sofa, đầu ngửa ra sau, gối đầu lên thành ghế bắt đầu nhắm hai mắt lại, mở miệng nhỏ giọng ngân nga, đêm nay vẽ lại nợ tương tư, một đôi tình lữ ông siết mãn nguyện. Trước kia cứ chuẩn bị ngủ là mẹ lại ngồi bên giường dịu dàng hát, hắn chưa từng được nghe kể chuyện trước khi ngủ, kể cả truyện cổ tích, nhạc thiếu nhi, khúc hát ru, tất cả đều chưa được nghe bao giờ. Mẹ hắn chỉ hát khí khúc, vui có, buồn có, nhẹ nhàng mà ngân nga, rất êm tai nhưng lại chẳng thấy ấm áp. Na thần về phòng của mình, không bật đèn lên mà cứ ngồi yên trong bóng tối nhìn tấm ảnh cũ kỹ treo trên tường. Không biết ngồi bao lâu, hắn cảm thấy cầm hơi ngứa, đưa tay lên gãi mới phát hiện trên cằm có giọt nước. Khóc sao? Na thần cười cười, nằm sắp trên giường đem mặt chôn xuống gối, cầm di động ra gửi một mẫu tin ngắn cho Lý Phạm, 3 giờ chiều mai qua tập luyện. Lý Phạm rất nhanh phản hồi lại, em là nhánh hoa thảo nguyên, mới tỏa hương thơm, có chàng trai yêu em, ca từ này có thể hát được thật sao? Na thần vì tin nhắn này mà vui vẻ cả nửa buổi, đừng làm vợ ông nghe là được. Bà ngoại đối với việc na thần có ở trong nhà cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn, vẫn coi tivi, vẫn xuống dưới lầu đi dạo một lát rồi dọn dẹp nhà. Duy có một điều khiến na thần chịu không nổi chính là buổi sáng bà ngoại thức dậy quá sớm. Mới 4-5 giờ đã dậy rồi bắt đầu dọn dẹp, hắn chỉ nghe thôi là thấy tiếng động thật chẳng khác gì với cướp bóc. Chất lượng giấc ngủ của na thần vẫn thường rất kém, 2-3 giờ mới ngủ được, mà 4-5 giờ đã bị bà già làm cho thức. Nằm trên giường liền cảm thấy nhịp tim đập cũng có chút bất ổn. Buổi chiều, lúc chạy qua gara nhà Lý Phạm, hắn ngồi xuống liền dựa vào tường muốn ngủ, mệt không chịu nổi. Có điều vào lúc bắt đầu tập luyện thì hắn liền lên tinh thần, không chỉ hắn mà cả ban nhạc ai nấy đều rất hăng hái. Cứ mỗi khi Lý Phạm mở miệng liền có người cười, khi mà hát cái câu nhánh hoa trên thảo nguyên xinh tươi tựa ráng chiều, David liền thuận lợi gãy sai vài âm, cuối cùng ngồi dưới đất cười rũ rượi đến tưởng gần tắt thở luôn. Ai, Lý Phạm rất bất đắc dĩ, kỳ thật bài này tiểu thần thần hát rất thích hợp, vùng tóc lên, chân dài kéo căng ra, nó liền muốn cưỡi tuấn mã đem tao về tân gia nha. Không được, các bác gái vừa nghe thấy mùi thuốc lá từ cô gái này chắc bị dọa hết tráo quá, nghiêm nhất dựa vào tường cười nói, cứ mở miệng ra nói liền lòi ra à. Nhanh lên, na thần cầm dùi trống ở trong tay chuyển vài vòng, gõ ra một chuỗi nhịp trống, Lý Phạm ông nhanh mà phấn chấn lên chứ, tôi hưng phấn lắm rồi mày hưng phấn cái gì, Lý Phạm nhìn hắn. Na thần nghiêng người quay đầu đi, nhúng vai rồi đá mắt với gã, nghĩ đến các cô các bác là tôi liền hưng phấn. Mày đồng kinh hả, Lý Phạm chật lưỡi. Vào kỳ nghỉ đông, An Hách gần như là mỗi ngày nấp ở trong phòng, không ra khỏi cửa. Trời càng ngày càng lạnh, chỉ cần ra ngoài cự ly vượt qua 200 mét y liền không muốn lái xe đi nữa. Có điều vẫn là phải đi ra ngoài, y Viên ngón tay tìm một ngày được đánh dấu trên lịch, nếu y không qua dọn dẹp phụ nhà cho mẹ có lẽ bà ấy sẽ vào phòng bếp chuẩn bị hộp cơm qua loa để qua năm mới lúc an hách đi ra ngoài liền thuận tay mang theo mấy phiếu mua hàng tính sẽ kéo bà ấy qua siêu thị mua đồ có đôi khi y thật sự lo lắng mỗi ngày bà thật cứ ngồi như thế mà chẳng thò mặt ra đường lần nào lúc chạy vào tầng hầm xe đã đậu kín an hách phải lượn hai vòng mà cũng chỉ tìm được một cái chỗ đậu xe rất nhỏ lấy vật bắt mũi ra quét thẻ cửa lúc chen vào quả thật có chút khó khăn Mỗi lần như thế này y liền hối hận lúc trước đã mua bít 7, nếu mua một cái xe nhỏ, gặp chỗ chật hẹp, tắt nghẽn thì đều tiện hơn, xe lớn như vậy bình thường y cũng chỉ có một mình, suốt một năm qua hành khách duy nhất trên xe y chính là Na Thần. Nghĩ đến Na Thần, y lại nhớ đến bộ dáng ngồi dựa vào tường của Na Thần trong ngày học phụ huynh lần đó, ngón tay y nhẹ nhàng gõ hai cái lên tay lái, không thể nói rõ đó cảm giác gì. Khi đi đến cửa nhà, nghe được đầu tiên là âm thanh mạc chữ quen thuộc như trước, điều thay đổi duy nhất là trước cửa nhà được chất hai túi ni đen đựng đầy rác an hách tiến đến gần dòm vào đều là hộp cơm vốn được chất đóng trong nhà bếp còn có một số rác rưởi linh tinh khác an hách có chút bất ngờ xem ra là dọn dẹp nhà thời điểm đang muốn lấy chìa khóa ra mở cửa cánh cửa lại mở ra có người mang túi rác đem ra ngoài là một cô gái trẻ an hách chưa từng thấy qua bao giờ nên cầm chìa khóa sửng sốt không về mới chưa đầy hai tháng mà đã đi sai tầng hay là mẹ trẻ hóa lại? Cô gái kia nhìn thấy y cũng ngẩn người, có chút ngượng ngùng buông túi rác xuống, tránh sang một bên nhường đường, anh là con trai của dì bành ạ. À? Vâng, chào cô, An Hách lên tiếng rồi đi vào phòng khách, một phòng đầy người, mùi thuốc lá cùng mùi hỗn tạp kỳ lạ do lâu ngày không mở cửa sổ trộn với nhau trong không khí. Mẹ y vừa cắn hạt dưa vừa đánh bài, nhìn thấy y vào cửa liền kêu lên, Ây da, bọn mẹ đang vừa nhắc tới con thì con lại về rồi những người trong phòng này an hách không phân biệt được ai với ai dù sao cũng chỉ mới gặp mặt có vài lần thậm chí có gương mặt hoàn toàn không có tí ấn tượng gì y gật đầu với những người này rồi vòng qua tới bên cạnh mẹ kệ sát tai nhỏ giọng nói sao mẹ lại để khách dọn nhà cho ai mẹ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái ở bên kia cười nói à không phải khách mà là con gái nuôi của mẹ triệu viêm con gái của dì trương con đấy đang học đại học vừa được nghỉ thì mẹ đoạt tới đây rồi triệu viêm an hách nhìn nhìn cô gái trẻ rất thanh tú đứng cạnh cửa thiếu điều là nói chưa bao giờ nghe đến gì trương này con không về nhà con nuôi của mẹ liền dọn dẹp phòng cho mẹ mẹ cầm bài đập xuống giữa bàn nhị đồng không có gì đâu ạ à, cũng chẳng có gì để dọn mấy vài phút là con làm xong rồi triệu viêm cười nói giọng nói thật trong trẻo phải rồi viêm viêm con không phải nói là muốn đi mua đồ mà không ai xách đồ cho nhờ anh an hách của con cùng đi mua đi dì Trương ngồi bên cạnh nói, An Hách con lái xe về phải không? Đúng đó, để An Hách đưa nó đi đi, mẹ y liền tiếp lời. Không cần đâu à, Triệu Viêm lắc lắc tay, anh ấy vừa về tới cửa, không nên ra ngoài nữa. Ôi giàu, chạy thì cứ chạy thôi, có gì đâu, này chàng trai, người trẻ tuổi đi chung mua đồ này nọ còn có thể trò chuyện làm quen đấy. Một ông lão ngồi bàn bên cạnh An Hách từng gặp qua vài lần nhưng không nhớ tên nói thêm vào, đi đi, đi đi không đợi An Hách lên tiếng, người trong phòng liền nhau nhau lên, đi đi, đi đi. An Hách rất khó chịu, không phải y không muốn đi cùng mà cái chính là cảm thấy mệt với đám người này, nhưng vẫn đi về phía cửa, nói một câu với Triệu Viêm, đi thôi, cô đi đâu mua đồ thế. Triệu Viêm theo sau y ra cửa, rất ngượng ngùng xoa xoa tay, thật ngại quá, thật ra cũng không cần lắm đâu à. Tại mẹ em cứ thúc em đi mua đồ Tết mãi nên em mới nói là không ai sách đồ cho. Không sao, tôi xách đồ giúp cô, An Hách nói. Cách nhà mấy phố liền thấy một cái siêu thị lớn, bởi bốn phía đều là khu dân cư, cho nên trước Tết liền trở nên tương đối náo nhiệt, người người chen chúc, người lớn trẻ em ý ở nhau ồn ả vô cùng. Lúc chạy xe ra khỏi bãi đổ, An Hách còn nghe được tiếng nhạc rất lớn, xem là quảng trường nhỏ bên cạnh có hoạt động. Dì dì, khu phố, năm, triệu viêm nhìn ngắm sang bên kia, nhẩm nhẩm dòng chữ đang chạy trên cái bảng màu đỏ. Hội diễn văn nghệ tân niên, An hách đọc cho cô nàng nghe, cô bị cận thì hả? Dạ, Triệu Viêm cầm khăn quàng cổ che miệng nở nụ cười, vẫn nhìn sang hướng bên kia, đeo kính thì mũi sẽ bị dẹp xuống, với mắt sẽ nhỏ lại với trông dài lắm. Muốn đến xem chút không, An hách chỉ chỉ sang quảng trường nhỏ. Dạ được, em mong được vô giúp vui lắm. Mấy tiết mục của hội diễn văn nghệ trong khu phố này nọ căn bản đều là do nhóm các bác gái phụ trách, đem mấy bài múa may bình thường của mấy cô mấy bác lên sân khấu liền tính thành một tiết mục, thỉnh thoảng cũng xen thêm vào một vài bạn nhỏ, rồi ngẫu nhiên cũng có đàn ông xuất hiện, song đều là mấy ông già. Hội diễn văn nghệ trên quảng trưởng nhỏ này cũng là hình thức đó, sân khấu ngược lại cũng được dựng ra hình ra hài, còn có một chị gái trông trẻ hơn các cô các thím kia bao nhiêu đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình. Ăn hách cùng triệu viêm chen đến cạnh sân khấu, nơi này ít người, có điều ngoài việc nhìn được sân khấu còn có thể thấy cả hậu trường loạn xa ngầu ở phía sau, các cô các bác chen chút tô tô vẽ vẽ rồi lau mặt này nọ. Vài tiết mục trước rất sôi nổi, có đội ương ca, có đội cổ vũ, có đội đệm trống, có nhóm bạn nhỏ hợp xướng, còn có vài ông lão diễn viên nghiệp dư lên sân khấu hát một đoạn trí thủ uy hổ sơn nữa chứ. Giàn loa cách họ quá gần, an hách bị cái loa cao hơn người trông có vẻ rất chuyên nghiệp nhưng thật ra lại như muốn phá vỡ, rung động tới mức đồng tử muốn giãn ra luôn. Y đang định nói với Triệu Viêm hay là đi mua đồ trước thì mấy bác gái mặc đồ kiểu hip hop đột nhiên đứng dậy. Một bác gái hô to, dàn nhạc của chúng ta đến rồi. Trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý khá rõ. Còn có dàn nhạc. An Hách quay đầu nhìn thử, một chiếc tiết cúc chạy đến hậu trường. Sau khi cửa xe mở ra, vài người từ trên xe nhảy xuống. Từ lúc An Hách thấy rõ người nhảy xuống đầu tiên, trong lòng y liền gào to một tiếng, không thể nào. Lý Phạm, ban nhạc điểu nhân, y nhìn chầm chầm vào cửa xe, tuy hôm đó lúc tới dạ ca cùng na thần đèn ở đó rất tối, nhưng y vẫn nhận ra vài người kia đều là thành viên của ban nhạc. Lúc người cuối cùng xuống xe, An Hách thấy được đôi chân dài và giày da quen thuộc, y nói thầm một câu mẹ kiếp. Mái tóc đen dài của na thần bị gió thổi lên, vài lọn tóc bay tới trước mặt, Nửa khuôn mặt bị kính đen che mất chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ như lửa của hắn. An Hách quả thực không cách nào hình dung cảm giác nhìn thấy Na Thần vào thời điểm bác gái biểu diễn ở ngã tư đường. Đạo cụ của ban nhạc nhanh chóng được chuyển lên sân khấu, đám đông ở quảng trường trước đó vốn chỉ đứng ở xa xa hóng chuyện giờ tất cả đều vây lại gần, đẩy An Hách càng tới sát dàn loa hơn. Tiết mục tiếp theo sẽ rất đặc biệt đấy, bà chị dẫn chương trình cầm micro vô cùng hoạt bát nói những ai thường xuyên múa ở quảng trường hẳn sẽ rất quen thuộc với bài này nhưng hôm nay chúng ta sẽ được xem một phong cách hoàn toàn mới tiếp theo xin mời mọi người cùng đón xem vũ đạo của bài nhánh hoa trên thảo nguyên an hách đưa một bàn tay lên che lỗ tai cho rằng bản thân nghe không rõ quay đầu hỏi lại triệu viêm chị ta nói gì thế nhánh hoa trên thảo nguyên triệu viêm che khăn quàng cổ lại cười thật vui vẻ mẹ em có thể hát đấy an hách cũng biết hát cứ tối nào đi dậy về trễ là y lại thấy được nhóm các bác gái múa hát bài này ở khoảnh đất trống ngoài khu dân cư ngày nào cũng bài này cả vài tháng cũng chẳng đổi lần nào nghe nhiều đến độ có vài đêm trong đầu y cứ như có một cuộn băng không ngừng phát em là nhánh hoa trên thảo nguyên nhánh hoa trên thảo nguyên nhánh hoa nhánh hoa nhánh hoa thật khổ muốn chết mà không làm gì được người của ban nhạc đều đã sẵn sàng trên sân khấu một nhóm bác gái mặc đồ lụa màu xanh xếp thành hai hàng bên dưới sân khấu khi âm nhạc vang lên, trong tiếng vỗ tay các bác ấy vung khăn đỏ di chuyển lên. Lần này tiếng vỗ tay rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn trước đó, ăn hách cũng vỗ theo, nghe phiên bản mới của ban nhạc cũng thú vị đấy. Chẳng qua, khi Lý Phạm ông guitar cất giọng hát, y lại có chút buồn cười. Nghe được vài câu, ánh mắt của y liền dừng trên người na thần an hách không biết vì sao đám na thần lại xuất hiện tại trường hợp này giúp đỡ các bác gái song dáng vẻ của na thần lúc này thật chẳng khác gì mấy khi đi diễn ở ba vẫn thật nghiêm túc một cảm giác đầy say mê như cũ khiến người khác bất giác chuyển sang chú ý tới hắn nhóm múa gồm các bác gái thật sự rất cố gắng khăn đỏ cùng đồ múa bằng lụa xanh kết hợp với nhau khuôn mặt ai nấy đều hòa vào cảm giác như một vũ công thực thụ bởi vì đã nghe bài này quá nhiều lần thậm chí còn cảm thấy chịu không nổi nữa nên làm an hát vẫn thường có cảm giác bài này sao mà dài quá hát mãi chẳng hết nhưng hôm nay lại chưa hết bài thì đã kết thúc y đột nhiên lại có chút cảm giác chưa trọn vẹn hát nữa đi triệu viêm đột nhiên chụm tay lên miệng làm loa hét lớn âm thanh giòn tan làm an hát hoảng sợ tiếp theo có không ít cùng hét lên hát nữa đi hát nữa đi tuy rằng sự hô hào này rõ ràng là dành cho ban nhạc song nhóm múa cũng vô cùng kiêu ngạo đây chính là ban nhạc của các bác ấy nha, vì thế bác nhóm trưởng nói gì đó với Lý Phạm. Lý Phạm do dự hai giây, quay đầu sang nhìn Na Thần. Na Thần nhếch môi cười cười, gật đầu, tiếp theo giơ tay lên, dùi trống bị hắn ném lên không trung quay vài vòng thì rơi trở lại tay hắn, theo sát sau đó là một chuỗi nhịp trống với tiết tấu mạnh mẽ. Những thành viên khác trong ban nhạc rất nhanh bắt kịp, Lý Phạm cầm micro, gót chân dậm nhẹ vài cái theo nhịp điệu trạng thái khi cất tiếng hát rõ ràng hoàn toàn khác với lúc trình diễn bài nhánh hoa trên thảo nguyên. Well you think that you can take me on, you be crazy. Đám đông đứng trên quảng trường đều hét lên, những người trẻ tuổi bắt đầu cùng vỗ tay, triệu viêm rất hưng phấn mà giơ tay lên vỗ, hét lên, em thích bài này. An hách cười cười, nhìn na thần trên sân khấu. Na thần cúi đầu, mặt bị tóc dài cùng kính đen che mất, không thấy được rõ vẻ mặt thân thể hắn lắc lư theo tiết tấu, động tác gõ trống thật thông thả, nhịp trống mạnh mẽ khiến người khác có suy nghĩ muốn cùng hắn nhẹ nhàng đung đưa nổi khát khao. Sau khi bài này kết thúc, xung quanh sân khấu đã chật mít người, phía dưới còn có người hét lên hát tiếp đi, Lý Phạm cúi chào với người dưới sân khấu, chúc mừng năm mới. Tầm mắt của An Hách vẫn dừng lại trên người của Na Thần, nhìn hắn cầm dùi trống nhảy xuống, cái trạng thái hưng phấn mặc kệ xung quanh khi gõ trống của hắn đã biến mất, vượt qua dàn loa, trên mặt trở lại nét hờ hững như mọi khi. Đi thôi, qua siêu thị mua đồ đi anh, Triệu Viêm kéo cánh tay An Hách, thật đã quá. Ừ, An Hách cười cười, đưa cô nàng cố gắng thoát khỏi đám đông. Mới tiến được vài bước, phía sau lại có người kêu tên y rất lớn, An Hách. An Hách ngẩn người, quay đầu lại, thấy Lý Phạm đứng cạnh xe tiết cúc cười với y, trong nụ cười kia mang theo một cảm giác lạ không rõ. Anh quen họ à, Triệu Viêm đứng bên cạnh giật mình nhìn y. Từ An Hách lên tiếng, "Do dự là nên qua đó hay chỉ cần gật đầu chào hỏi rồi đi?" Na Thần vốn khoanh tay tự mình vào cửa xe, lúc này đột nhiên nâng tay lên, khi An Hách nhìn sang hắn, hắn liền làm động tác nổ súng với An Hách, An Hách có thể nhìn thấy khẩu hình của hắn, "Bùm." Động tác này khiến An Hách bất ngờ lại cảm thấy thật hấp dẫn, mặc dù lo Triệu Viêm sẽ biết chuyện xong y vẫn cười rồi đi qua. "Đưa bạn gái đi dạo phố à?" Lý Phạm cười hỏi. Không đợi An Hách trả lời, Triệu Viêm đã liên tiếp xua tay, không phải, không phải, không phải. Hàng xóm An Hách trả lời rất đơn giản, liếc mắt sang nhìn Na Thần. Na Thần vẫn dựa vào cửa xe, nét mặt không thay đổi chút nào, nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì. Vừa nãy các anh hát quá tuyệt vời, Triệu Viêm giơ ngón tay cái lên với người trong ban nhạc, bài nhánh hoa trên thảo nguyên thay đổi lại nghe hay lắm. Cảm ơn, Lý Phạm cười rồi xoay người lên xe, đồ đạc của bọn họ rõ ràng là đã chuyển lên xe hết rồi gã ngồi vào trong xe nói lớn đi chứ na thần rốt cuộc không còn dựa vào cửa xe nữa tháo kính đen xuống nở nụ cười trên môi chậm rãi bước tới trước mặt an hách an hách thấy được vài sợi tóc bị gió thổi bay tới đôi mắt xinh đẹp cùng đôi môi luôn hút ánh nhìn của hắn y thường không thích màu đỏ tươi song dáng vẻ hiện tại của na thần lại khiến y có cảm giác vừa tự tin lại gợi cảm cậu an hách cân nhắc nên nói gì đây Na thần đột nhiên duỗi tay ra ông lấy cổ y, cả người dán vào y, kề sát tai y thấp giọng nói, "An Hách, anh còn nợ tôi một bữa cơm, với quần áo của tôi còn ở chỗ anh đấy. Chuyện tối đó anh còn chưa tới tìm tôi tính nợ, làm tôi thấy anh là muốn trốn tôi chăng?" An Hách đứng yên, một lát sau mới nói, "Tối nay tôi sẽ liên hệ với cậu." Na thần buông lỏng tay, lúc lùi về gần cửa xe thì hôn gió với y, sau mới nhảy lên xe. Sau khi xe chạy đi, An Hách mới khe khẽ thở dài. Bạn gái anh à, Triệu Viêm có chút tò mò nhìn y, cá tính thật đấy. Không phải, An Hách bước nhanh về hướng siêu thị, đi thôi, mua đồ thôi. Từ lúc lên xe, Na Thần liền nhắm hai mắt ngồi yên dựa vào ghế. Mấy người trong ban nhạc bắt đầu bạn xem lát nữa đi ăn gì, mà nhắc tới ăn thì ai nếu đều vô cùng hào hứng, thảo luận khí thế vô cùng, cứ phân vân mãi là nên ăn món tứ xuyên hay món hồ nam nữa. Mày có phải là Lý Phạm dựa sát vào Na Thần, nhỏ giọng nói, có phải là? Sao, Na Thần vẫn đang nhắm mắt. Có phải là đang ăn dấm chua không? Lý Phạm thử hỏi. Ăn vợ ông đấy, Na Thần cười cười. Tao nói chuyện đứng đắn với mày đấy, Lý Phạm xích tới gần hắn hơn, trước kia mày đâu có thế, lần này rất bất thường. Na Thần không nói lời nào, nhấc chân đạp lên chỗ dựa lưng của ghế tài xế một cái. Nghiêm nhất đang lái xe tức giận xoay lại hất chân hắn xuống, Na Thần mày bị động kinh hả? Mau tìm cây cán bột làm tao ngậm miệng lại đi, Na Thần lại đá hai cái nữa. Tao cũng chẳng thích nói mày đâu, cơ mà cứ nhắc nhở mày, Lý Phạm tiếp tục nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói, người này mày chẳng phải ngại bọn bi sao, cũng lên giường có gì khác biệt đâu, xong phủi mong cái là có thể tìm một cô nàng. Cưng à, Na Thần quay đầu sang dùng sức hôn lên mặt Lý Phạm một cái, câm miệng. Đệt, Lý Phạm kêu, cha mạnh mặt mình, mẹ mày, đúng là hết thuốc chữa. Na thần ngửa đầu hướng lên đỉnh xe cười điên cuồng, cả nửa ngày cũng không dừng được. Một đám người thảo luận cả buổi, rốt cuộc quyết định đi ăn lẩu đầu cá. Lúc xe chạy đến phố lẩu rồi thì na thần nhảy xuống xe, tôi về đây. Nghiêm nhất chặt lưỡi một tiếng, không có lưu hắn lại, cái kiểu lúc này lúc nọ của na thần bọn họ cũng quen rồi nên chỉ hỏi một câu, mày không ăn hả? Về nhà gặm chân, na thần xoay người đi qua phía bên kia đường. Nói sớm thì tao đưa mày về trước rồi, nghiêm nhất kêu lên. Bọn mày cứ ăn đi, na thần mở cửa một chiếc taxi đậu sẵn ở ven đường. Chúng ta ăn thôi, thằng này lại động kinh đấy, Lý Phạm dẫn đầu đi vào phố lẩu. Thời điểm na thần về nhà, vừa lúc bà ngoại mua đồ ăn về, đang ngồi ở phòng khách vừa lạc trâu vừa coi quảng cáo máy đo đường huyết trên tivi Thấy na thần mở cửa tiến vào, Động tác trên tay bà lão dừng lại, bà cứ tưởng mẹ cháu về đấy. Lúc cháu ra ngoài bà cũng nói một lần rồi, Na Thần bước vào nhà bếp nhìn nhìn, cơm đã nấu chín, thịt cũng đã thái xong, còn có một tô bao tử heo đặt trên thớt, hắn cầm cái tô quay lại phòng khách đưa tới trước mắt bà ngoại, hỏi: "Ăn một bữa hả bà?" Từ, bà ngoại gật đầu. Bà không thể ăn nhiều thịt như vậy được, Na Thần tiếp tục kêu: "Phân ra hai bữa. Đừng có la lên với bà." bà ngoại không vui, sống chẳng được mấy năm, lại không cho ăn thịt, còn quát bà. Na thần không nói lại, quay về phòng bếp bỏ tô bao tử heo vào trong tủ lạnh. Hắn rửa mặt rồi thay sang quần áo bình thường xong, bà ngoại cũng lặt xong rau, đang đứng trong nhà bếp chuẩn bị sao. Na thần đẩy bà ngoại về ngồi lại phòng khách. Mọi lần đều là hắn nấu, mà hắn cũng muốn tự mình làm, nhưng bà ngoại lại vô cùng thích được đứng phụ ở bên cạnh chỉ để nghe người khác nói chuyện chứ cũng chẳng phụ được chút nào, nói chung là khá phiền. Lúc chế biến thịt bò, Na Thần đang chuẩn bị lấy cái vung ra đậy lại hầm một chút, vươn tay ra liền sửng sốt, đảo hai vòng ở trong phòng bếp, cuối cùng chạy ra phòng khách, kêu với bà ngoại đang cầm ảnh chụp của mẹ lau nước mắt, vung nồi đâu bà. Hả, bà ngoại mờ mịt nhìn hắn. Vung. Nồi, Na Thần xé họng kêu lên, bà cất vung ở chỗ nào rồi? Bà ngoại nghe hiểu, Đáp thật rõ ràng, bán sắt vụn rồi. Na thần chưa kịp nói thì bà ngoại lại bổ sung một câu, thấy ở cổng khu dân cư có người mua ve chai nên bà lấy ra bán rồi. Bà nghĩ gì thế? Tự dưng lấy vung ra bán sắt vụn, na thần thực bất đắc dĩ, mà một cái vung thì bán được nhiêu tiền đâu? Còn cái khác nữa, bán chung một lượt. Bà còn bán cái gì? Na thần nhanh chóng nhìn quanh phòng. Cái đàn violon trong phòng không ai ở trên lầu một đó. Hả, na thần sửng sốt, giữ lấy vai bà ngoại, tay cũng run cả lên, bà nói gì? Không đợi bà ngoại trả lời, hắn xoay người xông lên lầu. Phòng này vốn chỉ khi có việc thì mới dùng tới, xong ngày nào na thần cũng dọn dẹp, hiện tại ở vị trí hay đặt đàn này ngay cả cái hộp đựng cũng không còn nữa. Tay hắn run lên bần bật, thò tay sờ lên cái bàn đặt đàn mấy cái, cuối cùng dựa vào tường. Sao thế, bà ngoại theo vào, nhìn thấy bộ dáng của hắn liền có chút lo lắng bước tới sờ lên cánh tay hắn bà ngoại na thần nhìn bà lão bà có biết đó là đàn của mẹ cháu không hả bà ngoại không nghe rõ vẫn thật lo lắng sờ cánh tay hắn na thần nhắm mắt lại hít mạnh một hơi rồi vỗ vỗ lên tay bà kề tay bà nói không có việc gì đâu bà xuống ngồi đi lát nữa là nấu xong à à ừ bà ngoại gật đầu Cám ơn bà không khiên đàn dương trầm của mẹ cháu đi bán mất, na thần nhẹ giọng nói, lúc đi về phòng bếp đôi chân như không nhấc lên được. Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp sạch sẽ là bà ngoại đúng giờ vào phòng ngủ. Na thần tắt hết đèn trong phòng đi, trở về phòng mình, đeo tai nghe, tăng âm lượng máy CD lên rồi nằm xuống giường. Merry Christmas Mr. Lawrence lặng lẽ truyền vào đôi tai, hắn trừng mắt nhìn trần nhà, ánh mắt thấy song sót. Theo tiết tấu của bản nhạc dần nhanh lên, hắn nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt ra. Thật lâu rồi An Hách chưa từng ở nhà trong thời gian dài như vậy, khó khăn lắm mẹ mới rời được cái bàn đánh bài cùng y trò chuyện. Tuy rằng nội dung chủ yếu là nghe mẹ oán giận, người nào vẫn đen, người nào vẫn đỏ, rồi mấy ngày qua mẹ thắng, thu bao nhiêu ván. Nhưng đối với An Hách mà nói, mẹ có thể buông mặt chực nói chuyện với y quả thật là khiến y vui đến bất ngờ rồi trò chuyện với y khoảng hơn 2 tiếng, mẹ lại muốn lên bàn chơi tiếp thì y mới ra về. Trở về tắm rửa xong, y cầm câu đối mua bên đường hôm nay ra dán lên cửa, sau đó mở máy tính. Mở quy quy lên thì thấy cái tên dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày một màu xám xịt, ngẩn ngơ thật lâu cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nhắn qua hai chữ, ôm không. Hút hết một điếu thuốc, avatar của dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày avatar mới sáng lên. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, C0. An hách ngậm điếu thuốc, tay đè thái dương. Đậu cô ve xào tái, cậu não tàn có chu kỳ sao? Tôi chờ đến lúc không tàn thì nói chuyện. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, quen dê không di ve ru. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, quên đổi về rồi. Đậu cô ve xào tái, cậu được nghĩ rồi phải không? Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, đậu cô ve xào tái ngày nào rảnh không tôi mời cậu một bữa thuận tiện trả quần áo cho cậu luôn dọa mũi tên đông nam chết mũi tên tây nam mày ngày nào cũng được lúc nào cũng có thời gian rảnh đến nỗi lông dài hóa màu xanh luôn an hách nhìn sang lịch cân nhắc xem nên chọn ngày nào gần đây y cũng không có việc gì vì thế chọn một ngày trong ổn ổn thôi đậu cô ve xào tái buổi trưa ngày kia nhé tôi lái xe dọa mũi tên đông nam chết mũi tên tây nam mày buổi tối an hách do dự một chút rồi đồng ý lấy di động ra ghi chú lại địa chỉ na thần cho y cách nơi này cũng không xa lắm chỉ có một khu dân cư thôi cái ngày thì trông đẹp đấy nhưng buổi sáng an hách rời giường liền thấy ngoài cửa toàn màu trắng tuyết rơi an hách đứng ở trước cửa sổ đây không phải trận tuyết đầu tiên của năm nay nhưng tuyết rơi rất lớn một mảnh trắng xóa xem chừng là đã rơi cả đêm Chết tiệt, mặc dù trong phòng rất ấm song An Hách vẫn rụt cổ lại rồi kéo rèm che kín cửa. Đến buổi chiều tuyết mới coi như ngừng rơi, An Hách cuốn thành một cái bánh tét rồi đi ngoài, chạy vọt tới xe, đóng cửa lại liền mở điều hòa lên. Di động có tín hiệu, là na thần nhắn tin đến. Lạnh muốn đông chết rồi. Người gửi tới, tóc giả. Tuy An Hách không rõ na thần vì sao lại phải đi ra sớm như vậy, nhưng vẫn vội vàng lái xe qua. Từ xa thì đã thấy na thần đứng trong tuyết gần cổng khu dân cư, y bấm còi, na thần cúi đầu nhìn chầm chầm tuyết dưới chân tựa hồ không nghe thấy. Y chạy xe từ từ tới, hạ cửa kính xuống kêu, bít bảy. Na thần ngẩng đầu, gọi ai đấy? Không lên thì chết cống đấy. Na thần cười cười, bật tới mở cửa xe ra, mang theo hơi lạnh vào. Cậu không thể ra trễ hơn tí a. À? Hoặc qua cửa hàng gần đây ngồi một lát cũng được mà, an hách nhìn hắn, hôm nay na thần ăn mặc trông thật giống một cậu sinh viên. Bên ngoài bộ đồ thể thao là một cái áo khoác nhung thật dậy, chân cũng đi giày thể thao, thoạt nhìn rất giống một sinh viên nghiêm túc. Thích thế, na thần hạ cái ghế xuống, tạo thành tư thế bán nằm. Đi ăn món Việt Nam đi, ăn hách quay đầu xe, tôi thường đi ăn chỗ đó, cũng ngon đấy, rất đặc sắc. Ừ. An hách nhìn hắn một cái, hôm nay na thần khiến y có cảm giác không giống với mọi khi, không biết có phải bởi bộ quần áo này mà na thần có vẻ thật ngoan lúc cười lên cũng là dáng vẻ vui tươi nhà hàng việt nam này nằm ở vị trí cùng cách trang trí khá bình thường khách cũng không nhiều song an hách rất thích bầu không khí im lặng khi dùng bữa như thế này các cô phục vụ đều mặc quốc phục của việt nam họ sẽ nói một số câu tiếng trung đơn giản lúc an hách gọi món na thần vẫn nhìn cô nhân viên lúc người ta đi rồi hắn mới nhỏ giọng nói một câu bộ đồ này đẹp đấy rất thú vị An hách cười cười, tính làm một bộ rồi giả nữ hả? Từ, na thần rất nghiêm túc gật đầu, nhất định sẽ đẹp lắm đây. Cậu an hách do dự hỏi, đây là sở thích. Không phải, na thần cầm ly nước chanh trên bàn lên uống một ngụm. Vậy vì sao, an hách nhìn hắn? Anh đoán đi, na thần cầm cái ly, cắn nhẹ lên miệng ly. Không muốn đoán. Bởi ba tôi rất ghét tôi như vậy, na thần dùng răng gõ lên miệng ly mấy cái, cười nói an hách không nói gì tuy na thần chỉ lớn hơn học sinh của y có mấy tuổi nhưng tính cách cảm xúc bao gồm cả việc giả nữ cố tình dùng ngôn ngữ sao hỏa trong não tàng kia cùng với giọng điệu kỳ lạ khi nhắc tới ba mẹ của hắn nếu na thần là học sinh của y an hách cảm thấy bản thân hẳn sẽ trò chuyện thật lâu với hắn thậm chí còn có thể trao đổi cùng ba mẹ của hắn nữa na thần ăn cơm vẫn im lặng như trước không nói một lời rất chuyên tâm ăn ăn được một lúc sau An Hách đang muốn tìm đề tại nói dăm ba câu thì Na Thần đột nhiên cúi đầu nói một câu, thực xin lỗi. Hả? An Hách sửng sốt, không biết hắn có ý gì. Chuyện ngày đó, Na Thần cầm khăn lên lau miệng, ngẩng đầu. À, An Hách vốn không hề nghĩ tới chuyện tối đó, giờ Na Thần nhắc tới như vậy, trong đầu y lập tức gào thét hiện lên các loại hình ảnh, còn cả tiếng trên rỉ, thở dốc, khiến y liền nói không ra lời, một lát sau mới mở miệng, đừng nhắc đến nữa. Na thần cúi đầu tiếp tục ăn, An Hách tựa vào ghế chăm một điếu thuốc. Dáng vẻ khi Na thần nói lời xin lỗi khiến y có cảm giác người này dường như rất ít khi giải thích cùng người khác. Lặng lẽ ăn xong bữa cơm này, lúc ra khỏi nhà hàng mới phát hiện tuyết lại bắt đầu rơi, trên đường đã không còn người nào đi đường nữa. "Tôi đưa cậu về An Hách nổ xe." "Ừm," Na thần gật đầu. An Hách vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghiêm túc từ chối nếu Na thần còn đòi đi đâu nữa giờ na thần dễ dàng đồng ý về nhà, ngược lại lại khiến y có chút ngẩn ngơ. Đem xe chạy tới cửa khu dân cư, an hách ngừng xe, với tay ra sau chuẩn bị lấy bộ đồ ở băng ghế sau trả lại cho na thần thì bị hắn đột nhiên thò tay ra bắt lấy cánh tay. An hách quay đầu nhìn hắn. Hôn tôi một cái đi, na thần tự lưng vào ghế ngồi, quay đầu đi nói. An hách không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế với tay ra băng ghế sau lấy quần áo. Na thần cũng ngồi yên, Tựa vào lưng ghế nhìn y, đây là lần đầu tiên An Hách ở trong trạng thái tỉnh táo mặt đối mặt với na thần gần như vậy, lông mi, con người đều hiển hiện rõ ràng trước mắt y. Y trầm mặt đánh giá đến từng phân trên khuôn mặt của na thần, từ trán đến lông mi, đôi mắt, cuối cùng dừng lại trên mũi của na thần. Cái lỗ trên mũi cậu là, An Hách hỏi. Lỗ mũi, na thần trả lời y, anh cũng có hai cái đấy. An Hách lấy tay chỉ trên mũi hắn, tôi nói là lỗ nhỏ này nè, từng bấm khuyên mũi hả? Từ na thần sờ sờ cái mũi của mình. Vậy nó có, ăn hách nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không hỏi nữa, thôi quên đi. Sẽ không chảy nước mũi, na thần nói. Ăn hách ngẩn người, nở nụ cười, cậu xác định đó là ý tôi muốn hỏi sao? Xác định, na thần cũng cười, quá nhiều người từng hỏi rồi. Nói xong mấy câu, trong xe lại khôi phục vẻ trầm mặt. An hách thò tay cầm túi đồ đặt lên đùi na thần, tư thế của na thần không thay đổi vẫn nghiêng đầu nhìn y tôi giặt hết rồi an hách ngồi thẳng nhìn hạt tuyết lất phất bay trong ánh sáng của đèn đường trước mắt thật không hôn hả na thần nhét túi quần áo xuống vị trí dưới mông mình không hôn chàng trai xuống xe rồi về nhà đi an hách nói y không biết na thần đang nghĩ cái gì nữa anh vội về nhà hả na thần vẫn không nhúc nhích chút nào không vội an hách tuy rằng không tính sẽ có hành động gì thân mật với na thần hết nhưng cũng không muốn bị chuyện làm cớ trốn thoát vậy nói chuyện một lát được không giờ tôi chưa muốn về giọng của na thần rất thấp từ an hát chọn đại một đĩa cd bỏ vào máy y nghe được từ trong giọng của na thần có vài phần khẩn cầu thật có chút bất ngờ y xoay mặt qua quan sát y vài lần an hát vô tình chọn phải đĩa nhạc của a dc bình thường y không nghe máy lúc lái xe nghe lâu sẽ có cảm giác theo tiết tấu lái tới làng xe phía trước sau khi nhạc dạo đầu của bài hát vang lên Na thần búng ngón tay kêu thật vang rồi lấy tay vỗ lên đùi từng cái theo nhịp trống, sau đó ngửa đầu hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu hát, si sì me rai ô út thác xét, on do color tv screen. An hách vốn đang định tìm một đề tài để trò chuyện, vừa thấy dáng vẻ này của na thần y liền thôi, tựa vào cửa kính xe bắt đầu ngẩn người. Ban đầu na thần chỉ vỗ lên đùi mình, sau càng hát càng sung, tay chuyển sang nhịp trên cửa kính xe, chân cũng dậm theo, đột nhiên tiến vào trạng thái khi hắn gõ trống trên sân khấu hắn vỗ phải hộp khăn giấy làm nó suýt chút nữa thì bay đến mặt của an hách an hách cũng không ngăn cản hắn chỉ ném cái hộp ra sau thuận tay tháo luôn hộp nước hoa đã hơi lỏng lẻo bỏ ra băng ghế sau lưng nếu xem nhẹ mối quan hệ kỳ lạ hiện tại của y và na thần thì y quả thật rất thích nhìn na thần trong dáng vẻ này mím môi hai mắt nhắm lại mỗi một động tác đều rất đẹp giọng hát của na thần rất êm tai không có cảm giác xé rách rõ rệt như của Lý Phạm, mà chất giọng có chút khang khang, thậm chí còn mang theo giọng mũi rất nhẹ, mạnh mẽ mà hồn nhiên. Hát hết ca khúc T, N, T, Na Thần ngồi dựa vào thành ghế, bất động, lòng ngực nhẹ nhàng phập phồng. An hát vỗ tay, Na Thần cười cười, anh có để ý tôi hút thuốc không? Cậu có để ý tôi mở cửa sổ trên nóc ra không? Không ngại. An hát mở cửa sổ trên nóc ra, cầm lấy gói thuốc lá trút một điếu đưa cho na thần, bản thân cũng cầm một điếu ra châm. Anh dạy môn gì, na thần ngửa mặt lên cửa sổ trên chậm rãi nhà khói. Chính trị, an hách nói. Na thần cầm điếu thuốc, tỏ ra rất hứng thú nhìn y, thật hả? Có muốn tôi cho cậu dự một tiết tiến vào xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường không? An hách cười cười. Đừng, na thần sạc thuốc, ho khù khụ một hồi lâu mới cười, vậy có muốn tôi cho anh dự một tiết nguyên lý và thao tác về máy hỏa tán không? An Hách nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng, nếu không bởi những lời này của Na Thần, y thật đúng là quên mất chuyên ngành của Na Thần. Đột nhiên nghe lại cộng thêm nhìn những bông tuyết bị gió lạnh cuốn lên bên ngoài cửa sổ, y bỗng cảm thấy sóng lưng hơi rét run. Sợ hả, Na Thần ngồi thẳng người, ngón tay vẽ lên gáy y mấy đường. Chắc là Na Thần muốn dọa y, nhưng đầu ngón tay lại mang theo hơi ấm. An Hách quay đầu muốn đánh hắn, xong lại bị hắn thuận tay vuốt má mấy cái. Vì sao cậu lại chọn ngành đó? Dễ đi làm hả? An Hách túm lấy bàn tay hắn rồi ấn trở về ghế. Không nghĩ tới, giọng nói của Na thần thật nghiêm túc, hắn cúi đầu nhìn chầm chầm tay mình, một lát sau lại đột nhiên nở nụ cười, tôi chỉ biết là có thể chọc ông ba của tôi tức chết thôi. Chỉ vì muốn chọc giận ba cậu, An Hách nhìn hắn, ấu trĩ. Ừ, Na thần thật nghiêm túc gật đầu, ông ta tức giận là tôi lại vui ngu ngốc an hách nhìn đồng hồ xe rồi phán hả na thần cắn điếu thuốc cười ngu ngốc an hách lặp lại lần nữa tôi không biết nguyên nhân là gì mà cho dù là ba cậu có sai đi nữa thì dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình cũng là một hành vi ngu ngốc anh cũng dạy học trò của mình như vậy à na thần hạ cửa kính rồi ném đầu lọc ra ngoài an hách không nói gì y đương nhiên sẽ không nói thẳng học sinh mình là ngu ngốc nếu Na Thần là học sinh của Y, Y sẽ kiên nhẫn tìm xem nguồn gốc của hành vi ngu ngốc đó là gì. Na Thần ném mẫu thuốc đi xong không đóng cửa lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngay người. Gió lạnh thổi vào vù vù, hắn hình như cũng chẳng có cảm giác, cứ ngồi yên như vậy. Mãi cho đến An Hách bị cống đến chịu không nổi, đóng cửa sổ lại, hắn mới khe khẽ thở dài, dùng giọng rất thấp nói một câu, nhưng sau này sẽ không có cơ hội chọc tức ông ấy nữa rồi. An Hách quay đầu lại. Ba tôi chết rồi, Na thần nói xong câu đó, đột nhiên nâng tay lên dùng sức vỗ hai cái lên vai y, giọng điệu lại trở nên vui vẻ. Thầy An, cảm ơn thầy đã trò chuyện cùng tôi. Đừng khách sáo, cảm xúc của An Hách còn vấn vương với nửa câu đầu của Na thần, giờ y thật không biết nên nói gì cho phải. Đi, sau này sẽ tìm anh đi chơi, Na thần cầm túi quần áo rồi mở cửa xe ra nhảy xuống. Xuống xe xong Na thần lại không đi về phía cổng khu dân cư. An Hách thấy hắn đứng cạnh cửa xe mấy giây, sau đó đạp tuyết nhảy từ đầu xe vòng tới chỗ điều khiển. Lúc An Hách đang muốn hạ kính xe xuống hỏi xem hắn làm sao thì Na Thần lại kéo cửa xe ra, thò nửa người vào, hôn lên mặt y một cái, còn vang thành cả tiếng. Ngủ ngon, Na Thần đóng cửa xe, chạy tới cổng khu dân cư. Đối với An Hách thì kỳ nghỉ đông có chút nhàm chán, trời lạnh không muốn ra ngoài, năm mới cũng chẳng có gì là vui vẻ trừ hai câu đối đỏ bản thân tự dán lên cửa ra thì y gần như chẳng thấy được dấu vết năm mới nào khác nữa. Nhưng hai ngày trước ngày 30, y vẫn duy trì việc về nhà mỗi ngày, lôi kéo mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi ra ngoài mua sắm này nọ, đồ ăn và cả đồ dùng, mặc kệ mua về có dùng được hay không, cứ miễn là kéo mẹ đi cùng là được. Mẹ tương đối bất mãn với hành vi của y mà bị chậm trễ đánh bài, tự như kẻ nghiện ma túy bị đập vỡ thuốc, Dọc đường cứ như có ngọn lửa vô danh bụng lên mà mắng mỏ suốt Đánh rỗi kéo mẹ mày đi hết cả thế giới này Thì không bằng mày kiếm bạn gái mà đi với nhau đi Gương mặt mẹ thật không chút thoải mái Bước nhanh tới Nhàn rỗi không có việc làm ép bà già như tao làm gì An Hách không nói lời nào Từ nhỏ đến lớn mẹ chẳng hỏi chuyện lần nào Cũng chẳng quan tâm đến y Lần này nhắc tới bạn gái chẳng qua cũng chỉ vì không muốn đi ra ngoài thôi Sao không nói gì đi không thích tao quản mày phải không? Vậy thôi kệ, tao cũng lười để ý chuyện của mày, mày cũng khỏi quan tâm tới tao đi." Mẹ phất tay, đi qua đi lại giữa các gian hàng trong siêu thị, cũng không thèm xem hàng hóa, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, mai mốt tao già mày cứ ném vào viện dưỡng lão là xong, chẳng tốn tiền của mày mấy đâu." "Mẹ bảo mẹ để con trai ra làm gì?" Ăn hách khẽ nhíu mày. "Mày tưởng tao muốn đẻ lắm hả? Chẳng phải tao đã nói với mày từ sớm rồi sao?" đó là ngoài ý muốn tao căn bản không muốn đẻ con lồng ngực an hách siết lại y nhắm mắt lại hít vào một hơi về thôi mẹ rất vui vẻ xoay người đi về phía cửa ra vào buổi sáng ngày 30, an hách vẫn trở về nhà từ sớm trong nhà im lặng đi không ít đám bạn của mẹ phần lớn còn chưa điên cuồng tới mức hôm nay còn đánh mạc chực cả ngày đâu chỉ còn vài thành phần nghiện nặng là vẫn ở trong phòng làm một bàn an hách không nói gì mà đi thẳng vào phòng bếp băm thịt, làm nhân rồi im lặng làm sủi cảo. Cửa sổ phòng bếp đối diện với một dãy nhà, có thể nhìn thấy người ra kẻ vào, nhà người ta con cháu đều mang túi lớn túi nhỏ đầy sắc màu vội vã trở về, trông vô cùng náo nhiệt. ăn hát thường hay cúi đầu ngó xuống dưới lầu vài lần, mặc dù không ông hy vọng gì song y vẫn có một chút chờ mong, đợi bóng dáng của ba sẽ xuất hiện. Nhưng mãi cho đến tận giữa trưa, cho đến lúc y đã gói hết sủi cảo, ba vẫn không xuất hiện. Y thở dài, không trở về cũng tốt. Trong trí nhớ của Y, đối với số lần ít ỏi ba về nhà dịp năm mới, lần nào cũng cãi nhau với mẹ, tưng bừng còn hơn cả đốt pháo. Có đôi khi Y thật không rõ hai người này sao mà phải lòng nhau được. An hách, di động con kêu nãy giờ đấy. Ra mà coi chút đi, mẹ từ phòng khách kêu lên. An hách lau lau tay mấy cái rồi ra phòng khách cầm di động trở về phòng mình. Đều là tin nhắn chúc Tết, Y tắt chuông điện thoại đi rồi chậm chạp đáp lại bằng một đoạn tin nhắn, sau đó nằm trên giường ngẩn người ra. Căn phòng này là để Y ở, nhưng từ khi Y chuyển ra ngoài đến nay đã nhiều năm như vậy xem chừng mẹ cũng chưa vào đây được mấy lần, mà toàn là dịp năm mới Y về dọn dẹp một đợt rồi đem đổi hết chăn gối trên giường sang một bộ khác. Hiện tại nằm ở đây thậm chí còn ngửi được mùi bụi bặm. Di động lại rung lên, An Hách lười biến cầm lên coi, có chút bất ngờ. Là tin nhắn na thần gửi đến, nội dung chúc Tết vô cùng trịnh trọng. Y khẽ cười, rồi đáp, nằm mới vui vẻ. Vài giây sau bên kia nhắn qua, đang làm gì? Ngẫn người. Na thần không nhắn tin đáp lại, An Hách ném điện thoại qua một bên, có phần mệt mỏi nghe âm thanh xào bài từ phòng khách, vì thế tiện tay kéo cái chăn nhỏ trên giường đắp lên, nhắm hai mắt lại. Na thần đứng ở ban công nhà mình, hôm nay nắng rất đẹp, chiếu lên người vô cùng thoải mái từ sáng tới giờ tiếng pháo nổ đi đùng cứ vang lên, cách hai lớp thủy tinh, nhưng mùi của pháo vẫn bay vô phủ kín cả căn phòng, có điều na thần rất thích cái mùi này, từ nhỏ đã bắt đầu thích. Chuông di động vang lên, na thần không nhúc nhích. Hắn không nhớ mình đã quăng điện thoại ở chỗ nào rồi, cả buổi mới nhớ ra lúc nhắn tin cho An hách xong đã bỏ lại luôn bên cạnh bồn cầu. Là cậu gọi tới, hắn nghe máy, chúc cậu năm mới vui vẻ. a à, à, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, cậu cười gượng mấy tiếng, không ra ngoài chơi hả? Đi chỗ nào giờ cậu, na thần cười cười. Cậu dường như có chút xấu hổ, ngừng lại một chút, tiểu thần à, cậu và mợ, vốn định, gọi cháu qua ăn Tết, nhưng mà. Na thần nhìn vào tấm gương treo trên tường trong nhà vệ sinh, nhếch môi, ba cháu vừa mới chết, cháu biết mà. À, đúng vậy đó, cho nên cậu ho khan mấy tiếng. Cảm ơn cậu, na thần cúp điện thoại. Thật ra cậu gọi tới cuộc điện thoại này là rất thừa thải, bao nhiêu năm qua hắn đều đón năm mới một mình rồi. Hồi trước ba sẽ về nhà ông bà nội, có điều ông ta không muốn nhìn thấy hắn cho nên hắn sẽ về nhà bà ngoại, từ lúc bà ngoại bị ông cậu nuôi hắn liền không qua đó nữa. Cứ vào năm mới mà na thần đến nhà là mang nhiều điểm xấu đấy. Mợ đã nói những lời này trước mặt bà ngoại cùng vài gì khác, đương nhiên, cũng ở cả trước mặt hắn. Bởi vì hắn mà mẹ phát điên, lý do bây giờ thì càng hay hơn rồi, bà hắn chết. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ, na thần châm điếu thuốc rồi đi loanh quanh trong phòng mấy vòng, thay quần áo, cuốn khăn quàng cổ, đeo khẩu trang lên rồi khóa kín cửa đi ra ngoài. Lúc này trên đường trở nên khó bắt taxi rồi, hắn phóng xe ra khỏi cổng khu dân cư. Hắn không sợ lạnh, chắc là bởi trước đây cứ vào mùa đông là hắn lại bị mẹ ném ra ngoài cửa khi chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, bị cống thành quen, giờ dù bị gió quốc mạnh vào người thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì mấy. Trên đường cũng không lạnh lắm, nhưng người đi đường đều trong trạng thái hối hả chạy về nhà, cảm giác này bất giác khiến người ta hoảng hốt, thật giống như chỉ cần đi chậm một chút thôi người xung quanh sẽ bỏ rơi lại mình vậy. Na thần phóng xe rất nhanh, chạy thẳng ra ngoài khu ngoại ô, người càng lúc càng thưa, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc dừng xe lại, Lý Phạm gọi điện thoại tới, không có lời xã giao, câu đầu tiên nói chính là, qua đây ăn cơm đi. Không được, Na Thần khóa kỹ xe, lần nào hắn cũng từ chối, chỉ là không muốn đến nhà của Lý Phạm, mà gã thì năm nào cũng gọi điện thoại kêu đến. Ở đâu đấy? Bệnh viện số 5. Buổi tối thì sao? Lý Phạm truy hỏi. Ngủ, ông đừng quan tâm tôi làm gì, nhanh mà lo cho mẹ với vợ ông đi, Na Thần ngẩng đầu nhìn lên cái bảng tên của bệnh viện, ngắt cuộc gọi. Hôm nay bệnh viện số 5 cũng không khác mọi khi lắm chẳng qua người nhà đến thăm bệnh nhân có đông hơn bình thường một chút, trên cửa sổ cũng được dán câu đối đỏ, còn tivi thì đang chiếu chương trình hài trước đêm giao thừa. Lúc na thần nhìn thấy mẹ ở đại sảnh, bà đang ngồi ở một góc im lặng coi tivi mặc áo bông lớn rất dày, đại khái là che kín lại, sắc mặt hơi ửng đỏ. Na thần đứng cách hơn 10 mét, y tá ngồi sổng xuống nhỏ giọng nói mấy câu với bà, đợi ánh mắt của bà chuyển qua đây, na thần mới chậm rãi đi qua, ngồi bên cạnh, mẹ. Mẹ nhìn hắn, qua thật lâu mới như đột ngột nhận ra hắn là ai, đôi mắt đỏ âu, thần thần. Vâng, na thần sờ lên tay bà thử thăm dò, trước mặt mẹ là hộp sủi cảo còn tỏa hơi nóng, mẹ ăn sủi cảo à. Mới ăn một cái thôi, mẹ rút tay lại, sờ lên mặt hắn, mẹ không có đói nên ăn không vô, con ăn không. Na thần gật đầu, nhón tay lấy một miếng sủi cảo bỏ vào miệng. Mẹ nhìn hắn không rời mắt, chờ hắn nuốt xuống miếng sủi cảo xong vẫn còn nhìn chằm chằm na thần do dự không lấy tiếp miếng thứ hai hắn rất quen thuộc ánh mắt này của mẹ nó khiến hắn bất an có độc không mẹ hỏi một câu không có na thần lắc đầu mẹ không nói gì nữa mà tiếp tục quan sát hắn lúc na thần đang muốn cầm miếng sủi cảo nữa lên ăn để chứng minh không có độc mẹ lại đột nhiên gạt cái hộp khỏi bàn toàn bộ sủi cảo trong hộp đều lăn ra đất mày bỏ độc vào đó để tao ăn phải không? Mẹ chỉ vào mặt hắn. Không có. Na Thần xoay người nhặt cái hộp lên, đem mớ sủi cảo vung vãi dưới đất nhặt bỏ vào đó, mới nhặt được hai miếng. Mẹ lại nâng chân lên đá vào sườn cổ hắn một cái. Cái đá này dùng lực khá lớn, Na Thần chỉ thấy trước mắt tối đen, nhanh chóng dùng tay chống đỡ mới không bị đá ngã xuống đất. Không đợi hắn đứng lên, mẹ lại đá lên vai hắn, sau đó thì bị y tá và bảo vệ chạy tới kéo lại mẹ rất kích động chỉ mặt hắn, miệng thì la mắng những câu mơ hồ, na thần nghe không rõ, mà hắn cũng không muốn nghe. Cậu về trước đi, cảm xúc của bà ấy không ổn định, một y tá đẩy hắn về. Na thần không lên tiếng, xoay người chậm rãi đi ra ngoài, phía sau là tiếng của y tá thấp giọng khuyên nhủ mẹ. Hắn nghe thấy mẹ bắt đầu khóc, lúc hắn ra khỏi đại sảnh, mẹ đột nhiên khóc nức nở rồi la lên, thần thần. Na thần do dự, chỗ trên cổ bị đạp vẫn còn đau, hắn không dám quay đầu mà chạy ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện không có người nào, gió bắt cuốn đám lá rụng lên đập vào người hắn. Hắn ngồi ở trên xe, cuốn kỹ khăn quàng cổ, kéo mũ xuống thấp che đi đôi mắt, tiếng gió xung quanh nhỏ xuống dần. Na thần rút một điếu thuốc ra, phải bật lửa đến hơn 10 lần mới được, khi điếu thuốc cháy đều rồi hắn rít mạnh một hơi, rồi giơ tay lên ném bật lửa ra xa. Năm nay, trạng thái của mẹ vẫn không tốt. Trước khi mẹ còn có thể nhận ra hắn rồi khóc hỏi hắn khỏe không, nhưng năm nay dù đã tới vài lần, song mẹ vẫn vậy. Lần trước đến mẹ còn cầm cái muỗng nhỏ đâm thẳng vào mặt hắn, may mà đó là đồ nhựa, nhưng cái chui bị gãy vẫn kịp cào sức mặt hắn. Na thần bụng lên thắt lưng, cái vết thương giấu dưới con bò cạp kia bất ngờ lại vì cơn đau của cổ mà trở nên nhức nhối. Ngồi bên ngoài bệnh viện đến khi trời sẫm tối na thần mới nổ máy chạy ra ngoài, trong đầu hắn là tiếng mẹ khóc rồi kêu tên hắn thế nào cũng không biến mất đi được. Hắn có chút khó chịu nên không muốn về nhà mà cũng không muốn qua bãi xe cũ. Trên đường đã không còn người nào, tiếng pháo cũng càng lúc càng dày đặc, dần dần hợp thành một tiếng lớn, nghe vào khiến người ta càng cảm giác cô đơn hơn. Hắn nghĩ một lát rồi chạy xe đi Dạ Ca. Giờ vẫn còn quá sớm nên Dạ Ca vắng vô cùng, trên màn hình lớn là chương trình mừng xuân tính cả khách lẫn nhân viên phục vụ tại đại sảnh phẩm chừng không vượt qua nổi con số 20 người. Na thần tìm một ghế dài ở trong góc tối, gọi một chai rượu rồi chậm rãi uống. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Na thần đã dạy công tôi luyện được kỹ năng ngẩn người, đến khi người xung quanh dần đứng lên ra về hết thì hắn mới phát hiện bản thân đã ngồi gần 2-3 tiếng rồi. Đêm 30 vẫn có người đến quán bar, phần lớn là do nhàm chán mà đến, bắt đầu có nhiều người tới bắt chuyện. Na thần vẫn im lặng, chỉ nhìn chầm chầm vào ly rượu, một vài người tới ngồi trong chốc lát thấy không vui liền tránh ra. Ngồi chỗ này cũng chẳng thú vị, na thần đứng dậy ra khỏi già ca, ngồi trên xe mới lấy di động ra, lục lọi danh bạ của mình. Hắn rất ít khi gọi điện thoại, đặc biệt lại càng không muốn nhận cuộc gọi, cứ khi có chuông di động vang lên là tim hắn lại đập nhanh hơn, tiếp đó là không kiềm chế được mà trở nên khó chịu. Cho nên danh bạ điện thoại của hắn chỉ có vỏn vẹn hơn 10 số, lục tới lục lui cũng không tìm được ai khiến hắn có thể gọi qua lúc này, nếu không phải quá quen thì cũng là không thân lắm. Cuối cùng ngón tay hắn dừng ở cái tên An Hách. Nhìn chầm chầm hai chữ An Hách cả nửa ngày, hắn ấn gọi đi. Điện thoại đổ chung thật lâu, An Hách mới nhận cuộc gọi, nghe qua có vẻ là rất bất ngờ, biết bẫy. Na thần đối với xưng hô này cũng lười phản kháng, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, giọng của An Hách còn mang theo giọng mũi, Dạng chưa tỉnh ngủ hẳn, không phải cậu đã nhắn tin rồi sao? "Thật à?" Na Thần cười cười, nghe ra phía bên An Hách rất im lặng, "Anh đang làm gì đấy?" Ngủ, An Hách trả lời. Na Thần ngẩn người, đêm giao thừa mà 11 giờ đã ngủ. Câu trả lời này của An Hách khiến trong lòng hắn giật lên, cạnh hắn vậy mà có người chẳng có việc gì làm vào ban đêm. Hắn ngừng mấy giây mới mở miệng nói tiếp, "Ra ngoài không? Đi chỗ nào?" An Hách hỏi. "Không biết." Muốn qua nhà tôi ngủ không?" Na Thần ném điếu thuốc xuống, dùng chân dẫm tắt. Bốn phía đã tưng bừng pháo hoa, âm thanh to đến mức hắn phải dí sát điện thoại bên tai mới có thể nghe thấy được An Hách nói. "Hả?" An Hách ngẩn người. "Tới nhà tôi ngủ, nếu anh không muốn ngủ thì làm tình cũng được." Na Thần cắn cắn môi, "Nếu anh không muốn đến chỗ của tôi, tôi qua chỗ anh cũng được, hoặc anh bảo đi đâu cũng được, tôi chỉ không muốn ở một mình." Sau khi bắn liên thanh xong, phía An Hách lại không có âm thanh gì. Na thần đang muốn nhìn màn hình chút xem có phải An Hách đã cúp máy không thì nghe thấy y nói, tôi sẽ qua. An Hách nằm ở trên giường, tất cả cửa sổ trong phòng đều đóng kín mít, nhưng tiếng pháo nổ bên ngoài truyền vào vẫn lớn đến mức khiến lòng ngực cũng cộng hưởng cùng, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi thuốc súng, đến khi hát xì liên tiếp mấy cái mới coi như là đỡ. An Hách mày làm sao vậy, y nhìn chầm chầm lên trần nhà, nhỏ giọng nói một câu, đã tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống giường ngủ rồi giờ tự dưng lại muốn chạy ra ngoài. Đúng vậy, làm sao thế? Thậm chí còn chẳng hỏi na thần sao lại đưa ra yêu cầu như vậy trong đêm giao thừa. Đã rất nhiều năm y không kích động như vậy. Có thể vứt hết những điều mình ái ngại, những điều bản thân không muốn chấp nhận sang một bên, cái cảm giác mặc kệ yêu ghét không kìm được muốn tiếp cận một người khiến y bất an. Y giơ tay lên, xuôi các ngón tay ra, từ kẻ ngón tay nhìn lên bóng đèn trên trần nhà vì sao vậy na thần cũng chẳng lớn hơn học sinh của y nhiêu tuổi tính cách cũng không được coi là tốt cùng người ở chung có chút lao lực sống chung cũng có phần lao lực thỉnh thoảng còn não tàn nghĩ đến ngôn ngữ sao hỏa của na thần là y lại đau đầu song na thần có ngoại hình bắt mắt đúng kiểu y thích thời điểm đánh trống trông rất đẹp trai lúc cười lên thì thật hấp dẫn giọng lại gợi cảm an hách cười cười thật ra những cái đó không phải điều quan trọng. Y sóc chăn lên nhẫm dậy, ngồi trên mép giường ngay ngốc một hồi, lát sau mới chậm rãi đi vào phòng tắm, nhìn bản thân đầu tóc rối mù trong gương. Điều quan trọng là những lời na thần vô ý bật ra kia khiến Y ngày càng đồng cảm hơn với hắn. Có bố mẹ không giống bố mẹ, một gia đình không giống gia đình. Có đôi khi Y muốn tiếp cận na thần, muốn biết rốt cuộc hắn có một gia đình như thế nào, có bố mẹ ra sao, có thể nào lại tìm được một người giống mình, từng trải qua tâm trạng bất lực, bất an lẫn khó chịu như vậy không? Là vì quá cô độc nên mới muốn tìm đồng loại sao? Xoắn suýt với câu tự vấn lòng không chút ý nghĩa đó mất cả một tiếng sau, An Hát mới vơ lấy một túi quà tết cùng túi mua sắm màu đỏ đi ra cửa. Thời điểm rời khỏi khu chung cư đi về chỗ đậu xe, một cơn gió bắt cuốn theo sát pháo thổi đến khiến y có chút không thở nổi. Đã qua 12 giờ đêm, không ít người vốn tụ tập dưới lầu đốt pháo hẳn đều vì rét mà đã trở về nhà y xem xét xung quanh, không còn ai nữa, vì thế đi thẳng tới gần xe của mình. Trên xe đều là mảnh vụn nhỏ màu đỏ, may mà đã tắt chế độ báo động, nếu không xe này chắc phải gào lên đến viêm họng luôn. Thời điểm đi ngang qua phòng bảo vệ của khu dân cư, ông bảo vệ cười hình hệt đối với việc y dụng vật bắt mũi, ha 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 thầy ăn năm mới vui vẻ nhé, lúc này thầy còn đi ra ngoài à. Ha 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 ha. Y đưa túi quà Tết qua, chúc chú năm mới vui vẻ bảo vệ nhận được quà Tết liền cảm động không thôi, liên tiếp nói lời cảm ơn. Trao đổi chuyện này đi, An Hách vẫy tay, bảo vệ ngoài nửa người ra ngoài cửa sổ, y chỉ vào cái vật bắt mũi của mình, chú có thể đừng cười vì cái này nữa không? Cũng qua cả năm rồi còn gì? Ha 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 nhưng nhìn không được, bảo vệ cười sung sướng đến lộ hết cả hàm răng ra, thì một năm qua chẳng phải không có cái vật thầy liền không vào được cửa sau ha 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 ha. Chú đóng cửa sổ đi, gió lớn đấy an hách bất đắc dĩ lái xe chạy ra khỏi khu dân cư na thần sống ở chung cư khá cao cấp bảo vệ cũng cười nhưng cười rất nghiêm túc muốn đi vào thì phải có sự đồng ý của chủ nhà có điều chắc là na thần trước đó đã dặn dò nên bảo vệ cầm giấy tờ rồi soi biển số xe của an hách thật lâu mới cho phép đi qua sau đó còn rất lịch sự chỉ cho y đường qua nhà của na thần an hách có chút bất ngờ khi na thần có thể nhớ biển số xe của y Lúc chạy xe vào trong y phải hết sức chăm chú, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải mấy trạm gác hàng xình của người ta thì chết. Thật ra không cần chỉ đường cũng có thể tìm ra, mấy cột mốc hướng dẫn lối rẽ thật sự chi tiết. Tại khu dân cư lúc này còn có thể thấy không ít người, cuốn chặt trong lớp quần áo dày cộng ra ngoài đốt pháo, dưới ánh đèn đường sáng rõ, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, gió bắt thổi vù vù tới cũng không làm nụ cười tiêu tan đi. An Hách tìm đến tòa nhà của Na Thần, tới dưới lầu mới phát hiện ra không có chỗ đầu xe, đang muốn gọi điện hỏi xem bãi xe của khu này ở đâu thì có một người chạy ra từ cổng tòa nhà. An Hách cảm thấy có thể dựa vào bóng dáng mà nhận ra đó là Na Thần, không biết vì sao y lại quen thuộc với mỗi động tác của Na Thần đến vậy. Nhưng khi nhìn rõ Na Thần rồi, y lại ngẩn người. Mở cửa, Na Thần đã chạy tới bên cạnh, đập lên cửa kính, kêu rất lớn, chỗ tôi gửi xe dưới hầm, tôi đưa anh đi. An Hách mở cửa, Nhìn Na Thần nhảy lên xe Độ ấm trong xe vì khí lạnh của hắn mang vào mà giảm đi không ít Anh Hách quan sát hắn cả buổi Sao cậu lại trang điểm Tắm xong thì trang điểm thôi Na Thần chà chà tay Chỉ về con đường phía trước Chạy tới rồi rẽ trái Anh Hách nhìn bộ đồ ngủ in đầy hình sinh cậu bé bút chì trên người Na Thần Và chiếc mũ trapper màu xanh quân đội hắn đội trên đầu Rồi lại nhìn sang hai cục bông to tướng trên chân hắn Là dép lê Lúc Na Thần xông ra An Hách còn tưởng hắn dẫn theo hai chú cúng tới chứ. Khi nhìn thấy cái vật đang cuốn trên cổ tên Na Thần kia, An Hách chỉ chỉ, cái gì đây? Khăn quàng cổ, Na Thần kéo kéo cái trên cổ, tháo xuống rồi xỏ tay mặt vào. An Hách lúc này mới nhìn ra đây là áo lông. Bình thường cậu đều, An Hách lái xe từ từ đi về phía trước, dễ thương như vậy hả? Từ, Na Thần lại không khiêm tốn chút nào, gật đầu, còn có cái dễ thương hơn nữa, anh muốn xem không? không cần, An Hách liếc qua nhìn hắn, cậu không lạnh hả? Không, chỉ khi nào lạnh mới có thể cảm nhận được bản thân tồn tại thôi, Na Thần dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ mấy cái có tiết tấu lên kính xe. An Hách không nói gì nữa, trực giác mách bảo y lời này có thể lại là do mẹ Na Thần nói, cái cảm giác như gặp phải đường cùng trong cơn mơ vậy. Đậu xe xong liền chạy theo sau tên Na Thần mặc áo ngủ cậu bé bút chì xin, đầu đội mũ lông, chân còn đi dép bông hình chú cúng. An Hách cảm thấy thật không có cách nào để hình dung tâm trạng của bản thân nữa. Hồn nhiên biết mấy. Hoạt bác biết mấy. Ấu trĩ biết mấy. Ngu ngốc biết mấy. Sau khi bước vào thang máy, Na Thần tựa vào tường, chỉ chỉ túi đồ mua sắm trên tay y, là quà hả. Ừ, cho cậu An Hách mở túi, lấy con thỏ bông ra rồi đưa hắn. Cảm ơn, Na Thần rất vui vẻ nhận lấy, nhìn một hồi rồi bắt đầu cười, cười rất khoa trương, thậm chí cả người cũng run lên an hách anh còn dễ thương hơn cả tôi ấy chứ tặng người ta thứ này cơ đấy an hách cười cười đi siêu thị mua đồ được tặng thôi như vậy là không có thành ý rồi na thần nhéo nhéo tai con thỏ vẫn là cười đến không ngừng được an hách vốn cũng đang cười song khi na thần cười mãi không ngừng y ngược lại lại cười không nổi nữa phải chăng y đã quá nhạy cảm trận cười này của na thần dường như cũng không vui vẻ Nhà của Na Thần ở tầng 18, khi thang máy mở ra, hắn rốt cuộc cũng không cười nữa, quay đầu lại nắm con thỏ rồi lắc lắc, thật nghiêm túc nhìn An Hách, cảm ơn anh. Đừng khách sáo, An Hách cũng chỉ có thể nghiêm túc trả lời. Na Thần mở cửa ra, chào mừng tới nhà của tiểu thần thần. An Hách theo vào, không khí ấm áp phả vào người. Đây là kiểu căn hộ kết, phòng khách rất lớn, đồ đạc trong nhà lẫn các vật trang trí đều dùng gỗ lim, không khí cứng nhắc khiến An Hách cảm thấy có một sự áp lực không thể diễn tả ra được. Điều này khiến y nhớ lại cái căn cứ bí mật khác một trời một vực ở bãi xe bỏ kia. Chỉ có đàn dương cầm ba góc màu trắng nằm ở một góc khuất tại phòng khách mới khiến người khác cảm nhận được chút thoải mái bên trong bầu không khí quá mức nghiêm túc này. An Hách nhìn chầm chầm đàn dương cầm kia thật lâu. Người nhà cậu đâu rồi? An Hách đứng trong chốc lát mới nghĩ ra, quay đầu lại hỏi. Không có ai hết, na thần vương tay về phía y, đưa cho tôi. An hách cởi áo khoác ra đặt lên tay hắn, không nói gì. Không phải đã bảo với anh là ba tôi chết rồi à, na thần đem áo khác y đi vào phòng quần áo treo lên, tôi toàn đón năm mới một mình. An hách muốn hỏi vậy mẹ cậu đâu, sao không qua nhà họ hàng, nhưng nghĩ lại lại không mở miệng, dù sao cũng là năm mới, mấy đề tài rõ ràng không mấy vui vẻ này vẫn là không nên nói. Anh thì sao? Đêm 30 mà giờ đã ngủ, na thần đi ra, Nhìn y một cái rồi chỉ ra sofa, ngồi đi. Từ, mệt thì ngủ thôi, ăn hách ngồi xuống. Cái kiểu ghế sofa 90 độ này làm y cảm thấy lúc bản thân ngồi thẳng lưng y như là nhân viên mới đang chờ bị phòng nhân sự phỏng vấn vậy. Lên lầu đi, phòng khách cũng y như quan tài vậy, na thần vào phòng bếp cầm bình trà trái cây ra, rồi đi lên lầu. Lúc nói hai từ quan tài vậy mà vẻ mặt chưa hề thay đổi, giống như chỉ nói ra hai chữ bình thường khác. Ăn hách đứng dậy cùng hắn đi lên lầu đảo mắt nhìn thì thấy hành lang hay mấy căn phòng đóng cửa đều một màu trắng, tay vịn màu trắng, cánh cửa trạm hoa văn màu trắng, sàn nhà cũng màu trắng nốt. Phòng của Na Thần cũng đa phần là màu trắng, song lại khác với căn cứ bí mật đầy lông màu trắng kia, màu trắng nơi này có chút lạnh lẽo. Cậu rất thích màu trắng hả? An Hách thuận miệng hỏi một câu, ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ. Không biết, Na Thần rót một ly trà trái cây đưa cho y, mẹ tôi thích phong cách dưới lầu và trên lầu đúng là không hài hòa chút nào hai phòng ngủ toàn màu trắng nhưng khi na thần ra ngoài lại toàn bận đồ đen an hách nheo nheo mắt sự lập dị lẫn mâu thuẫn trong con người na thần đúng là không chỉ bởi tính cách mà là có quan hệ rất lớn với gia đình của hắn mẹ cậu đâu an hách hỏi na thần đã nhắc tới nếu y còn tránh không hỏi mà chạy sang vấn đề trước mắt thì còn không tự nhiên hơn ở bệnh viện na thần rót trà ra chậm rãi uống rồi nhón lát chanh mỏng bỏ vào miệng nhai, bệnh viện số 5. A, à, An hách ngẩn người, bệnh viện số 5 là viện tâm thần duy nhất trong thành phố này, xin lỗi. Không sao, điên đã nhiều năm, na thần cười cười, nên tôi cũng quen rồi. Những lời này nói xong, hai người đều không lên tiếng nữa. An Hách nắm lấy tách, trong lòng bàn tay rất ấm, trà hương trái cây cũng rất thơm, trà dứa và chanh dây, lại thả vào vài lát chanh, vị chua ngọt, rất thơm. Không ngờ Na thần có thể nấu ra loại trà trái cây đến mức độ này. So với việc bản thân chỉ biết dùng nước sôi nấu mì gói mà nói, quả thật giỏi hơn nhiều. Muốn uống rượu không? Na thần đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt, cúi đầu theo dõi khuôn mặt y. "Không, ăn hát giữa lưng ra sau, sao lại hỏi thế?" Na thần cúi người, kề sát mặt vào y, con người tối đen mang theo ý cười, bởi nếu không uống rượu, anh chẳng thú vị gì. Cậu muốn thế nào mới thấy thú vị? An Hách nhìn hắn. Ngủ hay là làm, Na Thần quỳ một chân lên sofa, tay chống vào chỗ tựa lưng, chậm rãi áp xuống dưới. An Hách cười cười, đem cái tách trong tay che trước chóp mũi Na Thần, ngủ. Thật, Na Thần nhếch khóe miệng, cầm cái tách trong tay y đặt lên bàn, kề tai y nhỏ giọng nói, anh thật cảm thấy. An Hách không có động, khi tóc của Na Thần nhẹ nhàng đảo qua mặt y, đột nhiên y lại hoàn toàn thả lỏng, hả? Ngày đó chỉ là vì thuốc kích dục cùng say rượu thôi sao?" Giọng của Na Thần mang theo khiêu khích, bờ môi chạm lên vành tai y. Những lời này khiến An Hách tức khắc nhớ tới ngày đó Na Thần quỳ gối trên giường, khi đầu ngẩng lên, dáng vẻ thật hấp dẫn. Trong người nóng lên, cảm giác khô nóng này nhanh chóng phủ kín, đồng thời y liền nhớ tới cái lọ thuốc kích dục kia. An Hách cảm thấy trong đầu bản thân quả là cực kỳ sinh động. Hô hấp của Na Thần nhào lên cổ y, y nhắm chặt mắt đột nhiên nâng tay bắt được cánh tay của na thần rồi lật mạnh sang hai bên. Na thần bị kéo ngã xuống sofa, an hách không đợi hắn có động tác liền trực tiếp khóa lên, cưỡi trên người hắn ấn xuống, xong xé tung áo ngủ hắn ra. Anh, na thần giật giật người, dường như là muốn ngồi dậy. Tay an hách bóp trên cổ hắn, ngón cái ấn vào vị trí yết hầu, thành thật đi. Thầy an, na thần nở nụ cười, nâng tay lên niết môi an hách, hóa ra thầy thích như vậy. An Hách không nói gì, Na Thần cười rất đẹp, nhất là trong những thời điểm như thế này. "Tôi thích anh hôn tôi." Na Thần nói, tay mò xuống vạt áo sơ mi y rồi với vào bắt đầu sờ soạn, đầu ngón tay hắn chạm từ eo y xong chậm rãi chuyển sang lưng. An Hách nhìn hắn thoáng chốc, rồi hạ thấp người xuống hôn hắn. Na Thần nhanh chóng đón nhận, cánh tay ôm eo y, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp mang theo giọng mũi. Trên người Na Thần có hương sữa tắm rất thơm đầu lưỡi còn mang theo vị ngọt của trà trái cây tỉ mỉ dây dưa cùng nhau liền khiến an hách có chút say mê tay y vuốt ve trên người na thần cách lớp quần vừa gãi vừa vê đùi hắn động tác rất mạnh dường như chỉ có làm như vậy mới có thể phù hợp được với dục vọng càng ngày càng mãnh liệt trong lòng y tâm trạng hôm nay của y không làm sao mà tốt được những phiền não mà mẹ gây cho y mỗi lần về nhà vì hôm nay là đêm giao thừa mà bị phóng đại vô hạn nhưng giờ đây khi được hơi thở của na thần bao lấy cơ thể, những cảm xúc khiến y rơi xuống dưới tận đáy lại biến thành ngọn lửa. Tự như ngọn lửa hừng hực muốn đốt cháy thân thể y tìm được cánh cửa bùng lên. Y thò tay túng quần của na thần rồi kéo mạnh xuống, na thần nhẹ nhàng nâng người lên, túng quần hắn kéo xuống dưới. Làn da vừa căng lại có tính đàn hồi của na thần khiến hô hấp y trở nên dồn dập. Y thả môi na thần ra, tay vuốt lên trán hắn. Na thần hơi ngẩn mặt lên, đôi mắt khẽ mở đầy quyến rũ. An hách yên lặng nhìn hắn, bên tai là tiếng thở dốc có chút lộn xộn. Ngón tay na thần nắm lấy khuy áo sơ mi của y, giọng khang khang, cởi ra. An hách đứng thẳng dậy, cởi từng cái khuy một, ngón tay na thần buông xuống, chuyển sang tháo thắt lưng cho y. An hách vừa cởi khuy áo ra, khóa quần cũng bị na thần kéo xuống, bàn tay đi vào thăm dò. Tay của na thần rất ấm, chỉ xoa bóp cách quần lót thôi cũng khiến cơ thịt trên lưng y đều căng lên, y rướn người lên phía trước một chút, tay chống lên sofa, trong tiếng thở dốc còn có tiếng than nhẹ. Ở đây hay là trên giường hả, na thần sợ đùi y. An hách không đáp, mà xuống khỏi người na thần, kéo tay hắn đi qua giường rồi đẩy mạnh xuống. Na thần nằm sắp trên giường, thân thể hơi lỏng xuống trên nệm, nghiêng mặt đi, cười rồi tự cởi quần của mình ra. Mông của na thần rất đẹp, An Hách dù đang cởi quần áo của mình nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mông cùng thắt lưng của Na Thần, khi từ phía sau nằm lên người Na Thần, bàn tay y sờ lên mông Na Thần. Từ, Na Thần chôn mặt ở trong chăn hừ một tiếng, tay sờ ngược ra eo y. Kem bôi trơn đâu, An Hách hôn lên vai Na Thần, ngón tay thì dọ xét ra phía sau hắn, đầu gối chen vô giữa hai chân Na Thần. Gấp thế, Na Thần cười cười, trong tiếng cười kèm theo tiếng thở dốc. Từ, An Hách nhẹ nhàng liếm lên vành tai hắn, gấp đến độ hết chịu được rồi đứng lên đi tôi đi lấy na thần nói an hách lại xoa xoa trên thắt lưng hắn mấy cái xoay người dựa vào gối nhìn na thần xuống giường thoáng cái là đi tới cái bàn nhỏ rồi kéo ngăn bàn ra tìm an hách quan sát thân thể trần trụi của na thần y thích thân thể như vậy có thể bóp lên những điểm hưng phấn của hắn có điều y thật không thể thản nhiên phơi người trước mặt người không quá quen như na thần được khi chạm vào ánh mắt của an hách Na thần thậm chí còn tạm dừng một chút mới chậm rãi đi tới bên giường, ném kem bôi trơn lên giường. An hách không dời mắt khỏi thân thể hắn, lúc tay thò sang mò tìm tuyết kem bôi trơn, Na thần chống trên giường rồi áp lên người An hách, cánh tay ông chặt lấy rồi hôn lên môi y. Động tác lấy tuyết kem của An hách dừng lại, nụ hôn lần này của Na thần không giống với lần trước lắm, đầu lưỡi có chút vội vàng xâm nhập vào khoang miệng y, mang theo khát khao rõ ràng. Loại cảm giác này thật khác thường, nguyên nhân an hách không từ chối hôn môi với na thần chính là bởi khi na thần hôn lúc nào cũng nghiêm túc và cẩn thận như vậy hiện tại có thể cảm nhận được khát vọng càng khiến người khác sinh ra ảo giác đây là nụ hôn giữa những cặp đôi đang yêu nhau đã thật lâu an hách không được trải nghiệm như vậy y nhắm hai mắt lại cẩn thận đáp cảm giác gần gũi khiến y trở nên mê say lại đầy khoái cảm na thần hoàn toàn không che giấu ham muốn của chính mình hô hấp nặng nề thỉnh thoảng còn khẽ thở dốc da thịt nóng bỏng kề sát nhau đều truyền đạt sắc dục ở trong lòng an hách xoa nắng trên người hắn cảm xúc co giãn trong lòng bàn tay khiến bộ não y thường sẽ xuất hiện một khoảng trắng không có tư duy cũng quên đi động tác chỉ theo bản năng mà cuốn lấy mãi cho đến na thần tách hai chân y ra vật nóng cứng đụng vào bên dưới mới khiến ý thức của y một lần nữa từ trong trạng thái hỗn loạn quay trở về chờ an hách bóp chặt chân na thần nhưng không đợi y nói hết lời Na thần đã giữa lấy hai chân y, đẩy mạnh vào. Khi thân thể đột nhiên bị kéo căng, An Hách khẽ thở dài, cau mày nghiến răng chửi, Na thần, mẹ kiếp, muốn chết hả? Vậy thì, Na thần không đi sâu tiếp mà dừng lại cúi đầu nhìn y, từ từ hạ người xuống, dùng đôi môi nhẹ nhàng ma sát lên mặt y, thấp giọng như lời thì thầm, giết tôi đi. An Hách không động đậy, càng không dãy dụa, vì những âm thanh khàn khàn của Na thần mà trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Na thần nhìn y rất chăm chú, trong ánh mắt đó là khát vọng lẫn ham muốn mà y không thể giải thích, đôi người đen lấy lóe ánh sáng, tự như con giả thú đang chờ mong một bữa tiệc thịnh soạn. Được an hách lần tay đến cổ na thần, ngón tay siết chặt lại từng chút một. Đầu ngón tay có thể cảm giác được mạch đập của na thần, vừa mạnh mẽ lại gấp gáp tự như muốn thoát khỏi trói buộc của bàn tay y, cảm giác kỳ lạ như nhịp trống đập vào hệ thần kinh lại thêm bị người kia đột ngột tiến vào khiến bên dưới của an hách vốn đã xìu xuống lại một lần nữa cương lên. Na thần với tay kéo cái ngăn tủ đầu giường, An Hách vừa định quay đầu sang xem có phải hắn lại tính dùng thuốc kích dục nữa không thì ngón tay na thần đã cầm vật đó xẹt qua trước mắt y khi nhìn rõ được thứ trên tay hắn là gì, An Hách ngẩn người. Ngay sau đó là cả thân thể đột nhiên như vượt qua cơn sóng nhiệt một cái vòng da đen đính đinh thép màu bạc chiếm giữ lấy hết toàn bộ không gian trước mắt an hách na thần chậm rãi nâng tay lên đeo vòng vào cổ mình phần dây còn lại buông thõng xuống làm nền cho con bọ cạp bên eo khiến hô hấp của an hách lần nữa đột ngột rơi vào tiết tấu loạn nhịp trong gió na thần hạ thấp người liếm từng chút một từ bụng y lên phía trên khi đầu lưỡi trượt đến trước ngực y hắn đặt đầu dây vào tay an hách chủ nhân tôi sẽ làm anh thấy thoải mái hơi thở hỗn loạn lại vui sướng của an hách bất ngờ lần thứ hai biến mất vài giây đầu dây trong lòng bàn tay cùng những lời của na thần giống như dòng điện truyền nhanh chóng từ cánh tay đến mang tai sau mang đến cảm giác tê dại mãnh liệt trong khoảnh khắc lan ra toàn thân kích thích ý chí sụt sôi kéo mạnh đầu dây na thần bị y kéo đến trước mắt cậu là gì an hách khẽ hôn lên môi hắn một cái thú cưng của anh na thần cúi đầu cò cò lên hõm vai y cúng hả an hách nắm lấy tóc hắn kéo hắn tới sát mặt mình vâng na thần lên tiếng đừng làm cúng an hách nói báo con na thần nhìn y đôi mắt rất sáng báo con cậu phát tình sao an hách nắm lấy vòng trên cổ na thần ngón tay nhẹ nhàng vẽ tròn lên cầm hắn vâng na thần quan sát y lần tay nhẹ nhàng đè lên đùi y rồi chậm rãi ấn vào nhìn thấy chủ nhân là liền muốn phát tình An Hách có cảm giác bản thân nhất định đã bị sự hứng thú bất ngờ xuất hiện này khuấy đảo đến mất đi lý trí. Y hung hăng kéo đầu dây, rồi nhéo mấy cái lên thắt lưng na thần, nếu không làm chủ nhân thoải mái, tôi sẽ quăng cậu ra bên ngoài cho đông chết nhé. Vâng, na thần ngoan ngoãn gật đầu, đứng thẳng dậy nhẹ nhàng vuốt ve lên đùi y, chủ nhân muốn thế nào cũng được. Ngoan, hô hấp của An Hách rất nặng nề, có phần choáng váng. Y chưa từng chơi đùi như vậy, sự hưng phấn kỳ là phủ kín đầu khiến y trong chốc lát không tìm được lời thoại nào thích hợp để phối hợp với thú cưng của mình na thần nở nụ cười bàn tay sờ trên đùi an hách trượt xuống thân dưới của y từng chút một phủ lên rồi bắt đầu xoa nắng an hách dần thở nhanh hơn na thần đột nhiên đè lên nắm chặt cầm y rồi nâng mạnh lên tiếp đến cắn vào yết hầu y cái cắn này không nhẹ chút nào an hách hơi cảm thấy đau đớn hô hấp căng thẳng chưa kịp thở ra thì na thần đã tiến thẳng vào thân thể y. Tưng, ừ, an hách cau mày phát ra một tiếng rên rỉ, không biết là vì đau đớn hay là vì hai tầng kích thích mà mang đến khoái cảm cực đại. An hách nâng tay lên, không biết là muốn kéo na thần còn đang cắn yết hầu y ra hay là muốn ông hắn nữa. Cuối cùng bàn tay y dừng lại trên lưng của na thần, cảm nhận bắp thịt căng lên khi ra vào trong thân thể y. An hách không cách nào có thể hình dung được khoái cảm, đau đớn, xấu hổ, hưng phấn, khát vọng, đủ loại cảm xúc lẫn lộn bao vây y như vậy. Theo từng đợt tiến vào rút ra lúc nhanh lúc chậm của na thần, y bắt đầu nhìn không được mà trên to. Không thể khống chế âm thanh, cũng không thể chịu đựng được sự im lặng. Ánh mắt chăm chú của na thần vẫn dừng lại trên khuôn mặt y, đây là lần đầu tiên an hách có khát vọng muốn thấy rõ, thấy rõ vẻ mặt có chút mê loạn của na thần, thấy rõ những cái đinh thép lóe sáng trên cổ hắn, thấy rõ những bắp thịt căng lên mỗi lần tiến vào cơ thể y đến vậy thậm chí còn muốn thấy rõ cả nhịp thở của na thần mỗi một lần an hách kéo đầu dây na thần đều ngoan ngoãn hạ người xuống tiếng thở dốc tràn đầy ham muốn sẽ bọc lấy y trong nháy mắt an hách chưa từng buông thả bản thân như bây giờ ném hết mọi chuyện sang một bên nhìn trước mắt nghe thấy cảm nhận được chỉ có mình na thần thời điểm na thần ông chặt lấy an hách ghé vào tai y rên lớn dục vọng của hắn cuối cùng cũng bùng nổ tiến trên tràn đầy vui sướng sau khi tiếng pháo nổ vang lên bên ngoài cửa sổ, trong phòng có vẻ vô cùng im lặng, chỉ còn tiếng hít thở phập phòng cùng ham muốn tình dục còn chưa hoàn toàn lui đi của hai người. An hách nhắm mắt lại, bây giờ dù là thân thể hay tư tưởng đều có một cảm giác không thể nói rõ thành lời. Cái loại thoải mái khi giải phóng qua đi là cơn mệt mỏi rã rời trạng đến khiến toàn thân y như nhũng cả ra. Mãi cho đến na thần ở bên trên nhõng dậy, y mới mở mắt nhìn cái vòng trên cổ na thần mà đầu dây vẫn còn trong tay y, y kéo dây, bây giờ báo con nhà cậu còn nghe lời không? Na thần chống lên giường nhìn y, nghe. Rót cho tôi ly nước, an hách kéo nhẹ đầu dây. Vâng, trà trái cây được không? Na thần xuống giường, đi đến trước cái bàn nhỏ. Được, an hách ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống người mình, phát hiện trên da đầy rẫy những vết đỏ, cậu cắn tôi. Không biết, na thần cười, đưa ly cho y rồi kề tai y nói nhỏ, tiếng trên của anh nghe rất êm tai, mỗi lần nghe thấy là tôi đều muốn cắn anh. An Hách cũng cười cười, không tỏ vẻ mặt gì, nhưng trong lòng lại không áp chế được cảm giác vừa xấu hổ lại luống cuốn thiếu chút nữa thì phun ra khỏi tai. Tháo xuống đi, An Hách cởi cái vòng trên cổ na thần xuống. Lúc cầm áo ngủ của na thần đi vào trong phòng tắm, An Hách thấy khuôn mặt của mình trong gương còn chưa hết đỏ. Y nhìn chầm chầm trong chốc lát, vặn mở vòi sen nhỏ giọng nói một câu, sướng sao? Hưng phấn đến vậy à? Dòng nước ấm áp chảy từ đầu đến chân, An Hách cúi đầu từ từ nhắm hai mắt, tay chống lên tường không muốn động đậy, dù cho xung quanh có ầm ĩ thì tinh thần cũng lên không nổi nữa, thật chỉ muốn nằm úp sấp. Không biết xả nước như vậy bao lâu, y nghe được tiếng guitar truyền đến từ trong phòng ngủ, nghe một lúc sau mới nhận ra đó là bài lâu đài trên không. An Hách rất thích bài này, có một thời gian ở nhà y cứ nghe đi nghe lại nó mãi. Y từ từ nhắm hai mắt lại nghe một hồi, xoay người dựa vào tường bắt đầu huyết sáo theo. Bên ngoài, tiếng guitar dừng lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục chuyển sang thành nhạc đệm. An hách vốn chỉ tính huyết sáo mấy tiếng rồi thôi, xong nghe ra na thần cổ vũ như vậy, chỉ đành tiếp tục huyết sáo xong một đoạn nữa mới dừng lại. Tiếng guitar của na thần chưa ngừng, vẫn tiếp tục gãy nhạc dạo, dường như đang đợi y tiếp tục đoạn sau. Y nghe thật lâu mới đi tới gõ mấy tiếng lên cửa phòng tắm, không huyết sáo nữa đâu. Na thần không lên tiếng, tiếng guitar quay lại giai điệu trước đó. Khi cả hai đã tắm rửa xong, quay lại nằm trên giường thì đã gần 4 giờ. An hách quay sang đối mặt với bức tường, chẳng qua Y không thấy buồn ngủ. Na thần từ phía sau dựa vào, vòng tay qua ông Y, mệt hả. Cậu muốn trò chuyện không? An hách nhớ tới cảnh na thần kêu y cùng trò chuyện trước cửa khu dân cư ngày đó anh mệt thì cứ ngủ đi na thần chôn mặt vào lưng y giọng nói có chút khó chịu ngày mai anh có phải về nhà cúi lạy ba mẹ không tôi sẽ gọi anh dậy không cần đâu an hách nhắm mắt lại tôi cũng không cần làm âm thanh của na thần rất thấp năm mới cậu không đi thăm mẹ mình hả an hách xoay người sang đối diện với hắn hôm nay đi rồi na thần nhếch môi lên cười bị đá cái nên chạy nhanh về đây na thần nói thật nhẹ nhàng song An Hách lại nghe ra có chút không ổn, đá ở chỗ nào. Cổ, Na Thần sờ lên cổ, mấy năm ở bệnh viện, mẹ tôi nhất định đã luyện thành võ đá rồi. An Hách chống tay lên, nhờ ánh sáng đèn ngủ nhìn vào cổ của Na Thần. Trên cổ có một dấu màu đỏ sậm, trước đó y có thấy song tưởng là do bị cái vòng thích vào, còn cứ nghĩ xem lúc vật lộn bản thân đã dùng lực mạnh ra sao. Đá nặng thật, An Hách nằm lại xuống gối, cảm thán. Từ nhỏ đến lớn, số lần y bị đánh cũng không ít. người ba quanh năm suốt tháng không gặp được mấy bận, nhưng cứ về nhà rồi vì giận cá chém thất mà đem con cái ra cho một trận là chuyện bình thường. mẹ đánh y thì không có quy luật, quyết định chủ yếu là vận đỏ hay đen trên bàn đánh bài thôi. chắc bà ấy cho rằng tôi muốn hạ độc giết chết bà. Na Thần cười nói, giọng điệu thật bình tĩnh, cho nên ra tay trước, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. khác hẳn khi nhắc tới ba hắn. Mỗi lần nhắc tới mẹ Na Thần luôn thật bình tĩnh, An Hách thậm chí còn có thể nhận ra sự bao dung cùng lưu luyến trong giọng nói của hắn nữa. An Hách trầm mặt trong chốc lát, cái câu ra tay trước của Na Thần khiến y nhớ tới lời hắn đã nói ở bãi xe cũ kia, nghẹn cả nửa ngày vẫn nhịn không được mà hỏi, vết thương kia trên thắt lưng của cậu, là Ừ, mẹ tôi đâm, Na Thần nhẹ giọng nói, cánh tay ông An Hách siết thật chặt. An Hách cảm thấy trong lòng thật nặng nề, thời gian lâu sau cũng không nói được câu nào con cứ chạy về phía trước chạy về phía trước lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy được ngôi sao na thần ghé vào tai y nói âm thanh nghe có chút mơ màng ngủ đi ngủ ngon ngủ ngon chắc là vì chơi đùa cùng thú cưng một hồi nên chỉ mất vài phút là an hách liền ngủ có điều y vẫn không quen ngủ ở chỗ lạ nên giấc ngủ không sâu lại mơ nhiều đã thật lâu rồi ba không xuất hiện trong mơ của y nữa vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi y đi học. Y biết ba cùng mẹ cãi nhau vì chuyện y đến trường, còn nội dung cụ thể thì y nghe không rõ, chỉ ngồi một mình trên cái ghế nhỏ cạnh cửa chờ bọn họ chấm dứt chiến tranh. Cuộc cãi vã lại thăng cấp, y hơi sợ sệt lui về góc tường, chỉ sợ hai người họ nhìn thấy y sẽ tiện tay cầm cái ghế đập vỡ mất. Nhưng mẹ vẫn vọt lại đây, toàn thân y đột ngột cứng đờ như bị cái gì đó thật cứng đóng khung lại, khó thở, trong lòng đầy hoảng loạn. Y muốn dãy dụa nhưng không động đậy được. Y há miệng thở dốc, muốn kêu một tiếng mẹ ơi, song cũng không lên tiếng được. Mẹ, y nghe thấy có người đang gọi mẹ, nhưng không phải giọng của y. Điều này làm y rất sợ hãi, cố gắng dãy dụa. Mẹ ơi, con sai rồi. Con sai rồi. Âm thanh bên tai càng ngày càng rõ, nhưng ngoài từ ba chữ con sai rồi ra thì những chữ khác đều rất mơ hồ, nghe không được nội dung. Khi anh hát mở choàng mắt ra, phát hiện cánh tay của na thần đang đặt trên ngực y, bên tai là tiếng lầm bầm không rõ của hắn, con sai rồi. Bích bảy, an hách bỏ cánh tay hắn xuống khỏi người mình, nhẹ nhàng lay hắn, na thần. Na thần cau mày, nói gì đó không rõ, sau biến thành thấp giọng rên, nghe chừng là đang gặp ác mộng. Này, an hách lại lay hắn tiếp, cậu nằm mơ hả? Na thần cau mày trở mình, chậm rãi mở mắt, có chút mê mang nhìn y. Ngoài cửa sổ đã hơi sáng, An Hách dựa vào ánh sáng từ ngoài hắt vào nhìn lên trán Na Thần giờ đã lấm tấm mồ hôi. "Cậu gặp ác mộng hả?" y hỏi. "Hả?" Na Thần sờ sờ lên mặt mình, nghe thấy cậu nói mớ. Bàn tay Na Thần dừng một chút, giọng nói hơi trầm xuống, "Nói cái gì?" An Hách nghĩ một chút, không nghe rõ, hình như là "mẹ ơi, con sai." Còn chưa nói xong lời, Na Thần đã đột ngột ngồi bật dậy. An Hách hoảng sợ còn chưa hiểu ra làm sao thì na thần lại đột nhiên sốc chăn lên rồi nhảy xuống giường Giọng nói trở nên rất lạnh Anh ngủ đi, 9 giờ tôi sẽ gọi anh An hách không đáp Na thần xoay người ra khỏi phòng ngủ Đóng cửa lại Lại thế rồi An hách thở dài Ông chăn xoay mình về phía tường Y rất mệt Tâm trạng cũng không sao tốt được Phản ứng ban nảy của na thần y cũng chẳng bất ngờ gì Thành ra không có ảnh hưởng tới cơn buồn ngủ của y nhắm mắt một lát là y lần nữa tiến vào giấc ngủ hơn nửa lần này lại không nằm mơ điều này khiến y trong cơn mơ màng khá là cảm động tôi và tổ quốc tôi một phút giây cũng không thể chia ly dù đi đến nơi đâu tôi đều cất vang khúc hát ngợi ca này khi bài hát vang lên bên tai an hách y có cảm giác vừa mới chìm vào giấc ngủ rất ngắn giọng nữ to rõ xúc động khiến y mất cả ngày thần trí mới quay về được tôi hát về mỗi một dãy núi cao chập chùng tôi hát về mỗi một dòng sông. Cuối cùng An Hách cũng hiểu ra đây là chuông di động na thần ném ở đầu giường. Y thở dài, thò tay với lấy di động qua nhìn xem thử. Bác sĩ trần bệnh viện số 5. Na thần, An Hách kêu một tiếng, từ trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ chuyển sang tỉnh táo hoàn toàn, y cầm di động chạy ra khỏi phòng ngủ. Trên hành lang tầng một không có người, những phòng khác đều khóa cửa lại, y lại kêu một lần nữa xong không có tiếng na thần đáp lại, y đành phải chạy xuống tầng trệt. Vừa xuống dưới liền thấy na thần đang ngồi ở giữa ghế sofa gỗ lim rộng rãi ở phòng khách. Điện thoại của cậu này, An Hách nói. Tổ quốc của tôi và tôi, giống biển cùng con sóng, na thần nằm điếu thuốc, bắt đầu hát theo tiếng chuông của điện thoại. Bệnh viện số 5, An Hách dí điện thoại tới trước mắt hắn. Na thần cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục hát, sống là đứa trẻ của biển cả, biển là nơi con sóng kia dựa vào. An Hách không nói nữa, ném điện thoại lên người hắn, xoay người đi lên cầu thang. Từ phòng khách vang lên tiếng chuông đồng hồ, tiếng công công đập vào người khiến tâm trạng trở nên phiền muộn. 8 giờ rưỡi, cần phải về thôi. Alo, chúc bác sĩ trận năm mới vui vẻ, na thần cầm điện thoại lên. An Hách ngừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, giọng nói của na thần rung lên. Không có việc gì đâu, bác sĩ nói, vâng, cái gì? Cháu biết rồi, vâng, cháu sẽ qua đó ngay, Na thần vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà chầm chầm, nghe điện thoại xong hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang hướng An Hách đang đứng, định làm bữa sáng cho anh, nhưng giờ có chuyện tôi phải ra ngoài một chuyến. Đi bệnh viện hả? An Hách gật đầu, muốn chạy lên lầu thay quần áo, nhưng khi nhìn sang khuôn mặt của Na thần y lại dừng lại, sắc mặt của Na thần tái nhợt vô cùng. Từ, sáng nay mẹ tôi cắt tay chơi đấy." Giọng nói của Na thần nghe thì coi như bình tĩnh, nhưng bước chân lên cầu thang lại rất nặng nề an hách có chút giật mình trong viện tâm thần còn để bệnh nhân lấy được dao nhưng y không hỏi nhiều mà chỉ theo na thần trở về phòng ngủ thay đồ xong na thần nói một câu anh về đi rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ tôi đưa cậu đi an hách cầm áo khoác y cũng không phải người nhiệt tình gì nhưng với trạng thái trước mắt của na thần y không thể cứ như vậy mà rời đi không cần đâu đây là chuyện của tôi na thần trả lời rất kiên quyết tôi đưa cậu đi an hách cũng thật rõ ràng Na thần xoay mạnh người lại, nhìn thẳng vào mặt y, tôi nói rồi, tôi tự mình đi. Cậu tưởng là tôi muốn đưa cậu đi lắm sao, An Hách khẽ cau mày, cũng nhìn ngược lại hắn, như cậu giờ mà chạy ra ngoài rồi gây tai nạn cho người ta, tôi đây còn sợ bị cảnh sát đến hỏi hang đấy. Trong khu dân cư lúc này thật im lặng, dưới đất toàn xác pháo đỏ, trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc súng chưa tan đi được. Cứ vào dịp năm mới đến, Na thần ngồi dựa vào ghế phó lái, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, là trước đó liền bắt đầu hoảng hốt, cũng không biết là vì sao, chỉ thấy vô cùng hoảng sợ, tự như lao thẳng xuống dốc vậy. Anh đã từng có loại cảm giác này chưa? Từng có. Anh hách không đáp, ánh mắt nhìn chầm chầm màu đỏ trên đường, một màu sắc vui vẻ biết bao. Ai cũng chạy về nhà, về nhà thật ấm áp lại có đồ ăn ngon, mọi người đều tụ lại một chỗ, dường như na thần cũng không cần anh hách đáp lại, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục nói, Tôi nhìn những người này liền có cảm giác bọn họ đều đi, đều về nhà. Người ngoài đường càng lúc càng ít đi, ai cũng cố gắng không liếc nhìn người còn lại nhiều hơn một cái. An hách trầm mặt lái xe, hôm nay trên đường gần như chẳng có xe nào qua lại, cũng chẳng có tuyết rơi. Y dậm vào chân ga, tăng tốc lao nhanh về phía bệnh viện số 5. Giọng nói của na thần từ từ thấp đi rồi biến mất. Có điều hôm nay hắn nói nhiều hơn hẳn mọi ngày, chỉ im lặng không quá vài phút là lại bắt đầu nói. Tôi ghét nghe điện thoại, hắn nói, nhìn thoáng qua hướng An Hách, Na Thần, hôm nay mẹ mày lại phát bệnh, Na Thần hôm nay mẹ mày lại đập xe hàng xóm, Na Thần mẹ mày điên rồi, Na Thần ba mày gặp tai nạn giao thông, Na Thần ba mày chết rồi. Đừng nói nữa, An Hách hít vào một hơi, chậm rãi phun ra từng chữ. Phiền sao, Na Thần nói. An Hách không đáp, y không biết mình nên nói cái gì nữa. Bà tôi nói rất nhiều người thấy tôi phiền phức, ổng nói, Na Thần ai cũng ghét mày hết. Đừng nói nữa, An Hách bấm mạnh lên còi xe. Na thần rốt cuộc không mở miệng nữa, chỉ cười cười, lười biến duỗi eo ra rồi nhìn chầm chầm con đường phía trước. Cái trạng thái nói không ngừng được này khiến An Hách rõ ràng cảm nhận được trong lòng Na thần đang bất an và căng thẳng. Tôi không ghét cậu, cũng không thấy cậu phiền phức gì hết, qua thật lâu, An Hách mới nói được một câu. Cảm ơn. Ngoài cửa bệnh viện số 5 rất sạch sẽ, không có xác pháo mà chỉ có vài câu đối dáng ở cửa chứng tỏ bệnh nhân ở nơi này cũng đón năm mới an hách dừng xe lại lúc chuẩn bị xuống xe thì bị na thần giữ lại ở trong xe chờ tôi đi hả an hách ngẩn người đừng đi vào ở đây chờ tôi đi na thần nhìn y được rồi an hách không hỏi tiếp y hiểu được nguyên nhân cần tôi giúp gì thì cứ bảo na thần nhảy xuống xe chạy vào cổng bệnh viện an hách bỏ đại một đĩa cd vào máy nhìn cái cây đại thụ đã rụng sạch lá ngoài cửa bệnh viện mà ngẩn người. Mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng những lời nói huyên thuyên trước đó của na thần cứ xoay mòng mòng trong đầu y, khiến tâm trạng y không sao tốt lên được. Hồi học đại học, chuyên ngành của y là tâm lý học, nhưng bây giờ ngoại trừ đám học trò ra thì y không muốn phân tích tâm lý của bất cứ ai nữa, chính mình còn một đống cảm xúc không tốt còn chưa giải quyết được đây. Y vốn không phải kiểu người dễ dàng bị ảnh hưởng, song quá khứ âm u của na thần vẫn khiến y cảm thấy áp lực một mặt y muốn thoát khỏi cảm giác này một mặt lại theo thói quen muốn phân tích nhiều hơn ăn hách khẽ thở dài ngậm điếu thuốc nhìn chầm chầm vào biển của bệnh viện mà ngây người ra khoảng thời gian này đã đủ khác lạ lắm rồi y không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày như vậy nhưng đủ rồi những điên cuồng này đều có thể ném sang một bên rồi so với cô đơn nó thật càng khiến con người ta bất an hơn vẫn là rời xa người này một chút đi na thần ngồi ở trong văn phòng của bác sĩ trần không nói một lời nào mà chỉ lắng nghe bác sĩ trần nói chuyện thời gian qua tinh thần mẹ rất không ổn định cách thức bà cắt tay cũng thật kỳ lạ ở bệnh viện không có công cụ này cả thủy tinh cũng đều được chế tạo đặc biệt mẹ cần phải tạo ra điều kiện để tự sát và bà đã tự cắn cổ tay của chính mình nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm bởi vì cắn không chuẩn hơn nữa chỉ mới cắn hai cái thì bị lao công phát hiện ra bà ấy rất muốn gặp cậu nên cứ nhắc suốt. Nhưng tôi cảm thấy với trạng thái tinh thần hiện tại thì giờ không phải lúc thích hợp để bà ấy tiếp khách. Bác sĩ Trần nhìn na thần, chỉ đành hẹn cậu qua đây để trao đổi tình hình của bà ấy một chút cũng như bàn bạc phương pháp trị liệu cho giai đoạn tiếp theo. Còn chuyện gặp mặt thì có thể tìm thời gian thích hợp hơn. Vâng, na thần lên tiếng, ánh mắt nhìn lên bàn làm việc của bác sĩ Trần. Tốc độ nói chuyện của bác sĩ Trần rất chậm, đồng thời lựa chọn từ ngữ hắn có thể hiểu được để giải thích phương pháp trị liệu hắn chỉ thường gật đầu không đưa ra thắc mắc gì hết kể từ khi hắn có ký ức đã thấy mẹ luôn chẳng vui vẻ gì gần như là hắn chưa từng thấy mẹ cười thoải mái hắn vẫn luôn cố gắng chọc mẹ cười song dường như chưa có lần nào thành công lần này bà muốn tự sát hắn cũng không thấy bất ngờ gì đã rất nhiều năm về trước bà từng nói với hắn sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa đúng vậy chẳng có ý nghĩa gì hết na thần dựa vào lưng ghế ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng lại tràn đầy mơ mộng như vậy khi đối mặt với căn bệnh này của bản thân thì sống còn ý nghĩa gì nữa chuyện của ba cậu tôi vẫn đề nghị chưa nên nói cho bà ấy bác sĩ trần vẫn giữ cách nói chuyện thông dong như cũ với tình trạng trước mắt của bà ấy thì chuyện này không có bất cứ ý nghĩa gì vâng na thần gật đầu nghĩ đến con người này là na thần chỉ cảm thấy khó thở đôi mày theo bản năng khẽ nhíu lại dù rằng hắn chưa bao giờ nghĩ lại nhưng cứ mỗi lần nhắc tới là tim hắn lại đập nhanh như mới đột ngột bật tỉnh từ trong cơn mê ba hắn chết rồi đã chết rồi hắn còn chưa kịp hét lên chưa kịp chứng minh người kia đã chết trong lòng na thần trống rỗng cảnh vật xung quanh đều nhòe đi lúc na thần đi ra từ cổng bệnh viện An Hách cũng mới vừa bổ sung một tiếng để ngủ trên xe, y có chút mơ màng nhìn sang Na Thần, cảm giác sắc mặt tái nhật cùng ánh mắt trống rỗng của Na Thần giống như một bệnh nhân trèo tường trốn viện để ra hít thở không khí. Sao rồi, An Hách không vội lái xe đi, đưa điếu thuốc qua hỏi thăm, sắc mặt cậu trông xấu quá. Thật không, Na Thần mở cái lưới che nắng ra, nhìn vào gương một chút rồi nhận điếu thuốc, không sao, mẹ tôi có tự cắn mình hai cái nhưng không chết. Tôi đưa cậu về An Hách nổ máy, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận khi hỏi câu như vậy. Từ trong na thần rất mỏi mệt, lên xe cái là dựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại. Mãi đến khi An Hách chạy tới khu dân cư nhà hắn, na thần mới mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, đến rồi hả? Từ đến rồi, An Hách gật đầu. Nhanh thật đấy, Na Thần nói một câu không đầu không đuôi. Muốn tôi đưa cậu vào không? An Hách hỏi. Không cần đâu, Na Thần cười, mở cửa xe nhảy xuống, tiếp tục đứng cạnh cửa xe vài giây một lát thì quay đầu lại tôi có dự cảm gì an hách nhìn hắn mà thôi không có gì hôm nay cảm ơn anh na thần nhanh chóng đóng cửa xe lại nửa câu sau bị ngăn lại ở ngoài xe na thần nói rất nhỏ nghe mơ hồ an hách chỉ nghe được hai chữ sau này còn sau này thế nào thì y nghe không rõ song y cũng không hỏi lại chỉ cách lớp thủy tinh cùng na thần nhìn nhau vài giây rồi y cho quay đầu xe Na Thần không có dũng khí nói những lời này, hoặc nói, có lẽ hắn cũng không định để người khác nghe rõ. Về phần vì sao lại như vậy, An Hách không có dự định tìm hiểu. Tôi có dự cảm, anh sẽ không còn liên lạc với tôi nữa. Sau này tôi tìm anh, anh còn có thể đi ra nữa không? Không đâu. Na Thần, mày vốn chẳng thể khiến người khác có suy nghĩ tới gần mày. Âm thanh này không ngừng xoay chuyển bên tai Na Thần, là giọng nói của người đàn ông lúc nào cũng lạnh nhạt luôn không chịu gần gũi với hắn là cơn ác mộng từ thuở bé của hắn ba hắn là người đàn ông mà ngay cả hứng liếc nhìn hắn một cái cũng không có so với những lời nói lạnh lùng thì hắn càng không thể chịu được cái dáng vẻ kia na thần đạp mạnh vào cái thùng rác đặt ven đường trong khu dân cư thùng rác kêu lên một tiếng động lớn camera ở bên cạnh khe cử động hắn liền giơ ngón giữa lên về phía nó na thần đi vào siêu thị mua ít bột mì về nhà vào cửa vốn định làm chút đồ ăn song cả người đều có chút mỏi mệt, bác sĩ Trần lại nói bệnh tình của mẹ cho dù ba đã chết cũng không thể xóa bóng hình đi được. Còn cả vẻ xa cách thản nhiên của An Hách nữa. Mệt chết đi được. Na thần bổ nhào lên giường nằm sắp xuống, mở to mắt, đơ ra một hồi lâu. Hắn nhìn chồng chọc sang con thỏ được An Hách tặng đặt ở bên gối, trên tay con thỏ có dính sợi tóc, hắn nhặt lên so thì thấy ngắn hơn tóc hắn, có lẽ là tóc của An Hách. Hắn nhét sợi tóc xuống dưới gối, nhắm hai mắt lại. Thoáng cái na thần ngủ thẳng tới tận trưa hôm sau mới tỉnh lại, lười biến tắm rửa thay quần áo xong, hắn đi vào phòng bếp. Nơi hắn yêu thích nhất chắc là phòng bếp, không gian nhỏ, có lửa lại có nồi niêu sông chảo, khiến người ta vẫn lòng đến kỳ lạ. Hắn rửa tay, mất hơn hai tiếng bột mới lên men, bỏ bánh mì vào nướng, hắn nhấc một cái ghế dựa ra ngồi sát lò. Cảm giác chờ mẹ bánh mì ra lò thật tuyệt vời. Khi có mùi thơm từ lò nướng bay ra, Na Thần liền kề mũi lại gần hít mạnh một hơi. Sau khi quay lại ngồi lên ghế thì điện thoại di động đổ chuông. Hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra, rồi ném nó ra thảm phòng khách. Điện thoại vẫn cứ đổ chuông bốn năm lần mới xem như là im lặng. Lúc Na Thần đứng dậy vừa định lấy bánh mì ra phết mật ong, chuông điện thoại lại vang lên. Hắn ấn cửa lò nướng, sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi xoay người ra phòng khách cầm điện thoại lên nghe. Anh lôi à, chúc anh năm mới vui vẻ. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ nó, đừng có mà không nhận điện thoại của tao. Giọng nói của anh lôi phừng phừng lửa giận, dừng trong chốc lát rồi bổ sung thêm một câu, năm mới vui vẻ. Anh nhắn tin thì em sẽ đọc, Na thần nói, cầm điện thoại trở lại phòng bếp, lôi bánh mì từ trong lò ra, chậm rãi phết mật ong. Tao không rảnh, mà nhắn cũng không hết lời được, anh lôi vẫn nói chuyện đầy khó chịu. Chuyện gì, Na thần phết mật ong xong thì rắc chút mẹ lên. Qua chỗ anh đi, tối anh mời mày ăn cơm cũng lâu quá không gặp nhau nói chuyện rồi ngữ điệu của anh lôi đã chậm lại một chút không đi na thần trả lời rất kiên quyết mẹ mày đừng có mà nói lung tung trước bốn giờ thì lết qua đây đi có muốn tao tìm hai thằng qua khiêng mày sang đây không hả dứt lời anh lôi liền cúp điện thoại na thần chậm rì rì ăn xong ổ bánh mì bé tí thay quần áo rồi đi ra ngoài anh lôi tên là lôi ba na thần quen anh cũng đã năm sáu năm rồi Người này tuổi gần 40, không kết hôn cũng không có người tình cố định, có một tiệm tranh cực kỳ phô trương ở góc phố đi bộ, một tháng thì có chừng 2-3 ngày ngồi được ra trong tiệm ngắm phố. Na thần dừng ở cửa một tiệm cà phê, nhân viên phục vụ chạy ra, nhìn thấy hắn liền cười nói, em giúp anh đậu xe qua cạnh đó. Không cần đâu, tôi đi ngay ấy mà, na thần xuống xe, đi vào trong tiệm. Người này đúng là cố ý đến chọc giận ổng đây, nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói ở phía sau na thần lên tiếng lúc na thần đẩy cửa đi vào văn phòng của lôi ba lôi ba đang nghe điện thoại nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại khi nhìn thấy na thần anh liền trừng to mắt tiếp đó cơ mặt cũng giật giật lên đập điện thoại xuống mặt bàn chỉ vào na thần đợt mày có ý gì thế hả không có ý gì hết na thần đưa tay lên khẽ cuốn tóc đến gần trước mặt lôi ba em đã bảo không muốn đi còn gì không muốn đi thì đừng đi Mày hóa trang thế này làm mẹ gì hả? Mày không biết là tao căm nhất là cái bộ dạng này của mày sao? Lôi ba châm điếu thuốc, rít một hơi rồi phun khói lên mặt hắn, mày đừng có lúc nào cũng kiếm chuyện không vui được không? Cũng chẳng cần phải kiếm, Na Thần lấy tay xua khói trước mặt đi, em không vui thì cũng muốn lôi người khác không vui giống mình, lôi từng người từng người một. Na Thần, lôi ba chỉ ngón tay cầm điếu thuốc vào hắn, với dáng vẻ quái đảng này của mày Tao chưa kêu người quăng xuống sông là còn mấy chán biết không? Muốn quăng lúc nào thì quăng, na thần nhếch miệng, dựa vào bàn làm việc của lôi ba, ngón tay gõ lên mặt bàn một chuỗi tiết tấu, em đi nhé. Lôi ba quan sát hắn nửa ngày, hất cái gạt tàn trên bàn xuống dưới đất, quát lên, cút. Na thần hôn gió với anh, đá cái gạt tàn văng lên vỡ đôi ra, kéo cửa ở ban công ra. Quay lại, lôi ba lại quát lên một tiếng. Na thần xoay người trở lại trước bàn, lôi ba lấy một bao lì xì từ trong ngăn kéo ra ném tới trước mặt hắn tiền mừng tuổi cám ơn na thần cầm bao lì xì bỏ vào túi xoay người đi ra ngoài cứ vào năm mới lôi ba lại cho hắn một bao lì xì na thần thích cảm giác nhận được tiền lì xì cái cảm giác vui sướng lại hồi hộp khi rút tiền từ trong bao ra hồi trước ông già của hắn cũng sẽ lì xì chẳng cần hắn cúi lại chút tết cứ đưa một chồng tiền thật dày cho hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ ngay cả một câu cũng không có Na thần cũng không quan tâm tới tiền, hắn ước ao được như những anh chị em khác có thể cúi lạy chúc Tết ba mẹ, sau đó nhận bao lì xì rồi câu chúc phúc từ hai người, thế nhưng điều đó lại chưa từng được thực hiện. Hắn đút tay vào túi áo khoác, sờ bao lì xì lôi ba cho rồi sải bước ra xe. Đứng ở ven đường suy nghĩ thật lâu, mới chạy xe không có mục đích ra ngoài đường. Người trong ban nhạc đều đang ăn Tết nên không tập luyện gì cả, mà bọn họ cũng không dựa vào cái này để kiếm tiền, chuyện biểu diễn chỉ là do bọn họ thích mới đi cho nên vào những ngày nghỉ đối với na thần mà nói quả thật rất khó chịu hắn không có nơi để đi cũng không có việc gì để làm rất nhiều lúc hắn cứ lái xe loanh quanh thành phố thậm chí còn chạy mấy vòng liền hai vòng ba vòng bốn vòng ba vòng hai vòng ba vòng bốn vòng điện thoại đổ chuông có tin nhắn đến na thần dừng xe ở ven đường là tin nhắn lý phạm gửi tới vợ tao về nhà mẹ đẻ rồi qua đây chơi đi. Na thần nghĩ ngợi một lát, cuối cùng lái rẽ sang hướng nhà Lý Phạm. Lý Phạm với vợ hắn còn chưa kết hôn thế nên cứ vào năm mới là lại trở về nhà. Nhà của Lý Phạm không phải ở đây, nên nếu Tết mà gã không về nhà thì ba mẹ gã sẽ lên chơi, coi như là đi du lịch. Na thần ấn chuông cửa nhà Lý Phạm, cửa mở ra, mẹ của Lý Phạm từ sau cửa thò đầu ra, nhìn thấy hắn liền cười, hôm nay tiểu thần rất xinh đấy chúc gì năm mới vui vẻ à na thần cười cười chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới mẹ lý phạm kéo hắn vào trong phòng lý phạm đang chơi trong buồng đấy chúc chú năm mới vui vẻ à na thần lại chào hỏi ba lý phạm đang ngồi coi chương trình tết ở trong phòng ba lý phạm cười lớn đưa một bao lì xì si. hắn cũng không từ chối mà nhận bỏ vào túi cảm giác thật thỏa mãn lý phạm đang chơi game trong phòng làm nhiệm vụ của tết âm lịch na thần vào phòng gã mới tắt game mà xoay ghế ra thấy na thần trang điểm gã liền cười sung sướng cả nửa ngày nói đi tết nhất mà mày lại ghét ai thế thích không được hả na thần ngồi xuống mép giường thuốc đâu lý phạm ném gói thuốc cho hắn mắt toàn tơ máu đêm qua không ngủ hả có ngủ na thần châm điếu thuốc rồi ra đứng ở ban công với ai lý phạm dùng chân lấy lực trượt ra ban công hỏi Na thần ngậm điếu thuốc nhìn gã một cái rồi lại xoay đi nhìn xuống dưới lầu, một lát sau mới trả lời, ăn hách. "Đệt, mang đi đâu?" "Bãi xe cũ." "Nhà tôi." "Nhà mày?" Lý Phạm ngẩng đầu, trên mặt là vẻ kinh ngạc, "Qua đêm ở nhà mày?" Từ Na thần xoay sang nhìn cửa kính ở ban công, sửa sang lại mái tóc giả một chút, "Ông ghen tị hả?" "Tao ghen đấy, mẹ nó, ghen tức đầy bụng đây." Tao còn chưa qua đêm nhà mày mà thằng cha kia ở đâu ra mà được cái suất đó hả? Lý Phạm kêu to đầy khoa trương, rồi đá một cái vào mông Na Thần. Vậy tối nay ông để tôi làm một lần đi, Na Thần nói. Địch, Lý Phạm mắng một câu. Na Thần đột nhiên bật cười, Lý Phạm ngẩn người ra rồi cũng cười lên. Hai người đùa dẫn nhau trên ban công mấy phút liền đến khi chảy cả nước mắt mới chịu dừng lại. Ai, Lý Phạm thở dài thường thường, sau đó thì thở phì phò cả nửa ngày, đến cùng là đang cười cái mẹ gì thế? Tôi đâu có biết, na thần ngồi vào ghế giữa có tay vịn, chân thì đạp lên lan can ở ban công. Lý Phạm lại thở hổn hển trong chốc lát, đột nhiên mở miệng gọi hắn, na thần. Ừ. Mày thích thầy An kia hả? Ừ, có gì kỳ lạ sao, na thần hút thuốc, đôi mắt nheo lại trong lớp khói thuốc. Ý tao là mày có phải thật lòng thích hay không? không phải hồi trước bảo chỉ là chơi chơi thôi sao lý phạm rất nghiêm túc hỏi tiếp trước kia tôi tùy tiện lên giường với ai hả na thần nhìn gã đù đừng giả ngu với tao mày biết ý tao là gì mà lý phạm lay lay cái ghế na thần rất nghiêm túc mà nghĩ ngợi không biết dù sao tao cũng biết trước kia mày chẳng dẫn ai về nhà bao giờ ngay cả qua bãi xe còn chẳng thích nữa là lý phạm chật lưỡi một tiếng không biết dù gì thì cũng chẳng có kết quả cứ kệ nó đi, giọng của Na Thần hơi trầm, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, đến lúc hắn kéo tóc ra che nửa mặt chớp mắt đưa tình với Lý Phạm, giọng hắn lại khôi phục như mọi khi, anh Phạm, ra ngoài chơi lát không? Thật ra không có kết quả cũng tốt, Lý Phạm không hùa theo hắn, vẫn giữ vẻ nghiêm túc như trước đó, ngay cả mày cũng nhăn lại, tao chẳng bảo người kia không cùng loại người với mày rồi còn gì, lại thêm cái tính mày thì cứ tên nào tới là lại chạy mất thôi. Nụ cười trên mặt Na Thần cứng đờ, không nói gì. Cách nói chuyện của Lý Phạm vẫn như vậy, đó cũng là người duy nhất dám tùy tiện nói trước mặt hắn thế. "Tôi thật sự không biết nữa." Giọng của Na Thần rất nhỏ. "Biết thì cũng thế thôi." Lý Phạm châm điếu thuốc, nhìn thế nào cũng thấy giống chơi đùa, ai mà bằng lòng cho được. "Cút đi." Na Thần cười. "Cách xa người này một chút đi, cho dù là chơi đùa thật đi nữa thì chưa chắc đã chơi nổi người ta đâu." Lý Phạm nhìn hắn rất nghiêm túc, ăn hách kia trong thì dễ gần đấy thật ra thì ngược lại mày không thấy là chẳng nhìn được cảm xúc gì trên mặt anh ta sao người như thế thâm lắm đấy na thần cười cười xong không nói gì đi thôi anh mày dẫn mày đi đánh bi đa lý phạm đứng dậy hai tụi mình thôi đến bảy giờ thì về nhà ăn cơm mẹ tao nấu cho cả phần mày đấy ừ gần khu nhà lý phạm có một quán bi đa cũng không lớn lắm nhưng được cái toàn bàn mới hai người thường xuyên đến đây chơi là địa điểm tốt để đi giết thời gian. Có điều hôm nay vừa vào quán đã bị mùi rượu sực vào mặt, ở cái bàn gần cửa ra vào có bốn người, nhìn thoáng qua là thấy trưa nay uống không ít, trên đất còn lăn lóc vài chai rượu cùng túi đồ ăn. Đám người này cũng không chơi mà chỉ hút thuốc nói chuyện, khi hai người bước vào tất cả đều ngoảnh mặt sang, thậm chí còn có gã huyết sáo. Lý Phạm còn đang băn khoăn có nên quay về không thì na thần đã đi vào, gã cũng đành phải đi theo, Tết nhất cũng chỉ còn mỗi chỗ này đến chơi mà thôi. Trình độ chơi bi đa của Na Thần và Lý Phạm không chênh lệch nhau lắm, có điều hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên chơi hai ván thì đều thua cả hai. Chuyên tâm chút đi chứ mày, Lý Phạm chống cây cơ lên bàn, mày cứ thế này thì tao cũng chẳng có hứng chơi đâu. Na Thần cười cười, xoay người sang nhìn xung quanh. Bên kia có vài kẻ ngó sang nhìn hắn, lúc hắn chọc bi vào lỗ, tiếng huyết sáo lại vang lên còn có người vỗ tay. Lý Phạm quay đầu nhìn sang bên kia, ngày xuân mà chạy đến đây chơi đều là kẻ nhàn rỗi, vài kẻ xem ra không chỉ rảnh mà là quá rảnh đến độ chẳng có việc làm nên giờ ra kiếm chuyện. Hắn lại quay sang nhìn Na Thần, Na Thần không có động tĩnh gì, kê tay ngắm đường bi. Nếu bình thường gặp phải loại người này thì Lý Phạm sẽ không lo lắng, nhưng hôm nay thì khác, gã coi như là hiểu Na Thần. Hôm nay tâm trạng Na Thần không tốt. Đói quá, qua siêu thì kiếm chút đồ ăn đi. Lý Phạm đề nghị. Đánh xong đi, na thần khẽ thổi tóc mái lên, thọc một cái, bi chậm rãi lăn vào lỗ. Bên kia lại vang lên tiếng huyết sáo, lần này còn kèm thêm cả tiếng cười rất quái dị, đầu năm đầu tháng còn có thằng kiếm chuyện vậy đấy, nghe xong Lý Phạm quả thật rất khó chịu. Na thần lại không có phản ứng gì, chỉ đứng cạnh bạn cầm gậy tính gốc chọc bi. Có điều lần chọc này bi không rơi vào lỗ, vài gã bên kia liền cười lớn lên, còn có gã nói với Sang, muốn anh dạy em chơi không? Lý Phạm quay đầu liếc nhìn sang bên kia, kẻ nói chuyện lập tức đứng lên còn khoanh tay khiêu khích. Đi thôi, na thần đứng thẳng dậy, bỏ cây cơ xuống rồi đi về phía cửa. Lý Phạm nhanh chóng nhào qua bàn thu ngân tính tiền. Gã biết na thần sẽ không đi đơn giản như vậy, lúc thanh toán xong, gã thấy na thần ngoắt ngón tay với người anh em đang khoanh tay kia, sau đó đi ra ngoài cửa. Người anh em kia ngẩn người, nhưng rất nhanh liền theo ra muốn đánh người còn màu vậy đấy. Lý Phạm thầm mắng trong lòng, lúc đuổi theo ra ngoài thì chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, kẻ kia bùm mặt ngã lăn trên đất, máu mũi chảy ra dính luôn cả vào mồm. Na thần chậm rãi thu chân lại, lấy ví ra móc một sắp tiền rồi chạy lại quăng trước mặt mấy kẻ ban nảy, những tờ tiền đỏ bay trong gió cứ như mưa rơi vậy. Những gã kia ai nấy đều sửng sốt. Lý Phạm không muốn đầu năm đầu tháng lại xảy ra chuyện, thừa dịp liền kéo cánh tay Na thần, mau về nhà thôi. Mãi cho đến khi hai người họ bước tới chiếc bom ba đi của na thần, đám người đó mới hồi phục lại tinh thần, muốn đuổi theo xong lại có chút do dự. Việc na thần vung tiền lên cùng chiếc xe này xem chừng làm cho chúng có phần mờ mịt. Na thần lên ga ầm ầm rồi chạy ra ngoài. Ăn hách ngủ rất sâu, mãi đến tận chiều mới tỉnh lại, do ngủ nhiều nên thấy có phần khó chịu, đầu nặng đến suýt không ngẩng lên nổi. Năm mới, nhà y cũng chẳng có họ hàng nào tới chơi, nên đây là cơ hội để ngủ bu. Ba thì mất tích quanh năm, mẹ thì ẩn cư tu luyện ma thần cấp độ 10, còn họ hàng thì đã không qua lại từ lâu rồi. Đang ngồi ngẩn người trên giường thì chung di động vang, y nghe máy, là hứa tỉnh diêu gọi tới nói mấy ngày nữa lớp muốn qua đây chúc Tết y, y có chút trầu rỉ xong vẫn đồng ý. Nghe điện thoại xong y tiếp tục ngẩn người, nhưng bởi người gọi tới là hứa tỉnh diêu nên trong lúc ngây ngẩn bất giác y lại nhớ tới na thần. ăn hách thở dài, cũng chẳng cố gắng khống chế bản thân mà cứ để mặc hình ảnh của na thần chập chờn trước mắt mình cả buổi mới đứng dậy đi vào phòng khách. Đói bụng, nhưng y lại chẳng có tí hào hứng nào với đồ ăn trong nhà, ngược lại cứ nghĩ tới thứ trà trái cây kia của na thần. Do dự một hồi lâu y dứt khoát quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu để về nấu một bình. Vừa định đi thay đồ thì di động lại đổ chuông, nhìn tên người gọi là mẹ, ăn hách hơi bất ngờ. "Mẹ?" Y nghe điện thoại mày có quen sát thủ nào không mẹ gào lên ở đầu bên kia điện thoại dạ y sửng sốt sát thủ sát thủ bao nhiêu tiền cũng được không biết an hách khẽ nhíu mày tết nhất thế này mẹ muốn giết ai vậy ai làm mẹ mày năm mới không thoải mái mẹ mày giết đứa đó mẹ vẫn rất kích động gào lên tao muốn giết chết an chí phi an chí phi là tên của ba chẳng qua đột nhiên suýt nữa an hách lại không nhớ ra y nhéo giữa hai hàng lông mày, làm sao vậy? Con bồ nhí 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 cũng chả biết nhí bao nhiêu bậc của ổng đã tìm đến tận cửa rồi. ép bà đây ly hôn này. Bà nhổ vào. Ly cái quần hòe. Mày về đây ngay lập tức. An hách cầm di động còn đang giật mình, mẹ bên kia đã cúp máy. Đệt, năm nay toàn trắm, An hách buồn bực ném điện thoại xuống, đi thay quần áo, phiền muộn trong lòng khiến y thật muốn phun ra. Khi An Hách chạy về tới nhà thì ở cửa không còn nghe thấy tiếng mạt trượt, điều này khiến y đột nhiên cảm thấy có chút không quen lắm. Y lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng không có đám bạn của mẹ, nhưng hai cái bàn chơi mạt trượt thì chưa dọn dẹp qua nên rất lộn xộn. Mẹ cầm điếu thuốc ngồi cạnh bàn, đối diện đó là một người phụ nữ rất gầy, khoảng chừng hơn 30 tuổi, trang điểm rất kỹ. Hai người đàn bà không biết là đang trao đổi suy nghĩ hay là đang đấu mắt nữa khi An Hách tiến vào cả hai đều không động đậy gì. An Hách đi đến cạnh mẹ, khẽ nắng vai bà, sao vậy mẹ, mẹ đập lên điếu thuốc cho tàn rơi xuống, dùng đầu điếu thuốc chỉ vào người phụ nữ kia. Chị à, chuyện này dù gì cũng phải giải quyết chứ, người phụ nữ kia đảo mắt qua liếc nhìn An Hách, gọi con trai chị đến cũng phải giải quyết, em tới đây không phải là để cãi nhau. Bớt giả bộ đi, trong lòng không bức trức, khó chịu hả. Tết nhất nhìn không nổi muốn qua làm loạn với bà mà còn giả bộ nhỉ, mẹ cười lạnh một tiếng, là người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám còn cho rằng mình hơn người khác đấy. Người phụ nữ kia cũng cười, con trai chị cũng lớn thế rồi cũng nên nghĩ thoáng đi chứ, cứ ông khư khư cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này thì có nghĩa lý gì? Ngay cả số điện thoại của ảnh chị còn không biết nữa là. Ra ngoài, ăn hách cắt ngang lời của ả, chỉ về cửa, đi ra ngoài. Hôm nay mà không giải quyết xong chuyện này thì tôi sẽ không đi, người phụ nữ đề cao giọng, tôi và An Chí Phi có tình cảm với nhau. Đã vậy vì sao mấy người còn không chịu tự tìm cho mình một con đường khác? Muốn ly hôn thì bảo An Chí Phi tự mình về nói đi, An Hách nhìn ả. Người phụ nữ đó không nói gì. Trong lòng An Hách biết đó là chuyện gì, ba mẹ đã giằng vặt nhau nhiều năm như vậy xong lại chưa từng đề cập tới chuyện ly hôn. Tuy An Hách không hiểu được nguyên nhân nhưng lại rất rõ ràng đó không phải ý của ông kia. Đi ra ngoài, y lặp lại lời trước đó. Tôi đã đến đây thì sẽ không đi dễ dàng vậy đâu, người phụ nữ rất bình tĩnh đáp. An Hách nhìn chằm chằm ả vài giây, đi vào phòng bếp, lúc trở ra thì tay đang xách một con dao phay. Không đợi ả hiểu được, An Hách đã nâng tay chém một nhát lên mặt bàn trước mặt ả, dao ghim sâu vào mặt bàn. "Á!" mẹ kêu lên một tiếng, điếu thuốc cầm trong tay cũng rớt xuống đất, "Bàn của mẹ!" người phụ nữ kia cứng đờ cả người qua một hồi lâu vẫn không nói được lời nào ra ngoài an hách nhắc lại một lần nữa tính tôi không tốt lắm đâu mà phiền nhất là khi có kẻ làm tôi không được nghỉ ngơi trong thời gian nghỉ đấy người phụ nữ kia nhìn con dao trên bàn chậm chạp đứng lên dừng tại chỗ trong chốc lát sau đó thì xoay người đi ra cửa làm tốt lắm mẹ vỗ lên mặt bàn một cái an hách nhìn bà một cái xong không nói chuyện mà theo người phụ nữ kia ra khỏi cửa Cậu còn muốn làm gì?" Người phụ nữ kia đứng ở cửa quay đầu lại nhìn y. "Nếu chị muốn thì cứ thế mà tiếp tục bưng bít với ba tôi, không muốn thì cút đi." Giọng của An Hách không lớn, nhưng lại rõ ràng từng chữ một, "Muốn ly hôn thì cứ bảo ba tôi về nhà mà tự nói." "Ý này là nếu anh ấy chịu về nói, mẹ cậu sẽ trả tự do cho ảnh." Người phụ nữ xoay người sang. "Tôi không biết." An Hách cười, "Nếu ông ta dám trở về, tôi sẽ giết chết ổng ngay." người phụ nữ sửng sốt vài giây vẻ mặt đầy kinh ngạc cậu cũng đâu phải con nít nữa sao có thể nói ra những lời như vậy cậu có cái quyền gì bọn họ nợ tôi một mái nhà an hát ngừng cười giọng nói vẫn không lớn như trước cho dù chỉ là cái xác cũng phải để tôi giữ lại kẻ nào dám phá hủy thì cái gì tôi cũng làm được đấy người phụ nữ quan sát y chậm rãi lùi về sau cuối cùng xoay người chạy về phía cầu thang của dãy hành lang đồ điên an hát trở về phòng mẹ vẫn ngồi ở đó, ngay người nhìn đồ ăn trên bàn. Y bước qua rút dao phay ra, đem trả lại bếp, mặc áo khoác vào không nói với mẹ câu nào mà cứ thế mở cửa đi ra. An hách, mẹ ở trong phòng gọi Y một tiếng. Dạ, Y đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Không có gì, đi đi, mẹ gạt quân mặt trượt trên bàn, ai, thế là hỏng bét tâm trạng một ngày của mình rồi. An hách đóng cửa lại, đứng bên ngoài cửa một lát, Lúc nghe được tiếng mẹ gọi điện triệu tập bè bạn đến y mới chậm chạp đi bộ xuống lầu. Trên đường trở về nhà, An Hách cảm thấy rất buồn bực, y hạ cửa kính xuống, gió lạnh thổi vào khiến cả trăng cũng phải rung lên cầm cặp xong cũng không thể giảm bớt cảm giác khó chịu từ tầng sâu trong nội tâm, khí lạnh đều không thấu vào được. Về đến phòng, y kéo tất cả màn cửa ra, mở nhạc nghe, chọn đại một đĩa nhạc dương cầm bỏ vào rồi từ trong tủ lấy ra bộ ấm thủy tinh học trò tặng nhân ngày nhà giáo năm ngoái, mang mớ nguyên liệu mua từ siêu thị về đi vào phòng bếp. Y muốn nấu một ấm trà trái cây, dứa, mứt chanh dây, chanh, túi trà. An Hách chưa từng nấu trà trái cây, rửa sạch dứa xong thì đem ra thái cả hơn nửa ngày, đến lúc thái xong thì cảm giác muốn uống trà trái cây cũng chẳng còn nữa. Miếng dứa cắt ra to nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, y không biết na thần làm sao có thể cắt được dứa ngay ngắn như từ một khuôn ra vậy. Chẳng qua dù gì cũng đã thái xong rồi, Y bỏ tất cả nguyên liệu vào ấm, xếp vào cũng được nửa cái ấm, sau đó đổ nước vào cũng coi như là đầy khiến Y có cảm giác thật thành tựu. Nhưng đợi khi nấu xong rồi thì cảm giác đó cũng chẳng còn tồn tại nữa. Ăn hách nhất ấm lên, có chút mê mang nghiện ngẫm thứ chất lỏng nâu đậm cùng sát trái cây kỳ lạ trong ấm. Cái này tự như hoàn toàn không phải loại trà mà na thần đã nấu. Y nếm thử một miếng, hương vị. Thế là căn cứ theo nguyên tắc không thể tùy tiện lãng phí, An Hách để nguội bình trà rồi cho vào tủ lạnh, mở một chai nước trái cây ra. Những ngày nghỉ thế này vẫn không sao thấy khỏe được, An Hách cứ nửa tỉnh nửa mê phí phạm mấy ngày trời trên giường và trong bồn tắm. Mẹ không gọi đến lần nào, ba thì vẫn bạc vô âm tính như cũ, cả người đàn bà tới tuyên chiến thất bại cũng không có động tĩnh gì. An Hách có cảm giác mấy ngày qua như bị đông lại, như keo đặt thế nào cũng không dứt được. Mãi cho đến khi hơn 20 đứa học trò tràn vào phòng khách mới xem như kéo y về với hiện thực, nhớ tới lần trước nói với chúng là hôm nay đến chúc Tết cũng được. Chúc sếp ăn năm mới vui vẻ à, một đám học sinh đứa nào đứa nấy đều rất hưng phấn, vừa vào tới cửa liền đồng thanh chúc Tết, hai cậu nam sinh khiên bồn cây quất đặt vào chính giữa phòng khách. Năm mới hạnh phúc, cảm ơn các em, an hách kéo bồn quất sang một bên, thuận tay hái một quả từ trên cây xuống, đẹp lắm, mà giờ thầy cũng chẳng biết đại mấy đứa cái gì, cứ tự chọn đi. Sếp An ơi, khát khô cổ rồi. Nước nhà thầy ở đâu, Trương Lâm mở tủ lạnh ra, có đá không thầy? An Hách đang định nói em lấy nước trái cây uống đi, còn chưa kịp mở miệng thì Trương Lâm đã lôi bình trà trái cây bỏ trong tủ lạnh từ mấy hôm trước ra, cũng chẳng cần ly, cứ thế mà ngửa đầu lên tu, y thở dài, có. Trương Lâm uống đến nửa bình, lau miệng rồi chạy ra chen chút vào đám con trai đang ngồi ở sofa, đã quá. An hách quan sát cậu chàng cả nửa ngày, hình như không có phản ứng gì xấu, thằng nhóc này không có vị giác a. À. Hoạt động chúc Tết của học sinh vào năm mới thật ra cũng chỉ có 5 phút đầu còn liên quan đến mục đích chính chứ sau đó liền biến thành dịp tụ họp của bọn chúng. An hách ngồi ở một bên nghe đám choai choai tám đầy khí thế, nội dung ban đầu là tiền mừng tuổi, nói một hồi chuyển sang kể thầy này bị nói nồng, cô kia già đến 50 tuổi còn mặc váy ngắn, rồi đứa nào đánh nhau với đứa nào, đứa nào ngủ gật trong lớp đứa nào đi uống rượu xong rồi làm chuyện người lớn này 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 an hách cắt ngang lời chúng cũng vậy thôi mà nói cứ như thật ấy thế đã chưa chắc là trong lòng hâm mộ người ta lắm đúng không đám học sinh thấy vui cười giỡn nửa buổi rồi đổi đề tài bắt đầu nghiên cứu xem lát nữa đi đâu chơi tiếp đi karaoke đi hứa tỉnh diêu cười đề nghị được đó trương lâm lập tức hưởng ứng theo nghe được giọng của hứa tỉnh diêu an hách đột nhiên cảm thấy hoảng hốt từ ngày cùng Na Thần đi bệnh viện số 5 xong, hai người bọn họ không còn liên lạc nữa, tự như mấy lần trước vậy. An Hách nhìn hứa tỉnh diêu, cô bé rất thanh tú nhưng vẻ ngoài thật chẳng giống Na Thần chút nào. Na Thần có ngoại hình đẹp mà đường hoàng, mang theo vẻ lạnh nhạt, cũng chỉ vì hắn hiếm khi thả lỏng thế nên khi nhìn thấy hắn tươi cười trông có vẻ thật trẻ con. Trước mắt y lại thoáng hiện lên dáng vẻ Na Thần đóng cửa xe ngày đó, còn cả câu, tôi có dự cảm. Có dự cảm dự cảm gì? Tuy rằng đã tự nhủ với lòng về sau đừng có liên quan gì tới người này nữa nhưng suy nghĩ của An Hách cũng có chút lung lay. Y không thể không thừa nhận, trong mấy tháng không dài kia, vài lần gặp gỡ điên cuồng ấy khiến Y bị ảnh hưởng. Nhưng về phần na thần nghĩ gì thì Y không biết. Đám học trò ngồi đùa dẫn đến tận trưa mà vẫn không có ý ra về, An Hách thở dài, gõ gõ lên bàn, mấy đứa tám cũng nhiều rồi ấy nhỉ. Sếp An đuổi người kia, có đứa la lên muốn đuổi từ sớm rồi ồn chết đi được suốt kỳ nghỉ đông này còn chưa có cơ hội tám hả an hách cười phất phất tay mấy đứa không phải muốn đi karaoke à dạ hứa tỉnh diêu nhìn y sếp an đi luôn không ạ à. thầy không đi đâu mấy đứa cứ đi đi trong tiếng ồn ào an hách lại gõ lên mặt bàn đề cao giọng tất cả gọi điện báo tin đi đứng hôm nay cho gia đình đi không tôi cho mấy cô cậu một trận đấy đứa nào đứa nấy liền lôi điện thoại ra gọi về nhà sau đó hưng phấn vừa thảo luận vừa đi về phía cửa. An Hách đi theo bọn chúng, dặn dò hát xong thì biết điều về nhà nhé. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, Trương Lâm đột nhiên lùi trở về, kéo cửa lại, xếp An, chúc thầy lễ tình nhân hạnh phúc trước à. À, An Hách ngẩn người, cảm ơn em. Giọng nói của đám học trò vang vọng tại dãy hành lang cuối cùng biến mất sau khi chen chúc vào thang máy, xung quanh lại trở về vẻ vắng lặng như vài ngày trước đó thỉnh thoảng có vài tiếng pháo nổ truyền từ bên ngoài cửa sổ vào, càng khiến không khí thêm cô quạnh. An hát tựa vào cửa, lễ tình nhân. Y bước tới đứng trước tờ lịch, ngày kia đúng là lễ tình nhân. Bản thân đã trải qua Valentine năm ngoái như thế nào nhỉ? An hát không nhớ được chút gì. Y đã trải qua vài cái lễ tình nhân không có ký ức gì rồi. Cảm giác của Y đối với Valentine chắc thậm chí còn chẳng sâu sắc như cả học trò của mình. Hàng năm, cứ khi nhìn thấy hoa hồng đầy đường, y mới cảm thán một tiếng, lễ tình yêu à, sau đấy thì ngày Valentine cứ lặng lẽ mà qua đi. Đối với một người độc thân, không có mục tiêu hay người trong lòng từ rất lâu mà nói, ngày này ngoại trừ thêm câu cảm thán ra thì hình như cũng chẳng có việc gì khác mà làm. Chỉ là năm nay có chút khác, An Hách đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn chầm chầm vào trong gương thật lâu năm nay không biết là y quá cô đơn hay là quá đói khát rồi mà khi nghe thấy trương lâm chúc lễ tình nhân hạnh phúc trong lòng y liền rút lại một chút đột nhiên lại có cảm giác thật xót xa an hách mày cũng được coi là người đàn ông không tệ sao cứ vậy thế này không có bạn trai cũng không có bạn gái lễ tình nhân mà cứ lủi thủ một mình với bồn tắm lớn sao mày lại thê thảm đến thế nghĩ đến đây an hách trở lại phòng làm việc mở máy tính lên Y cần nhờ đám bạn độc thân để tìm chút cân bằng Mỗi lần thấy có ai nấy ca tháng nữa kia của mình đâu rồi là đáy lòng Y lại dễ chịu Mở quy quy lên, một đống tin chúc Tết trào ra Còn kèm cả hình động với nội dung chúc mừng năm mới Y đọc nó hơn 10 lần rồi mới đóng hết các khung trò chuyện lại Mấy người trong số đó đang tụ họp thành nhóm nhỏ tâm sự Hình như là đang thảo luận tụ họp hội độc thân vào ngày lễ tình nhân Y vừa kéo lên trên một lượt thì đột ngột thấy câu Trứng cuồng, Valentine này tôi không đi đâu. Trứng Cuộn bận đi với nàng rồi. Địch An Hách nhìn chằm chằm hai dòng chữ, nhìn được nhỏ giọng mắng một câu, Trứng Cuộn là Lưu Giang, thằng này có bạn gái từ hồi nào? Mấy người sau đó cũng vừa mắng vừa chúc mừng. An Hách nhìn vài lần rồi nhanh chóng thoát quy quy. Cái lần Lâm Nhược Tuyết gọi điện cho y vào năm ngoái cũng từng nhắc tới Lý Đình lần trước đưa đi cùng, hai người rất ổn định, giờ cả Lưu Giang cũng có người đi cùng vào lễ tình nhân. Xem đoạn nhật ký trò chuyện ban nãy, đám tống chí bân cũng hô hào muốn cố gắng. Thành viên hội nhỏ độc thân này dần giảm bớt, điều này khiến An Hách đột nhiên có một cảm giác không thể nói rõ thành lời. Ai, An Hách thở dài thường thường, đứng dậy đi vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn. Chậm rãi bước vào bồn tắm hơi nóng tỏa lên, An Hách mở video trong máy tính lên, điều chỉnh âm thanh lên lớn nhất, sau đó đứng ở trước gương rồi từ từ cởi từng cái áo, cái quần trên người xuống. Hơi trắng trong phòng lan ra từng chút một, phía sau là tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ từ máy tính truyền ra kích thích thần kinh y. An hách nhắm mắt lại, chống một tay lên tường, tay còn lại trượt xuống bên dưới. Theo tiếng rên rỉ tràn ngập bên tai mà không ngừng vuốt ve theo tiết tấu, ham muốn của An Hách bị khơi mào thành công, cơn lửa tình nhảy lên trong thân thể nhưng rất nhanh có cảm giác căm tức khi y phát hiện ra trước mắt mình đều là na thần. Xương quai xanh xinh đẹp của na thần, tấm lưng cong với đường nét rõ ràng, vùng bụng phẳng lì cùng cái mông căng đầy ăn hách hư một tiếng trầm thấp cúi đầu xuống động tác trên tay trở nên nhanh hơn nhánh hoa trên thảo nguyên thật không đi ra hả dọa mũi tên đông nam chết mũi tên tây nam mày hát không ca nhánh hoa trên thảo nguyên có phải cạnh mày có người nào không ông thầy kia hả dọa mũi tên đông nam chết mũi tên tây nam mày hát không ca Lê tờ di nờ cờ nhàng không nờ dê đi chay vô vợ cờ tờ hờ di cơ u tu đi chay the không làm gì, không, lễ tình nhân ông đi với vợ thì kêu tôi theo làm gì. Nhánh hoa trên thảo nguyên, ngày đó nhà vợ tao có họ hàng tới chơi nên không đi được. Với cả tình trạng mày thế làm tao không yên lòng, tính kêu mày đi đổi không khí xem sao. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, tôi ở nhà ngủ. Nhánh hoa trên thảo nguyên, mày gọi điện thoại cho tao đi, ngay luôn. Na thần do dự một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lý Phạm. Giờ mày đang ở đâu? Lý Phạm nghe máy. Bãi đổ xe. Ngày kia là lễ tình nhân đó, thật không đi chơi một chút hả? Đi chơi với ông để ngủ hả? Na thần rút một điếu thuốc ra châm. Cái đệt, Lý Phạm ngẩn người rồi cười. Được đấy, ông để cho mày làm, đi không? Không, Na thần cười. Mẹ mày, Lý Phạm mắng một câu rồi không nói thêm nữa, vậy nếu đổi ý thì gọi điện thoại cho tao nhé, hoặc cứ đi thẳng tới phí điểm, tao hẹn với bọn David ở phí điểm rồi. Từ na thần cúp máy, rồi ném điện thoại sang một bên. Ngày kia là lễ tình nhân, na thần nhìn tấm lịch treo trên vách tường. Lịch là do hắn vẽ, mỗi tháng hắn đều cẩn thận vẽ ra tấm lịch, dùng cọ màu để điền ngày, còn khi tâm trạng tốt hắn còn có thể đối chiếu với hoàng lịch để chú thích cả ngày tốt, ngày xấu lên. Ngày 14 tháng 2, trên ngày này hắn có khoanh một vòng tròn nhỏ để đánh dấu. Không phải vì đây là ngày lễ tình yêu, bởi có phải lễ lạc cho người yêu nhau hay không thì hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Ngày này là sinh nhật của hắn. Mới ngày nào, đó còn là ngày hắn thích nhất, ngày ấy mẹ sẽ cho hắn một cái bánh kem thật lớn, còn chuẩn bị thêm một phần quà cho hắn nữa. Tiểu thần thần, chúc mừng sinh nhật, lớn thêm một tuổi thì con phải thêm ngoan nha. Nhưng những hồi ức tràn ngập ánh nến vàng đã có chút mơ hồ, không biết từ lúc nào mà sinh nhật của hắn dần bị mọi người quên đi. Mẹ bắt đầu không nhớ rõ, còn ba thì vốn ngay từ đầu đã không nhớ rồi. Những hồi ức từng có chút ấm áp kia bị lưu lại trong quá khứ thật xa xôi, xa đến độ Na Thần gần như không còn nhắc tới sinh nhật của chính mình với ai khác nữa. Na Thần chăm điếu thuốc, rơi chuột lung tung trên màn hình, lúc chỉ tới Quy Quy hắn liền dừng lại. Người trong danh sách bạn tốt của hắn rất ít, nhưng đều được phân loại cẩn thận, ban nhạc bạn cùng lớp, thầy cô, quán rượu, còn có cả những cái tên nhìn thấy là bực mình chỉ muốn nhấc chân lên đạp. Chỉ có một cái tên là không phân loại, đậu cô ve xào tái. Hắn nằm sắp lên mặt bạn, nhìn cái tên này, chỉ có an hách là hắn không biết nên phân về nhóm nào. Na thần không biết cảm giác của bản thân đối với An Hách là gì, thích, không thích, có hứng thú, không có hứng thú, hoặc là chính mình đến cùng muốn làm gì thì hắn cũng không biết. Ngoại trừ phiền chán, phẫn nộ, thậm chí còn chưa từng nghe qua ba mẹ nói câu ba mẹ yêu con như na thần mà nói, việc phân chia tình cảm là rất mơ hồ. Lý Phạm đã từng nói, đừng tiếp cận an hách, người này nhìn không rõ mà cũng chẳng đoán ra được. Na thần lười biến duỗi mình, dựa vào ghế bành kéo người dài ra. Đúng vậy, hắn có thể cảm giác được an hách xa cách hắn, thậm chí khi an hách cười quyến rũ thì hắn vẫn cảm thấy an hách cố ý giữ khoảng cách. Nhưng lại cảm thấy thật ấm áp. Ngoài sự tự do trong sinh hoạt của An Hách ra còn có sự khoan dung lẫn bình tĩnh khiến hắn cảm thấy ấm áp. Cũng bởi cảm giác đó mà khiến hắn không biết nên làm gì bây giờ, nên tới gần, nên xoay người bỏ đi, nên tới gần như thế nào, mà nên xoay người đi như thế nào, hắn chẳng biết gì hết. Hắn rê con chuột, chỉ vào đầu cô ve xào tái với avatar một màu xám xịt. Ngay ngẩn nhìn khung trò chuyện thật lâu, hắn mới gõ bàn phím. Dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, có đấy không? Phía An Hách không đáp lại, Na Thần đợi thật lâu mới đứng dậy khỏi máy tính. Đã gần 12 giờ, kiểu người mà 11 giờ đêm giao thừa đã ngủ thì khả năng lúc này có chút trễ. Na Thần đứng dậy hoạt động một chút, ra cửa, lái xe theo cửa sau đến bãi hỏa táng. Gió rít bên tai, như là tiếng gào thét, hoặc nói là có người đang khóc. Lúc này, trên đường đã chẳng còn ai nữa, Na Thần chậm rãi lên ga, động cơ phát ra tiếng nổ ầm ầm rồi lao về mảnh tối phía trước giống như đặt mình trên một lộ trình toàn màu đen. Cuối đường là cổng của bãi hỏa táng. Na thần đua xe suốt hai tiếng mới trở về bãi đổ xe. Về đến phòng hắn liền cởi hết quần áo ra, không khí ấm áp lướt trên làn da hắn, khí lạnh từ lỗ chân lông từng chút một nhả ra. Trước khi lên giường, hắn nhìn qua máy tính, Quy Quy vẫn thật im lặng, an hách không trả lời. Ngày hôm sau hắn dậy rất sớm, Lúc bác lục về nhà ăn Tết có mang một con chó chăn cừu đức 3 tháng tuổi qua đây, có lẽ là do không xích chặt nên mới sáng sớm đã chạy đến sủa trước cửa nhà hắn. Sủa cả hơn nửa tiếng cũng không đổi cách sủa, cứ thế mà kiên trì tiếng hát, cao vút. Na thần bất đắc dĩ rời khỏi giường, tìm chén, rót sữa đến nửa chén thì băng ra ngoài đặt ở trước mặt nó. Nó tiến lại gần cảnh giác mà ngửi, sau đó đột ngột cúi đầu bắt đầu liếm, liếm hết sữa thì mới vừa lòng liếm mũi rồi xoay người đi. Na thần về phòng cầm bàn chải, khăn mặt tính đi làm vệ sinh cá nhân, lúc đi ngang qua máy tính hắn liền ngừng lại. Hắn không tắt máy tính nên chỉ lắc chuột mấy cái là màn hình lại sáng lên. Khung trò chuyện với đậu cô ve xào tái vẫn mở, avatar của đậu cô ve xào tái vẫn còn màu xám, trên đó chỉ có mỗi câu chát đơn độc của mình. Hắn rửa mặt xong trở lại, ngồi trước máy tính ngẩn người nhìn dòng chữ của chính mình nửa ngày, cuối cùng gõ thêm một câu. Dò mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày, ngày mai là sinh nhật tôi, anh rảnh không, mời anh một bữa, tôi nấu. Na thần đi một chuyến vào nội thành, đi dạo siêu thị hơn 2 tiếng, mua một đống đồ ăn cùng gia vị về, nồi niêu xong chảo bên bãi đổ xe rất đầy đủ, nếu thiếu cái gì thì cũng có thể hỏi mượn bác lục. Chẳng qua đã lâu hắn không nghiêm túc nấu nướng rồi, nên không chắc chắn lắm thành ra trên đường cứ phải cân nhắc xem nấu món gì. Trở lại bãi đổ xe, avatar của đậu cô ve xào tái trên máy tính vẫn không sáng lên, tin nhắn hắn gửi qua cũng không có lời đáp na thần cầm điện thoại di động lên lật qua lật lại do dự trong chốc lát rồi lại đặt xuống trở lại nằm xuống giường một lát mơ màng ngủ hơn một tiếng na thần thức dậy đem đồ ăn rửa sạch sẽ xong thì trên quy quy vẫn không có tin nhắn trả lời của an hách trong lòng na thần có chút cảm giác không rõ thành lời lại ngồi trên thảm lông cầm điện thoại ra xoay tròn hắn rất quen thuộc cái cảm giác này nhiều năm trong quá khứ hắn đã từng như vậy cái cảm giác không ngừng chờ mong xong lại không ngừng thất bại là điều hắn quen thuộc nhất. Hắn mở danh bạ điện thoại ra, đóng lại, lại mở ra, lại đóng lại, cái tên An Hách lóe lên trên màn hình. Có thể nhắn tin, cũng có thể gọi đi một cuộc điện thoại. Nhưng hắn không dám. Hắn đột nhiên bắt đầu hối hận bản thân sao lại ngu ngốc muốn mừng sinh nhật với An Hách chứ. Hắn tắt máy tính đi, gói hết đồ ăn lại, rồi trở về nằm trên giường nhắm hai mắt lại. Ngủ không được, nhưng cũng không muốn động đậy. Cứ nằm như vậy đến hơn 11 giờ đêm, Na Thần ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên di động. Khi con số nhảy sang không giờ, hắn ném điện thoại xuống dưới đất rồi nằm lại xuống giường. Chúc mừng sinh nhật, tiểu thần thần. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lúc thức dậy, đầu Na Thần có hơi nặng, chắc là do suốt một đêm bị ác mộng dày vò. Không có quy luật cố định nhưng cứ cách một thời gian, Na thần lại xuất hiện rất nhiều giấc mơ, hỗn loạn rối ren vô cùng. Những thứ trong mơ dường như là chuyện trong trí nhớ của hắn, nhưng mỗi lần đều lại như hắn đang nhìn thấy câu chuyện của người khác. Cứ tỉnh lại là không còn nhớ rõ nữa. Hắn nằm trên giường, nhìn lông tơ màu trắng trên nóc nhà, lần tay lên đầu giường ấn vào cái nút nhỏ, nóc nhà phát ra tiếng một điện rất bé sau đó thảm lông từ từ nhăn lại rồi trượt ra góc tường. Ánh nắng chói chang từ trên nóc nhà chậm rãi rơi xuống, phủ kín toàn bộ căn phòng. Na thần nhắm mắt lại, lười biến vặn mình trong ánh nắng ấm áp. Hắn đã phải bỏ ra một tuần để cải tạo nóc thùng xe này, cắt bỏ nắp thùng, lắp hai lớp kính dày, trang bị thêm một điện rồi mới phủ thảm lông lên. Thời điểm nắng đẹp, hắn thích cứ nằm đường trên giường như thế, vùi mình trong lớp lông tơ thật dày để phơi nắng, cả người đều được hơi ấm bao lấy, thậm chí phơi đến khi nhũng cả người ra. Đèn ở ngoài ô ít, buổi tối có thể nhìn thấy rất nhiều sao, đôi khi tối không ngủ được hắn cũng sẽ mở nóc ra mà nằm ngắm sao nhiều sao quá thần thần con có thấy không mẹ mang con cùng bay lên nhé sau khi chúng ta cùng chết là có thể bay lên mẹ mang con bay đi na thần khẽ nhíu mày giọng nói của mẹ lúc nào cũng thật êm ái nhưng có khi lại khiến hắn kinh hoảng hắn không biết sau âm thanh ngọt ngào ấy sẽ là cái gì hắn không dám động đậy cũng không dám nói lời nào Bất cứ hành động nào cũng khiến mẹ đột nhiên bùng nổ được. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không phải lúc nào cũng tránh được. Vì sao con không nói lời nào, vì sao không để ý tới mẹ? Có phải con ghét mẹ không? Sao lại ghét mẹ? Na thần đột ngột bật dậy từ trên giường, cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng khi bị mẹ ném xuống dòng sông đã đóng băng như nước tràn đầy thân thể hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm mặt trời, đón nhận thứ ánh sáng chói mắt. Mãi cho đến khi mắt bị ánh sáng cường độ mạnh kích thích đến đau rát, mọi vật trước mắt đều biến mất, chỉ còn một mảnh trắng xóa thì hắn mới cúi đầu, choáng váng nằm xuống giường. Đến khi mặt trời đứng bóng hắn mới lấy di động ra nhìn giờ, đã trưa rồi. Hắn đè bụng, từ hôm qua tới giờ hắn chưa ăn cái gì, có điều chắc dạ dày chưa tỉnh nên không có cảm giác gì hết. Phân vân chọn bia hay sữa trong chốc lát, cuối cùng Na Thần cầm hộp sữa lên. Lúc đang hút sữa hắn mới thấy máy tính còn chưa tắt đi tới nhìn màn hình đen tối om mà sửng sốt cả nửa ngày, thò tay ra lay lay con chuột. Màn hình sáng lên, khung trò chuyện với đậu cô ve xào tái vẫn ở trạng thái như ngày hôm qua. Hắn chăm chú nhìn cái avatar của đậu cô ve xào tái, không biết là suốt hai ngày qua An Hách chưa từng online lần nào hay là có lên nhưng không trả lời hắn. Góc phải bên dưới avatar nhảy lên, hắn nhấn vào tin nhắn mới đến. Gió thổi tóc váy em, 10 giờ ở thôn Lục Gia, tới không? Na thần gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Thằng này bị hắn phân vào nhóm, nhìn liền phiền, na thần không biết tên nó là gì, chỉ biết mỗi biệt danh của nó là Quỷ Pháo. Hắn châm điếu thuốc, ngậm lên môi rồi chậm rì đi ra ngoài cửa. Hôm nay gió không lớn lắm, nắng đẹp, đống sắt cùng linh kiện hỏng ở xung quanh bị nắng chiếu vào đến lóe sáng. Hắn đi đến cạnh cái xe nằm ở giữa bãi đất trống, vỗ lên nó. Xe này là quà sinh nhật 17 tuổi của hắn hắn không biết vì sao ba lại đột nhiên tặng hắn món quà này có lẽ lúc tặng xe ông ta cũng chẳng biết khi đó hắn còn chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe nữa khi hắn cứ chạy ào ào ra ngoài đường mà không có bằng lái ba mẹ cũng chẳng hỏi hang gì tới đứng cạnh xe hút hết điếu thuốc na thần trở lại phòng ngồi xuống gõ bàn phím đáp được cho quỷ pháo sau đó thoát quy quy rồi tắt máy tính đi na thần ăn uống linh tinh sau đó trở về giường nằm mơ màng ngủ mất 4 giờ chiều, nắng liền nhạt bớt, hắn nằm ở trên giường nửa tỉnh nửa mê nhìn bầu trời dần dăng những tầng mây xám thật dày. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối hoàn toàn, không có sao cũng chẳng thấy mặt trăng, hắn nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi. Còn hai tiếng nữa, sinh nhật 20 tuổi sẽ qua đi. Na thần khẽ cười, xuống giường thay quần áo, cưỡi lên xe rồi rời khỏi bãi xe cũ. Thôn Lục Gia nằm ở phía nam thành phố. Một vài năm trước đây, khi quy hoạch mở rộng thành phố đã tiến hành làm được rất nhiều con đường lớn bằng phẳng, nhưng cũng không ít nơi vẫn là dự án gian dở, làm một nửa thì ngừng, để mặt đó chẳng ai quản lý. Chỗ quỷ pháo hẹn hắn ở cách thôn Lục Gia rất xa, nhưng vì khu đó quá hoang vắng nên phải lấy thôn Lục Gia làm cột mốc. Đây là con đường đã được sửa chữa, đường rất rộng nhưng không có đèn đường cũng chẳng có người hay xe cộ đi lại, rẽ vài hướng thì đến. Cuối đường là con sông đã cạn nước, lòng sông rất rộng, cũng sâu nữa, dưới đáy phủ đầy cỏ dại cùng đất đá lởm chởm. Lúc na thần chạy xe đến thì trước chỗ rẽ vào đã có không ít người tụ tập, còn có hơn 10 cái xe máy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng lên ga âm ầm, đèn pha đều mở hết lên, chiếu sáng cả một vùng. Nhìn thấy na thần đến, có kẻ bấm còi xe, quay đầu con ha sang, đèn pha chiếu thẳng vào mặt hắn. Na thần nhau mắt, khẽ nhếch khóe môi, chạy xe qua còn tưởng ông không tới chứ một người cạnh đó lên tiếng na thần không nói gì xuống xe đi đến cái xe còn đang chiếu đèn pha vào hắn nhấc chân lên đá một cái giày da đập mạnh vào đèn xe chóa đèn kêu rắc một tiếng nứt ra một khe hở đủ má quỷ pháo từ trên xe nhảy xuống đứng sát trước mặt na thần trừng mắt nhìn hắn vết sẹo trên mặt nảy lên muốn chết hả mày đừng có chiếu đèn vào tao na thần không nhìn gã cuối đầu sửa lại găng từng đầu ngón tay, muốn chơi không, không chơi thì dẹp đi. Quỷ pháo còn muốn nói gì đó xong có thằng bấm còi, chơi thế nào? Tùy, na thần nói. Cái đèn pha vẫn luôn hướng về hắn đã tắt, na thần nhìn thoáng qua xe của quỷ pháo, yên sau có một cô nàng rất xinh đẹp đang ngồi, mặc váy da ngắn, chân rất dài. Na thần từng gặp nhỏ hai lần nhưng không biết tên, chỉ biết đó là đứa mà quỷ pháo phải mất hơn nửa năm mới cua được. Con nhỏ đó cười với hắn, trong nụ cười mang theo khiêu khích rõ ràng. Nhỏ nhảy xuống khỏi xe, đi đến dựa vào người quỷ pháo, ánh mắt thì nhìn mặt na thần chăm chú. Lần trước đã nói rồi đó, qua sông, quỷ pháo nhìn hắn, dám không? Còi xe xung quanh đồng loạt trú lên, còn có vài thằng huyết sáo kèm vào, tại mảnh đất hoang trống trải này vang đi rất xa. Từ, na thần lên tiếng, móc trong túi ra một gói bánh gạo vượng vượng, chậm chạp xé ra rồi lấy một miếng lên cắn, cược sao? Ngày lễ tình nhân tao chỉ nói đến tình, chứ không chơi tiền. Quỷ pháo cầm miếng bánh gạo còn lại trong tay hắn lên bỏ vào mồm. Nếu tao thắng, mày phải theo tao ba ngày. Na thần nhìn gã một cái, không nói gì. Tao cũng thích nếm thử đồ tươi chút. Quỷ pháo ông cô nạn ba vòng hình chữ S. Yên tâm, anh sẽ không bỏ quên cưng đâu. Tao sẽ thắng, na thần sải bước đến xem mình. Được thôi, mày có bản lĩnh thì cứ ở trên tao, quỷ pháo phất phất tay không có hứng, na thần nổ máy, hất cầm với cô nàng nãy giờ vẫn nhìn hắn chầm chầm, tao thắng thì nhỏ này vào tay tao. Cô nàng lập tức nhướng mi, liếc mắt đưa tình với hắn, quỷ pháo liếc sang nhỏ, LN mẹ mày. Chơi không, na thần hỏi. Chơi. Đám người bên cạnh nhất thời trở nên hưng phấn, cùng rồ ga cổ vũ. Quỷ pháo nói qua sông, chính là đua tốc độ, xe nào phóng qua lòng sông trước là thắng nếu đua trên đường khác thì chẳng đáng lo lắm chỉ cần giữ vững tốc độ với bình tĩnh xe máy bình thường đua cũng không có vấn đề gì nhưng địa hình bọn hắn đua không phải bằng phẳng kèm thêm nhiều chỗ ngoằn ngoèo cái đoạn đường thẳng nối từ khúc ngoặt đến lòng sông rất ngắn gần như là không có chỗ nào có thể lên tốc độ tối đa được tốc độ không cao chỉ là một vấn đề mà thêm cái độ sâu của con sông cùng đá bên dưới đó cũng đủ khiến người ngã xuống có thể đóng đô ở bệnh viện cả nửa năm hoặc có khi ngã cũng chẳng dậy được nữa Na thần và quỷ pháo cùng chạy xe đến điểm xuất phát, đeo kính mô tô, kéo khóa áo khoác đến tận mặt. Xung quanh không có người nào, tất cả đều đang chờ ở cuối đường. Trên đường tối đen, chỉ có chỗ được đèn pha chiếu sáng, nhìn thật trống trải. Tự như tâm trạng hiện tại của hắn vậy. Người đứng giữa hắn và quỷ pháo giơ cánh tay lên, tay cầm chai bia. Quỷ pháo vặn tay ga, xe phát ra tiếng gầm rú thật lớn, na thần bỏ đầu khóa áo khoác vào miệng rồi dùng răng cắn, nhìn chầm chầm cánh tay người nọ. Cánh tay người nọ vung mạnh xuống, chai bia rơi xuống đất vỡ vụn, hai chiếc xe một trái một phải đồng thời lao lên. Không đến vài giây, những chiếc xe đua theo bọn họ bị bỏ lại đằng sau. Gió thổi rất mạnh, giống như dao xoẹt qua trên mặt na thần, mang theo đau đớn rõ ràng. Cảm giác này khá thích hợp để nâng cao tinh thần, giống như vô số mảnh đá nhỏ đâm xuyên qua làn da. Khi xuyên qua được bức tường gió sắc bén rồi thì trở nên vô cùng vui sướng khiến tâm trạng bị đè nén mấy ngày qua của Na Thần trong nháy mắt bùng nổ. Sinh nhật vui vẻ, tiểu thần thần. Tại chỗ rẽ đầu tiên, con Harley của Quỷ Pháo lách qua hắn rồi vượt lên. Na Thần không vội vã vượt lên mà theo sát sau Quỷ Pháo. Quỷ Pháo rất gan, địa hình nào cũng dám sông lên. Ngay từ lần đầu đua xe cùng Quỷ Pháo hắn đã được lĩnh hội. Tên này kỹ thuật thì thường thôi nhưng gan to, dám mạo hiểm lật xe đè lại đầu xe hắn không để hắn vượt qua. Na thần khác với quỷ pháo, hắn đua xe không phải vì vượt qua ai hay là để ngăn chặn ai, thích thú duy nhất của hắn chỉ là ở tốc độ, đơn giản là tốc độ mà thôi. Hai chỗ rẽ đầu quỷ pháo đều dẫn trước, mãi cho đến chỗ rẽ thứ ba, chỗ này rất khúc khuỷu, quỷ pháo giảm tốc một chút, Na thần lại đột nhiên lên ga, gần như là đồng thời với khi quỷ pháo giảm tốc độ xuống, hắn vượt gã lên chạy trước. Con bomba đi hơn 300 kg khi nghiêng xe, trục bánh xe phía trước khiến cho lúc tăng tốc ở chỗ rẽ càng thêm ổn định. Nguyên nhân Na Thần đồng ý với quỷ pháo đua tại con đường này để qua sông là bởi hắn biết mình có ưu thế ở chỗ rẽ. Sau khi lao ra khỏi chỗ rẽ, Na Thần nhìn lướt qua đồng hồ đo, tốc độ không đủ. Hắn tiếp tục tăng tốc, tiến về phía lòng sông, trong lòng yên lặng đếm số. Sau khi đếm đến bốn, bánh trước chạy ra khỏi mặt đường, ngay sau đó toàn bộ thân xe bay lên. Na thần gần như có thể nhìn thấy được vệt màu trắng khi gió lạnh xẹt qua trước mắt, trong tiếng thét cùng tiếng còi xe, hắn buông tay phải ra, giơ cánh tay lên chỉ vào bầu trời đêm tối đen, hét lên thật lớn. Đối diện con sông là đất hoang, trên mặt đất đều là đá vụn với đất cục, còn có thêm ít rễ cỏ khô, lúc xe rơi xuống đất hắn liền bóp phanh lại, đuôi xe hất đất đá lên, sau khi xoay nửa vòng mới dừng lại. Quỷ pháo rơi xuống đất chỉ chậm hơn hắn một hai giây, nhưng khoảng cách lại đến cả một thân xe bánh sau dừng ngay ở ven sông. Lúc na thần nhảy xuống xe, thì quỷ pháo cả người lẫn xe bị lật rơi xuống dưới. Đối diện truyền đến tiếng kêu sợ hãi, mọi người đều chạy tới bên này. Na thần theo ven sông trượt xuống lòng sông, quỷ pháo nằm ngửa trên mặt đất, cái xe đè lên đùi gã, bánh xe còn quay ra khói. Chết không, na thần hỏi một câu, bước qua nâng cái xe lên. Không, quỷ pháo cắn răng cố hết sức trả lời, vết sẹo trên mặt có chút vặn vẹo có người nhảy xuống cầm đèn pin chiếu vào tình hình sao rồi anh pháo anh có bị thương không cô nàng quỷ pháo đưa đi cùng đang ngồi xổm ở ven sông kêu lên tay thì chắc là bị dính đất vào nên kêu xong liền cúi đầu xoa tay nửa ngày quỷ pháo không nói lời nào nà thần cúi người xuống nhìn thái dương bị chảy máu cái chân bị con xe đè lên không nhìn thấy có vấn đề gì quá tệ chỉ là quỷ pháo nãy giờ vẫn bất động phỏng chừng là bị thương rồi nhưng hẳn là không bị thương nghiêm trọng lắm Lúc này gã còn bản lĩnh hai mắt bốc hỏa trừng hắn nữa đấy. Anh à, na thần nhếch môi với gã, nhìn lướt qua cô gái vẫn ngồi bên ven sông, hôm nay chị dâu để em mang đi nhé. Môi quỷ pháo run run xong không nói được lời nào. Xuống dưới, na thần nhìn cô nàng. Cậu lên đi, tôi còn lâu mới xuống. Vậy cô tự về đi, na thần xoay người, đạp vài bước lên ven sông rồi nhảy lên, sải bước đến xe mình. Này, cô nàng rất khó chịu, nhưng vừa kêu một tiếng, na thần đã nổ máy, nhỏ liền nhanh chóng chống tay xuống đất để đứng dậy, đi giày cao gót nghiêng ngã bò lên. Trận cá cược này na thần đã thắng, quỷ pháo lại bị thương không động đậy được, nếu nhỏ không muốn về cùng na thần thì lát thật tự mà tìm cách về. Cô nàng sải bước ra yên sau, thuận tay ông lấy eo na thần. Na thần đột ngột ngồi thẳng lưng, bỏ tay ra. Bỏ ra mà tôi bị ngã thì cậu chịu trách nhiệm đấy, nhỏ làm nũng, không chịu buông tay túm áo, không muốn thì xuống, na thần lên ga, giọng rất lạnh. Nhỏ do dự một chút, có phần không đoán được suy nghĩ của na thần, lại nghĩ đến tình huống trước mắt, nhỏ đành buông tay ra, chuyển sang túm áo na thần, khó chịu hướng một tiếng, đi thôi. Từ con sông này chạy về phía trước không đến 500 mét, có một đoạn rất nông, na thần từ chỗ đó chạy tới, rẽ sang đại lộ. Chưa chạy được 2 phút, cô nàng ngồi phía sau kéo áo hắn kêu lên, chạy chậm chút đi. Chết cống mất na thần không giảm tốc độ chạy lên trước một chút rồi đột ngột phanh gấp xe dừng ở trên đường cô nàng thét chói tai mũi đập vào lưng hắn giọng đầy tức giận cậu cậu không phải bị điên đấy chứ na thần mặc kệ chỉ nhìn ánh đèn chói lóa phía trước tắt đèn xe đi ngón tay gõ nhẹ lên bình xăng vài cái quà to cho sinh nhật đây an hách có cảm giác bản thân chọn ra ngoài ăn vào tối ngày lễ tình nhân thật đúng là quá thất sách ngoài đường đầy những cặp đang yêu ông ấp nhau khiến y thật không biết nên chuyển mắt sang chỗ nào nhìn đâu cũng thật kích thích quá vốn nghĩ vô cửa hàng ăn nhanh đối diện ăn đại gì đó rồi trở về kết quả có một cô bé phục vụ bước qua hỏi muốn chọn phần một người hay hai người ạ à? ăn hách ngẩn người hai người cửa hàng tụi em có phần đôi ngày lễ tình nhân ạ à? cô bé giải thích ông chủ của mấy cô thật sáng tạo ăn hách suýt chút nữa là không nói ra thành lời được phần đôi cho lễ tình nhân thức ăn nhanh vâng cô bé nhìn im một cái à anh đi một mình ạ à. đúng vậy mắt cô tin thật đấy bị cô phát hiện ra rồi an hách thực bất đắc dĩ nhanh chóng xử xong phần thức ăn nhanh độc thân ở cửa hàng an hách đi dạo quanh khu dân cư một vòng mới trở về ngày này mà còn đi bên ngoài thì đúng là có chút tự ngược đặc biệt bị kích thích nhưng an hách lại có chút không muốn trở về một mình buổi họp mặt của hội độc thân ngày lễ tình nhân đã bị hủy bỏ vài ngày qua y cũng không lên quy quy điện thoại thì suốt thời gian đó cũng chẳng đổ chung lần nào ngay cả phụ huynh học sinh cũng không gọi cho y thật cô đơn lúc đi qua cổng gác của khu dân cư nhìn ông chú bảo vệ cứ cười ha ha làm an hách đột nhiên có chút hâm mộ qua lễ tình nhân thì chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng an hách làm vài cuộc gọi đến nhà mấy học sinh không làm người khác bớt lo được sau gọi về nhà rồi cuối cùng ngẩn người ngồi trong phòng khách. Ngay ra hơn một tiếng, y mở máy tính lên, định chơi mấy ván bài lên tinh thần. Vừa mở quy quy ra, một đống tin nhắn sổ tới, y nhìn lướt qua thì thấy báo có tin mới của dọa mũi tên Đông Nam chết mũi tên Tây Nam mày. Y có chút bất ngờ rơi chuột tới mở. Có đấy không? Ngày mai là sinh nhật tôi, anh rảnh không, mời anh một bữa, tôi nấu. An Hách nhìn hai dòng chữ này liền ngẩn cả người, sinh nhật của Na Thần. Y nhanh chóng nhìn vào ngày, tin gửi tới là ngày 13, sinh nhật của Na Thần là lễ tình nhân. Nhìn chầm chầm tin nhắn thật lâu, An Hách mới đột nhiên phục hồi tinh thần, đứng lên lấy điện thoại ra. Cho dù Y đã quyết định giữ khoảng cách với Na Thần, nhưng đối mặt với việc bản thân bỏ lỡ lời mời sinh nhật thì Y vẫn không thể không đáp lại, ít nhất cũng phải nói lời chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa lời mời của Na Thần lần này rất khác với giọng điệu bình thường của hắn không dùng ngôn ngữ sao hỏa. Dường như còn lộ ra chút, cẩn thận. An hách ấn xuống dãy số của na thần, nghe tiếng chuông chờ, cân nhắc xem nếu na thần không nghe máy, y nên gọi tiếp hay là lên quy quy nhắn câu chúc mừng sinh nhật. Có điều điện thoại bất ngờ nhanh chóng được nhận, bên kia có người alo một tiếng. An hách không nói gì, đây không phải giọng của na thần. Y nhìn lại dãy số, không bấm sai mà. Thầy An à, người bên kia hỏi một câu, tôi là Lý Phạm, điện thoại của Na Thần đang ở chỗ tôi. À, tôi còn tưởng mình gọi lầm rồi chứ, An Hách khẽ cười. Anh tìm cậu ta có chuyện à? Không có chuyện gì đâu, An Hách nhìn sang lịch, lễ tình nhân đã qua ba ngày rồi, Na Thần không ở đó sao? Không, vài ngày nữa anh gọi lại đi, Lý Phạm ngáp một cái. Vài ngày nữa, An Hách không hiểu. Từ, đang bị tạm giam ở đồn nên không cầm điện thoại được. An Hách há hốc miệng không nói được lời nào bị tạm giữ ở đồn. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy nhé, Lý Phạm nói. Chờ chút, An Hách khẽ nhíu mi, bị tạm giam là sao? Đua xe thì bị công an hốt về thôi, cũng không phải lần đầu nên sau 5 ngày mới được thả, Lý Phạm nói rất bình thản. An Hách nhớ lại cảnh tượng cái ngày Na Thần đưa y đi đua xe sau khi ra khỏi già dạ ca, thật lâu mới nói được một câu, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, An Hách ngồi ở máy tính nhìn hai câu nhắn của Na Thần rất lâu. Cuối cùng y trả lời, chúc mừng sinh nhật nhé, mấy hôm trước tôi không lên quy quy nên không thấy tin nhắn. Còn muốn nói thêm gì đó, ngón tay sờ soạn bàn phím cả buổi cũng chẳng sắp xếp được câu gì ra hồn, vì thế y buông tay, tắt đi khung trò chuyện. Theo cách nói của Lý Phạm thì Na thần đã đi đua xe vào ngày sinh nhật. Y không biết Na thần đã đua xe ở nơi nào, cùng ai, mà vì sao lại đua xe. Kích thích, phong cách hay là muốn trút nỗi lòng. Người này thật đúng là quá điên cuồng an hách khẽ thở dài gác chân lên bàn lưng thì dựa vào ghế gối đầu lên cánh tay sững sờ nhìn nền màn hình màu xanh kiểu sinh hoạt này của na thần y vừa thấy quen thuộc mà lại xa lạ đầu ngón tay đụng tới vết sẹo trên cánh tay y dừng một chút vẽ vọng quanh vết sẹo vết sẹo này rất dài cũng rất sâu không bằng phẳng vùng da xung quanh đều không còn cảm giác có đụng ngón tay vào thì cũng chẳng thấy gì phải ấn thật mạnh xuống mới chậm chậm thấy đau anh Hách đứng dậy kéo màn trong phòng khách lên, ánh sáng mờ mờ chiếu vào phòng khiến y nhẹ nhàng thở ra, trở lại ngồi trước máy tính tiếp tục ngẩn người. Vết sẹo này là nhân chứng của cuộc sống từng hỗn loạn mờ mịt của y, ngày thường thì y cũng không quá chú ý đến vết sẹo này, nhưng nó vẫn ở đó, giống như loài động vật ăn đêm cứ ẩn núp tại chỗ tối tăm nhất trong lòng y, những lúc lơ đãng nó sẽ nhảy ra nhắc nhở y về những tháng ngày dù y có nhớ hay không thì chúng vẫn tồn tại. Chuông điện thoại vang lên, An Hách làm biến đứng lên, cầm điện thoại ra nhìn thoáng qua, là Lâm Nhược Tuyết. Chỉ thị gì đấy, y đổ người xuống nằm trên sofa, chân gác trên tay vịn của sofa, tư thế này nằm rất thoải mái. Không có chỉ thị gì đặc biệt hết, chỉ là muốn cải trang quan sát xem tình hình cuộc sống bọn dân đen mấy cậu thôi. Lâm Nhược Tuyết cười nói, giọng vẫn lưu loát thẳng thắn như mọi khi. Gần đây dân đen cảm thấy không được tổ chức quan tâm nên rất buồn bực đấy, An Hách khẽ cười. Lưu Giang nói muốn tụ họp, đem bạn gái tới ra mắt chúng ta, mà gọi cho cậu không được, Lâm Nhược Tuyết chật lưỡi một tiếng. Cậu có phải lại chịu kích thích gì không? Kích thích quá độ ấy chứ, kích thích đến mức giờ tôi có cảm giác trên đời này chẳng còn cái gì vui nữa. An Hách nhìn lịch, cân nhắc xem nên chọn ngày nào trước lễ khai giảng để có thể tụ họp. Thật không, già dạ rồi nên bắt đầu hoài niệm cuộc sống thú vị trước kia hả, Lâm Nhược Tuyết cười. An Hách không nói gì. Lâm Nhược Tuyết và Y đã quen nhau một thời gian dài cho nên cô rất rõ quá khứ đã bị Y chôn sâu kia, thành ra khi nhắc tới cũng chẳng kiên về gì. Đại nhân à, An Hách trầm mặt trong chốc lát rồi mở miệng, cậu cảm thấy tôi là người thế nào? Đẹp trai, Lâm Nhược Tuyết không chút nghĩ ngợi đáp lại. Khi tôi đang nặng nề như vậy, cậu có thể đừng nịnh nọt trắng trợn như thế được không? An Hách bất đắc dĩ nói. Thì rất đẹp trai, Lâm Nhược Tuyết cười nửa ngày, sau đó đột nhiên ngừng cười, giọng nói trở nên rất nghiêm túc. An tử, gần đây cậu gặp phải chuyện gì đúng không? An hát dừng một chút mới trả lời, không. Không muốn nói thì tôi không hỏi nữa, Lâm Nhược Tuyết không hỏi tiếp. Vấn đề của cậu thì bản thân cậu biết rõ nhất. Đây là ngành cậu theo học nên cũng chẳng cần một kẻ chuyển nghề giữa chừng như tôi phân tích cho cậu. Tôi chỉ nói một câu, cái câu mà tôi đã từng nói trước đó. Từ cánh tay của An Hách từ sofa buông thõng xuống, đầu ngón tay rơi qua lại trên sàn nhà có biết cậu đè ép chính mình tới quá mức độc ác không? Lâm Nhược Tuyết nói chậm lại, lúc phân tích người khác thì cậu rất thông thạo, nhưng cậu hãy thử tự phân tích cho bản thân chút đi, có phải đúng như tôi đã nói không? An hách trầm mặt, ánh mắt dừng lại trên bức màn cửa thật dày, giống như bức tường hoàn toàn ngăn lại mọi ánh sáng, khiến y bỗng thấy an toàn, tự như cảm giác an toàn y từng muốn đến từ ngôi nhà. Ba mẹ chưa từng cho y cảm giác an toàn. Lâm Nhược Tuyết không nói nhiều nữa, sau khi quyết định giờ hẹn xong thì liền cúp máy an hách nhắm mắt lại dưới lầu có người đang thử xe máy lên ga tới lui ống giảm âm trên xe đã bị tháo xuống nên tiếng động đúng là bay thẳng lên trời khiến y nghe thấy mà đầu óc tê dại theo y có chút khó chịu mà đeo tai nghe tăng âm lượng lên đi vào phòng ngủ phủ chăn kín người lúc đầu định chọn đại một bài ra để gào theo cuối cùng nhảy ra bài thiên đường có lẽ là lúc bỏ đĩa vô máy đã nhét vô chung trời xanh xanh, hồ nước xanh xanh. An hách ngẩn người, cắn răng một cái rồi vừa nhắm mắt vừa run run gào theo, thảo nguyên xanh xanh, đây là nhà của tôi, ai da. Sau khi nghẹn giọng hát xong bài thiên đường cùng bác đặng cách nhĩ, An hách đột ngột sốc chăng lên, hít mạnh vào một hơi, trong chăn bí đến mức làm y suýt chút nữa là không thở được. Ây da, sau khi hít sâu vào, An hách bị ngọc thở, kêu lên một tiếng, bởi vì đã tháo tai nghe xuống nên sau khi nghe được giọng hát của mình y liền bị chọc cười cầm lấy tai nghe cười hơn nửa ngày sau đó vừa duỗi người vừa thở dài thường thường ai kết thúc hai ngày buồn chán chết dí trong nhà cuối cùng an hách cũng tìm được việc cho mình làm rửa xe học kỳ này y đã rửa xe hai lần rồi còn có một lần con đường cạnh khu dân cư phải sửa chữa lúc công nhân đang cầm vòi nước xả xuống đất y liền chạy xe tới nhờ họ xịt nước giúp sau khi những người công nhân kia xịt nước cho y xong liền hoàn thành công việc, từ đó đến giờ y vẫn chưa rửa xe lại lần nào. Em biết được vì sao anh lại mua xe trắng rồi đó, cô bé trong tiệm rửa xe nhìn cái xe đang được rửa của y, nói. Hả, An Hách cũng nhìn sang xe mình. Xe trắng bị bẩn thì anh còn rửa xe nhiều lần, cô bé cúi đầu nhìn cái xe đang được rửa của y, mua xe đen thì chắc lúc này có màu xám luôn. An Hách vừa định nói chuyện thì chung di động vang lên. Y khẽ cười, cầm di động ra nhìn thoáng qua. Tóc giả. Na thần đã được thả. An hách nhanh chóng tính toán thời gian trong đầu, cũng đúng ngày rồi. Bít bảy, y nghe máy, đột nhiên cảm giác tâm trạng mình dường như rất tốt. Từ, Lý Phạm bảo anh gọi điện cho tôi, giọng của na thần truyền tới, nghe thì có vẻ đang ở trên đường. Lúc trước tôi không lên quy quy nên không thấy được tin nhắn của cậu, An hách đi đến một góc không ai thấy, chầm điếu thuốc, chúc mừng sinh nhật cảm ơn na thần khẽ cười tôi còn tưởng anh không muốn trả lời tôi đấy là không muốn đáp lại cậu không muốn trả lời cậu thì câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói ra đâu an hách nhả khói về phía bức tường không sao tôi cũng vốn chẳng tổ chức sinh nhật giọng của na thần nhỏ xuống có chút khó chịu anh không trả lời tôi thì cũng qua như vậy thôi qua như thế nào an hách khẽ nhíu mi đua xe sao rất thích anh không hiểu đâu An Hách vừa định nói thích cái rắm, thì bên trong ống nghe đột nhiên truyền đến tiếng huyết sáo rõ ràng của na thần. Y giật mình đến mức điếu thuốc trong tay cũng rớt xuống đất, nhìn không được chửi một câu, đệt. Thầy An, giọng nói của na thần trở nên thích chí, anh không hiểu đâu. An Hách nhắm mắt lại hít vào một hơi, chậm rãi nói, đua xe đúng không? Ừ, na thần vẫn rất vui sướng. Có phải cậu cảm thấy kỹ thuật đua xe của mình rất giỏi không? cậu đang ở đâu an hách quay đầu nhìn sang xe mình sắp rửa xong rồi anh muốn qua đây hả na thần rất nhanh hỏi lại tôi đang rửa xe cậu qua đây đi an hách báo địa chỉ hôm nay thầy sẽ cho em biết thế nào gọi là đua xe rửa xe xong an hách lái xe ra đậu ở ven đường một chiếc taxi ngừng lại sau xe y na thần từ trên xe nhảy xuống lên xe an hách thò tay ra ngoài cửa xe vẫy tay với hắn Nathan thần chạy chậm lại rồi nhảy vào ghế phó lái Trên mặt mang theo đùa cợt Đua xe này hả Mô tô, ăn hết nổ máy Khuôn mặt na thần có chút mỏi mệt Có điều sau khi nghe xong lời này liền búng tay rõ kêu Nhìn qua trông rất hăng hái Không nhìn ra đó Vậy lần trước ngồi sau xe tôi sao lại sợ đến thế Đừng lắm lời, an hách để xe sang đường chính. Na thần không nói tiếp, im lặng ngồi ở ghế phó lái nhìn an hách, xe đã chạy qua hai con đường mà hắn vẫn chưa dời mắt đi lần nào. Sao thế, An Hách quét mắt thoáng nhìn qua hắn. Anh đúng là quen bị người khác nhìn chầm chầm rồi, na thần cười. Từ, mỗi ngày tôi bị đến 40 đứa nhìn chầm chầm vô đấy, còn có đứa nhìn được một nửa thì ngủ mất, An Hách nhìn phía trước. Mỗi lần cùng na thần ngồi trong xe như vậy, y có một cảm giác không thể nói rõ thành lời được, rất thoải mái. Nhưng tiền đề là na thần không động kinh. An hách, Na thần nhìn y, anh có thể lặp lại lần nữa không? Hả, An Hách nhìn con đường phía trước, thì mỗi ngày tôi bị đến 40 đứa nhìn chầm chầm vô, còn có đứa nhìn được một nửa thì ngủ mất. Na thần quan sát y, một lát sau đột nhiên phá lên cười, dựa vào lưng ghế, túng lấy dây an toàn cười cả buổi cũng không dừng được. An Hách thở dài trong tiếng cười của hắn, chúc mừng sinh nhật, tiểu thần thần. Tiếng cười của Na thần đột nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn lên đỉnh xe, một lát sau hắn mới quay mặt sang cửa kính xe nói rất nhỏ cảm ơn an hách chạy xe vào khu trung tâm lúc tiến vào bãi đổ xe của tòa nhà thương mại na thần hạ kính xe xuống thò ra bên ngoài rồi bắt đầu ngó nghiêng chỗ này hả từ an hách nhìn chăm chú đường phía trước bãi xe của tòa nhà này rất nhỏ vị trí đậu xe thì hẹp đối với y mà nói thì việc này tương đối có tính thách thức loan quanh ở đường cả nửa buổi cũng không thể lùi xe vào vị trí An Hách có chút bất đắc dĩ nắm vô lăng nhìn sang Na Thần, anh đẹp trai à, anh có thể xuống xe giúp tôi nhìn chút xíu không? Na Thần nhìn y, khóe miệng chậm rãi cong lên, dần nở thành nụ cười, với trình độ này mà còn dám đua xe đấy. Từ, thì làm sao, An Hách mặc kệ hắn cười nhạo, cũng cười lại. Anh xuống xe đi, Na Thần mở cửa xe nhảy xuống, đi vòng qua kéo cửa xe bên ghế lái ra, tôi đổ xe giúp anh. An Hách do dự một chút, xuống xe. Na thần lên xe, vài đường là cho xe vào được vị trí. Na thần theo An Hách ra khỏi bãi xe, cho dù không phải vào ngày cuối tuần nhưng chỗ này lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Hắn nhìn đoạn đường đầy người cùng xe cộ, nhìn không được hỏi lại một lần nữa, xe đâu? Đua xe ở đường trên á? Anh không muốn sống nữa thì người khác vẫn còn muốn giữ cái mạng đấy. An Hách dừng bước, quay đầu nhìn hắn, "Trước cậu đua ở đâu?" ở trên đường qua thôn lục gia na thần khẽ nheo mắt lại đến đây đi an hách bất ngờ hạ giọng xuống quay đầu đi về phía trước tôi cũng không phải đua đường trên kia đâu vài phút sau an hách dừng lại na thần ngẩng đầu nhìn bản hiệu đèn nê ông trước mắt thật lâu sau mới nói được một câu an hách anh chơi tôi đấy hả sao thế không dám chơi an hách khẽ cười quay đầu đi vào bên trong thành phố trò chơi điện tử mario Na thần vừa theo y đi vào bên trong liền bất ngờ bị tiếng nhạc đập vào tai. An hách ra quầy mua sèn xong thì dẫn hắn vào khu trò chơi đua xe, dừng ở trước hai cái xe đua rồi bước lên ngồi vào một cái trong đó. Na thần không nhúc nhích, khoanh tay nhìn y, cuối cùng giơ ngón tay cái về y, thầy An, thầy quá dữ luôn. Chơi không, An hách quay đầu lại nhìn hắn, chơi mấy ván thì tùy cậu, thua thì ra ngoài liếm cột đèn. Ok, Na thần bước tới xe bên cạnh, cảnh đua thì tùy cậu chọn An Hách đặt tay vào tay lái. Na thần nhìn không được quay đầu sang nhìn An Hách đăm đăm. Hắn chưa từng thấy qua trạng thái này của An Hách bao giờ, không phải thầy An trong trường học, cũng không phải An Hách luôn duy trì khoảng cách khi bên cạnh hắn như mọi khi. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra trên người An Hách vậy mà mang theo vẻ kiêu ngạo, ngang tàn đến thế. Tôi thích anh như thế này, Na thần bỏ sen vào, thấp giọng nói. Tôi thì thích thấy dáng vẻ liếm cột đèn lát nữa của cậu An hách lên ga Cảnh tượng ở trước mặt Hình ảnh nhảy lên trên màn hình Tiếng nhạc, tiếng hét, tiếng cười Không gian ồn ào, náo động xung quanh Đã chẳng còn phân rõ thời gian sớm hay trễ nữa Mọi thứ An hách đều đã từng quen với Thuộc về những ngày y còn lêu lỏng đầu đường không có mục tiêu Con số trên màn hình bắt đầu đếm ngược Theo tiếng go An hách đột ngột nhả ly hợp ra Hình ảnh trên màn hình lao tới, rồi bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau na thần chọn khu vực nội thành ngã tư đường chật hẹp có người đi bộ lại còn khúc khuỷu có điều đi qua hai con phố rồi xe an hách liền lách lên vượt qua xe của na thần đây là trò chơi y đã từng chơi từ sáng đến tận khuya cho dù là đường đua gì tình hình giao thông ra sao y vẫn quen đến mức không thể quen hơn được nữa cho dù sau có đổi mới bản đồ thì y vẫn chơi rất nhẹ nhàng lên trung học rồi Mỗi khi nhà trường bắt đóng thêm khoản phí gì y đều chưa từng hỏi mẹ, chỉ sợ vận may của mẹ không tốt, vừa không cho tiền lại có khi còn đánh cho y một trận. Thế nên, y đánh cược với người khác, chỉ nhờ vậy mà có thể ứng phó được các khoản chi tiêu bình thường. Đó cũng là nguyên nhân y mang Na thần tới chỗ này đua xe. Mặc kệ kỹ thuật đua của Na thần tốt thế nào thì đối với máy móc, y vẫn có 10.5% nắm chắc Na thần sẽ thua từ đầu đến chân. Sau khi ván đầu kết thúc, Na thần nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày không nói chuyện Chơi lại không An hách đảo mắt qua nhìn hắn Chết tiệt Chậm hơn có một phút Na thần nhỏ giọng nói Chơi lại Cậu chọn đường đi An hách khẽ cười Lần này na thần chọn quốc lộ Xe ít Người cũng ít Mặt đường bằng phẳng Lại thẳng tâm tắp Khi kết thúc ván thứ hai An hách không nói gì Chỉ nhìn na thần An hách Na thần cau mày nhìn y Anh Còn chơi nữa không An hách cắt ngang lời hắn Chơi, na thần vỗ một bàn tay lên đầu xe Tôi còn chưa tin đâu Thật ra An hách thắng cũng không phải là quá dễ dàng Tuy rằng y nhận ra na thần chỉ chơi trò này mấy lần Mới biết những thao tác cơ bản xong cứ chơi tiếp vài vòng Thua thì vẫn thua nhưng không phải thua thảm lắm Na thần thông minh Phản ứng nhanh lại học cái gì cũng nhanh Chẳng qua rốt cuộc An Hách từng dùng trò này để kiếm tiền nên cho dù hôm nay na thần có bám dí trên đó tới tối cũng không có khả năng hòa được. Sau bảy ván liền tù tì, An Hách ngừng tay, nâng cánh tay lên hoạt động một chút, được rồi chứ. Na thần nhìn chầm chầm màn hình không nói lời nào. Lúc nào có thể thắng được tôi thì mới đi đua lại xe cậu nhé. An Hách sờ soạn tìm lấy điếu thuốc ra cúi đầu xuống châm, rồi bước xuống xe ra khỏi cửa. Tôi thắng một ván đã rồi mới đi, na thần nhảy xuống xe, chạy theo kéo cánh tay y lại. Muốn thắng tôi trong tối nay là không có khả năng An hách cười, vừa đi vừa nói Hồi xưa tôi chơi cái này đến phát chán rồi Tôi chơi một mình Na thần buông tay rồi quay lại chỗ xe đua Ra ngoài liếm cột đèn đi rồi hẳn về chơi tiếp An hách thông dòng nói Bước chân cũng không dừng Dám chơi dám chịu Được rồi, na thần lại quay đầu đi theo y ra khỏi khu trò chơi điện tử Đã hơn 5 giờ Mặt trời cũng không thấy nữa Gió thổi rất mạnh lúc đi ra ngoài an hách còn phải che cả mặt lại na thần thì lại không có phản ứng gì rất tự tại đứng trong gió giờ đến phiên anh chọn chọn đi na thần đứng ở trong gió nhìn y nói an hách có chút không hiểu chọn cái gì chọn xem phải liếm cột đèn nào na thần khoanh tay khẽ nhếch môi trong ánh mắt vẫn là vẻ không phục an hách kéo áo khoác lên tận mặt bỏ đầu khóa vào miệng cắn chậm rãi nhìn một đám cột đèn cuối cùng chọn một cái cột trong còn trắng, đứng ở bên cạnh chỉ chỉ, cái này đi. Na thần nhìn y một cái, không nói gì, bước hai bước là tới gần, kề sát vào vương lưỡi ra liếm. Khoảnh khắc hắn bước tới gần, an hách liền đưa tay lên chắn cột đèn, na thần liếm vào lòng bàn tay rắn chắc của y một chút. Liếm thật à, an hách cười, đem tay chà lên quần áo của hắn. Đầu lưỡi mềm mại của na thần lưu lại trong lòng bàn tay y cảm giác ấm áp khiến lòng y cũng mềm đi một chút. Đã nói liếm thì sẽ liếm thôi Na thần sờ soạn trong túi lấy thuốc lá ra châm rồi đưa một điếu cho An Hách Dường như hắn vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí thi đấu lúc nãy Đua nữa không Chưa liếm đủ hả An Hách nhận điếu thuốc Cười khẽ Nếu thua nữa thì cậu chạy đến chốt cảnh sát giao thông rồi tự tục quần xuống nhé Dám không Na thần nhếch môi cười Đột nhiên kề sát tai y Nhẹ giọng nói Anh muốn nhìn tôi cởi quần sao An Hách chỉ cười xong không nói gì lấy bật lửa ra nghiêng người chắn gió châm thuốc, nhìn người đến người đi ở xung quanh. Có lẽ mấy ngày qua Na Thần chưa được nghỉ ngơi mấy, âm thanh bị bọc trong gió lạnh trở nên hơi khàn, có điều nghe thật hấp dẫn. Vào đi, Na Thần chỉ về cửa tòa nhà trò chơi điện tử, trên mặt đột nhiên có chút không kiên nhẫn. Hành động nghiêng người đi chăm thuốc lại hơi quay mình sang nhìn ra ngoài đường, khéo léo, ung dung thoát khỏi mình của An Hách làm hắn bất ngờ có chút khó chịu. Không chơi, An Hách kéo lại áo, tôi chơi chán lắm rồi tùy anh na thần ngắt lời y xoay người bước vào khu trò chơi an hách khẽ thở dài dõi theo bóng dáng hắn rút ra hai điếu thuốc rồi bóp gãy y bước qua đường cái sau đó đi về phía tòa nhà bách hóa bên kia bên trong khu trò chơi vẫn ồn ào tiếng người tiếng nhạc sập xình như trước khiến tinh thần người đến cũng hăng hái theo na thần đi tiếp vào bên trong mãi cho khi bước đến trước trò chơi đua xe mới dừng lại chỗ này có ba bàn máy hai bàn một người chơi, một bàn đôi, tất cả đều đã có người ngồi vào rồi nên hắn đứng chờ ở bên cạnh. Từ lúc tiến vào đến giờ hắn chưa quay đầu lại lần nào, An Hách không đi theo, điều này dù không quay lại hắn cũng có thể biết. Bạn mấy hai người là một đôi tình nhân trẻ đang chơi, cô gái thì nãy giờ cứ cười mãi, lái xe chạy qua chạm xe của anh chàng người yêu. Mấy đơn thì có một ông chú đang ngồi, cái vẻ xem tôi đua ngầu chưa này viết chình ình ở trên mặt. Còn cái máy trước mặt na thần là một thằng nhóc dáng vẻ trông giống học sinh trung học Mới hai ván đã kết thúc trò chơi nhưng nó vẫn cứ ngồi y ở đó Không bỏ sèn cũng chẳng xuống dưới cứ ngay ra mà nhìn màn hình Na thần rất có kiên nhẫn đợi thằng nhóc vài phút Đến khi xác định nó không có sèn mới lên tiếng Không chơi thì xuống đi Ai nói tôi không chơi Thằng nhóc quay sang nhìn hắn vẻ mặt thật có chút méo mó Vậy bỏ sèn vào đi Na thần khoanh tay lại Tôi bỏ sèn vô hay không liên quan, bác quật gì tới ông, thằng nhóc buông tay lái ra, đút hai tay vô túi quần liếc nhìn hắn đầy khiêu khích. Na thần không nói gì, cúi đầu chậm rãi sờ lên cái nhẫn đen đeo ở ngón giữa bàn tay trái, hắn vặn nhẹ mặt nhẫn một cái, một con dao rất bé từ giữa vụt ra, lóe ánh sáng màu bạc. Thằng nhỏ nhìn đến ngẩn người, không đợi nó lấy lại tinh thần, Na thần đột nhiên phất tay với mặt nó, lưỡi dao kề khá sát mặt nó rồi vút qua, thằng nhóc liền né, vẻ mặt đã có chút thay đổi. Không có sen thì xuống đi, Na thần nhếch môi cười, giọng không lớn nhưng rất lạnh, muốn lát nữa ông cắt mất chim của mi không? Đơ mờ, thằng nhóc này chắc là đi một mình, rất khó chịu xuống khỏi xe, nói nhìn hắn, chờ đấy. Từ, Na thần gật đầu rồi sải bước lên xe, bỏ từng đồng sen vào đó, chờ mi đem chim khác đến để ông cắt tiếp, đi đi. Na thần nhìn chậm chậm màn hình, Tuy rằng lúc đua thân xe có thể cử động nhưng thao tác và cảm giác thì hoàn toàn khác với khi lái xe thật, cho nên lúc chơi khá là tốn sức. Na thần nhìn hình ảnh lóe nhanh trên màn hình, lúc chơi trong động tác của An Hách rất nhẹ nhàng, nhìn không ra đó là người ngay cả khi còn đến 7-8 chỗ trống vẫn cứ loay hoay ở ngoài đường mà không cho xe vào được. Hắn nhớ kỹ hết tất cả các thành tích đua của An Hách, mục tiêu của hắn là vượt qua tốc độ chậm nhất của Y hắn chọn lại đường quốc lộ ban nãy mà hắn có thành tích tốt nhất để chơi lại tuy hắn biết an hách có lẽ cũng chẳng để ý xem hắn đua được thành tích gì mà cho dù giờ hắn có vượt qua được an hách thì ván tiếp theo cũng chưa chắc có cơ hội để thắng y nhưng hắn vẫn muốn chơi lại hắn không biết đã chạy bao lâu dù đã dùng hết chỗ xèn an hách mua cho trước đó thì hắn vẫn không thể vượt qua tốc độ chậm nhất của an hách mẹ kiếp na thần đập tay lên đầu xe có chút buồn bực từ trên xe nhảy xuống đi về phía quầy thu ngân định mua thêm ít sen. Dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, cơm thì không có tâm trạng ăn, chờ đến ngày mai cũng chẳng sao cả. Thật ra thì ngày nào hắn cũng chẳng có việc gì mà làm. Chán đến chết mất, ngày nào cũng như vậy. Chưa đi được mấy bước thì na thần dừng lại, cạnh đó có một máy có thể dùng sèn đổi lấy phiếu quà tặng. Lúc hắn đi qua, có một cái phiếu nhỏ đang được in ra. Na thần giáo giác nhìn xung quanh, không có người nào hết, chắc là có ai chơi xong rồi quên không lấy phiếu này đi. Quay quà tặng nằm cạnh quầy thu ngân, có rất nhiều món quà nhỏ, búp bê, đồ chơi trẻ em. Lúc na thần nhìn thấy liền thích ngay con gấu bông trắng cao bằng nửa người đang đặt trên bàn kia. Vì thế hắn ngồi sống cạnh bàn máy, chờ phiếu được in ra cho hết. Na thần vốn không ham thích gì tiền, cũng chẳng có hứng thú với trò đổi sen. Cái hắn muốn chính là con gấu bông kia kìa, cảm giác cứ như là được nhận quà vậy hắn thích nhận quà, mặc dù chẳng mấy khi được tặng quà. Món quà gần nhất là con thỏ quà tặng của siêu thị An Hách cho hắn vào dịp Tết. Cái máy chậm chậm in phiếu, khi tấm phiếu ra hết thì nó liền cuộn tròn lại rơi xuống mặt đất, Na thần rất kiên nhẫn ngồi yên chờ phiếu được in hết ra. Không biết phải bao nhiêu phiếu mới đổi được con gấu kia nữa. Có người đi tới, tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng hắn, một cái bóng đổ xuống mặt đất ở phía sau. Na thần mặc kệ, Hắn muốn khiến mình trông thật giống chủ nhân của đóng phiếu này Người phía sau không tránh ra Mà ngược lại còn đi tới ngồi sổng xuống cạnh hắn Cậu chơi à Người bên cạnh mở miệng hỏi Na thần ngẩng người Nhanh chóng quay đầu sang thì thấy An Hát đang cười Không phải Na thần rất giật mình Hắn không ngờ An Hát còn có thể xuất hiện ở đây Không phải anh đã đi rồi sao Không phải cậu chơi thì ngồi đây chờ cái gì An Hát thò tay cầm lấy phiếu lên Đã là một sắp giày và máy vẫn tiếp tục in không ai chờ ở đây hết na thần nhỏ giọng giải thích không có người muốn lấy nên tôi tính cầm chỗ này đi đổi quà đổi cái gì an hách nhìn qua khu quà tặng gấu bông con lớn nhất kìa an hách nhìn thấy con gấu bông màu trắng mà na thần nói trong lòng có một cảm giác khó nói rõ thành lời dưới lớp vỏ kiêu ngạo và điên khùng của na thần rốt cuộc là một tâm hồn thế nào vậy chờ xem đi an hách không nói gì thêm nữa ngồi sống cùng với na thần trong năm sắp phiếu. Lát nữa có nhân viên nào tới hỏi, na thần nhỏ giọng dặn dò y, anh nhớ phải bảo là anh chơi đấy. Vì sao phải nói là tôi, An Hách cười. Bởi tôi không biết máy này chơi thế nào, na thần ghé sát vào người y, anh nhất định biết, hơn nữa còn có thể chơi được nhiều phiếu như thế này. An Hách cúi đầu nhìn về sắp phiếu dưới đất, cười nửa ngày mới dừng lại, nói, được. Cái máy rốt cuộc cũng dừng lại, phiếu in xong rồi. Nhiều quá, mắt na thần sáng rỡ, cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị lượm phiếu dưới đất lên, không biết đủ không nữa. An Hách vừa định nói nếu không đủ thì tôi cho cậu thêm chút tiền mua là được chứ gì, còn chưa kịp mở miệng thì có hai người mặc đồng phục của nhân viên khu trò chơi đi tới. Nè nè, nhớ rõ là anh chơi đấy, na thần liên tiếp dặn dò. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, An Hách bị hắn làm căng thẳng theo, cũng lặp lại từ mấy lần. Hai người đứng lên, chuẩn bị nhận câu hỏi của hai nhân viên kia. Nhưng ngoài dự đoán của An Hách, hai người nọ đi tới lại không hỏi câu nào mà bắt đầu lom không người trực tiếp nhặt phiếu dưới đất lên. Na thần ngay ra, làm gì đấy? Là của chúng tôi chơi, một nhân viên đáp lại, nhặt phiếu xong liền xoay người rời đi, cũng chẳng thèm nhìn hai người bọn họ lần nào. Na thần nhìn hai nhân viên bình thản nhặt phiếu rồi rời đi, thật lâu mới lên tiếng, hơ. Gấu lớn bị nẫn rồi, an hách cũng mất nửa ngày mới tỉnh ra nhân viên mà có thời gian chơi game hả na thần khó chịu kêu lên trông coi khu này cái gì chứ tìm quản lý bọn họ đi an hách mài răng ừ đi tìm quản lý na thần gật đầu quay người leo cầu thang đi lên tầng một an hách đi theo hắn cậu nghĩ nếu đi tìm quản lý người ta có trả phiếu cho tôi không na thần dừng bước một lát sau mới chậm rãi xoay người lại không thể đi an hách nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của na thần bắt đầu muốn cười nghẹn trong chốc lát cuối cùng chịu không được mà cười ra thành tiếng ai cười cái trắm na thần nhíu mày trừng mắt nhìn y một cái rồi cũng bắt đầu cười theo hai người đứng cười tại chỗ hơn nửa ngày mới dừng lại an hách đưa tay lên bóp mặt mình đưa túi mua sắm trong tay tới trước mặt na thần tặng cậu quà sinh nhật na thần nhận lấy yên lặng nhìn y thật lâu mới hỏi lại tặng tôi Từ không phải cậu mới qua sinh nhật sao, An Hách cười, đi thôi, mời cậu đi ăn thức ăn nhanh. Na thần cùng y đi ra ngoài, mở túi ra dầm vào trong, một cái hộp vuông được gói rất đẹp, là gì thế? Mở ra xem thì biết thôi, An Hách nói. Tiếc lắm, Na thần cười khẽ, xách cái túi, lát nữa ngồi xuống thì từ từ mở ra vậy, như vậy sẽ không bị rách cũng đỡ tiếc. Bao nhiêu tuổi rồi, An Hách hỏi, lúc ra khỏi cửa trời bên ngoài cũng khá tối đèn đường đều đã sáng lên. 20. Na thần đứng cạnh y, đèn nê ông chiếu lên mặt hắn, thầy An bao nhiêu tuổi rồi. 28. An hách nghỉ một chút, đi ăn món nướng đi, phía trước có một quán đấy, tôi với bạn thường qua đó ăn. Ừ, thế nào cũng được, Na thần lại cúi đầu nhìn cái túi trong tay mình. Vậy đi lấy xe trước đã, bên kia gửi xe miễn phí, An hách đi về phía trước, chuẩn bị qua phố. Đột nhiên có vài người từ quán trà sữa cạnh thành phố trò chơi lao ra, trong đó có một đứa chỉ vào Na thần kêu lên, thằng đó đấy. Ăn hách quay đầu lại, thấy được hai trong số đó đều mang gậy gộc trên tay, đám đó rất nhanh chắn trước Na thần. Na thần nhận ra thằng nhóc mình từng bảo không có xèn thì xuống dưới, khẽ nhíu mày, bệnh hả? Mẹ nó đã bảo chờ ông rồi mà. Đánh chết mày, thằng nhóc có người dựa hơi, giọng nói khí thế vô cùng. Vài kẻ ép tới. Na thần lùi một bước Bình thường hắn đều có mang dao theo người Nhưng hôm nay mới được thả Dao lại bị chú công an tịch thu mất Đang nghĩ lùi lại một bước Để đạp cho thằng gần nhất một cái Thì An Hách đứng ở đằng sau bọn kia Đột nhiên kêu một cái tên La Khải Đứa đứng ở phía trước dừng một chút Quay đầu nhìn thoáng qua xong liền nhanh chóng Giấu cái gậy ra sau lưng Có chút giật mình lên tiếng Sếp An Theo tiếng sếp An này Một vài đứa liền quay người lại Làm gì đấy, an hách nhìn bọn chúng vẻ mặt không rõ dạ không làm gì hết la khải cười gượng hai tiếng rồi thúc vai thằng đi bên cạnh thằng đó cũng cúi đầu hít lại vai la khải một cái an hách chậm rãi đi đến trước mặt chúng tổng cộng bảy thằng bốn trong số đó là học sinh trường y riêng la khải thì học ở lớp y bình thường rất ít nói an hách thật không ngờ đi ngoài đường lại thấy nó cầm gậy làm đầu gấu ăn tết xong mở tụ trong đầu đúng không an hách mở miệng giọng rất thấp nhưng ngữ điệu lại nghiêm túc muốn đánh cả người trên đường nữa à không à la khải cúi đầu liên quan gì tới ông hai đứa còn lại không biết an hách rất khó chịu chen lời vào chúng không biết an hách là ai cũng không liên quan đến cậu an hách nhìn chúng cho nên các cậu có thể cút tên đó trừng mắt muốn xông lên đánh người la khải liền ngăn cản cố sức đẩy nó qua một bên nhỏ giọng nói hai mày đi trước đi thầy bên trường bọn tao đó không thể trêu vào tên nọ bị đẩy vài cái lôi kéo một thằng khác hùng hổ rời đi sếp an la khải cúi đầu trở lại trước mặt an hách tụi em thật không muốn làm gì đâu chỉ muốn dọa chút thôi vậy lỡ cậu ta không sợ thì sao an hách nhìn nó nếu không sợ thì em sẽ ra tay hay bỏ đi hả la khải quay mặt đi không lên tiếng an hách chọc chọc tay vào cầm nó rồi nâng mặt nó lên mới chút trình độ này mà đã muốn học người ta đánh nhau rồi đấy sếp an cho em tí mặt mũi đi à, tết mà thầy, la khải lý nhí nói. Mẹ kiếp, thế anh có cho tôi mặt mũi sao, an hách đề cao giọng, tôi đã nói bao nhiêu lần là yên ổn cho tôi rồi mà. Anh nghe sao? Muốn tôi cho anh thể diện, anh cũng phải giữ thể diện cho tôi trước chứ. Sếp an bọn em sai rồi, một học sinh bên lớp 4 bước tới gần, nhất thời kích động thôi ạ. À. Mấy anh thì lúc nào mà chẳng kích động, an hách đảo mắt nhìn qua nó, Thằng nhóc này với Trương Lâm có quan hệ rất tốt Cũng thuộc thành phần chẳng bớt lo được Anh có muốn tôi tính dùng xem anh đã kích động bao nhiêu lần rồi không? Cả lũ đều không nói gì cúi đầu xuống Chắc là thấy rất mất mặt nên tránh né ánh mắt của An Hách Cứ giáo giác hết nhìn đông sang nhìn tây Được rồi đi đi Năm mới tôi cũng chẳng muốn tâm trạng bị ảnh hưởng An Hách cũng không muốn nói nhiều Na thần vẫn rất hào hứng nhìn y Y phất tay Tôi vẫn muốn khiến ba mẹ các em hiểu các em tôn trọng các em. Các em cũng nên bớt thời gian nghĩ về họ đi, sinh ra mấy em cũng đâu phải vì để đưa các em vào con đường ngu ngốc này, mấy em cứ sống như vậy để người ta coi thường đi. Sau khi cả đám chạy đi mất, Na thần đi tới cạnh y, thầy An. Cậu sao lại rước chuyện với đám con nít đó thế, An hách xoay người đi sang đường đối diện, cướp kẹo mút của tụi nó hả? Tại thằng nhóc kia cứ chiếm cái máy không chơi mà cũng chẳng chịu đi, nên tôi mới đuổi nó xuống, Na thần cười với y, học sinh của anh hả? Từ An Hách lên tiếng. Anh dạy dỗ hăng thật đấy, Na thần xách túi quà, đi theo y, ngày nào đó cũng dạy tôi đi. An Hách xoay mặt nhìn hắn một cái, không nói gì. Vừa vào ngồi trong xe, Na thần liền bắt đầu mở quà ra. Lúc An Hách lái xe ra khỏi bãi đổ, Na thần đã gỡ xong quà rồi, giấy gói vẫn rất phẳng phiêu, không trách miếng nào. Bên trong hộp có một ống heo tiết kiệm nhỏ, Na thần cầm lên nhìn thật lâu, cười rất hài lòng, "Cảm ơn." Không có chi, An Hách cũng cười khẽ. "Vừa nãy là đi mua quà cho tôi hả?" "Ừ." "Vì sao lại tặng ống tiết kiệm?" Na thần cầm món quà xoay ngang xoay dọc ngắm nghía, "Heo này dễ thương quá." "Không phải để cậu tiết kiệm tiền đâu, An Hách lái xe chậm chậm mà dùng để để dành niềm vui." "Hả?" Na thần quay sang nhìn y, có chút nghe không hiểu. "Hôm nay cậu có vui không?" có chứ na thần búng ngón tay rõ kêu hôm nay anh chơi với tôi tặng quà cho tôi còn mời tôi ăn tất cả đều rất vui an hách mò trong túi một hồi lấy ra được một đồng xu bỏ vào ống tiết kiệm có chuyện gì vui thì đút một đồng tiền vào na thần nghỉ nghỉ rồi tìm trên người hai đồng xu khác đút vào sau đó thì sao tới sinh nhật năm sau thì mở ra cậu sẽ phát hiện bên trong có rất nhiều tiền xu sau đó cầm chúng đi ăn một bữa, dùng niềm vui để đổi lấy An Hách cười nói. Na thần không nói gì, ngây ngẩn nhìn ống heo tiết kiệm mãi cho đến khi An Hách dừng xe trước quán nướng, y mới thấp giọng hỏi một câu, chỉ bằng mấy đồng xu kia có thể đủ ăn một bữa sao? An Hách tắt đèn, không xuống xe mà gõ ngón tay lên ống tiết kiệm, vậy còn phải xem cậu có thể nhớ rõ những chuyện vui đó không nữa. Trong một năm dù là người xui xẻo cỡ nào cũng có thể tích cóp được một bữa ăn vui vẻ, tin tôi đi, cậu cứ thử xem sao. Từ, na thần sờ sờ mũi heo, an hách. Từ, anh từng để dành chưa, na thần ôm ống tiết kiệm tựa lưng vào ghế nhìn y, để dành hạnh phúc ấy. Rồi, cỡ nào? An hách mở cửa máy xe ra, chăm một điếu thuốc, nhiều hơn tôi tưởng tượng một ít. Anh cũng có rất nhiều chuyện không vui đúng không? Na thần hướng lên cửa nóc xe mà thở ra khói, tay đặt lên vai An Hách, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát họa trên cổ y. Người thật sự vui vẻ sẽ không cần đến phương pháp này để tích cóp niềm vui. An Hách trầm mặt trong chốc lát, đóng cửa trên nóc lại rồi mở cửa xe ra. Thôi, vào ăn đi. Na thần không nói gì, ông ống tiết kiệm cùng xuống xe. Cái này không cần cầm theo đâu, An Hách nhìn ống tiết kiệm trên tay hắn, cứ để trên xe đi quên mất na thần cười khẽ rồi đặt ống tiết kiệm xuống ghế xe cửa hàng các món nướng này được bài trí rất ổn sạch sẽ gọn gàng lại không có khói hay dầu mỡ gì làm ăn tốt nên dù đã qua giờ ăn nhưng vẫn đông khách như thường lúc vào cửa vừa hay có một bạn mới ăn xong đang đứng dậy ra về ăn hắt chuẩn bị bước qua thì bị na thần kéo lại ngồi bên cửa sổ đi bên cửa sổ không có chỗ ạ à, cô gái dẫn đường đi bên cạnh nói na thần không để ý cô bé nhìn an hách nhắc lại lần nữa bên cửa sổ vậy chờ chút an hách có chút bất đắc dĩ y rất đói lại bị hương thơm trong quán ập tới khiến bụng y càng thêm cồn cào song na thần có vẻ nếu không phải bên cửa sổ thì nhất quyết không ngồi nên y đành phải đứng lại cô bé nhân viên chắc cảm thấy hai người bọn họ thật kỳ lạ nên nhìn một lát rồi đi đón khách khác có cái gì khác nhau sao bên cửa sổ hay chỗ khác thì khác cái gì an hách quay đầu nhìn na thần Tôi đổi chỗ ăn, Na Thần không trả lời vấn đề của y, đột nhiên xoay người đi về phía cửa. "Ai?" An Hách ngẩng người rồi nhanh chóng theo sau, "Sao thế?" Na Thần không nói gì, vẫn mãi miết đi về phía trước, khi trở về cạnh xe mới dừng lại nói một câu, "Tôi thấy dì hai." "Dì hai của cậu?" An Hách quay đầu lại, ở trên đường xuyên qua lớp thủy tinh nhìn vào quán, bên trong hơi nóng bốc lên hừng hực, y không nhìn ra được ai là dì hai của Na Thần cả, "Cậu không muốn gặp dì cậu à?" chắc bà đó cũng chẳng muốn gặp tôi đâu na thần cười vào năm mới thế này nữa chứ nụ cười của na thần mang theo chút khinh thường an hách thật không hiểu nhưng y cũng không hỏi nhiều do dự trong chốc lát y kéo cửa xe ra vậy cậu nói đi chỗ nào đi chúng ta qua quán bên đường đi na thần chỉ tay sang đường đối diện qua đó đi bên đó có một quán thịt nướng quay bạc sao tôi muốn ăn bên đấy đi thôi an hách lên xe quán thịt nướng có bạc che kia Hồi học đại học, An Hách cũng thường xuyên qua đó ăn Cái cảnh cứ vào trời lạnh là đám sinh viên nghèo lại chen chúc nhau trong quán vừa để tránh gió bắt vừa ăn thịt nướng thật thú vị Nhưng sau khi tốt nghiệp y liền không đi nữa Huống chi đó còn là khi đông người cùng ăn Giờ chỉ có mỗi y và na thần Ăn được một nửa chắc bị cống luôn quá Song trong na thần lại rất hào hứng Bữa này vốn là để chúc mừng sinh nhật hắn nên An Hách không nói gì chỉ lái xe thẳng qua Ba tôi mới chết vào năm ngoái, Na thần ngồi ở trên xe trầm mặt trong chốc lát cúi đầu sờ mũi ống heo tiết kiệm Mấy người gì bảo tôi là điềm xấu Điềm xấu gì An hách khẽ nhíu mày Ba tôi, na thần nhìn thoáng qua phía an hách Nói rất nhỏ Gặp tai nạn giao thông Ban ngày ban mặt Đâm vào một cái xe tải đậu ven đường Ai cũng bảo ông ta điên rồi An hách im lặng Ngón tay của na thần gõ nhẹ lên cửa kính xe Cười nói Mợ tôi nói nếu ai ở cạnh người điên sẽ bị ảnh hưởng không chừng tôi cũng tôi cũng có thể truyền bệnh đấy an hách vẫn không nói lời nào na thần quay đầu sang nhe răng với y sợ không sợ cái gì an hách cũng quay qua nhe răng lại với hắn tôi đây là chuyên trị các loại bệnh thần kinh đấy na thần sửng sốt một chút rồi cười ông ống tiết kiệm cười rất lâu mới kéo giọng thở dài đây là lần đầu tiên an hách nghe thấy na thần thở dài đó là cái thở dài có quá nhiều cảm xúc mà y không sao phân tích ra được, vì thế y lại trầm mặc. Quán rất náo nhiệt, đám đông vừa uống rượu vừa xé hồng ra chém gió thật đúng là đặc sắc, vừa sốc mạnh lên là có thể bị chôn trong tiếng ồn ào cùng hơi nóng phả lên hầm hập. Hai người tìm một bàn ở góc hẻo lánh rồi ngồi xuống, lúc chọn đồ na thần vô cùng hào hứng, hắn chọn không ít thịt. An Hách phát hiện ra hắn không phân biệt được các loại thịt với nhau, cứ lấy ra sâu nào là lại hỏi An Hách đây là cái gì? cậu chưa ăn thịt nướng đúng không? An Hách nhìn không được hỏi một câu. Ừ, Na Thần gật đầu, lại cầm một sâu bỏ vào giỏ nhỏ An Hách đang cầm, chưa từng nếm qua, đây là cái gì? An Hách nhìn sâu trong tay Na Thần không nói gì. Na Thần lại nghiên cứu một chút, đây là cái đuôi con gì thế? long hả? Trông như lò xo ấy. Cậu cứ ăn thử đi, rất giòn, An Hách nén cười. Là gì thế? Na Thần lắc lắc sâu trong tay ăn thì bỏ qua đây Hỏi cái rắm, An Hách đưa giỏ qua cho hắn Là cái gì? Na thần rất cố chấp hỏi tiếp Tín heo, một chú đang chờ hai người chọn đồ ăn Cười nói Na thần nhìn chầm chầm tín heo được xiên vòng qua que trúc trên tay một lát, cuối cùng như bị đâm vào tay rồi ném bỏ lại chỗ cũ, cảm thán, tín heo dài vậy hả? Thế cậu tưởng thế nào, An Hách đưa những món đã chọn cho ông chủ rồi quay lại chỗ ngồi. Nhỏ thế, Na thần ngồi bên người y, nhỏ giọng hỏi an hách vẫn cười không lên tiếng anh ăn thử rồi đúng không na thần chật lưỡi một tiếng chứ sao biết được nó giòn an hách vẫn chỉ cười na thần cũng không nói gì nhào mắt quan sát y nửa ngày sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên kề sát tai y nhẹ giọng nói anh có muốn nếm thử của cậu hả an hách ngắt lời hắn giòn không đệt na thần kéo ghế tránh sang bên cạnh anh vẫn là thầy giáo đấy cậu cũng đâu có bộ dạng của học sinh Lúc này còn mong tôi nghĩ mình là thầy giáo sao Ăn hách cười, uống gì Bia hay rượu Lát anh lái xe đấy Na thần rất nghiêm túc nhắc nhở y Cứ quăng xe ở đây cũng được Chỗ này gần nhà tôi lắm Cậu thì bắt xe mà về An hách nói Na thần búng tay gọi ông chủ Một chai sao đỏ Khi ăn An hách không nói nhiều Na thần cũng im lặng Chỉ vùi đầu vào ăn thịt Mãi cho đến khi na thần bắt đầu uống rượu An Hách mới nhận ra na thần trong ấn tượng trước kia của y thật khác với na thần luôn tươi cười Tính khí lại có chút trẻ con của hôm nay Tử lượng của na thần rất tốt Lúc uống rượu chẳng cần có người phối hợp Chẳng chạm chén với ai Cũng chẳng tìm lời để uống mà chỉ cầm chén lên uống xuống từng ngụm một Tử lượng An Hách cũng không tệ Có điều y uống chậm chứ không ào ào như na thần Tối đa là 150ml là gục rồi còn Na thần thì dù đã uống cạn một chai rượu nhưng trông vẫn tỉnh táo như trước. Sao không uống? Na thần nhìn cái chén của An Hách, rượu bên trong còn đến hơn nửa chén. Uống chứ, An Hách cầm chén lên uống một ngụm. Có phải anh sợ mình uống nhiều rồi làm chuyện xấu đúng không? Na thần khẽ nhếch khóe miệng, cầm một sâu gân bò lên chậm rãi cắn. Không uống rượu là không có chuyện xấu sao? Lúc nói ra những lời này, An Hách liền có chút hối hận. Tuy bản thân không uống nhiều nhưng phỏng chừng cũng đã tiến vào giai đoạn nói chuyện mà đại não không hoạt động được nữa rồi. Bất ngờ là na thần lại không tiếp tục những lời này mà chỉ cười, cầm chén lên uống. Khi rời khỏi quán, cả hai đều đã uống khá nhiều. An hách đưa chìa khóa xe cho ông chủ, nhờ chú ấy gửi xe qua bãi bên cạnh giúp, sau đó kéo na thần ra đường bắt taxi. Na thần đứng ở sau an hách, một tay ông eo y, một tay ông ống tiết kiệm, nửa dựa vào người y, thấp giọng hát. Hải đảo băng luân chuyển. Đứng thẳng, An Hách đẩy hắn một chút. Na thần vẫn ôm y không nhúc nhích, còn hát bên tai y, xem kìa thỏ ngọc, thỏ ngọc lại sớm bay về phương đông. Na quý phi, An Hách kéo cánh tay hắn muốn lôi hắn ra, may mà cậu không say đến sắp ói ra đấy, nếu không tài xế mà thấy vậy chắc đều nhấn ga chạy mất quá. Anh về hả, Na thần rốt cuộc buông lỏng tay. Từ, tôi đi bộ về chắc tầm 10 phút. Na thần nghĩ ngợi một lát, là khu dân cư lần trước tôi đến đón anh hả? Từ An Hách giơ tay lên, có một chiếc taxi đang chạy tới. À, Na thần kêu một tiếng, tay chống lên cột đèn ở bên cạnh, gặp eo xuống, chờ tôi. Muốn ói hả? An Hách có chút giật mình, từ lúc đi ra đến giờ Na thần đều rất tỉnh táo, ngay cả chân còn không loạn choạng bước nào, sao giờ đột nhiên muốn ói? Từ Na thần cau mày đầy khổ sở chiếc taxi còn chưa kịp tấp vô đường thì tài xế nhìn thoáng qua phía bọn họ, sau đó liền đạp ga chạy mất. Thật bất cẩn quá, na thần đứng thẳng dậy, cười toe, giơ ngón giữa về cái đuôi xe đang lao đi, tiếp lại đặt tay đến bên miệng huyết sáo thật vang, cái này chạy rồi. Na thần, an hách nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của hắn mà có chút căm tức, cái tật xấu gì thế này. Tối nay tôi không muốn về, na thần dựa vào cột đèn nhìn y, nửa khuôn mặt bị ánh đèn vàng nhạt phả lên trông thật xinh đẹp tôi qua chỗ anh hai ngày nữa bên tôi khai giảng rồi nên phải nghỉ sớm thành ra không thể tiếp đãi cậu được tôi muốn đi na thần nói rất đơn giản giọng điệu có chút cứng nhắc an hách quan sát hắn vài giây na thần có đôi khi rất ngoan có đôi khi lại không để người khác có thể trao đổi bình thường được y không nói gì mà tiếp tục thò tay ra bắt xe na thần đè tay y xuống tôi đã nói tôi không về rồi mà vậy cậu đừng trở về an hách rút tay lại đi về phía trước tính độc tài trong giọng nói của na thần làm y thật khó chịu nếu là bình thường y có thể sẽ không để ý tới mấy nhưng giờ y mới uống rượu cảm xúc rất tự nhiên không có bản lĩnh đè nén bản thân mình anh về sau na thần nói rất lớn ở đằng sau nếu thấy ở bên tôi đã phiền như vậy thì đừng gọi tôi lại chứ an hách không để ý đến hắn tiếp tục đi về phía trước hoàn thành nhiệm vụ của anh rồi đấy Na thần nói nhỏ lại, có phải thấy ấy nấy nên mới tặng quà cho tôi, mời tôi ăn một bữa, sau đó thì bỏ chạy. Ấy nấy, An Hách dừng bước, quay đầu lại, tôi có gì mà ấy nấy? Tôi nợ cậu cái gì sao? Vậy anh đừng gọi tôi đến đi. Còn nói chúc mừng sinh nhật nữa chứ, Na thần lắc lắc ống tiết kiệm trong tay, vài đồng xu đúc vào trước đó kêu lên sủng sẻn, có thể đổ tiền này ra không, vui vẻ cái trắm, toàn là vô dụng, có thể lấy ra không? an hách không nói gì nhìn na thần cúi đầu liên tục lắc ống tiết kiệm anh đùa tôi sao giọng của na thần càng nhỏ đi lộ ra vẻ buồn bực anh tiết kiệm vui vẻ được bao nhiêu rồi vui xong thì lại tức giận thế mà cũng coi là vui vẻ sao an hách ngẩng đầu nhìn trời đêm tối như mực trên đường đã không còn người đi bộ nữa thỉnh thoảng sẽ có ô tô lẻ lo chạy vụt qua nhìn lông mày na thần nhíu chặt lại y khẽ thở dài đi trở về trước mặt na thần vương tay cầm lấy ống tiết kiệm. Cậu thích người khác gọi cậu là gì? An Hách nhìn ống tiết kiệm trong tay, hỏi. Na Thần có chút mờ mịt nhìn y một cái, "Hả?" "Na Thần." "Tiểu Thần Thần," An Hách tiếp tục hỏi. "Không biết," Na Thần trả lời. "Tiểu Thần Thần, ai đã gọi cậu như vậy?" An Hách đặt ống tiết kiệm về lại tay hắn, hỏi tiếp. Na Thần trầm mặt trong chốc lát, "Mẹ tôi." "Cậu có thích bà ấy gọi cậu như vậy không?" Không biết Na Thần có chút không rõ đối với vấn đề An Hách đặt ra, nhưng vẫn trả lời, nhưng sẽ nhớ đến bà ấy. Mẹ cậu bệnh từ khi nào? An Hách vỗ vỗ cánh tay hắn, xoay người đi về phía trước. Na Thần do dự một chút rồi theo y, hồi học tiểu học, lớp 4 thì phải, không nhớ rõ. Sau khi mẹ cậu bị bệnh còn nhớ cậu không? Ý tôi là, bà ấy biết cậu đã trưởng thành chưa? Không phải 8 hay 10 tuổi mà là 20 tuổi, giọng An Hách rất nhẹ tốc độ nói lại chậm na thần nhìn y một cái hắn không biết vì sao an hách muốn hỏi điều này bản thân hắn vốn chẳng nghĩ tới nay đột nhiên bị hỏi chi tiết như vậy đột nhiên khiến hắn thấy khó chịu lúc phát bệnh thì không nhớ rõ thỉnh thoảng tỉnh lại thì chắc sẽ biết na thần phải có chút cố sức mới trả lời được an hách không nói gì cách xưng hô mà mẹ na thần gọi hắn từ thời tiểu học xa xôi khiến hắn cho đến giờ vẫn giữ chặt không buông An Hách không rõ tình cảm na thần đối với mẹ hắn là gì, không muốn rời xa là bởi khát vọng hay sợ hãi, có lẽ là mê man. những tình cảm cùng cách xưng hô này vây hắn lại trong đoạn thời gian kia. Chào mừng tới căn cứ bí mật của tiểu thần thần. Chào mừng tới nhà của tiểu thần thần. Na thần, An Hách dừng bước, lấy lại ống tiết kiệm trong tay của Na thần, chúc mừng sinh nhật. Na thần ngẩn người, cảm ơn. An Hách đặt ống tiết kiệm vào tay hắn một lần nữa, biết bảy, chúc mừng sinh nhật cảm ơn na thần cười cười không muốn về phải không an hách nhìn hắn ừ muốn qua chỗ tôi hả ừ nói theo tôi có một số câu cậu phải nói cho tốt an hách xoay người đứng đối mặt với hắn an hách tôi không muốn về nhà tôi có thể qua nhà anh một lát không na thần khẽ nhíu mày do dự một chút an hách tôi không muốn về nhà tôi có thể qua nhà anh một lát không không vấn đề gì an hách cười đi thôi trên đường trở về chỗ an hách hai người đều không nói với nhau câu nào an hách là vì lạnh cả người bị gió thổi đến đông lại hàm răng thì cứ va vào nhau vì rét ngược lại thì không nhìn ra na thần có lạnh hay không an hách chỉ cảm thấy hắn có chút thất thần mãi cho đến khi ra khỏi thang máy lấy chìa khóa mở cửa ra an hách mới cảm thấy ấm lên một chút y đẩy cửa vào tất cả đèn trong phòng đều bật khiến y bình tĩnh lại chưa dọn dẹp nên hơi bừa bộn chút. Anh sợ tối hả, Na thần đi vào phòng, đứng ở phòng khách nhìn xung quanh. Không sợ, cậu ngồi đi, ăn hách vào phòng bếp, dạo qua một vòng rồi lại đi ra. Y vốn định tìm chút đồ uống để mời Na thần, kết quả phát hiện chỉ có mỗi nước sôi, Y đành phải cầm cái ly ra hỏi Na thần, uống nước không? Có sữa không? Na thần lơ đãng hỏi lại. Không có, ăn hách dơ ly lên. Bia? Không có cà phê. Không có. Vậy có cái gì? Na thần ngồi dựa vào sofa. Nước, ăn hách chỉ vào chai nước, hơn nữa còn là nước lạnh. Na thần nhìn y, nở nụ cười, anh trải qua những ngày này thế nào? Cậu có muốn ăn hách đột nhiên nhớ ra nguyên liệu làm trà trái cây mua bên siêu thị lần trước vẫn còn, cậu làm trà trái cây không? Chỗ tôi có nguyên liệu đấy. An Hách đem nguyên liệu nấu đặt lên bàn, nhìn Na Thần, đủ chưa? đủ rồi na thần chống tay lên bàn nhìn nửa ngày cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu khóe miệng dần cong lên hắn cười an hách anh nhớ tôi phải không nấu hay không an hách chỉ vào nguyên liệu nấu na thần cười gật đầu đi vào phòng bếp đem qua đây đi an hách đứng cạnh na thần đây là lần đầu tiên kể từ khi y mua căn hộ này tới nay trong phòng bếp có người lại thành thạo sử dụng các tô thủy tinh lẫn dụng cụ y chưa từng dùng quá 10 lần mớ dứa to nhỏ không đều an hách thái lần trước sau khi qua tay na thần liền đẹp và đều tăm tắp nhìn rất dễ thương bỏ vào ấm đi na thần chỉ huy y an hách rửa tay bỏ những miếng dứa vào trong ấm ít như vậy thì có đủ không lần trước tôi bỏ vào gấp đôi đấy na thần nhìn tay y tay thầy an đẹp thật đấy cảm ơn an hách cũng nhìn tay mình ai cũng nói vậy hết na thần cười có đánh đàn không chỉ chơi được mỗi bài ngôi sao nhỏ thôi an hách bỏ hết dứa vào trong ấm rồi đưa ngón tay lên miệng liếm na thần không nói gì mà chỉ quan sát y trong mắt có thứ ánh sáng kỳ lạ sao thế an hách nhìn hắn không hiểu đừng dụ dỗ tôi na thần kéo tay y đến trước mặt mình cúi đầu ngầm lấy ngón tay y đầu lưỡi liếm một lượt sau đó cắn nhẹ một cái tôi sẽ phát tình đấy đầu lưỡi mềm mại lướt qua ngón tay khiến hô hấp của an hách đột nhiên trở nên căng thẳng trong lòng lại ấm áp như là được lớp nhung bao bọc. An Hách nhanh chóng rút tay về, chỉ chỉ cái ấm, có thể nấu chưa? Chưa, Na Thần cười khẽ, chậm rãi mở lọ mứt ra, bỏ chút mứt chanh dây vào ấm, sau thêm vào hai lát chanh, thế anh nấu xong ra vị gì? Vị thuốc chuột, An Hách đứng dựa vào một bên nhìn, để học sinh của tôi uống hết rồi. Anh bỏ đồ vào nhiều quá, Na Thần khoanh tay, chăm chú nhìn ấm trà trên bếp từ, bỏ một chút là đủ rồi, như thế này nè phải canh sao, An Hách cảm thấy đầu hơi choáng, ở bên ngoài gặp gió thì chẳng có cảm giác gì, về đến nhà được sưởi ấm có một lúc thì cả người lại như nhũng ra, chỉ muốn đến nằm sắp xuống sofa thôi. Tôi trông là được rồi, Na thần nhìn y một cái, tôi thích nhìn. Nhìn cái gì, An Hách vừa định ra phòng khách, nghe thấy lời này liền dừng lại. Cái gì cũng thích nhìn, Na thần xoay người lấy hai cái ghế dựa trong phòng ăn qua, tôi thích phòng bếp, có người ở phòng bếp nấu cơm hay nấu nướng này nọ thật không? An Hách ngồi xuống ghế, hai người cùng nhìn sang cái bếp. Ngoài trừ đun nước ra thì anh còn có thể làm gì khác không? Na thần cầm cái muôi nhẹ nhàng khuấy trong ấm, miếng dứa cùng hạt quả chanh dây chuyển động trong nước, lúc chìm lúc nổi. Nấu mì, An Hách nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, mì gói. Có mì không? Mì gói cũng được, Na thần cười khẽ, sáng mai tôi sẽ nấu mì cho anh nếm thử. Không có cái gì hết, lúc nói ra những lời này, An Hách có chút buồn bực đúng vậy, ở nhà y chẳng có cái gì hết, tủ lạnh trống trơn còn bếp thì lúc nào cũng lạnh lẽo. Không sao, tôi sẽ đi mua, na thần liếm mui, rồi thả mấy viên đường phèn vào ấm. Thế thì không được, ai lại để khách làm bữa bao giờ, giờ còn đi mua đồ nữa, an hách dựa người vào lưng ghế. Na thần không nói gì, tiếp tục trong cái ấm. An hách quể oải ngồi dựa vào ghế, những lời đó cũng chỉ là vô tâm nói ra, song chữ khách vẫn có phần khiến hắn cảm thấy bên người an hách được bao bởi một lớp phòng vệ không thấy được, không sờ được, không ai bước qua được cũng chẳng thể nào đánh vỡ được. Lát nữa có muốn tắm một cái không? An hách hỏi, trong trại tạm giam chắc chẳng thể tắm đâu nhỉ? Từ, na thần nhìn chầm chầm cái ấm, là đồn công an. Tôi đi xả nước đây, an hách đứng lên vào phòng tắm, ở bên trong nói lớn ra hỏi hắn, cậu làm gì mà bị tạm giữ? Chỉ đua xe, cứ mấy tháng là công an lại đi bắt một lần, đến nỗi chú công an còn nhẵn mặt tôi luôn, na thần nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, tắm bồn hả. Cậu không ngâm thì cứ tắm vòi sen, an hách đi ra, tôi ngâm một lát. Tôi muốn ngâm, na thần bắt được tay an hách. Tay an hách thật mềm, ngón tay vừa thon lại vừa dài, hắn nhéo nhẹ một cái, muốn đề nghị tắm chung xong lại không dám. An hách chắc sẽ từ chối. Vậy vào tắm đi, an hách rút tay lại, Vỗ vai hắn mấy cái rồi trở lại phòng khách, nằm xuống sofa mở tivi lên coi. Sau khi nấu xong trà trái cây, An Hách cuối cùng cũng dùng tới bộ ly thủy tinh xinh đẹp kia. Na Thần cũng chỉ nấu trà theo trình tự bình thường, bỏ vào những nguyên liệu đó nhưng mùi vị khi uống thì khác hoàn toàn với y tự nấu, lại rất thơm nữa. Na Thần ghé vào cái bàn, nâng ly thủy tinh lên trước mũi, đưa qua đưa lại vài vòng. Đến lúc An Hách uống xong một ly, hắn vẫn hơ cái ly như vậy. An Hách đặt ly xuống, vừa định nói chuyện, Na Thần lại đột nhiên nhìn y một cái, số của tôi lưu trong điện thoại tên gì. Tóc giả, An Hách cười khẽ, tìm di động rồi đặt trước mặt hắn, cậu sửa đi. Na Thần cầm điện thoại lên, màn hình khóa cùng màn hình chính đều là ảnh do hệ thống cung cấp, suối nhỏ cùng lá xanh nữa chứ, thật là chẳng có gì thú vị. Điện thoại anh thật y chang mấy ông già, chẳng thú vị gì hết, Na Thần chật lưỡi một tiếng. Mở danh bạ điện thoại ra, các mục phân loại bên trong cũng thật đứng đắn đồng nghiệp bạn học bạn bè học sinh phụ huynh mua hàng danh bà điện thoại của na thần lại không phân loại dù sao cũng chỉ có vài số nên cứ để tất cả chung vậy thôi nhìn phân loại của an hách hắn có chút do dự không biết mình bị phân vào nhóm nào bạn hay là phụ huynh kéo xuống tìm kiếm hắn thấy nhóm chưa phân loại chỉ có một số hắn chỉ tay vào ấn mở tóc giả vì sao tôi không được phân nhóm na thần mở chỉnh sửa liên lạc của mình ra xóa hai chữ tóc giả đánh lại chữ sau đó ngừng lại không biết phân ở đâu cho ổn an hách chăm điếu thuốc tôi có thể phân nhóm giúp anh không na thần ngẫm lại lại xóa cái tên kia đi đánh chữ khác vào xong rồi lại muốn xóa từ tuy cậu an hách gật đầu bít bảy na thần gõ tên xong tạo thêm một nhóm mới rồi chuyển số của mình vào sau đó trả lại cho an hách An Hách nhìn cái tên, y có cảm giác na thần chắc là hiểu được ý tứ của những vấn đề trên đường lúc nãy. Nhóm mới là đáng yêu nhất, An Hách xem xong rồi cười, biết bảy đáng yêu nhất. Từ, na thần cầm ly trà trái cây lên uống một ngụm, chỉ vào mặt mình, anh không cảm thấy tôi dễ thương hả? Có khi rất dễ thương, An Hách nhìn hắn một cái. Thế lúc nào thì không dễ thương, na thần dường như có chút không phục, gõ lên ly mấy cái, nói ra để tôi phản bác chút coi. Không thể nói, An Hách thông dong lên tiếng, cậu phải biết ngay cả cúng cũng có thể biểu đạt chính xác nhu cầu của nó. Tôi không phải cúng, Na Thần hơi nheo mắt, ngón tay vân về môi mình, tôi là báo con. An Hách rất nhanh chuyển tầm mắt qua nơi khác. Buổi tối anh thường làm gì, Na Thần cười khẽ, quay mặt qua nhìn tivi chỉ coi tivi thôi hả? Xem phim, ngủ, ngâm bồn, An Hách nghĩ một lát, y quả thật không rõ bản thân trải qua buổi tối như thế nào, thường là mơ màng mà lãng phí buổi tối một cách tẻ nhạt. Ngâm bồn cũng được tính vào à. Từ An Hách gật đầu, đôi khi vào lúc ngâm bồn còn có thể quay tay, coi như là một hoạt động buổi tối đi. Tôi nghĩ đến cảnh anh không có việc gì làm, phải đi ngâm bồn, vậy có thể gặp anh rồi, na thần đứng dậy đi qua nằm sắp xuống sofa, sofa của anh thoải mái thật đấy. Có khi thôi, An Hách bước qua nhặt áo khoác hắn cởi bỏ dưới người rồi đặt sang một bên, còn cậu, không biết, Na thần gác tay lên trán, âm thanh có chút phiền muộn, nếu ban nhạc không có hoạt động thì tôi cũng chẳng có gì làm, vậy thôi. An hách trầm mặt trong chốc lát, lấy một tờ giấy trắng trên bàn đưa qua, vẽ tranh không. Vẽ người quay diêm hả, na thần quay đầu đi, để lộ một con mắt, làm gì? Trò chơi nhỏ thôi, an hách cầm bút, cậu vẽ một tấm cho tôi xem. Không vẽ, na thần ngắt lời y, đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy, quan sát y là kêu tôi vẽ nhà, cây, người hả? Sau đó phân tích tâm lý của tôi. An Hách nhìn hắn không nói gì, cuối cùng cười khẽ rồi đặt bút xuống. Y đúng là muốn kêu na thần vẽ nhà, cây, người, chẳng qua y đã coi thường na thần rồi. Mẹ hắn đã vậy hắn hẳn quá quen thuộc những thứ này. Hơn nữa tự như còn rất, mâu thuẫn. Không có quần áo hả, tôi đi tắm đây, na thần lại ngã xuống sofa. An Hách vào phòng ngủ lấy một bộ đồ ngủ của mình ra, lại tìm một cái quần lót mới cho hắn. Na thần ôm quần áo vào phòng tắm. An Hách vừa định ngồi xuống, hắn lại từ trong phòng tắm đi ra, cười đẩy ẩn ý, thầy An. Từ, An Hách lên tiếng, nước không đủ nóng hả? Nóng rồi, Na thần cong khóe môi lên, tôi có thể mở laptop trong phòng tắm không? An Hách ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa đổi kênh, được, cứ mở đi na thần trở về phòng tắm đóng cửa lại an hách cầm điều khiển từ xa đổi sang kênh khác nhìn hình ảnh không ngừng nhảy trên tivi y thấy thật vui vẻ chẳng qua còn chưa vui vẻ được bao lâu y liền nghe thấy tiếng động thoát ra từ phòng tắm khiến hô hấp căng thẳng theo địch an hách nhỏ giọng mắng một câu nhìn về phía phòng tắm không biết có phải na thần cố ý hay không mà xem ra đã mở âm lượng lên mức cao nhất tiếng rên rỉ làm máu người sôi lên thoáng từ khe cửa đi ra cho dù TV vừa lúc đang chiếu hí khúc, nhưng thần kinh mẫn cảm đã bị cồn kích thích qua của An Hách cho dù lẫn tiếng chiên trống thì y vẫn nghe rõ được những âm thanh này. Bít bảy, An Hách ở trong phòng khách hô một tiếng, mở nhỏ chút đi. Tiếng rên rỉ trong phòng tắm đột ngột to lên, a, à, đương. Tay cầm ly của An Hách khẽ rung lên một chút, âm thanh này nghe như lạ của na thần. Đồ thần kinh, An Hách thở dài, nhìn chầm chầm vào tivi. Tuy y vẫn dừng tầm mắt lại trên màn hình Nhưng tai lại chẳng nghe lọt câu nào Tất cả đều là tiếng rên rỉ Thở dốc không ngừng truyền tới từ phòng tắm Có chút là y nghe được Có chút chắc là do tưởng tượng ra Giọng của na thần Không qua bao lâu sau Y liền không biết tivi trước mắt chiếu cái gì nữa Mà trong đầu chỉ còn hiện lên thân thể na thần Trong bồn tắm cùng với bàn tay Có khả năng đang đặt vào nơi nào đó trên người hắn Y nhắm mắt lại Với tay lấy cái gối dựa ôm vào khi lấy lại bình tĩnh mới lại mở mắt ra đi chọn kênh khác trên tivi giờ đang chiếu một tiểu phẩm phát lại lần thứ 1.800 nhưng tinh thần vẫn không sao yên được trong thân thể có một ngọn lửa tuy rằng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế nhưng không cách nào có thể dập tắt chịu đựng cho đến khi na thần từ trong phòng tắm đi ra y vẫn không thể lấy cái gối kẹp giữa hai đùi ra được đã quá na thần mặc áo ngủ của y không cài khuy cứ như vậy lấy khăn lau tóc bước ra tôi đổi nước giúp anh rồi khăn này có thể dùng không an hách nhìn hắn một cái rồi chuyển tầm mắt đi nếu ánh mắt này là thực thể có khi đã cuốn lấy vòng eo của na thần bảy tám vòng rồi đây là khăn tôi lau chân xạo na thần cười anh dùng khăn tắm lau chân hả muốn sấy tóc không máy sấy đặt trên bàn trong phòng tôi đấy an hách chỉ vào phòng ngủ của mình tự vào lấy đi an hách na thần không đi về phía phòng ngủ mà bước tới quỳ một chân xuống cạnh y cánh tay chống đỡ cho vai chạm nhẹ vào đúng quần, chỗ anh trữ hàng nặng nha. Cậu đi sấy tóc đi, An Hách từ sofa nhảy lên, cảm giác tê dại từ cánh tay nhanh chóng truyền ra toàn thân, y chạy vào phòng ngủ lấy quần áo, mặc kệ na thần, đi thẳng vào phòng tắm. Nước trong bồn đã thay, laptop vẫn mở, video dừng lại hình ảnh diễn viên bị trói lại, y cũng không nhớ mình có lưu phim này, bình thường chỉ toàn coi mấy bộ kia. Y nhìn chầm chầm màn hình một hồi, bấm chạy, tiếng hét, tiếng trên sùng xã ngay tức khắc tràn ngập phòng tắm trong phòng kín liền vang vọng hết lại an hách cũng không rõ bản thân mang tâm trạng mê hoặc thì uy hay là trả thù mà chậm rãi bước vào bồn tắm nữa cứ vậy mà tựa vào thành bồn tắm nhìn lên trên hình ảnh rất kích thích nếu là bình thường y nhất định sẽ ra tay nhưng hôm nay lại vẫn dựa vào thành bồn không nhúc nhích gì y không biết khi nãy na thần có giống như mình tưởng tượng không dù sau khi có người khác trong nhà thì y không thể nào ở trong bồn tắm mà tự tiêu khiển được Nhìn lên vài phút, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa Có gì không? An hách giảm âm lượng laptop lại, hỏi May mà không có ra tay, nếu mà làm thật thì giờ chắc bị mấy tiếng gõ cửa của na thần dọa chết mất Muốn tôi giúp anh không? Tiếng cười của na thần từ ngoài cửa truyền vào Không cần đâu, An hách trả lời Quá giả dối, na thần cười nói nhẹ nhàng đẩy cửa vào một chút cửa không khóa vậy tôi vào nhé dám vào tôi hoàng cậu an hách tắt video đi lạnh giọng đe dọa cứ cạch một tiếng nhẹ nhàng bị đẩy ra na thần tựa vào cạnh cửa khóe miệng cong lên hoàng đi muốn chết hả an hách nhanh chóng chuyển từ tư thế nữa nằm sang ngồi thẳng lại lúc kéo khăn tắm vừa định đứng dậy đuổi na thần ra thì hắn đã bước vào vươn tay ra đè vai y lại ấn xuống bồn tắm còn bàn tay khác thì di chuyển từ vai xuống đụng vào eo y. Cho dù hoàng thì tôi vẫn còn miệng mà, na thần tới gần y, thấp giọng nói, muốn tôi giúp anh không? An hách đè tay hắn lại, nhìn hắn. Mái tóc của na thần còn hơi ướt rơi ở trước trán, nhìn không rõ ánh mắt hắn, chỉ có tiếng thở nặng nề đầy hấp dẫn. Hoặc là, na thần hạ người xuống, ghé vào tai y hỏi. Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước, khi hô hấp không khí cũng ướt ác, dinh dính, mùi vô cùng. Bên tai An Hách vẫn còn lưu lại tiếng thở dốc khiêu khích thần kinh y trong video trước đó. Y nhắm mắt lại, do dự vài giây, túng chặt lấy bàn tay na thần đang đặt trên thắt lưng y, chậm rãi đẩy xuống. Na thần cúi đầu hôn môi y, cẩn thận hôn từng chút một, tay thì nhẹ nhàng xoa trên bụng y rồi trượt xuống dưới. Dòng nước ấm áp cùng độ ấm của lòng bàn tay khiến người An Hách như nhũng ra rồi dần trượt xuống dưới nước. Na thần lần theo xuống, hôn đến trên cằm rồi nhẹ nhàng cắn lên vai y một cái an hách hừ một tiếng rất nhỏ mang theo tiếng thở dài nhỏ gần như không thể nghe thấy sợ tay ra sau lưng na thần na thần đứng thẳng dậy áo ngủ cũng chẳng cởi cứ thế bước vào trong bồn tắm quỳ giữa hai chân y tay thì vuốt ve đùi y mẹ kiếp lát cậu cởi trùng ngủ hả an hách nhìn hắn một cái ngủ thế mới có lợi cho chim anh sờ thử xem na thần trả lời rất nghiêm túc ngón tay nắm lưng quần của mình rồi kéo xuống rất khỏe mạnh Cậu tốt nhất thành thật chút đi An hách nâng tay khẽ nhéo cầm hắn Đây là địa bàn của tôi đấy Từ na thần gật đầu Thật nhanh chóng cúi đầu ngầm ngón tay y vào miệng Mập mờ nói Tôi vừa tự làm đấy Mặt cậu thật An hách cảm khái tự đáy lòng Tay na thần đột nhiên tăng tốc độ Nửa câu sau của y bị kẹt trong cổ họng Ừ Tôi làm thế cũng muốn vì anh yên tâm thôi Na thần nâng một chân y đặt lên thành bồn tắm nhẹ nhàng vân về cẳng chân y, ở đồn tôi không sao ngủ ngon được, lại tự mình làm rồi, tối nay không thể làm gì anh được đâu. An Hách không biết nên nói cái gì, trong đầu vốn đã rất đặc rồi giờ thêm từng trận khoái cảm, chỉ đáp lung tung một câu, vậy thì hầu hạ cho tốt đi. Na thần cởi bộ đồ ngủ đã ướt đẫm trên người xuống, trên làn da bóng loáng mang theo những hạt bọt nước, từng hạt một lóe ánh sáng. An Hách theo dõi khuôn mặt hắn, vào thời điểm này na thần lúc nào cũng thật hấp dẫn khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn nhào vào cắn một cái na thần quay đầu đi hôn lên đùi y đang đặt trên thành bồn tắm vương đầu lưỡi ra liếm xuống từng chút một đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt qua làn da y rồi lại trượt vào trong nước cái kiểu liếm cắn nhẹ nhàng trong nước này mang đến khoái cảm khiến an hách hưng phấn y đặt tay lên thành bồn để đỡ lấy người nếu buông ra có lẽ y sẽ trượt thêm xuống nước mất đầu lưỡi của Na Thần dần hướng tới gần chỗ mẫn cảm nhất của Y, ngón tay An Hách cùng lúc dần nắm chặt lại. đang muốn nhìn xuống nước coi một chút, Na Thần lại đột nhiên nhẹ nhàng nằm lấy nó. A, à, An Hách đột ngột ngửa đầu, tiếng trên rỉ không chút khống chế thoát ra từ cổ họng. Không đợi Y tỉnh lại, đầu lưỡi Na Thần đã cuốn lấy mà bắt đầu liếm. Y khẽ cắn môi, có chút không kìm được tiếng trên rỉ. A, à, cảm giác được bao lấy, nhả ra, ngậm vào bị khiêu khích dưới làn nước ấm áp vừa xa lạ mà lại kích thích mái tóc mềm của na thần thỉnh thoảng cò nhẹ vào đùi trong của y an hát thò tay nắm lấy tóc của na thần đè xuống na thần rất nghe lời tiếp tục nuốt sâu vào khoái cảm khi xâm nhập vào cuốn họng nháy mắt vây lấy y chân gác lên bồn tắm co quắp lại loại kích thích này khác với khi bị tiến vào dòng nước ấm áp nhẹ lướt qua dây dưa bao lấy đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng vẽ lên lần lượt mút sâu vào tất cả mọi thứ đều khiến An Hách có chút không thể hô hấp. Na thần chậm rãi đụng tay đến bụng y, rồi xoa bóp vuốt ve với nhịp độ vừa phải trên thắt lưng đó. ham muốn của An Hách không ngừng dâng lên như đổ dầu vào lửa, càng cháy càng nỏ, ngọn lửa trong thân thể tàn phá không ngừng. Y đột nhiên nắm chặt tóc Na thần, kéo lên trên, Na thần thả ra rồi trồi lên mặt nước, tay thì tiếp tục xoa nắng, hửng. Muốn bắn, An Hách thở hổn hển, thấp giọng trả lời y không định chỉ vì kích tình mà nã pháo vào miệng na thần dù rằng trong đầu y không ngừng vụt ra hình ảnh như vậy na thần đỡ chân y xuống an hách hít vào một hơi bị hắn kéo vào trong nước khoái cảm lại đánh tới dòng nước ngăn cản tiếng vang lại có thể khiến y càng nghe rõ được bản thân vì dục vọng mà phát ra tiếng rên rỉ không thể hô hấp tự như tất cả ham muốn trong cơ thể đều bị chặn lối đi buộc phải đến thân dưới đầu lưỡi na thần rời khỏi thân thể y chậm rãi áp lên trên người y, hôn y, động tác trên tay trở nên dứt khoát. Những cái vuốt ve nhanh chóng khiến An Hách bỗng ưỡn mạnh người lên, thân thể kéo căng ra. Hết tập 1, cảm ơn quý vị khán thính giả gần xa đã dành thời gian để lắng nghe truyện. Thiên Minh xin chúc quý vị giữ gìn sức khỏe thật tốt và mãi an yên trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập 2 của câu chuyện thân ái